chương 21, tới mục đích địa lúc sau, ngu khuyết chưa đã thèm, thậm chí cảm thấy này lộ trình thật sự quá ngắn, nàng thậm chí đều không kịp hưởng thụ lữ đồ mau lạc. Nuốt vàng thú đáp xuống ở trên mặt đất, một M75 xoái khí sư nương tiêu sái mà nhảy xuống tới, xoay người liền duỗi tay đi tiếp một mét sáu xuất đầu ngu khuyết, ngu khuyết hạnh phúc nhào vào xoái khí sư nương ôm ấp, bị xoái khí sư nương thân thủ ông xuống dưới, sư tỷ cũng tùy theo nhảy xuống tới, ông nhu sờ sờ ngu khuyết đầu, ông nhu nói, đi rồi lâu như vậy, tiểu sư muội có đói bụng không? Còn có nửa canh giờ không sai biệt lắm cũng là bữa tối thời gian, hôm nay đại sư tỷ tự mình xuống bếp, tiểu sư muội muốn ăn cái gì? Ngu khuyết kinh hỉ, sư tỷ còn sẽ xuống bếp, sư tỷ tự tin cười, không nói chơi, đời trước chỉ biết cà chua xào trứng ngu khuyết hung hăng mà mộ, hơn nữa. Hơn nữa. Còn có cái gì sao mỹ nhân cho ngươi rửa tay làm canh thang càng hạnh phúc sự tình sao? Ngu khuyết hạnh phúc nói, sư tỷ làm cái gì ta đều ăn sư tỷ triều mến sờ sờ nàng đầu tiểu sư mùi thật đáng yêu a à, mỹ tư tư mà lúc này soái khí sư nương cũng vẻ mặt mỉm cười nói đã có mỹ thực không có rượu ngon chẳng phải đáng tiếc ba mươi năm trước ta thân thủ những một hồ lê hoa bạch hiện giờ cũng tới rồi khai phong thời điểm ta cùng với hai vị cô nương nhất kiến như cố không bằng tối nay liền không say không về tốt không mỹ tư tư hai ngu khuyết vội vàng gật đầu hảo 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 đại sư tỷ đỡ trưởng mà cười đại thiện vì thế ba cái nữ hài dăm ba câu ước định đêm nay cùng nhau ăn cơm uống rượu thức đêm nhảy đít cô sau đó các nàng mới nhớ tới nơi này còn có những người khác ngu khuyết vội vàng quay đầu liền nhìn đến hai người một cậu trầm mặt không nói đứng ở cách đó không xa không biết vì sao kia thân ảnh thoạt nhìn cư nhiên có hai phân hiu quạng sư nương mạc danh cảm thấy này hai người một cậu thoạt nhìn cư nhiên có chút đáng thương nàng do dự một lát chần chờ nói bằng không hai vị tiên quân cũng cùng nhau lại đây Sư Tôn nhìn nhìn cười ngây ngô tiểu đồ đệ, lại nhìn nhìn rõ ràng đã đối tiểu đồ đệ tràn ngập hảo cảm người trong lòng, lòng tràn đầy hoang mang. Hắn rõ ràng đã dựa theo thư thượng tới, hơn nữa hắn cùng tiểu đồ đệ cũng là cũng là trước sau chân nhận thức người trong lòng, vì sao hắn một đốn thao tác xuống dưới cùng người trong lòng tiến độ còn tạp ở sơ quen biết, thường, nàng đối chính mình ấn tượng vẫn là mới vừa nhận thức người xa lạ, mà tiểu đồ đệ chỉ cùng người trong lòng ngồi một đường con thỏ liền nhất kiến như cố, chẳng lẽ tiểu đồ đệ còn có cái gì đến không được thư chưa cho hắn xem sư tôn không khỏi trầm ngâm nhưng là hắn còn chặt chẽ nhớ rõ ba mươi ngày làm nạn đối với ngươi muốn ngừng mà không được trung nam đức thủ tục một trăm điều trung thứ hai mươi ba điều báo cho một cái hiểu chuyện nam nhân không thể cho chính mình nữ nhân thêm phiền toái nữ nhân chi gian tụ hội nam nhân tốt nhất không cần nhúng tay vì thế sư tôn lộ ra một cái hiểu chuyện mỉm cười nói các ngươi chơi đến vui vẻ liền hảo chỉ có yến hành chu yên lặng nhìn trước mắt một màn đời trước ma nữ rửa tay làm canh thang đời trước ma đầu lập chí phải làm hiền lương thuộc đức đàng hoàng phụ nam đời trước yêu hoàng biến thành cẩu giờ này khắc này toàn bộ sư môn tựa hồ cũng chỉ dư lại hắn còn xem như cái người bình thường soái khí sư nương phòng luyện khí ở một tòa khu mỏ cách đó không xa độc chiếm một tòa thanh tú tiểu đỉnh núi nói là phòng luyện khí kỳ thật cả tòa đỉnh núi đều là nạn địa bàn trụ hạ bọn họ mấy cái dư giả a à, vẫn là cái phú bà. Ngu khuyết lúc này hết sức ghen ghét, cảm thấy soái khí lại tính tình tốt phú bà sư nương nếu là thật bị sư tôn đuổi tới tay, kia thật đúng là sư tôn chiếm đại tiện nghi, vì cái gì liền không có phú bà tiểu tỷ tỷ có thể làm nàng đời này đều không cần nỗ lực. Hệ thống rốt cuộc không thể nhìn được nữa, hỏi, cho nên, kế vai ác cứu rỗi kịch bản lúc sau, ngươi còn chuẩn bị lấy người ở rễ kịch bản, ngu khuyết trầm tư, cũng đúng, hệ thống vô ngữ, ngu khuyết nhìn nhìn thời gian, đầy cõi lòng chờ mong chờ phó hai cái tiểu tỷ tỷ yến hội. Mà đang ở lúc này, sư tôn đột nhiên truyền âm làm nạn qua đi, ngu khuyết đầy đầu mờ mịt chạy qua đi, vừa vào cửa, liền thấy bạch y sư tôn phong khinh vân đạm bối thân đứng, quan bóng dáng là có thể làm người nghĩ đến nhân gian trích tiên này bốn chữ. Sau đó hắn quay đầu, một trương miệng, trích tiên nói, khuyết nhi, kia bổn, ba mươi ngày làm nạn đối với ngươi muốn ngừng mà không được, hay không còn có đệ nhị bộ, ngu khuyết không rõ nguyên do, đề nhị bộ. Đã không có A, cũng chỉ có một cái phiên ngoại thiên, ta đã cấp sư tôn A, nhớ tới phiên ngoại thiên đều là chút gì đó sư tôn, hắn mặt già đỏ lên, nhưng quay đầu nhìn đến nhà mình tiểu đệ tử chính vẻ mặt tò mò mà nhìn hắn, hắn như củ cường chống trách cứ nói, ngươi tuổi còn nhỏ, này đó lung tung rối loạn đồ vật về sau thiếu xem, ngu khuyết ngoan ngoãn ứng thanh là, sư tôn khụ một tiếng, nhàn nhạt hỏi, cho nên, không có mặt khác thư sao, ngu khuyết liền hỏi nói, sư tôn kia một quyển đã xem xong rồi sao? Trích tiên phong khinh vân đạm nói, đọc lầu lầu, bình tĩnh trên mặt toát ra hơi hơi tự tin. Ngu khuyết, Ngưu phê, sau đó nàng liền nghe thấy nàng cái này có thể đem 300 trang thư đọc lầu lầu học bá sư tôn hỏi, nếu là không có mặt khác thư nói, khuyết nhi dùng chính là thư thượng nào nhất chiêu, mới có thể làm mạc cô nương đối với ngươi nhất kiến như cố, lần này đến phiên ngu khuyết ưỡng ngực ngẩng đầu. Nàng tự tin nói, sư tôn, cái này kêu nhân cách mị lực, sư tôn hắn bình tĩnh nói, hảo, không có việc gì, ngươi đi đi, ngu khuyết đầy đầu mờ mịt chạy tới, lại đầy đầu mờ mịt trở về, đi tới cửa khi, sư tôn đột nhiên lại gọi lại nàng, khuyết nhi, ngu khuyết quay đầu, cổng quan, sư tôn thấy không rõ khuôn mặt, ngu khuyết chỉ có thể nghe được hắn thanh âm bình tĩnh nói, kia hồ lê hoa bạch, thích nói, phải hảo hảo uống đi, ngu khuyết chần chờ, không rõ nguyên do gật gật đầu. Sư Tôn nhìn chính mình tiểu đồ để bước chân vui sướng đi ra ngoài, khá tốt, hắn tưởng đời trước, cũng từng có người ước định chờ nàng trở về sau liền cùng nhau uống lên kia hồ lê hoa bạch, nhưng hắn rốt cuộc không có uống thượng kia bầu rượu. Đời này, chính mình đồ để có thể thấy chính mình uống lên kia hồ lê hoa bạch, cũng coi như là cái viên mãn kết cục. Sư tỷ thân thủ làm đồ ăn hương khí phát mũi, sư nương thân thủ những rượu tinh khiết và thơm vô cùng. Ba nữ nhân liền ánh trăng ngồi ở đình hóng gió hạ, chơi tu chân giới bản đại phú ông. Đây là ngu khuyết cố ý dùng hai cái tích phân từ hệ thống nơi đó đổi lại đây, vừa ra tràng liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Khai cục mỗi người đều là luyện khí kỳ, trong tay đều có 30 cái linh thạch, vứt xuất sắc quyết định ở bàn cờ thượng đi bước số, có thể tùy cơ đến sự kiện có bái sư, luận võ thắng lợi kiếm lấy bao nhiêu linh thạch, khế ước thú, trụy nhai, vân vân. Sư nương cùng sư tỷ cũng chưa gặp qua như vậy chơi pháp, trong lúc nhất thời cảm thấy hứng thú, ba người một người một quả quân cờ liền chơi tiếp, sau đó ngu khuyết liền phát hiện, sư nương cùng sư tỷ vận khí tự hồ đều không tốt lắm chơi đến một nửa, ngu khuyết đều đã thành công bái sư, tu vi từ luyện khí kỳ thăng cấp tới rồi trúc cơ kỳ, còn kế thừa nào đó bà con xa thân thích di sản, tài sản lập tức tiêu lên tới hai vạn linh thạch. Mà sư tỷ cùng sư nương hai cái, một cái bởi vì đánh nhau ẩu đã bị bắt vào tù, một cái bị yêu tộc chọc tới đào linh thạch, thật vất vả hai người đều trốn thoát, lại lần nữa vứt xuất sắc. Sư nương tùy cơ tới rồi, thành thân, sự kiện, ngu khuyết tắm tắt, thành thân yêu cầu kết linh khế, tu vi giảm xuống ba tầng sư nương sắc mặt một chút liền thay đổi sau đó đến phiên sư tỷ sư tỷ xuất sắc ném đi tùy cơ tới rồi sự kiện lóe hôn ngu khuyết tức khắc vẻ mặt đồng tình ngươi cùng một người nam nhân nhất kiến chung tình đương trường lóe hôn sau đó bị nam nhân lừa hôn tài sản giảm phân nửa lần này sư tỷ sắc mặt cũng thay đổi hai cái đồng thời thua tại nam nhân cái này hạm thượng nữ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái sư nương sách nam nhân ảnh hưởng ta luyện khí tốc độ sư tỷ a à, nằm nhận ảnh hưởng ta kiếm tiền bước chân sau đó hai người trò chơi cũng không chơi ngu khuyết trơ mắt mà nhìn các nàng từ chơi trò chơi đến phun tạo nam nhân sư nương ta có một cái vị hôn phu sư tỷ ta cũng có một cái thanh mai trúc mã sư nương ta cái kia vị hôn phu cũng không phải ta chân chính vị hôn phu chúng ta ước định vượt qua gia tộc nguy cơ lúc sau đường ai nấy đi đến ai biết hắn sách sư tỷ a à, ta nhìn thật ra cho rằng hắn là ta chân chính thanh mai trúc mã, nhưng ai biết. Quả nhiên vẫn là lòng người khó dò, sư nương, hắn thật sự quá mức vụng về, sư tỷ, hắn cũng thực sự tục tăng, ngu khuyết ở một bên rung bần bật bưng chén rượu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người từ từng người vị hôn phu, thanh mai trúc mã, phun tào đến này khắp thiên hạ nam nhân, rung bần bật không dám nói lời nào, cuối cùng. Hai nữ nhân ở nam nhân chuyện này thượng đạt thành nhất trí, sư nương, thật nữ tử quả nhiên hay là nên rời xa nam nhân sư tỷ tới gần nam nhân sẽ trở nên bất hạnh vì thế nghĩ đến nhìn xem các nàng uống thế nào sư tôn liền nghe được chính mình người trong lòng cùng chính mình đại đồ đệ như vậy lên tiếng sư tôn khả năng hắn tới không phải thời điểm sư tôn hoài nghi nhân sinh nhưng mà nhìn nói nam nhân vẻ mặt không kiên nhẫn người trong lòng hắn dừng một chút yên lặng đi rồi hắn tưởng quả nhiên vẫn là đến tiếp tục tu luyện nam đức mà bên kia mắt thấy sư tôn tới lại đi ngu khuyết trung run rẩy rẩy giơ lên tay kỳ thật nàng tưởng cấp sư tôn nói nói lời hay sau đó hai cái xinh đẹp tỷ tỷ đồng loạt nhìn lại đây ngu khuyết tức khắc không dám nói lời nào hai cái xinh đẹp nữ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái không hẹn mà cùng một tả một hữu ông lấy nàng bả vai sư tỷ thanh âm hơi khàn triền miên tiểu sư muội về sau nhưng ngàn vạn không thể bị nam nhân lừa ngươi nếu là có tiền đồ chút có thể lừa mấy nam nhân sư tỷ duy trì ngươi Ngươi nếu như bị nam nhân lừa, tiểu tâm sư tỷ ở ngươi phạm xuẩn phía trước trước đem ngươi nhốt trong phòng tối nha, sư nương thanh âm chân thành, tiểu nha đầu, nhớ kỹ ta nói, đường đường nữ tử không thể bị cảm tình tả hữu, ngu khuyết, hảo, tốt, hai người đều vừa lòng, sau đó tiếp tục uống rượu, từ vào đêm vẫn luôn uống đến giờ tí, sư tỷ cùng sư nương uống thượng đầu, hai người nhất thời hứng khởi quyết định tỷ thí tỷ thí, sau đó liền đem toàn bộ định hóng gió đều cấp hủy đi. Ngu khuyết sắc mặt đỏ bừng ngồi ở phế tích phía trên cho các nàng vỗ tay, đầy đất tìm nhị hồ, nhị hồ đâu? Ta nhị hồ. Ta muốn kéo đầu khúc cho các nàng trợ trợ hứng. Sư tỷ, Ngươi muốn hay không nghe một chút cao nguyên thanh tạng? Ta trực tiếp cho ngươi sướng được không? Sư tỷ nghe không rõ, ngươi muốn thượng cái gì cao nguyên? Không được. Ngươi liền ngự kiếm đều không biết, như thế nào thượng cao nguyên, ngu khuyết bất mãn, sẽ không ngự kiếm như thế nào không thể sướng cao nguyên thanh tạng. Ta muốn cho con thỏ mang theo ta trời cao Thomas xoay tròn sướng, Harry Potter cưỡi cái chổi phi, sư nương nghe được con thỏ ngẩng đầu lên, cái chổi. Cái chổi không phải quét rác sao? Có thể phi sao? Ngu khuyết nghiêm trang gật gật đầu, có thể. Ta có thể giáo các ngươi, cái này kêu ma pháp, ba người lừa đầu không đối mã miệng nói được thập phần khởi hưng, nghe thấy đồng tỉnh chạy tới nhìn xem sư tôn cùng yến hành chu. Lan hình tiêu chức thở dài, tiến lên cắn ngu khuyết quần áo đem nàng hướng phế tích ngoại kéo. Ngu khuyết quay đầu vừa thấy, tức khắc kinh hỉ, tiểu cát. Ta lại cho ngươi làm một bộ quần áo, sau đó duỗi tay liền phải kéo tiêu trước cái đuôi, tiêu trước điên cùng dãy dùa, yến hành chu tắm tắt hai tiếng, tiến lên nắm ngu khuyết sau cổ đem nàng sách lên, hắn nói, đi ngủ, ngu khuyết lớn tiếng nói, không ngủ được. Sư tỷ, Mạc tỷ tỷ, không phải nói muốn cưỡi cái chổi đi cao nguyên thanh tạng sao có người không cho ta đi các ngươi mau tới cứu ta sư tỷ cùng sư nương thập phần giảng nghĩa khí lập tức chạy tới liền phải giải cứu ngu khuyết sư tôn cùng tiêu trước chạy nhanh tiến lên cảng hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn cuối cùng mọi người phế đi sức của chính trâu hai hổ rốt cuộc đem ba nữ nhân tách ra mà lúc này ngu khuyết ông chén rượu sớm đã ngủ bất tỉnh nhân sự yến hành chu nhìn bị chính mình xách ở trong tay chảy nước dãi chảy hắn một tay áo ngu khuyết, nhắm mắt, ở trong lòng nói cho chính mình này tốt xấu là tiểu sư muội không thể đánh cũng không thể giết. Sư tôn ông mặc hàng xanh, tư thế cứng đờ lại thủ lễ đem nàng đưa trở về, tiêu chức nhìn nhìn, nhận mệnh chở chính mình sư tỷ trở về, yến hành chu một tay sách theo chính mình sư muội sắc mặt xanh mét mà trở về đi. Hắn đem ngu khuyết đưa về nàng chính mình phòng, trực tiếp hướng trên giường một vẫn, quay đầu muốn đi, sau lưng, ngu khuyết không tự chủ được co rúng lại một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, lãnh, Yến Hành Chu bước chân một đốn, sau một lát, hắn lại xoay người, đem chăn cái ở trên người nàng, ngu khuyết nhất chân vừa dẫm, Yến Hành Chu, hắn lại cái, nàng tiếp tục đặng. Yến Hành Chu trầm mặt một lát, trực tiếp đem chăn bốn cái giác đều thi chú cố định ở trên giường, kín mít, sau đó hắn mắt lạnh nhìn nàng đặng, 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 đặng không khai, ngu khuyết nghẹn đỏ mặt, Yến Hành Chu vỗ vỗ tay, vừa lòng rời đi. Vì thế ngày hôm sau, Ngu khuyết là bị nhiệt tỉnh. Nàng làm một cái rơi vào dung nham đáng sợ mộng, mồ hôi đầy đầu tỉnh lại, liền phát hiện chính mình bị không biết là ai kín mít bọc vào trong chăn. Ngu khuyết lập tức sốc chăn, sốc bất động. Ngu khuyết kinh hãi, hệ thống, ta bị chăn phong ấn, hệ thống hữu khí vô lực nói, bốn cái giác sốc không khai, ngươi có thể từ phía trên bò ra tới. Ngu khuyết rốt cuộc cố bừng lên, sau đó, ký ức thu hồi, nhớ tới chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn ngu khuyết, hệ thống, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua, ngu khuyết bay nhanh, không nhớ rõ, ngày này, đêm qua say rượu nhảy đít cô ba cái nữ hài không hẹn mà cùng quyết định mất trí nhớ, ngu khuyết rời giường, rửa mặt qua sau, tránh đi sư tôn bọn họ, đi tìm sư nương, sư nương không biết đêm qua bị sư tôn mang đi lúc sau đã trải qua cái gì, sáng sớm liền chạy tới phòng luyện khí làm nghề nguội, nàng tiến phòng luyện khí thời điểm, toàn bộ phòng bị bếp lò thiêu đỏ bừng, sư nương mặt cũng đỏ bừng, không biết có phải hay không nhiệt sư nương giơ tay huy chù y động tác gian toát ra lưu sướng cơ bắp đường công nhưng động tác không biết vì cái gì luôn có chút dại ra nàng thậm chí không phát hiện ngu khuyết vào được ngu khuyết từ sau lưng kêu nàng nàng lúc này mới phản ứng lại đây chạy nhanh quay đầu lại ngu khuyết hồn nghi mà nhìn nàng mạc tỷ tỷ người tối hôm qua sư nương tam liên phủ nhận không phải không có cái gì cũng chưa phát sinh nga vậy tuyệt đối là phát sinh cái gì ngu khuyết tri kỷ không hỏi mà là nghiêm trang nói ân ta minh bạch ta kỳ thật là có chính sự sư nương cũng nghiêm trang cái gì chính sự ngu khuyết ta muốn cho ngươi trước giúp ta chế tạo một phen phi hành pháp khí sư nương phi kiếm sao ngu khuyết lắc đầu không phải ngu khuyết rất rõ ràng nàng dùng phi kiếm phi không đứng dậy kỳ thật là khắc phục không được trong lòng kia đạo khảm nhưng đêm qua kia tràn say rượu cho nàng linh cảm tu chân giới phi hành pháp khí không ngừng có phi kiếm chỉ là phi kiếm càng vì điển hình mà quan nàng chính mình biết đến liền có tiên tử ái dùng phi thiên giải lụa rực rỡ cùng với các loại tạo hình phi thiên tử hồ lô mà nếu là có như vậy một cái phi hành pháp khí có thể đột phá phi kiếm cho nàng tạo thành bóng ma tâm lý nói nàng vừa vặn biết có một cái nàng như thế như vậy nói sư nương một lời khó nói hết ngẩng đầu thật sự phải làm thành cái kia tạo hình ngu khuyết nghiêm trang gật đầu ngươi tin ta sư nương vẻ mặt khó xử hảo đi cái này tạo hình nói hẳn là thực mau vì thế hai người bế quan làm phi hành pháp khí biết chuyện này cũng biết ngu khuyết đối phi kiếm bóng ma tâm lý sư môn nhóm dứt khoát ở bên ngoài chờ hai cái canh giờ sau pháp khí ra lò phòng luyện khí nội sư nương một lời khó nói hết đem pháp khí giao cho ngu khuyết sầu lo nói này thật sự được không ngu khuyết chắc chắn hành không tin ngươi xem ta đương trường cho ngươi phi một cái ta cảm thấy ta lần này đều không cần học, ta đương trường là có thể phi. Nói, nàng sải bước lên pháp khí, đối, sải bước lên, ngay sau đó, pháp khí cất cánh, siêu một tiếng bay ra phòng luyện khí, nhất kỵ tuyệt trần. Chờ ở phòng luyện khí ngoại mọi người vừa thấy ngu khuyết bay ra tới, còn không có tới kịp vui mừng, nhìn đến nàng pháp khí, sắc mặt đều là biến đổi. Mọi người sôi nổi đứng lên, bên tai, ngu khuyết sướng cổ quái ca điều càng lúc càng xa, Harry Potter cưỡi cái chổi phi. Cưỡi cái chổi phi, cái chổi phi, phi. mặt hàng xanh từ phòng luyện khí đi ra. Mọi nơi một mảnh tĩnh mịch trầm mặt, chỉ có ngu khuyết chợt xa chợt gần tiếng ca. Sau một lúc lâu, Yến Hành chu bình tĩnh hỏi, nàng vì cái gì cưỡi cái cái chổi? Sư nương trầm mặt một lát, nói, bởi vì nàng nói kỵ cái chổi là chính mình từ nhỏ mộng tưởng, có thể kỵ cái chổi phi hành, phi lại cao lại mau nàng đều không có bóng ma tâm lý. Nàng còn cho chính mình cái chổi nổi lên cái tên, kêu niềm bút hai nghìn, ngu khuyết, nữ, xuyên thư trước 24 tuổi, xuyên thư sau 16 tuổi, đời trước không ở 11 tuổi khi chờ đến chính mình hô quát thư thông báo trúng tuyển, đời này ở tu chân giới thực hiện chính mình ma pháp mộng. Nàng cúi đầu triều mến mà nhìn chính mình cái chổi, ngữ khí ôn nhu nói, ngoan ngoãn bảo bối, ta cả đời đều sẽ không rời đi ngươi. Hệ thống trầm mặt thật lâu sau, rốt cuộc bình tĩnh nói, ký chủ, ngươi kỵ cái này cái chổi, ngu khuyết lời lại chính đáng, thỉnh kêu nó niêm bút hai nghìn số hiệu tạo thành hệ thống vô pháp lý giải một cái ha mê kiên trì dừng một chút tự sa ngã thỏa hiệp nói hành ngươi kỵ cái niêm bút hai nghìn đương phi hành pháp khí thật sự không cảm thấy chính mình có cái kia bệnh nặng sao ngu khuyết lời nói thấm thía đã có ngự kiếm phi hành ta đây ngự cái chỗ phi hành lại có cái gì không được hệ thống làm người quan trọng nhất chính là không cần để ý người khác ánh mắt hệ thống có thể nhìn ra được nàng là thập phần không thèm để ý ánh mắt của người khác ngẫm lại xem đi đều là lên đường cái này tiên quân ngự kiếm phi hành anh tuấn tiêu sái cái kia tiên tử giải lụa rực rỡ lăn không phiêu nhiên như tiên nó ký chủ trước mắt bao người móc ra một phen cái chổi hoắc kia nói vậy cũng là cực có bài mặt hệ thống nhìn ngu khuyết ngồi ở cái chổi phía trên gạo thét mà qua thân ảnh giờ khắc này đột nhiên đối chính mình ánh mắt sinh ra nghiêm trọng nghi ngờ nó lúc trước rốt cuộc là thấy thế nào thượng như vậy một cái sa điêu hóa nó ngữ khí hôi bại nói trưởng thành nhiệm vụ một học được ngự kiếm đã hoàn thành, khen thưởng tích phân 10 tích phân, tổng tích phân 35 tích phân, ngu khuyết đắc ý, ta quả nhiên là cái tiểu thiên tài, hệ thống nhìn cái này thiểu năng trí tuệ tiểu thiên tài, bình tĩnh nói, hảo, ngươi hiện tại có thể dừng lại, nó thật sự không nghĩ lại xem nàng kỳ cái chổi cây hai mắt của mình, ngu khuyết lưu lưu tóc, ngữ khí đồng dạng bình tĩnh, dừng không được tới, hệ thống, có ý tứ gì? Ý tứ chính là ngu khuyết cái này thiên tài thủy có thể, nàng có thể ở cảm xúc cực độ kích động dưới cưỡi cái chổi nhảy dựng lên, nhưng nàng hiển nhiên còn không nắm giữ khống chế cái chổi dừng lại năng lực, hơn nữa nàng giống như còn không biết như thế nào chuyển biến, cũng chỉ có thể một cái thẳng tắp đi phía trước phi. Nàng nói được phong khinh vân đạm, hệ thống nghe xong sửng sốt một lát, đột nhiên thét chói tai, như vậy ngươi đều dám phi, ngu khuyết bình tĩnh nói, sợ cái gì, chờ ta linh lực hao hết nó không phải chính mình dừng lại. An tâm, ta có phổ, có phổ ngu khuyết quay đầu lại, Mắt thấy cái chổi càng bay càng cao càng bay càng xa, tầm mắt cuối nàng bọn đồng môn tất cả đều biến thành một tòa đỉnh núi nhỏ tiểu hát ảnh. Nàng dùng sức phất tay, lớn tiếng sướng nói, tái kiến mụ mụ đêm nay ta liền phải đi xa. Đừng lo lắng cho ta ta dùng vui sướng cùng trí tuệ làm mái treo, sau đó cái chổi siêu một tiếng, không ảnh. Mặt đất phía trên, vài người động tác nhất trí mà ngẩng cổ, nhìn ngu khuyết càng lúc càng xa thân ảnh. Sư tôn hoang mang, nàng ở sướng cái gì? Sư nương nghe xong một lỗ tai, lẩm bẩm nói, hình như là cái gì nàng muốn đi xa, còn có cái gì vui sướng trí tuệ. Sư Tôn nhíu mày, vui sướng hắn là nhìn ra tới thật sự rất vui sướng, nhưng hắn cái này đồ đệ thật sự có trí tuệ cái này ngoạn ý sao? Mắt thấy chính mình tiểu đồ đệ một chút ít dừng lại ý tứ đều không có, sư Tôn lại hoang mang, nàng như thế nào bay xa như vậy? Vì cái gì không trở lại? Sư tỷ suy đoán, đại khái là quá hưng phấn tuy rằng nàng cũng không biết một cái cái chổi có cái gì hảo hưng phấn duy độc yến hành chu bình tĩnh nói ra chân tướng bởi vì nàng dừng không được tới vài người động tác nhất trí mà nhìn qua đi yến hành chu tương đương bình tĩnh mà bế lên tiêu trước ở tiêu trước vẻ mặt mộng bức biểu tình trung cởi xuống bị ngu khuyết trở thành dây dắt chó dùng đường quanh co bình tĩnh nói ta đi đem cái kia tiểu trí tiểu sư muội mang về tới đem cái này đường quanh co cấp cái kia tiểu thiểu năng trí tuệ đương dây dắt chó khi hắn là như thế nào cũng không thể tưởng được, cái thứ nhất yêu cầu bị cái này dây dắt chó tìm được cậu tử cư nhiên là nàng, yến hành chu triệu ra phi kiếm, cũng không biết có phải hay không bị kia tiểu thiểu năng trí tuệ độc hại quá sâu, phi kiếm xuất hiện trong nháy mắt, yến hành chu cơ hồ tưởng theo bản năng mà khóa ngồi đi lên, hắn đốn một lát, kiên cường mà bước lên phi kiếm, tuấn mỹ tự yêu thanh niên lăng phong mà đứng, hướng chính mình sư tôn cùng bọn đồng môn nhàn nhạt gật đầu nói, đừng lo lắng. Ta đi đem người mang về tới. Yến Hành Chu cũng đi rồi. Trên mặt đất mấy người trầm mặt một lát, sau một lúc lâu, sư tôn chậm rãi hỏi, vừa mới, Hành Chu có phải hay không tưởng khóa ngồi đi lên? Xanh lam trời quan phía trên, hai cái lên đường tu sĩ vui vẻ thoải mái đạp phi kiếm không nhanh không chậm phi, nên diện đột nhiên mà tới một cái không biết tên vật thể, bay nhanh từ hai người chi gian xuyên qua. Xuyên qua trong nháy mắt kia, bọn họ phản phất còn nghe được một tiếng mượn quá, hai người không hẹn mà cùng sửng sốt quay đầu lại xem qua đi. trong đó một cái tu sĩ do dự nói, vừa mới quá khứ đó là cá nhân. một cái khác tu sĩ càng hoang mang, ta giống như nhìn đến một cái cưỡi cái chổi người. hắn đồng bạn cảm thấy không có khả năng, ta chưa bao giờ nghe nói qua ai phi hành pháp khí là cái chổi. kia tu sĩ lại càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn, ta không nhìn lầm, chính là một người cưỡi cái chổi bay qua đi. nói, trọng độ võng nghiện thiếu niên tu sĩ bay nhanh móc ra huyền thiết lệnh đối với người nọ bóng dáng tới cái lưu ảnh. Lưu ảnh trung chỉ có thể nhìn đến một cái điểm đen nhỏ bóng dáng. Này tu sĩ hỏa tốc đem lưu ảnh chia sẻ tới rồi huyền thiết lệnh thượng, cũng xứng văn nói, hôm nay cùng sư huynh đồng du, cư nhiên nhìn đến một tu sĩ ngự cái chổi phi hành, kỳ thay quái thay, quả nhiên tu chân giới to lớn việc là gì cũng có. Hắn chia sẻ thực mau được đến rất nhiều người nhắn lại, bị người tán đồng nhiều nhất nhắn lại chắc chắn nói, lục gián, người này tuyệt bức là cái kẻ lừa đảo, kế tiếp phỏng chừng liền phải bán ngự kiếm giáo trình đại gia tuyệt đối không cần mắc mưu bị lừa. Ngự cái chổi phi hành, người tốt xấu biên đáng tin cậy một chút. Này tu chân giới nếu là thực sự có người ngự cái chổi phi hành, ta cốc hữu chăm phát sóng trực tiếp biểu diễn nuốt kiếm, cốc hữu châm chính là dược vương cốc thiếu cốc chủ, danh khí pha đại, hắn vừa nói lời nói, tức khắc có không ít người tán đồng, cái này phát thiếp huynh đệ lập tức bị người trở thành kẻ lừa đảo, đại huynh đệ ủy khuất, nảy sinh ác độc nói, kia hành muốn tu chân giới thực sự có người ngự cái chổi phi hành, ta chờ thiếu cốc chủ biểu diễn nuốt kiếm. Nói xong, đại huynh đệ một quan huyền thiết lệnh, có bệnh, mà lúc này, một cái khác địa phương, cốc hữu chăm trực tiếp đem huyền thiết lệnh một quan, mắng, ngốc bức, ngu khuyết đối từ nàng dựng lên một hồi phong ba hoàn toàn không biết, giờ phút này, nàng chính lấy siêu việt tu chân giới 90% tu sĩ phi hành tốc độ phi hành, sau đó thực mau háo không linh lực, ngu khuyết từ giữa không trung đương trường rơi xuống may mà ngu khuyết sớm có chuẩn bị, lập tức mở ra thương thành, một trương huyền phù phù chụp ra tới. Ngu khuyết ở cách mặt đất còn có một mét địa phương ngừng lại, hữu kinh vô hiểm. Nàng nhẹ nhàng mà nhảy xuống tới, nhặt lên rơi trên mặt đất cái chổi, dương mắt vừa thấy, cách đó không xa vừa lúc là một tòa thành. Nàng lập tức quyết định tiên tiến thành ăn ăn uống uống khôi phục linh lực, sau đó chờ chính mình linh lực khôi phục lại bay trở về đi, hoặc là chờ sư môn tới tìm nàng vì thế ngu khuyết sách theo một phen cái chổi liền vào thành hệ thống hỏi nàng kỳ cái chổi cảm giác cái dạng gì ngu khuyết xoa xoa sinh đau mông bình tĩnh nói cảm giác phi thường hảo một chút cũng không cộng đến hoảng ở nàng phía sau chính mắt thấy người này từ một phen cái chổi thượng rơi xuống cốc hữu chăm sợ ngay người hắn nhìn nhìn kia nữ tu bóng dáng lại nhìn nhìn nàng trong tay cái chổi cái chổi phi hành pháp khí sau đó hắn bay nhanh mà mở ra huyền thiết lệnh huyền thiết lệnh giao diện còn dừng lại ở chính mình phát ra cuối cùng một câu thượng. Này tu chân giới nếu là thực sự có người ngự cái chổi phi hành, ta cốc hữu chăm phát sóng trực tiếp biểu diễn nuốt kiếm. Lạch cạch một tiếng, huyền thiết lệnh rơi xuống đất. Ngu khuyết vào thành lúc sau, lập tức chạy về phía tòa thành này lớn nhất một nhà tử lầu. Còn không có bước vào đi, tử lầu tiểu nhị liền vẻ mặt tươi cười ngăn cản nàng, xin lỗi nói, ngượng ngùng A à cô nương, chúng ta tử lầu không thiếu quét rác. Ngu khuyết tức khắc cảm giác chính mình niêm bút hai nghìn đã chịu vũ nhục. Hệ thống, chẳng lẽ không nên là ngươi đã chịu vũ nhục sao? Nàng trực tiếp móc ra mấy viên linh thạch, lớn tiếng nói, đây là ta pháp khí. Sao có thể là bình thường cái chổi, tiểu nhị phủng linh thạch, tươi cười tức khắc cứng đờ. Sau một lúc lâu, hắn cường cười nói, này! Tiên tử pháp khí, thật đúng là đừng cụ một khác, ngu khuyết liền như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh ngang đi vào tử lầu nàng ở lầu một tìm cái không vị ngồi xuống, chờ thượng đồ ăn, chống cầm chờ đồ ăn thời điểm, ngu khuyết vẫn luôn cảm thấy giống như có người nào đang xem chính mình. Nàng không rõ nguyên do mà ngẩng đầu, liền thấy lầu hai dựa vào lan can một cái bàn bên, nàng ở thương đảng sơn nhận thức hảo bằng hữu thẩm thất thất chính nhìn nàng, ngu khuyết đối nàng ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc đều là âm tu. Cái này trường âm tông âm tu còn có thể đủ lý giải cũng tiếp thu chính mình lấy nhạc cụ đương chú ý kén cách làm, thậm chí còn thỉnh giáo một phen, có thể nói thập phần khó được. Nàng lập tức liền phải giơ tay chào hỏi, lại nhìn đến thẩm thất thất một cái kính hướng chính mình nháy mắt, chớp đôi mắt đều phản phất trung rẩy giống nhau, ngu khuyết một đốn. Nàng không tự chủ được mà nhìn về phía thẩm thất thất chung quanh. Nàng bên cạnh tự hồ ngồi không ít người, nhưng bởi vì nàng góc độ vấn đề, nhìn không ra đều là ai. Nhưng bọn họ trên bàn rượu và thức ăn đều dùng không sai biệt lắm, phỏng chừng lập tức muốn đi. Ngu khuyết lại triều chung quanh nhìn nhìn, đã không có nhận thức người, cũng không có có thể tín nhiệm tu sĩ. Nếu là làm cho bọn họ mang theo thẩm thất thất đi rồi, ngu khuyết nghĩ nghĩ, làm lơ thẩm thất thất điên cuồng chớp mắt, nhắc tới cái chổi, lên lầu hai. Cùng lúc đó, nàng nói, hệ thống, mở ra thương thành, giờ này khắc này, lầu hai, thẩm thất thất bên cạnh một cái hắc y tu sĩ đột nhiên nói, thẩm cô nương, ngươi đang xem cái gì, thẩm thất thất cứng đờ, lập tức quay đầu, lãnh đạm nói, không có gì, hắc y tu sĩ nhìn nàng một lát, cười nhạo nói, tốt nhất là không có gì. Một bên, một cái khác hắc y tu sĩ ôm một cái phản phất đã ngủ rồi tiểu cô nương, cười tủm tỉm nói, thẩm cô nương như vậy đau lòng sư muội nghĩ đến cũng là tất nhiên không có gì, thẩm thất thất giống như lãnh đạm mà nhìn hắn một cái, trong lòng lại ở hỏa thiêu hỏa liệu. Nàng liền không nên xem ngu cô nương kia liếc mắt một cái, hai người kia nếu có thể không kinh động bất luận cái gì đồng môn liền đem nàng cùng sư muội tiệc ra tới, ngu cô nương nếu là đối thượng bọn họ, há có thể lạc hảo nàng bổn ý là làm ngu cô nương đi mau, ai biết, nàng cư nhiên lại đây, thẩm thất thất lòng tràn đầy nôn nóng không có cách nào, một cái kính hướng cửa thang lầu xem, sau đó nàng đột nhiên mở to hai mắt, nàng nhìn thấy gì, nàng thấy được ngu cô nương mang đỉnh đầu chạy đường mũ, trong tay cầm một phen cái chổi, giống như mô giống dạng quét chấm đất, nàng trước quét cửa thang lầu, quét sạch sẽ lúc sau, liền một chút một chút triều bên này tới gần. Nàng chạy tới cách bọn họ cái bàn một bước xa địa phương, đây là thẩm thất thất trong lòng đột nhiên lại dâng lên hy vọng. Mà lúc này, ngu khuyết trong lòng ở lấy máu. Nàng bảo bối niêm bút hai nghìn, cư nhiên bị lấy tới quét trác. Muốn cho nàng biết này hai cái hắc y nhân là ai, bọn họ liền xong rồi. Ngu khuyết lặng yên không một tiếng động móc ra từ thương thành đổi trở về thuốc bột, hướng thẩm thất thất làm cái niết cái mũi động tác, thẩm thất thất lập tức ngừng lại rồi hô hấp, ngu khuyết cũng không trì hoãn, trực tiếp ngừng thở, không giấu vết mở ra thuốc bột bao, cái chổi huy động chi gian, thuốc bột nhẹ nhàng bị thổi tới rồi hai cái hắc y nhân phương hướng, cường lực hôn mê phấn, chỉ cần hút vào một ngụm, mặc kệ là người hay quỷ đều được đương trường ngủ. Ngu khuyết tận mắt nhìn thấy hai cái hắc y nhân không hề phòng bị hút vào thuốc bột, trước sau chân nháp một cái, ngu khuyết ngừng lại rồi hô hấp, ba giây đồng hồ, chỉ cần ba giây đồng hồ, mà đang ở lúc này, một cái bóng đen đột nhiên không hề dự triệu xuất hiện ở ngu khuyết phía sau, nhẹ nhàng bân quơ một chưởng đập vào ngu khuyết cổ sau ngu khuyết cổ họng cũng chưa cổ họng lập tức mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất hắc ảnh vung tay lên tỏa khắp với không trung thuốc bột tiêu tán không còn một mảnh hai cái hắc y nhân tức khắc thanh tĩnh kinh sợ quỳ gối trên mặt đất hắc ảnh cười nhạo nói ta nếu là không kịp thời tới các ngươi hai cái liền như vậy bị một cái mới vừa trút cơ tiểu nha đầu âm nói hắn dừng một chút đột nhiên nhìn về phía cửa thang lầu cốc hữu châm mới từ cửa thang lầu ló đầu ra xem chính mở to hai mắt nhìn bọn họ hắc ảnh khẽ cười một tiếng còn có một cái mấy chục dặm ở ngoài yến hành chu theo đường quanh co bay đến nửa đường đột nhiên ngừng lại đường quanh co không có động tĩnh đường quanh có một chỗ khác không có động tĩnh trừ phi là chủ nhân đã không có ý thức này trong nháy mắt yến hành chu sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới trở nên đáng sợ phi thường có ai động người của hắn sau một lát ngoài thành một chỗ phế trạch bên trong ngu khuyết cốc hữu châm cùng thẩm thất thất sư tỷ muội bốn cái xui xẻo trứng bài bài nằm yên ý thức toàn vô hắc ảnh ngồi ở duy nhất trên ghế hai cái hắc y nhân mặt không lên tiếng quỳ hắc ảnh nhìn bọn họ cười lạnh nói chủ nhân tự mình công đạo sự tình cũng dám chậm trễ nếu là hỏng rồi chủ nhân đại sự các ngươi có biết có cái gì hậu quả hai người kinh sợ nói thỉnh ngài trách phạt hắc ảnh nhìn bọn họ phiền chán nói nếu lộ hành tung liền đem cái đuôi xử lý sạch sẽ hai người liếc nhau cái cái gì cái đuôi hắc ảnh xem này hai người vụng về phản ứng đã quyết định hai người kia tuyệt đối không thể lại dùng hắn lạnh lùng nói vô duyên vô cớ trống rỗng mất tích hai người như thế nào có thể hành các ngươi lục soát ra bọn họ huyền thiết lệnh cho bọn hắn thân cận người gửi đi tin tức liền nói hai người kia bị trói làm cho bọn họ giao tiền chuột đem bọn họ mất tích định tính thành bắt cóc tiền chuột hướng giá cao nói không thể đồng ý thuận thế giết con tin hai người bừng tỉnh đại ngộ lập tức đi lục soát bọn họ huyền thiết lệnh. Một cái hắc y nhân bắt được cốc hữu châm huyền thiết lệnh, vừa mở ra huyền thiết lệnh, kia mặt trên rậm rạp mấy trăm cái thông tin người xem hắn da đầu ma phát, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nên cho ai phát mới hảo, hắn do dự một lát, lựa chọn đem cái này bắt cốc tin tức đàn phát, vì thế trong chốc lát, cơ hồ sở hữu tông môn đều biết dược vương cốc thiếu cốc chủ cốc hữu châm bị bắt cốc, trong đó một người bay nhanh trở về tin tức, các ngươi muốn nhiều ít. Hắc y nhân nghĩ, công phu sư tử ngoạm, này bốn chữ, mở rộng ra khẩu nói, tam vạn linh thạch, bên kia đốn đều không đốn một chút liền nói, ngươi từ hắn nhẫn trữ vật lục soát, hắn nhẫn trữ vật có năm vạn linh thạch, các ngươi trực tiếp lấy đi là được, nhiều ra tới hai vạn linh thạch phiền toái các ngươi nhiều đi một chuyến đem kia mười năm không hồi quá gia hỗn tiểu tử cho ta đưa về tới, Hắc y nhân. Một cái khác Hắc y nhân bắt được ngu khuyết huyền thiết lệnh, ngu khuyết huyền thiết lệnh thượng liền bốn cái thông tin người tiểu bạch mặt sư tôn, xinh đẹp sư tỷ, soái khí sư nương cùng cổ cổ quái quái tiểu sư huynh, đều là sư môn người, vậy là tốt rồi làm, cái này hắc y nhân cũng lựa chọn đàn phát, vì thế, cùng thời gian, tương lai thêm ở bên nhau hơi kém lòng chết nam nữ chủ tám hồi đám vai ác đồng thời thu được tin tức, nói có người bắt cóc bọn họ tiểu sư muội tiểu đồ đệ. Trầm mặt sau một lát, sư tôn trả lời, các ngươi muốn cái gì, hắc y nhân, cho chúng ta tam vạn linh thạch, sư tôn, hảo hắc y nhân hảo cùng lúc đó phòng luyện khí nội tương lai ma đầu sư tôn đứng dậy lấy khối sạch sẽ bố xoa xoa chính mình kiếm tương lai ma nữ sư tỷ kiểm kê trong tay có thể sử dụng yêu thú sư nương đồng thời thông tri gia tộc cùng sư môn địa đầu xà lập tức hành động lên tương lai yêu hoàng ma móng vuốt vừa vặn tìm được rồi tửu lầu yến hành chu nhìn huyền thiết lệnh khẽ cười một tiếng đảo tỉnh ta tìm bốn cái thêm ở bên nhau có thể đem toàn bộ tu chân giới phiên mỗi người vai ác cùng thời gian hành động. Hắc y nhân nhóm còn không biết chính mình tình cảnh, ngu khuyết mới vừa một thanh tĩnh, liền biết chính mình đại khái suất là chơi quá trớn. Nàng một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy. Nàng bên cạnh là còn không có thanh tỉnh thẩm thất thất cùng nàng cái kia tiểu sư muội bên kia còn có một cái không quen biết xa lạ nam nhân, không biết là ai, không thấy kia hai cái hắc y nhân. Nàng chống cầm, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Hệ thống an an tỉnh tỉnh hỏi nàng, ký chủ, giờ này khắc này, người có cái gì tưởng nói, ngu khuyết bình tĩnh nói, ta cảm thấy này hẳn là cứu rỗi văn nữ chủ bình thường cốt truyện, không bị bắt cóc như thế nào cấp bị cứu rỗi đối tượng cảm tình tăng lên cơ hội, người không cần đại kinh tiểu quái, hệ thống cảm thấy chính mình ký chủ việc chết cái mỏ vẫn còn cứng bộ dáng là thật đáng yêu, di gian. Nó mỉm cười nói, người vui vẻ liền hảo, mà lúc này, thẩm thất thất cũng tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt liền thấy được ngu khuyết, trong lòng tức khắc ấy nấy cực kỳ nàng nói, ngu cô nương, đều do ta, liên lụy ngươi, ngu khuyết đời này nhất không thể gặp xinh đẹp cô nương khóc, vừa thấy nàng ấy nấy phản phất ngay sau đó liền phải khóc ra tới bộ dáng, tức khắc vỗ ngực an ủi nói, không quan hệ. Này như thế nào có thể trách ngươi? Đây là xuyên thư đại thần đối cứu rỗi văn nữ chủ khảo nghiệm thôi, thẩm thất thất, tuy rằng nghe không hiểu lắm nàng đang nói cái gì, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra tới vị này ngu cô nương là đang an ủi nàng. Nàng vẻ mặt kiên nghị nói, Ngu cô nương, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thương tổn ngươi. Cái này cô nương chi gian không khí trong lúc nhất thời hết sức hài hòa. Mà lúc này, các nàng bên cạnh cái kia ngu khuyết không quen biết nam tử đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, cũng tỉnh. Hai người đồng loạt nhìn qua đi, chỉ thấy kia nam tử nửa ngồi dậy, vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng nhìn ngu khuyết, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào nàng, run a run, run a run. Ngu khuyết buồn bực, chần chờ nói, vị này tiên quân nhận thức ta nam tử đầy mặt bi phẫn cư nhiên thật là ngươi ngu khuyết ta không quen biết ngươi a à. nam tử không nói lời nào một bộ không gì đáng buồn bằng tâm đã chết bộ dáng thẩm thất thất đoan trang hắn sau một lúc lâu chần chờ nói vị này tiên quân chính là dược vương cốc thiếu cốc chủ cốc hữu châm cốc hữu châm đánh lên chút tinh thần đúng là tại hạ ngu khuyết tò mò thất thất ngươi nhận thức hắn thẩm thất thất lắc đầu ta vẫn chưa gặp qua thiếu cốc chủ nhưng là thiếu cốc chủ ở tu chân giới thập phần có danh tiếng, chúng ta tuổi trẻ một thế hệ hẳn là ít có người không quen biết hắn, vừa nghe đến như vậy cao đánh giá, hơn nữa dược vương cốc thiếu cốc chủ cái này thân phận, ngu khuyết trong lòng tức khắc bay nhanh hiện lên như là thanh niên tài tuấn, đan sư đại gia, tuổi còn trẻ y tu cao thủ, người sống không y vân vân hình tượng. Sau đó ở cái này không biết vì sao hình như là nhận thức nàng thiếu cốc chủ trên đầu an thượng một cái thâm tàn bất lộ nhãn sau đó nàng liền nghe thấy thẩm thất thất dùng một loại cảm khái miệng lưỡi nói năm đó thiếu cốc chủ ở huyền thiết lệnh thường phát sóng trực tiếp dùng lò luyện đang ngao canh gà bị dược vương cốc cốc chủ phát hiện sau mãn dược vương cốc đuổi theo đánh khi tràng phát sóng trực tiếp quan kháng nhân số chừng mấy vạn chúng thiếu cốc chủ nhất chiến thành danh ngu khuyết nga nguyên lai là như vậy cái thành danh pháp nàng nhìn về phía cốc hữu châm cốc hữu châm phản phất đối chính mình này đoạn công tích phi thường đắc ý ưỡng ngực trục trẻ nói ta ngao canh kia chỉ gà vẫn là phụ thân dùng để thí dược gà thẩm thất thất tức khắc một bộ nghe được cái gì đến không được nội tình biểu tình bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế ta nói cốc chủ vì sao như thế tức giận sau đó nàng nhỏ giọng đối ngu khuyết nói thiếu cốc chủ thường xuyên ở huyền thiết lệnh thường phát sóng trực tiếp nấu ăn chú ý độ có thể so với thương hải tông tông chủ ngu khuyết nga nguyên lai là cái mỹ thực bác chủ thẩm thất thất lại nói hắn còn khiêu chiến quá một hơi ăn xong một chỉnh đầu ngưu ngày đó liền ta phụ thân đều cổng chúng ta trọng nhìn phát sóng trực tiếp, ngu khuyết, vẫn là cái đại dạ dày vương ăn bá, có thể ở cái này tu chân giới có được như thế tiền vệ tư tưởng, ngu khuyết xem cốc hữu châm ánh mắt tức khắc tràn ngập kính ý, nhưng nàng vẫn là khó hiểu, buồn bực nói, nhưng là thiếu cốc chủ lại là như thế nào nhận thức ta a à, nàng chính là cái vừa mới thôn thông võng tiểu giới nhủi, những lời này hỏi ra tới, cốc hữu chăm biểu tình mắt thường có thể thấy được lại hôi bại đi xuống. Hắn tâm như cho tàn hỏi, cô nương, ta vừa mới ở ngoài thành nhìn đến có người ngự cái chổi phi hành, người nọ có phải hay không ngươi? Ngu khuyết vừa nghe cái chổi tức khắc kêu ngạo lên, rụt rè gật đầu, là, còn có, nó kêu niêm bút hai nghìn, cốc hữu châm, hắn đầy mặt rối rắm, phản phất cả người đều lâm vào sinh tử lựa chọn giải dụa. Mà ngu khuyết vừa nghe thấy hắn đề cái chổi, tức khắc nghĩ tới, hỏi, đúng rồi. Ta cái chổi đâu, sờ sờ túi trữ vật, không có, nhìn nhìn lại chính mình chung quanh, cũng không có cái chổi linh tinh đồ vật, lúc này, Thẩm Thất Thất giơ lên tay, hỏi, ngu cô nương nói được cái kia cái chổi, có phải hay không ngươi tới cứu ta khi trong tay lấy cái kia, ngu khuyết nhìn qua đi, đúng rồi đúng rồi, Thẩm Thất Thất. Kia hai cái hắc y nhân nói không có quét trước công cụ, liền dùng ngươi cái chổi quét mà, ngu khuyết biểu tình tức khắc dữ tợn lên. Nàng cắn răng hỏi, bọn họ là sẽ không hút bụi thuật sao? Thẩm Thất Thất nhược nhược nói, nói là sợ hút bụi thuật lưu lại cái gì linh lực dấu vết ngu khuyết tức khắc cười lạnh lên vậy thật tốt quá ta bảo đảm từ nay về sau bọn họ là cái gì dấu vết đều sẽ không tại đây nhân gian để lại thẩm thất thất lập tức giữ nàng lại cô nương ngươi bình tĩnh a à? chúng ta hiện tại đều bị phong linh lực ngu khuyết bình tĩnh một chút nàng bình tĩnh hỏi hệ thống ta linh thạch toàn bộ đúc cho nuốt vàng thú nói nó có thể có cái gì thực lực hệ thống đại khái có thể khôi phục đến kim đan kỳ sau đó đánh cái năm phút không đủ bên ngoài ba người kia tắt kẻ răng ngu khuyết lập tức quay đầu hỏi thẩm thất thất ta hiện tại muốn sử dụng năng lực của đồng tiền các ngươi ai có linh thạch thẩm thất thất không biết cái gì là năng lực của đồng tiền nhưng cũng minh bạch đại khái là ngu cô nương có biện pháp nào có thể chạy đi nhưng nàng ấy nấy nói ta bị chập tới vội vàng liền nhẫn trữ vật cũng chưa mang a à này phiền toái mà lúc này vị kia làm ăn bá thiếu cốc chủ nhược nhược dơ lên tay, hắn thanh âm hơi có lại nói, vị cô nương này, ta có linh thạch, ngu khuyết lập tức nhìn qua đi, cốc hữu châm lộ ra hàm hậu mỉm cười, gãi gãi đầu, sau đó, hệ thống liền nghe được như sau đối thoại, ngu khuyết, người có bao nhiêu linh thạch, cốc hữu châm, người muốn nhiều ít linh thạch, ngu khuyết, ngươi có bao nhiêu linh thạch ta muốn nhiều ít linh thạch, cốc hữu châm, người muốn nhiều ít linh thạch ta có bao nhiêu linh thạch, ngu khuyết. Ngươi cấp cái chuẩn số, cốc hữu châm dơ lên tay, sau một cái, năm, thủ thế, ngu khuyết hít hà một hơi, năm nghìn, danh tác A. Ra cửa mang nhiều như vậy linh thạch. Vị này thiếu cốc chủ chẳng lẽ là ra cửa nói sinh ý vừa lúc bị bắt, cốc hữu châm lại hơi hơi mỉm cười, nói, năm vạn, ngu khuyết, nàng đảo hút một ngụm khí lạnh, ngu khuyết nằm mơ giống nhau hỏi hệ thống, hệ thống, năm vạn linh thạch có đủ hay không nuốt vàng thú ăn, hệ thống. Đủ nó ăn đến căng chết. Ngu khuyết trầm mặt một lát, tươi cười đột nhiên ngang tàn lên. Mà lúc này, một tường chi cách một cái khác phòng, ba cái hắc y nhân ngồi ở một cái bàn bên, nhìn trước mặt hai cái huyền thiết lệnh, sắc mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Trong đó một cái hắc y nhân vẻ mặt ngưng trọng, thủ lĩnh, cho tới bây giờ, cái kia nằm tu bên kia đã có 215 người hồi phục ta bắt cóc tin tức, thủ lĩnh hỏi, bọn họ đều nói như thế nào, hắc y nhân dừng một chút, trong giọng nói tràn ngập hoang mang, có một nửa hỏi cái gì này có phải hay không khai phát sóng trực tiếp tân linh cảm. Một nửa kia một hai phải chúng ta khai cái phát sóng trực tiếp, nếu không bọn họ không tin, thủ lĩnh, hắn không hiểu, nhưng hắn còn còn có thể bình tĩnh xuống dưới, lại hỏi, ban đầu hồi phục người kia đâu, hắc y nhân. Hắn vừa mới lại hồi phục, nói nguyện ý lại thêm vào một vạn linh thạch cho chúng ta thấu cái sáu sáu đại thuận, chỉ cầu chúng ta có thể đem hắn chân đánh gãy lại đưa về tới, sáu vạn linh thạch, giờ khắc này, Vòng là kiến thức trọng đại thủ lĩnh cũng hung hăng địa tâm đồng. Hắn nói cho chính mình chủ nhân đại kế không thể phá hư. Lúc này mới hỏi một cái khác hắc y nhân, cái kia nữ tu như thế nào hồi phục? Hắc y nhân, này nữ tu chỉ có bốn cái liên hệ người, đều là sư môn. Thủ lĩnh tâm nói may mắn, cái kia bốn trăm liên hệ người hóa cũng không biết là như thế nào nhận thức nhiều người như vậy. Hắc y nhân tiếp tục nói, ta nói muốn tam vạn linh thạch, bên kia hồi phục nói tốt, ta đề giới nhắc tới sáu vạn linh thạch bên kia vẫn là nói tốt, thủ lĩnh, là hắn lâu lắm không ra tới qua sao. Hiện tại người đều như vậy có tiền, hắn bình tĩnh ra lệnh, nhắc lại giới, nhắc tới bọn họ lấy không ra mới thôi, chúng ta lập tức giết con tin. Hắc y nhân tức khắc phát ngoan, hồi phục nói, ta muốn 12 vạn linh thạch, sư tôn, hảo, hắc y nhân, hắn cấp thủ lĩnh xem, thủ lĩnh lúc này cảm thấy không thể tin, sư môn tổng cộng bốn người, thấy thế nào đều là tiểu môn tiểu phái, sao có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch, phỏng chừng là ở kéo bọn họ. Hắn cười lạnh nói, cái kia liên hệ người 400 hóa phỏng chừng cũng là cái khó đối phó, này chỉ có bốn người sư môn sợ là không có gì đại năng lực, bốn người mà thôi. Trước từ bên này vào tay đi, không được nói hỏi thăm ra tới này bốn người vị trí, nhổ cỏ tận gốc không lưu hậu hoạn, hắc y nhân đang chuẩn bị nói là, bên kia đột nhiên lại có hồi phục, tiểu môn tiểu phái sư tôn hồi phục nói, lập tức đến, lập tức đến cái gì lập tức đến thủ lĩnh đang muốn hồi phục làm cho bọn họ đừng ra vẻ trong đó một cái hắc y nhân đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ chậm rãi mở to hai mắt nói đó là cái gì ba người cùng nhau ra bên ngoài xem giữa không trung chỉ thấy một bạch y nhân ngự kiếm mà đến trên mặt đất hàng trăm hàng ngàn linh thú lao nhanh mà đến thủ lĩnh nhanh chóng quyết định nói từ cửa sau đem bọn họ dời đi đi ra ngoài ba người tức khắc phiên cửa sổ chạy sau đó chân vừa rơi xuống đất liền thấy một cái dung mạo mỹ lệ thanh niên đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt thanh niên trên mặt mang theo cười không chút để ý chà lau trong tay kiếm thanh niên bên cạnh cự lan trên người ăn mặc buồn cười quần áo toàn bộ lan lại tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế một chút một chút không chút để ý ma móng vuốt thủ lĩnh trực giác điên cuồng kêu gào làm hắn nhanh chóng chạy trốn hắn cường căng nói các ngươi là ai thanh niên mỉm cười nói nghe nói nhà ta sư muội ở chỗ này chúng ta là tới giao tiền chuột thủ lĩnh không hề dự triệu nhớ tới câu kia lập tức đến hắn cười lạnh uy hiếp nói muốn các ngươi sư muội ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ người nọ khẽ cười nói đúng không trong tay hắn kiếm khinh khinh xảo xảo huy động hắn thậm chí không thấy thế nào đến hắn dùng linh lực bên cạnh hắn hai cái hắc y nhân liền như vậy không hề dự triệu mà ngã xuống thủ lĩnh rộng mở mở to hai mắt ngươi là ai giờ này khắc này bị hạ cách âm chú trong phòng ngu khuyết còn ở điên cuồng cấp con thỏ uy linh thạch từng khối linh thạch đi xuống con thỏ dạ dày phản phất động không đấy giống nhau uy uy ngu khuyết đều bắt đầu kinh hồn tán đảm lên nghĩ con thỏ có phải hay không ăn quá nhiều cốc hữu châm lại mặt không đổi sắc nói tiếp tục uy ta không thiếu điểm này nhi linh thạch ngu khuyết nhìn thoáng qua cảm thấy không sai biệt lắm lập tức nói các ngươi tránh ra nên con thỏ lên sân khấu ba người tức khắc động tác nhất trí vọt đến một bên sau đó bọn họ liền trơ mắt mà nhìn con thỏ càng đổi càng lớn, càng liền càng lớn, trực tiếp đem toàn bộ phòng căn bạo, bay lạ tả bụi đất rơi xuống, ngu khuyết tránh thoát đá vụn, rốt cuộc thấy thiên nhật, liền như vậy không hề dự triệu mà thấy được nàng toàn sư môn hành hung hắc y nhân cảnh tượng, ngu khuyết trọng mở mở to hai mắt, nàng sư tôn cùng bọn đồng môn tất cả đều nhìn lại đây, lúc này, trong đó một cái hắc y nhân thậm chí còn ở sư tôn dưới lòng bàn chân dãy dùa ngu khuyết nhìn chính mình sư tôn một chân đá hôn mê hắc y nhân nhìn nàng vẻ mặt không tán động nói đi ra ngoài phi một vòng như thế nào đem chính mình làm như vậy chật vật sư tỷ mang theo nhất ôn nhu cười nói ra tàn nhẫn nhất nói không quan hệ a à, tiểu sư muội sư tỷ nhất định làm cho bọn họ hối hận sinh ra ở trên đời này tiểu sư huynh cười khẽ hỏi không có tới vãn đi liền tiểu cáp đều từ trong cổ họng phát ra ôn nhu tiếng kêu ngu khuyết biết chính mình bị bắt lúc sau phản ứng đầu tiên là tự cứu mà không phải nghĩ cách xin giúp đỡ nàng bọn đồng môn. Nàng thậm chí cũng chưa cảm thấy đương nàng gặp được khó khăn khi, có người sẽ giúp nàng. Mà bọn họ cứ như vậy không hề dự triệu tới. Ngu khuyết đột nhiên chạy như bay tiến lên, một phen nhào vào sư tỷ trong lòng ngực. Sư tỷ sửng sốt, trong lòng ngực tiểu sư mùi phát ra tiểu hài tử giống nhau, ô ô thanh, lung tung rối loạn ở nàng trong lòng ngực cọ. Sư tỷ dừng một chút, sắc mặt chân chính ôn nhu xuống dưới, nhìn về phía hắc y nhân sát ý cũng càng thêm nùng liệt. Lúc này, cái kia thủ lĩnh gây mất hứng mà kêu, các ngươi rốt cuộc là ai? Làm ta chết cái minh bạch, sư tôn nhàn nhạt nói, tiểu môn tiểu phái, không đáng nhắc đến, thủ lĩnh, đi nó nương tiểu môn tiểu phái. Ngày này, sư tôn bọn họ ở toàn bộ phế trạch cùng cách đó không xa trong thành bắt được suốt 11 cái hắc y nhân. Sư tôn lại không nhúc nhích bọn họ, chỉ nói trước mang về chậm rãi thẩm. Ngu khuyết biết đây là chính mình chạm đến không được lĩnh vực, cũng không hỏi nhiều cái gì, mà là trọng lượng cống hiến ra chính mình con thỏ. Sư tôn trực tiếp đem những người này bó thành một đoàn, ném vào con thỏ thượng. Sau đó lúc này vấn đề liền tới rồi, có thể phi hiện tại có 5 cái, con thỏ, sư tôn, sư tỷ, tiểu sư huynh, tìm được rồi chính mình cái chổi ngu khuyết. Ngu khuyết cái chổi bởi vì bọn họ muốn quét rác mà bảo lưu lại xuống dưới, thẩm thất thất cùng cốc hữu chăm phi kiếm nhưng đều không có. Con thỏ thượng tể 11 cá nhân, sư tôn ngự kiếm mang theo tiểu cát, tiểu cáp chở thẩm thất thất sư muội sư tỷ ngự kiếm mang theo thẩm thất thất như vậy cốc hữu châm phải từ ngu khuyết hoặc là tiểu sư huynh trong đó một cái mang theo cốc hữu châm đương nhiên liền tưởng cùng tiểu sư huynh tể một tể mà không biết vì cái gì ngu khuyết cảm thấy tiểu sư huynh phản phất không quá tình nguyện bộ dáng ngu khuyết vừa mới cảm động xong chính mình vĩ đại đồng môn tình nghĩa lập tức cấp sư huynh giải vây nói thiếu cốc chủ bằng không ngươi tới ngồi ta cái chổi ta mang ngươi đoạn đường thẳng tắp bay trở về đi nạn là không thành vấn đề. Cốc hữu chăm nhìn nhìn ngu khuyết cái chổi, trầm mặt. Mà lúc này, Yến Hành Chu đột nhiên nói, không được, hắn mỉm cười nói, ta mang thiếu cốc chủ đoạn đường đi. Hắn tuy rằng cười, ngu khuyết lại cảm thấy hắn phản phất càng không tình nguyện. Tiểu sư huynh chán ghét thiếu cốc chủ sao? Ngu khuyết cũng không hảo hỏi, nàng nhìn nhìn, đột nhiên vỗ tay một cái, kiến nghị nói, kỳ nếu không tiểu sư huynh ngươi ngồi ta cái chổi, ta mang theo ngươi như vậy tiểu sư huynh không cần mang theo cốc hữu châm bọn họ lại đều có thể đi trở về nàng thật đúng là đại thông minh yến hành chu tầm mắt theo bản năng mà dừng ở ngu khuyết cái chổi thượng một đốn ngu khuyết cho rằng hắn đối chính mình kỹ thuật không tín nhiệm lập tức nói ngươi yên tâm thẳng tắp bay trở về đi không thành vấn đề chỉ cần đến lúc đó tiểu sư huynh giúp ta rớt xuống một chút nói nàng sẽ bước lên chính mình cái chổi nàng tự tin nói ta cái chổi nhưng ổn dừng một chút bổ sung nói chính là có chút tạp hán. Nói, nàng tầm mắt dừng ở tiểu sư huynh trên đùi. Nếu là tiểu sư huynh kỵ nói, kia hẳn là... Tạp trứng. Nàng mời nói, tiểu sư huynh. Cùng ta cùng nhau đi, yến hành chu đốn sau một lúc lâu, đời trước nhất lên diệt thế chi chiến che giấu đại lão cuộc đời lần đầu tiên như vậy rối rắm. Hắn rốt cuộc là chịu đựng cùng người xa lạ tiếp xúc không khỏe mang lên cốc hữu châm, vẫn là ngồi trên chính mình tiểu sư mùi cái chổi. Tạp hán, Yến Hành Chu nhìn Ngu Khuyết sau một lúc lâu, chung quy là trầm mặt không nói thượng Ngu Khuyết cái chổi, nhưng Ngu Khuyết phát hiện nàng cái này tiểu sư huynh thần tượng tay nải còn rất trọng, hắn thượng cái chổi, nhưng không hoàn toàn thượng, bởi vì Ngu Khuyết là khóa ngồi ở cái chổi phía trên, mà tiểu sư huynh còn lại là giống ngự kiếm phi hành giống nhau, trực tiếp đứng ở cái chổi bính thượng, Ngu Khuyết ngồi ở phía trước, tiểu sư huynh đứng ở mặt sau, nàng một ngửa người, phía sau chính là tiểu sư huynh chân dài ngu khuyết thấy hắn đứng ở cái chổi thượng thời điểm cả người đều choáng váng đáng giận a à? cái chổi đương nhiên là cưỡi phi mới là chính thống đứng ở cái chổi người trên quả thực là dị đoan chẳng lẽ tiểu sư huynh thật là sợ tạp hán không được lần này trở về lúc sau nàng nhất định đến giải quyết nàng niêm bút hai nghìn tạp hán vấn đề ngu khuyết chỉ có thể quan tâm hỏi tiểu sư huynh cái chổi bính có chút hoạt người có thể hay không trạm đến ổn ngự kiếm thân kiếm lại như thế nào tế cũng tốt xấu là bình cái chổi bính chính là viên, bay lên tới thời điểm thật sự sẽ không hoạt chân sao. Ngày xưa ái nói ái cười tiểu sư huynh lần này học nổi lên sư tôn cao lãnh dạng, lời ít mà ý nhiều nói, có thể, thật vậy chăng? Ngu khuyết không tin, nàng chân thành kiến nghị nói, tiểu sư huynh, ngươi bằng không đứng ở cái chổi trên đầu, nơi đó đặt chân địa phương lớn hơn một chút, hơn nữa nó là bình. Tiểu sư huynh không nói chuyện, trầm mặt không nói mà nhìn nạn sau một lúc lâu, rốt cuộc, hắn ôn hòa cười nói, tiểu sư muội, chúng ta cần phải đi. Ngu khuyết mạc danh túng một chút, hảo, tốt, sau đó cái chổi siêu một chút, cất cánh, cái chổi phi thực mau, hôm nay phong cũng rất lớn, yến hành chu bị này nghênh diện mà đến phong hồ vẽ mặt, trong đầu thủy cũng bị làm khô, hắn đột nhiên tự mình hoài nghi lên, hắn vừa mới là bị ngu khuyết thiểu năng trí tuệ cấp lây bệnh sao. Vì cái gì một hai phải ở nạn cấp ra hai lựa chọn trúng tuyển nó một cái, hắn rõ ràng có thể hai cái đều không chọn hắn đại có thể cấp cái kia cốc hữu chăm một trương cực tốc phù, làm hắn một đường chạy về phòng luyện khí hoặc là một đường chạy về bọn họ dược vương cốc đều được, lại vô dụng cho nàng cái này thiểu năng trí tuệ tiểu sư muội một trương cực tốc phù, làm cốc hữu chăm đi kỵ cái chổi. Nàng lại không phải không chạy qua, hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Lại hoặc là đem những cái đó hắc y nhân sư hồn lúc sau đương trường lòng chết, không ra tới một con thỏ mọi người đều rộng mở dù sao hắn lại không ngại loại này bị chính đạo tu sĩ cho rằng tàn bạo thủ đoạn. Tóm lại, đều không nên là hắn giống cái ngốc tự giống nhau đứng ở cái chổi thượng, bị một cái tiểu thiểu năng trí tuệ chở đầy trời phi. Nga, còn phải nghe cái kia tiểu thiểu năng trí tuệ sướng điều đều không có ca. Ngu khuyết, ta muốn phi ta muốn phi, ta muốn phi ta muốn phi, yến hành chu, hắn mỉm cười nói, tiểu sư muội nghỉ ngơi một chút giọng nói đi, chúng ta muốn mau chút, ngu khuyết, thật nữ nhân không thể quá nhanh, yến hành chu, xong rồi không cứu trời quan phía trên chỉ thấy đảo qua chổi gào thét mà qua cái chổi phía trên một nam một nữ một cái vẻ mặt hưng phấn một cái mặt vô biểu tình thấy qua hướng tu sĩ trận mắt há hốc mồm cách đó không xa không lâu trước đây mới vừa ở huyền thiết lệnh thượng bị dược vương cốc thiếu cốc chủ cốc hữu châm đánh thành bán ngữ kiếm giáo tài kẻ lừa đảo tu sĩ tức sùi bọt mét hắn múa may huyền thiết lệnh nổi giận đùng đùng nói ta tuyệt đối không có nhìn lầm cái kia cốc hữu châm quả thực buồn cười, hắn đồng bạn bất đắc dĩ nói, hảo, nói không chừng chính là chúng ta hoa mắt đâu, này tu chân giới sao có thể có người ngự cái chổi phi hành, vừa dứt lời, phía sau đột nhiên có người hô, phía trước huynh đệ phiền toái tránh ra một chút, tay mới lên đường. Này tu chân giới xác thật có không ít ngự kiếm còn không có học thấu liền ra tới lãng tu sĩ, vạn nhất đụng phải quả thực chính là tai nạn, hai người theo bản năng một tả một hữu tránh ra sau đó liền thấy một phen cái chổi bay nhanh từ hai người chi gian xuyên qua, cái chổi thượng hai người, một nam một nữ, một đứng một ngồi, hai người đồng thời trận mắt há hốc mồm, tu sĩ đại huynh để phản ứng bay nhanh, lập tức mở ra huyền thiết lệnh, đối với bọn họ bóng dáng răng rắc cấp tới một trương, hắn hưng phấn nói, ta liền nói ta tuyệt đối không có nhìn lầm, này tu chân giới tuyệt đối có người ngự cái chổi phi hành, còn có thể dẫn người đâu. Ta lần này cần làm cốc hữu châm á khẩu không trả lời được, hắn nói lập tức liền tưởng đêm này trương lưu ảnh cấp chia sẻ đi ra ngoài, chia sẻ phía trước, tu sĩ đại huynh đệ hơi do dự một chút, không biết vì cái gì, hắn lưu ảnh thời điểm kia đứng ở cái chỗ thượng nam nhân tự hồ là nhìn hắn một cái, xem hắn mặt danh sau lưng lạnh cả người, có chút mau mau, hắc. Mặc kệ nó, hiện tại là rửa mối nhục xưa lúc, tu sĩ đại huynh đệ không chút do dự đem lưu ảnh chia sẻ đi ra ngoài, hơn nửa cách không kêu gọi cốc hữu châm, cốc hữu châm ngươi mẹ nó cấp lão tử ra tới nhìn xem đây là cái gì. Lão tử chờ ngươi biểu diễn nuốt kiếm, cốc hữu châm đâu. Ra tới, túng sao? Ta khinh thường ngươi, tu sĩ đại huynh đệ liên tục mấy cái nhắn lại không chiếm được đáp lại, cả người suýt nữa vô năng cùng nộ. Rốt cuộc có người nhìn không được, hảo tâm hồi phục hắn nói, đừng hô, cốc hữu châm hồi phục không được ngươi, tu sĩ đại huynh đệ nghi hoặc, vì sao? Hắn túng, người nọ thổn thức nói, hắn bị bắt cóc, nghe nói bọn bắt cốc chém hắn một bàn tay khiêu khích hắn thông tin sở hữu bạn bè, còn sư tử đại há mồm tác muốn 600 vạn linh thạch, dược vương cốc lão cốc chủ chính rưng rưng thấu tiền chuột đâu, ngươi không biết sao. Này đều nhiệt nghe đệ nhất, tu sĩ đại huynh đệ ngơ ngác mở ra huyền thiết lệnh trang đầu xem, liền thấy trang đầu đệ nhất chói lọi mấy cái thêm hồng chữ to, kinh. Dược vương cốc thiếu cốc chủ tánh mạng đe dọa, cốc chủ vì thấu tiền chuột rơi nước mắt đại bán phá giá, click mở tiêu đề xem, bên trong tất cả đều là dược vương cốc mở đầu tài khoản rơi nước mắt bán rẻ các loại đang dược, rơi nước mắt đại bán phá giá. Nhảy lầu giới đại bán phá giá. Vì cứu thiếu cốc chủ, chỉ cần phí tổn giới. Chỉ này một ngày, không cần bỏ lỡ. Mãng 30 linh thạch bao ship, mãng 300 đưa 100, tu sĩ đại huynh đệ tức khắc tâm động, hắn một bên thổn thức, thật đúng là thế sự vô thường. Một bên tốc độ tay bay nhanh gia nhập tranh mua triều dân, tuy rằng ta cùng cái kia thiếu cốc chủ có khập khiển, nhưng cũng làm ta vì giải cứu cốc hữu châm tẩn một phần lực đi. Dược vương cốc thu vào nửa canh giờ nội gia tăng mãnh liệt một trăm vạn. Ngu khuyết ở tiểu sư huynh dưới sự trợ giúp thành công giáng xuống cái chổi. Nàng không giấu vết mà sờ sờ cộng tê dại mông, chân thành đối tiểu sư huynh nói, tiểu sư huynh, ta nhất định nghĩ cách giải quyết niêm bút hai nghìn tạp hán vấn đề. Ngươi lần sau lại ngồi thời điểm liền không cần lo lắng tạp hán, yến hành chu trầm mặt một lát, mỉm cười nói, tiểu sư muội sẽ không có lần sau ngu khuyết toàn bộ một tiếc núi bên kia sư tôn đã đem kia mười một cái hắc y nhân cấp tá xuống dưới chính hỏi sư nương mượn phòng trống làm phòng thẩm vấn sư nương không nói hai lời cấp cung cấp phòng còn tri kỷ hỏi muốn hay không mượn nàng làm nghề ngồi dùng bếp lò thiết chù y bàn ủi linh tinh đồ vật sư tôn một chút cũng không cảm thấy như vậy sư nương thực hung tàn vẻ mặt ta người trong lòng thật đáng yêu bộ dáng ôn nhu nói yêu cầu thời điểm nhất định sẽ tìm ngươi mượn sư nương hơi có chút không được tự nhiên dời đi tầm mắt ngu khuyết thấy thế cũng nghĩ tới đi xem xem náo nhiệt bị sư tỷ cùng sư nương liên thủ cấp chắn trở về sư tỷ tiểu sư muội ngươi nhận thức kia hai cái bằng hữu ta đều đã dàn xếp hảo tiểu sư muội không ngại thay ta đi chăm sóc bọn họ một chút sư nương thuận thế nói tiếp tới ta mang ngươi đi vì thế ngu khuyết chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tiểu sư huynh cùng sư tôn cùng nhau đi vào phòng thẩm vấn ngu khuyết khó hiểu vì cái gì tiểu sư huynh liền có thể đi sư tỷ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, như là nói giỡn, lại như là nghiêm túc nói, bởi vì ngươi tiểu sư huynh mới là cái kia nhất có thể làm người muốn sống không được muốn chết không xong người. Sư nương ở đưa ngu khuyết đi nghỉ ngơi trên đường, tinh tế hỏi nàng bị bắt cóc toàn bộ quá trình, hỏi xong lúc sau, sư nương trầm ngâm nói, theo lý thuyết ngươi là bị trường âm tông kia tiểu nha đầu liên lụy tới rồi. Nhưng bọn hắn bắt được ngươi lúc sau liền hỏi thăm cũng chưa hỏi thăm liền trực tiếp tác muốn tiền chuột, lại vài lần tăng giá. Bọn họ khả năng căn bản là không phải vì muốn tiền chuột, mà là vì giết người diệt khẩu, ngu khuyết nghe vậy cả người cả kinh. Sư nương biểu tình còn lại là đã lạnh nhạt xuống dưới, như thế nói, bọn họ bắt cóc trường âm tông tiểu nha đầu là vì cái gì, cũng đáng đến suy nghĩ sâu xa. Mạo hiểm bắt cóc một cái trường âm tông tông chủ trưởng nữ, nhưng vẫn chưa từng liên hệ trường âm tông tông chủ tác muốn tiền chuột, ngu khuyết cùng cốc hữu chăm rơi xuống bọn họ trên tay lúc sau mượn tác muốn tiền chuột giết người diệt khẩu này thấy thế nào đều không giống như là bình thường bọn bắt cóc có thể làm sự tình ngu khuyết chính theo sư nương ý nghĩ tưởng đi xuống thẩm thất thất lại đột nhiên từ lộ bên kia đi ra nàng sắc mặt tái nhợt biểu tình lại kiên nghị lại thản nhiên chậm rãi nói cái này ta đại khái biết ngu khuyết xem qua đi kinh ngạc nói thất thất người như thế nào ra tới không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát sau thẩm thất thất lộ ra một tia mỉm cười tiểu sư muội ngủ rồi ta liền ra tới Sư nương ở một bên biểu tình ôn hòa mà nhìn nàng, nói, tiểu cô nương, có một số việc ngươi không nghĩ lời nói, có thể không cần nói cho chúng ta biết, thẩm thất thất lại kiên trì nói, không, ngu cô nương vì cứu ta rơi vào cái này tai bay và gió, về tình về lý ngu cô nương cũng nên biết, nàng hít sâu một hơi, nói, ngu cô nương, Tết Trung Nguyên phía trước, ta phụ thân ngoại ý muốn được đến đã lâm vào ngủ say quỷ vương một kiện tính vật, chuyện này trường âm tông chứ vị trưởng lão đều biết, nhưng bởi vì sự tình quan trọng đại, không có đối ngoại lộ ra, cũng không biết là bị ai lộ ra đi ra ngoài, tết trung nguyên kết giới sinh biến kia một lần, phụ thân suy đoán bọn họ có lẽ chính là vì bắt cóc tu sĩ bức phụ thân giao ra quỷ vương tính vật, lần đó hữu kinh vô hiểm, nhưng ai biết mới ra thương đảng sơn, ta liền ở chung quanh đều là đồng môn trưởng lão dưới tình huống vô thanh vô tức bị người cấp mang đi, thẩm thất thất nói xong, ngu khuyết não nội, hệ thống liền cảm thán nói, ký chủ A ngươi vận khí cũng thật hảo, ly nam nữ chủ xa như vậy đều có thể bị ngươi cấp sờ đến chủ tuyến, ngu khuyết, có ý tứ gì, hệ thống, ý tứ chính là cái này tính vật chính là hậu kỳ quỷ vương thức tỉnh máu chốt, trong nguyên tác không cẩn thận miêu tả cái này tính vật là như thế nào đến đám kia hắc y nhân trong tay, nhưng ta nếu là đoán không tội nói. Nếu không phải ngươi ngoài ý muốn xuất hiện nói, thẩm thất thất lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngu khuyết sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống dưới hệ thống còn đang nói ta kiến nghị ngươi tốt nhất đem cái này tính vật bắt được trong tay cái này kêu nắm giữ quyền chủ động ngu khuyết trực tiếp đánh gãy nó hệ thống mở ra thương thành hệ thống một mắt kẹt vẻ mặt mộng bức mở ra thương thành ngu khuyết bay nhanh phiên trang sau đó định trụ nàng chỉ vào thương thành một quyển sách chắc chắn nói ta liền phải cái này hệ thống chần chờ chính là cái này giá trị năm tích phân đối với ngươi mà nói còn không có cái gì dùng ngu khuyết ta liền phải cái này Hệ thống vẽ mặt mộng bức cho nàng đổi, lúc này, sư nương chính vẽ mặt nghiêm túc mà lôi kéo thẩm thất thất truy vấn chi tiết, phỏng chừng là sự tình quan trọng đại, nắm tay nàng liền phải đi tìm sư tôn. Ngu khuyết gọi lại các nàng, đem một quyển sách đưa qua, cái này, ta tưởng các ngươi hẳn là có thể sử dụng đến, sư nương không rõ nguyên do nhận lấy, không hề phòng bị mở ra, sau đó nàng trầm mặt, sư nương ngẩng đầu, vẽ mặt phức tạp nhìn ngu khuyết, nàng chần chờ, ngươi muốn đem cái này dùng đến bọn họ trên người, ngu khuyết mỉm cười, bọn họ đáng giá, sư nương. Ta đã biết, nàng vẽ mặt phức tạp lại nhìn thoáng qua trang sách, thượng thư, mãn thanh mười đại khổ hình, ngu khuyết một thân nhẹ nhàng trở về chính mình phòng, thậm chí còn hư ca, hệ thống trầm mặt thật lâu sau, chân thành cảm thán nói, ký chủ, ngươi đặt nương thật là một nhân tài, ngu khuyết khiêm tốn đáp lại, ngươi đặt nương cũng không kém. Một người một hệ thống cho nhau thương tổn xong, ngu khuyết tự giác nàng có thể làm đều làm, dù sao nàng cũng không có khả năng bằng vào bản thân chi lực đem phía sau màn độc thủ cấp bắt được tới, tin nàng chính mình còn không bằng tin chính mình sư môn. Rốt cuộc có thể trong nguyên tắc làm nam nữ chủ đều hơi kém tài nhân vật sao có thể làm chính mình có hại, vì thế nàng yên tâm thoải mái soát nổi lên huyền thiết lệnh. Sau đó nàng liền nhớ tới cốc hữu châm, võng hồng, thân phận, ngu khuyết trước sau hai đời cũng chưa tiếp xúc quá võng hồng, theo bản năng liền trước lục soát một chút cốc hữu châm sau đó nhảy ra tới một hàng chữ to hơi kém làm nàng huyền thiết lệnh cũng chưa cầm chắc kinh dược vương cốc thiếu cốc chủ tánh mạng đe dọa cốc chủ vì thấu tiền chuột trời nước mắt đại bán phá giá ngu khuyết kinh hãi sao lại thế này cốc hữu châm không phải bị chúng ta cứu ra sao này lại là cái gì ngoạn ý hệ thống tùy ý nhìn thoáng qua chẳng hề để ý nói nga không quan hệ đây là cốc hữu châm hắn cha chính mình mua hot sức, ngu khuyết càng là mãn đầu dấu chấm hỏi cái dạng gì thân cha sẽ cho thân nhi tử mua như vậy hót sức. nàng đầy mặt nghi hoặc điểm tiến vào sau đó đã bị mãn bình đại đẩy mạnh tiêu thụ cấp hồ vẻ mặt ngu khuyết nhưng là cố tình nhìn đến kia mãn màn hình nhảy lầu giới rơi nước mắt đại bán phá giá nàng còn liền quản không được chính mình tay giống nhau từng bước từng bước clip mở đến xem cầm máu dược tu sĩ đánh nhau chuẩn bị giá gốc mười cái linh thạch một lọ hiện tại hai mươi linh thạch tam bình mãn ba mươi linh thạch bao ship mua không lỗ mua Nguyệt Ngân Thảo, rất nhiều đang dược cơ sở dung hợp dược liệu, giá gốc 20 linh thạch 12, hiện tại ấn cân bán. Mua lúc sau liền tính dùng không đến lúc sau qua tay bán cho những người khác cũng không lỗ, mua. Hồi Xuân Đan, tu sĩ chuẩn bị, mua. Tích Cốc Đan, mua. Mua mua mua. Ngu khuyết trầm mê đẩy mạnh tiêu thụ, một cái không lưu ý, nàng phát hiện chính mình linh thạch tiêu hết. Nàng vuốt trống rỗng túi trữ vật, trầm mặt thật lâu sau lại xem mãn bình vì cứu nhi tử rưng rưng đẩy mạnh tiêu thụ ngu khuyết đột nhiên thở dài một tiếng thật đặt nương marketing quỷ tài đem nhi tử bị bắt cóc biến thành đại đẩy mạnh tiêu thụ ai đặt nương có thể tưởng được đến nhưng ngu khuyết vẫn là thực nghi hoặc nếu là người khác đều cho rằng con của hắn thật bị bắt cóc còn không có cứu trở về tới hắn là chuẩn bị như thế nào giải thích chính mình nhi tử sống hảo hảo ngay sau đó ngu khuyết liền phát hiện vì kia cốc chủ kỳ thật căn bản không cần giải thích cái này hót sức dưới chính là cốc hữu châm tài khoản, ngu khuyết theo bản năng liền điểm tiến vào. Mới vừa điểm đi vào nạn liền thấy được cốc hữu châm ở bị trói phía trước cùng một cái tu sĩ đối mắng. Này tu chân giới nếu là thực sự có người ngự cái chổi phi hành, ta cốc hữu châm phát sóng trực tiếp biểu diễn nuốt kiếm. Này trong nháy mắt, nàng nhớ tới cốc hữu châm mới vừa tỉnh lại khi nhìn đến nàng muốn nói lại thôi. Phá án, nàng minh bạch thứ này là như thế nào bị bắt lại. Nàng tốt xấu là bởi vì cứu người mới bị trói, thứ này là bởi vì xem náo nhiệt bị trói ngu khuyết xem đến đầy mặt phức tạp đúng lúc này huyền thiết lệnh cho nàng nhắc nhở nói hào chủ khai phát sóng trực tiếp hay không quan kháng ngu khuyết bay nhanh điểm đi vào mới vừa điểm đi vào nàng liền thấy huyền thiết lệnh thượng cốc hữu chăm một trương đại mặt giỏi đi lên bối cảnh đúng là nàng sư nương phòng cho khách cốc hữu chăm ở huyền thiết lệnh trước múa may nắm tay đầy mặt tình cảm mãnh liệt nói ta lặp lại lần nữa ta cốc hữu chăm sống hảo hảo không có bị chém rớt một bàn tay cũng không có bị bán đi đào linh quặng huyền thiết lệnh thượng thật khi có người hỏi chính là ngươi bị bắt cóc tin tức đều phát đến sở hữu tông môn a à? ta một cái không đến một trăm người tiểu tông môn ta sư bá nhị đệ tử vị hôn thê bằng hữu đều thu được ngươi bị trói tin tức cho nên có hay không một loại khả năng cốc hữu châm kỳ thật đã chết cái này cốc hữu châm là giả ta không tin ngươi là cốc hữu châm trừ phi ngươi lại biểu diễn một lần ăn một chỉnh đầu ngưu cho chúng ta xem xin hỏi ngươi như thế nào đối đại phụ thân ngươi sấn ngươi bị trói phát nhi khó tài đẩy mạnh tiêu thụ hành vi hôm nay cùng ngươi đối mắng cái kia tu sĩ chụp tới rồi có người ngự cái chỗ phi hành rõ ràng lưu ảnh xin hỏi ngươi có hay không cái gì tưởng nói ngu khuyết nhìn đến cái này trong lòng đột nhiên căng thẳng sau đó nàng liền nhìn đến võng hồng cốc hữu châm vẻ mặt trầm trọng nói về cái này ta quyết định thực hiện ta hứa hẹn ngay sau đó hắn xoát một chút móc ra một phen trường kiếm ngu khuyết cốc hữu châm kế tiếp ta đem vì đại gia biểu diễn sinh nuốt thiết kiếm thích thiết tưởng nhóm thỉnh điểm cái chú ý hắn cầm lấy thiết kiếm liền hướng chính mình trong miệng dỗi, ngu khuyết nàng bỗng nhiên đứng lên kinh hoảng thất thố nói sư tôn sư tỷ sư huynh không hảo cốc hữu chăm hắn đầu óc nước vào không sống a à, ngu khuyết bắt lấy huyền thiết lệnh liền hướng cốc hữu chăm phòng chạy nàng một bên chạy huyền thiết lệnh thượng còn một bên cho nàng lai xuyên Cốc hữu châm cầm một phen không biết vì sao nàng nhìn thập phần quen mắt kiếm hướng trong miệng dỗi, nàng một cái không lưu ý, thứ này đã đem toàn bộ mũi kiếm cấp dỗi đi vào, dỗi chính mình thẳng trận trắng mắt, xem phát sóng trực tiếp nhân số bay nhanh dâng lên, từ ngu khuyết mới vừa tiến phát sóng trực tiếp khi hai ngàn nhiều người bay nhanh tiêu lên tới hai vạn. Phải biết rằng toàn bộ tu chân giới có thể tu luyện thả có năng lực mua cái huyền thiết lệnh, không sai biệt lắm cũng liền mấy vạn người. Này tương đương với cốc hữu châm này một dỗi, trực tiếp đem nửa cái tu chân giới cấp dỗi vào chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Mã Đức, cái gì kêu đỉnh lưu a? Chiến thuật ngửa ra sau, hơn nữa huyền thiết lệnh thượng cửa sổ nhỏ còn vẫn luôn nhắc nhở nàng, lăng tiêu tông trưởng môn tiến đến bái phỏng cốc hữu châm tiên quân, vạn kiếm sơn kiếm thánh tiến đến bái phỏng cốc hữu châm tiên quân, thương hải tông trưởng lão tiến đến bái phỏng cốc hữu châm tiên quân, tất cả đều là tu chân giới nghe nhiều nên thuộc đại lão hình như là toàn bộ tu chân giới đều có cái kia bệnh nặng, một đám nhàn rỗi không có việc gì không đóng cửa khổ tu, tất cả đều chen vào cốc hữu châm phòng phát sóng trực tiếp xem hắn nuốt kiếm. Lúc này, cốc hữu châm còn ở liên tục tính trận trắng mắt, kia thành kiếm dỗi thập phần gian nan, ngu khuyết sơ cổ, chỉ cảm thấy ít hầu đau. Nàng biết này tu chân giới có thể tu có thể đem thân thể tu luyện đồng bị thiết cốt đau thương bất nhập, nhưng nàng không biết một cái đang tu có phải hay không dài quá một bộ thiết ruột thêm thiết dạ dày, có thể đau kiếm xuyên bụng vẫn mặt không đổi sắc, dù sao nàng xem đến rất đau. Tuy rằng nhận thức ngắn ngủn không đến một canh giờ, nhưng nàng kính cốc hữu châm là một nhân tài. Lúc này, thảo luận khu hai cực phân hóa. Một đợt người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tỏ vẻ thật nam nhân nên xin nuốt thiết kiếm, cốc hữu châm quả thật chúng ta mẫu mực. Một khác sống người cảm thấy cốc hữu châm thuần túy là ở bát người trồng mắt, loại này phù hoa lại không làm mà hưởng tác phong dễ dàng dạy hư vị thành niên tu sĩ kêu gào muốn lấy huyết tinh bạo lực vì từ cử báo phong hắn huyền thiết lệnh mà càng thêm tao chính là lúc này huyền thiết lệnh đấy đột nhiên bắn ra thứ nhất quảng cáo dược vương cốc xuất phẩm vạn năng bảo mệnh đan mặc kệ ngài là chiến đấu chém giết trả thù huyết chiến vẫn là cho người ta đánh đố sinh nuốt thiết kiếm chúng ta đều tận sức với đem ngài sinh mệnh để lại cho quý giá ngày mai không cần chín trăm chín mươi tám chín mươi tám khối linh thạch mang về nhà cam nàng vừa mới kia lời nói quả nhiên vẫn là nói sớm muốn nói tao quả nhiên vẫn là đương cha tao nơi này khó tài phát quả nhiên một sơn càng sau một núi cao ngu khuyết quả thực không thể tin tưởng nàng khiếp sợ nói này tu chân giới cương nhiên còn có người so với ta tao hệ thống ngài cũng biết ngài ngày thường thao tác rất tao a à? ngu khuyết thâm trầm lắc đầu không giờ này khắc này ta cảm thấy ta còn chưa đủ tao bị một cái tu chân giới dân bản xứ sao không bằng tính cái gì hệ thống mau đừng nói nữa ngươi lại không đi ngăn cản cốc hữu châm liền phải ngõm củ tỏi giờ này khắc này ngu khuyết đã chạy tới cốc hữu châm cửa nàng không nói hai lời tức khắc bay lên một chân giữ cửa đá văng nhào vào đi hô lớn cốc hữu châm ngươi không cần luẩn quẩn trong lòng a à. đát mị yếu ớt ván cửa trực tiếp bị nàng một chân cấp làm nát lúc này cốc hữu châm đang cùng kia đem không biết vì sao phá lệ khó làm kiếm làm đấu tranh hắn trong lén lúc không phải chưa từng chơi nuốt kiếm mỗi lần đều nuốt thực thông thuận mà lần này không biết vì cái gì Thanh kiếm này phản phất có chính mình ý thức giống nhau, biên độ mỏng manh dãy dùa, làm hắn lần này nuốt kiếm biểu diễn phá lệ khó khăn. Tả thọc hữu thọc lạc giọng nói đau, cốc hữu châm cơ hồ đã xin lui ý. Mà đang ở lúc này, ván cửa, phanh, vỡ vùng thanh cùng ngu khuyết bi thống tiếng la đồng loạt truyền tiếng vào, cốc hữu châm một cái giật mình, đôi tay run lên, kia thanh kiếm liền như vậy vô cùng thông thuận bị hắn thọc vào chính mình cổ họng. Này trong nháy mắt, cốc hữu châm dừng lại, kiếm cũng không dãy dùa, phản phất hết thảy đều an tĩnh xuống dưới cốc hữu châm khóe mắt dư quan nhìn đến huyền thiết lệnh thượng yên lặng sau một lát giây lát gian mãn bình đều là trầm trồ khen ngợi hắn thậm chí thấy được cái kia ở huyền thiết lệnh thượng cùng nạn lẫn nhau dỗi thế cho nên hắn phát hạ nuốt kiếm thề độc người ở huyền thiết lệnh thượng hổ thẹn mà nói cốc tiên quân nói là làm vang dội hán tử ta hổ thẹn không bằng nếu là trước kia hắn chẳng sợ sắp chết cũng muốn dãy dụ đứng lên nói một câu đây là ta cốc hữu châm vang dội hán tử nhưng mà giờ này khác này hắn lại chỉ có thể trên mặt đất điên cuồng run rẩy dãy dụa vô năng cuồng nộ bái miệng mình thanh kiếm này không đúng thanh kiếm này nó có độc lúc này ngu khuyết đã vọt tiến vào nàng vừa thấy cốc hữu châm ngã xuống đất run rẩy bộ dáng tức khắc kinh hãi lớn tiếng nói cốc hữu châm ngươi kiên trì ta tới giúp ngươi nói liền vọt đi lên đôi tay nắm lấy chui kiếm nàng xông tới lực đạo không ngừng Chui kiếm tức khắc lại hướng trong chọc một đoạn, cốc hữu châm xem thường thẳng phiên, giờ khắc này, chỉ cảm thấy chính mình ly chết cũng liền kém một đoạn. Ngu khuyết nắm chui kiếm liền bắt đầu ra bên ngoài rút, 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 rút củ cải, cốc hữu châm cũng dãy dụa, kiếm cũng dãy dụa. Một màn này mà, tất cả đều trung thực bị huyền thiết lệnh ghi nhớ, lại phản hồi với mấy vạn tu sĩ. Lúc này, quan kháng phát sóng trực tiếp tu sĩ đã đột phá tam vạn tam vạn tu sĩ cách không nhìn kia thanh kiếm rốt cuộc có thể hay không nguyên lành từ cốc hữu châm trong miệng ra tới. Cuối cùng, vẫn là thiên cơ các chủ quản huyền thiết lệnh cao tầng nhìn không được, cảm thấy một màn này mặc kệ là đối ai tới nói, đều quá mức huyết tinh, tự mình ra tay đem phòng phát sóng trực tiếp cấp phong. Xa ở dược vương cốc cốc hữu châm thân cha bắt lấy cuối cùng một cái quan kháng nhân số bạo biểu cơ hội, ở cái này phát sóng trực tiếp bị phong phía trước đẩy ra lần này chủ đánh cuối cùng một cái sản phẩm điểm đánh liền xem cốc hữu chăm sinh nuốt thiết kiếm bí mật, thiết vị đan. Cuối cùng, phòng phát sóng trực tiếp bị phong phía trước, có gần một vạn năm nghìn người điểm đi vào. Dược vương cốc cốc chủ đại đệ tử vui vẻ nói, sư tôn. Đại hỷ A, à, hết hạn đến bây giờ, dược vương cốc sở hữu sản phẩm đã bán 400 vạn, kho hàng thiếu cốc chủ ế hàng thiết vị đang tồn kho cũng đã toàn bộ thanh linh. Cốc chủ thản nhiên cười nói, vậy là đủ rồi, thu tay lại đi, ta cũng nên đi xem ta cái kia hảo nhi tử mà bên kia, ngu khuyết mệt mỏi đầy người hãng, rốt cuộc thanh kiếm từ cốc hữu châm trong miệng cấp trúc ra tới, cốc hữu châm che miệng điên cuồng ho khan, chờ hắn hoảng không sai biệt lắm, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến ngu khuyết chính vẻ mặt kính ngưỡng mà nhìn hắn, cốc hữu châm giờ này khắc này đối ngu khuyết cảm tình phi thường phức tạp. Một phương diện chính hắn tìm đường chết muốn nuốt kiếm, từ nào đó trình độ đi lên nói ngu khuyết còn cứu hắn một chút, về phương diện khác, không có ngu khuyết, hắn khả năng còn không có như vậy thảm mặc kệ là từ hắn gặp phải nàng ngự cái chổi phi hành vẫn là từ nàng vọt vào môn khi cho hắn thọc như vậy một chút cốc hữu châm vẻ mặt phức tạp nói ngu sau đó liền nghe thấy ngu khuyết thanh âm sùng kính nói ta trăm triệu không nghĩ tới tu chân tu đến trình độ nhất định cư nhiên thật sự có thể sinh nuốt thiết kiếm không nói chơi quả nhiên vẫn là ta kiến thức nông cạn cốc hữu châm hắn cảm thấy chính mình cần thiết giải thích một chút kỳ thật cốc hữu châm giải thích không biết cô nương có hay không nghe nói qua thiết cốt đan Ngu khuyết gật đầu, có điều nghe thấy, nghe nói ăn thiết cốt đang lúc sau, một đoạn thời gian nội có thể làm người có được đồng bị thiết cốt, thân thể cùng thể tu đánh nhau không nói chơi, cốc hữu châm liền cười ngây ngô nói, này liền không sai, kỳ thật, ta ở nuốt kiếm phía trước, ăn thiết cốt đang cải tiến bản, thiết vị đang, ngu khuyết nói lắp, thiết, thiết vị đang, cốc hữu châm tự tin nói, đúng là, đây là ta có một lần tham gia thao thiết trang thực cây đại tái thời điểm cố ý từ thiết cốt đang trung được đến linh cảm thiết cốt đang ăn xong lúc sau thân thể có thể biến đổi thành đồng bị thiết cốt, tại hạ làm theo cách trái ngược, làm ra thiết vị đang ăn xong lúc sau khoan miệng thậm chí dạ dày liền có thể hóa thành đồng bị thiết cốt, ăn cái ớt cây không nói chơi, tại hạ trong lén lúc thử qua, nuốt kiếm cũng là thông thuận vô cùng, ngu khuyết, nàng trong lúc nhất thời không biết là nên phun tàu này thiết vị đang. Vẫn là phun tàu hắn cốc hữu châm vì tham gia cái ớt cây thi đấu liền làm ra như vậy cái thiết vị đang có thể bán đi ra ngoài sao? Ngu khuyết trầm mặt một lát, chân thành cảm thán nói, ngươi hảo tao a, à? cốc hữu châm nghi hoặc, tao là ý gì, ngu khuyết, chính là khen ngươi rất tuyệt ý tứ, cốc hữu châm mặt giảng ra, lễ thượng vãn lai nói, kia cô nương cũng thực tao, ngu khuyết, đại ý. Nàng tầm mắt dừng ở trên thân kiếm, nói sang chuyện khác, nhưng là ngươi không phải nói trong lén lúc nuốt kiếm đều thực thông thuận sao, lần này vì cái gì, nhưng không giống như là thực thông thuận ý tứ, cốc hữu châm rốt cuộc nhớ tới thanh kiếm này không thích hợp bỗng nhiên nhìn qua đi, hắn cầm lấy kiếm, nhíu mày đoan trang. Ngu khuyết không giấu vết ly xa một ít, hệ thống nhẹ nhàng hỏi, làm sao vậy, ngu khuyết, đều là nước miếng, có chút ghê tởm. Lúc này, cốc hữu chăm đoan trang kia thanh kiếm sau một lúc lâu, đột nhiên nói, này giống như không phải ta kiếm, lớn lên không giống A. À. Ngu khuyết thuận miệng nói, này đương nhiên không phải ngươi kiếm, ngươi kiếm hai ta bị trảo thời điểm không phải đã bị hắc y nhân ném sao, lời nói không nói chuyện, hai người bỗng nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Đúng vậy, hắn kiếm cũng chưa, này lại là ai kiếm? Ngu khuyết tầm mắt dừng ở trên thân kiếm, không tự giác nuốt nước miếng một cái. Này kiếm! Có chút quen mắt, cốc hữu châm cũng nuốt nước miếng một cái. Hai người nhìn chầm chầm kiếm, không nói một lời. Sau một lúc lâu, ngu khuyết bình tĩnh nói, ta nhớ ra rồi, ngươi ngự kiếm trở về thời điểm, dùng chính là ta tiểu sư huynh kiếm. Nói cách khác, hiện tại này đem dính đầy nước miếng, nước mũi hoàng hoàng lục lục không biết tên vật thể thậm chí với cốc hữu chăm dạ dày không tiêu hóa xong thái diệp tử kiếm là nàng tiểu sư huynh hai người nhìn chăm chú hạ thân kiếm rung nhẹ nhẹ ngu khuyết nôn rống xong đời lâm thời cải tạo mà thành phòng thẩm vấn yến hành chu cầm kia bổn bị chính mình sư tỷ đưa tới mãn thanh mười đại khổ hình xem đến mùi ngon mười một cái hắc y nhân chỉnh chỉnh tề tề bị treo lên trên người một tia vết máu đều không có xem yến hành chu ánh mắt lại chứa đầy sợ hãi như là đang nhìn cái gì ma quỷ giống nhau. Yến hành chu kiên nhẫn mười phần một tờ một tờ phiên xong, hắn tay nhẹ thủ sẵn trang sách, ý vị không rõ nói, ta cái này tiểu sư muội đảo thật là làm ta. Không tưởng được, ngay sau đó, hắn hứng thú bừng bừng nói, nguyên lai phàm nhân tra tấn thủ đoạn cũng có thể như vậy muôn màu muôn vẻ, như thế tương đối lên, nhưng thật ra tu chân giới kiến thức hạn hẹp, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt hắc y nhân nhóm, hỏi, các ngươi muốn thử xem sao? không chờ bọn họ trả lời hắn trực tiếp phất tay đem một cái hắc y nhân thả xuống dưới cũng cho hắn một cây đao hắn trong ánh mắt mang theo ý cười nhẹ giọng nói phàm nhân trung có một loại tra tấn kêu lột da nghe nói là đem người vùi vào trong đất chỉ lộ ra một cái đầu lên đỉnh đầu thượng các cái chữ thập lại rót nước vào bà hắn nóng lòng muốn thử nói ngươi tới tuyển một người thử xem xem người nọ cả người run rẩy phản phất cầm không được đao giống nhau yến hành chung nhắc nhở hắn ngươi nếu là không làm nói, ta đây cũng chỉ có thể làm ngươi đường cái kia bị lột da nga, hắc y nhân nhắm mắt lại, nói giọng khàn khàn, ta. Làm, hắn nắm chặt đao, ngay sau đó, kia thanh đao bỗng nhiên hướng Yến Hành Chu Huy tới, Yến Hành Chu tươi cười bất biến, thậm chí liền động đều chưa từng nhúc nhích, người nọ đao huy đến hắn trước người, lại bỗng nhiên học ra một búng máu tới, dây lát gian kinh mạch tẩn toái, nhưng hắn vẫn không chết, chỉ nằm trên mặt đất mở to hai mắt nhìn Yến Hành Chu một chút một chút trút ra chính mình Nguyên Anh. Yến Hành Chu nhẹ giọng nói, ta có thể làm ngươi thanh tĩnh nhìn chính mình Nguyên Anh mất đi, ngươi tin hay không? Hắc y nhân chậm rãi mở to hai mắt, Yến Hành Chu nắm người nọ Nguyên Anh đứng dậy, đánh giá giống nhau mà nhìn dư lại Hắc y nhân, như suy tư gì nói, làm ta ngẫm lại, tiếp theo cái nên ai? Bất quá một nén hương công phu, Yến Hành Chu cũng đã đi ra tra tấn thất, tra tấn trong phòng sạch sẽ, cái gì cũng chưa dư lại phòng tiếp khách, Thẩm Thất Thất đang ngồi lập bất an chờ hắn, Yến Hành Chu xoa tay đi vào, Thẩm Thất Thất lập tức đứng dậy, Yến Hành Chu chỉ khẽ gật đầu, nói: "Thẩm cô nương, ngồi." Thẩm Thất Thất thấp thỏm ngồi xuống, Yến Hành Chu ở nàng đối diện ngồi xuống, nàng lập tức cả người căng chặt, không biết vì cái gì, người này rõ ràng thường mang ý cười, luôn là một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, thậm chí có đôi khi còn một bộ lấy nàng cái kia bằng hữu ngu khuyết không có biện pháp bộ dáng nhưng nàng tổng cảm thấy trước mắt người này thập phần đáng sợ. Nàng thậm chí đều không rõ, ngu khuyết là làm sao dám ở như vậy một người trước mặt không hề cố kỵ. Yến hành chu phản phất cũng nhìn ra nàng đứng ngồi không yên, đi thẳng vào vấn đề nói, những người đó bắt ngươi, xác thật là vì phụ thân ngươi trong tay quỷ vương tính vật, thẩm thất thất chậm rãi nhíu mày. Yến hành chu không nhanh không chậm tiếp tục nói, bọn họ sau lưng người, là quỷ vương một cái cũ bộ, nhưng nghe nói cái này cũ bộ sau lưng như cũ có người sai sử nhưng này không phải bọn họ có thể tiếp xúc đến, thẩm thất thất dần dần cảm thấy bất an, Yến Hành Chu không thấy được giống nhau, chậm rãi nói, mà dựa theo kế hoạch, đêm mai sẽ có hóa hình quỷ giả trang thành ngươi cùng ngươi sư muội bộ dáng, bị trường âm tông tìm kiếm các ngươi hai người người tìm được, nội ứng ngoại hợp đoạt tính vật, sau đó diệt khẩu, thẩm thất thất rộng mở đứng lên, lạnh lùng nói, không được, ta phải đi về, Yến Hành Chu nhàn nhạt nói, ngồi xuống, hắn thanh âm rõ ràng không thế nào cao, thậm chí không thế nào nghiêm khắc, thẩm thất thất lại cảm thấy chính mình quanh thân máu phản phất đều lạnh xuống dưới. Nàng cứng đờ ngồi xuống, Yến Hành Chu bình tĩnh nói, ta hiện tại có thể cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, hiện tại trở về, giải nhất thời chiên nguy, nhưng từ nay về sau, chỉ cần cái kia tính vật ở phụ thân ngươi trong tay một ngày, phụ thân ngươi liền sẽ một ngày không được an bình, chẳng sợ các ngươi là âm tu đệ nhất đại tông trường âm tông, đệ nhị, đêm mai phía trước khởi hành ở quỷ vương cũ bộ lẻn và phụ thân ngươi bên người phía trước, phối hợp ta, nhổ cỏ tận gốc, ngươi chỉ cần lựa chọn, ta sẽ không ngăn ngươi, thẩm thất thất trên mặt hiện ra dãy dụi chi sắc, thật lâu sau, nàng nhắm mắt, kiên định nói, ta tuyển cái thứ hai, ta có thể phối hợp ngươi, nhưng ngươi muốn bảo đảm, đêm mai, ta phụ thân sẽ không có việc gì, Yến Hành Chu cười khẽ, đương nhiên, Yến Hành Chu rời đi phòng tiếp khách, đi lấy chính mình kiếm hắn nhớ rõ chính mình kiếm hiện tại hẳn là ở cốc hữu chăm bên người từ phòng tiếp khách đến phòng cho khách dọc theo đường đi an an tỉnh tỉnh yến hành chu chưa hình phạt kèm theo tin trong phòng rút ra ra tới chẳng sợ mang theo cười quanh thân phản phất cũng có một cổ mang theo mùi máu tươi giường như lạnh lùng hắn đi đến cốc hữu chăm ngoài cửa nghe được bên trong tựa hồ là có động tỉnh hắn thuận thế gõ gõ môn bên trong động tỉnh lập tức liền ngừng một mảnh an tĩnh yến hành chu nhướng mày cốc công tử ở bên trong sao sau một lát, cốc hữu châm phản phất mang theo rung rẩy thanh âm truyền đến, Yến công tử, ở, cửa không có khóa, ngươi tùy tiện vào, Yến hành chu đẩy cửa liền đi vào, sau đó hắn liền một đốn, hắn tiểu sư muội cũng ở bên trong, cùng cốc hữu châm bả vai dựa gần bả vai đứng, thập phần thân mật bộ dáng. Yến hành chu mạc danh xem một màn này không vừa mắt, hắn khẽ cười nói, tiểu sư muội cũng ở chỗ này, là tìm cốc công tử có chuyện gì sao, cốc hữu châm, không 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 có ngu khuyết lại là vẻ mặt nghiêm túc không sai chúng ta có một bút đại sinh ý muốn nói là chính sự yến hành chu nhướng mày áp xuống trong lòng mạc danh mà đến không thoải mái hắn không quên chính mình chính sự hắn nhàn nhạt hỏi cốc công tử ta tới bắt ta kiếm cốc hữu chăm sắc mặt cứng đờ a à này yến hành chu như thế nào cốc hữu chăm vào đầu bức tai một bộ có nỗi niềm khó nói bộ dáng cuối cùng hắn nhìn về phía ngu khuyết thâm trầm nói ta nếu ra tiền vẫn là ngươi tới nói đi ngu khuyết hít sâu một hơi trầm trọng nói ta tới yến hành chu lúc này đột nhiên cảm giác không ổn hắn tiểu sư muội ngẩng đầu trầm trọng nói sư huynh ta nói cho ngươi một sự kiện ngươi ngàn vạn không cần sợ hãi yến hành chu trầm mặt một lát ngươi nói ngu khuyết bối ở sau người hai tay chậm rãi vương trên tay yến hành chu trên mặt chỉ một thoáng trống rỗng trong lúc nhất thời ngốc hắn nhìn thấy gì hắn thấy được trước sau hai đời đi theo hắn từ sinh đến tử bội kiếm giờ phút này cả người cột lấy hoa tươi, đồ hương phấn, thậm chí liền trên chui kiếm đều cột lấy một đóa thật lớn nơ con bướm, hoa hòe loẹ loẹt loẹ nằm ở ngu khuyết trên tay, kia thân kiếm rung nhẹ nhẹ, tự hồ ở kể ra ủy khuất, Yến Hành Chu chưa bao giờ nghĩ tới chính mình kiếm có thể như vậy cây đôi mắt. Mà so với kia đóa nơ con bướm càng làm cho người vô pháp bỏ qua chính là, kia thân kiếm thượng, một cổ hợp lại hương phấn mùi lạ sau kiếm truyền đến, phản phất ai nôn quấy thượng hương liệu. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi hỏi, ngu khuyết, người cho ta giải thích giải thích, đây là cái gì? Ngu khuyết nghiêm túc, sư huynh, đây là ngài bội kiếm chịu đựng thiết dạ dày tàn phá huân chương, yến hành chu, ngu khuyết, hắn kêu tên nàng, ngu khuyết, ai? Yến hành chu bình tĩnh nói, quặng mỏ thượng thiếu cái thợ mỏ, ngươi nếu là nhàn nói liền đi đào mười xe quặng đi, yến hành chu hai ngón tay sách theo kiếm, sắc mặt xanh mét từ cốc hữu châm trong phòng đi ra. Ngu khuyết khéo đầu ba não đi theo hắn phía sau, Yến Hành Chu đi ra hai bước, nhớ tới cái gì dường như đột nhiên quay đầu mỉm cười cốc công tử cốc hữu châm kinh hồn tán đảm mà lên tiếng yến hành chu mỉm cười nói nghe nói cốc công tử 10 năm trước trời nhà trốn đi đến nay chưa về nguyên nhân gây ra là ngài phụ thân làm thực ngươi luyện chế đang dược thế cho nên tóc tất cả biến lục suốt 5 năm chưa từng biến mất kỳ thật chân chính nguyên nhân là cốc hữu châm cố ý cho hắn cha ăn nhưng nếu người khác đều tưởng làm thực cốc hữu châm kiên định gật đầu không sai là làm thực yến hành chu nghe vậy lời nói thấm thía phụ tử chi gian không có gì hiểu lầm là không giải được cốc hữu châm thở dài ta cũng tưởng cùng phụ thân cởi bỏ hiểu lầm chính là hắn cha đại khái chỉ nghĩ lấy đế giày đánh hắn lấy thế chính mình năm năm lục tóc hết giận yến hành chu cốc công tử cũng là hiếu tâm chứng giám cốc hữu châm nơi nào nơi nào yến hành chu lời nói khẩn thiết làm cốc hữu châm thực mau lâm vào phụ từ tử, tử hiếu giả dối nhân thiết bên trong không hề có phát hiện cái gì không đúng giờ phút này Ngu khuyết đang đứng ở nhà mình tiểu sư huynh sau lưng, ánh mắt thương hại mà nhìn hắn. Nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi nhà mình tiểu sư huynh đem mới vừa rồi kia phiên lời nói dùng huyền thiết lệnh lưu âm lúc sau, gửi đi cho dược vương cốc cốc chủ. Dược vương cốc cốc chủ hồi bay nhanh. Một vạn linh thạch, thỉnh các hạ lưu lại nhảy tranh kia. Một vạn linh thạch. Mã Đức, nàng đột nhiên cảm thấy cùng cốc hữu châm làm kia bút giao dịch mệt quá độ. Nàng trơ mắt mà nhìn nhà mình tiểu sư huynh vừa lòng thu hồi huyền thiết lệnh. Lúc này, Cốc Hữu Châm hãy còn không biết chính mình sắp sửa đối mặt cái gì, thẳng đến Yến Hành Chu mở miệng, Cốc Công Tử, Yến Hành Chu lời nói khẩn thiết, tại hạ cảm động với hai người các ngươi phụ tử chi tình, vì hiểu rõ khai các ngươi chi gian hiểu lầm, cố ý đem mới vừa rồi nói lưu âm, gửi đi cho phụ thân ngươi, Cốc Hữu Châm gương mặt tươi cười một chút cương, Yến Hành Chu tiếp tục, phụ thân ngươi nghe xong lúc sau, tỏ vẻ phi thường cảm động, Cốc Hữu Châm cả người run lên, Yến Hành Chu, hắn nói, hắn lập tức liền sẽ tới tìm ngươi toàn này đoạn phụ tử chi tình cốc hữu châm cất bước liền chạy yến hành chu nhẹ nhàng bâng quơ đè lại hắn cười nói này không thể được cốc cốc chủ chính là dặn dò mấy trăm lần nhất định phải làm ta đem ngươi lưu lại đâu cốc hữu châm điên cuồng dãy dụa gào rống ta không ta không cần thấy hắn làm ta đi yến hành chu thật là làm người cảm động phụ tử chi tình sau đó hắn không chút do dự đem cốc hữu châm nhét vào trong phòng mọi nơi còn bỏ thêm cấm chế. Toàn bộ hành trình, ngu khuyết mang theo kính sợ nhìn chính mình sư huynh, cốc hữu chăm cứu trợ nhìn về phía từng cùng chính mình cấu kết với nhau làm việc xấu ngu khuyết. Ngu khuyết không đành lòng, đang muốn nói cái gì, yến hành chu đột nhiên đem duy nhất cửa sổ một quan, ngăn cách hai người tầm mắt, cửa sổ một quan, tiểu sư huynh hồ ly dường như gương mặt tươi cười lập tức tiêu tán, mặt vô biểu tình cho chính mình kiếm dùng một cái hút bụi thuật. Thân kiếm phía trên hoa hòe loẹ loẹt phối sức cùng hương phấn dây lát trôi đi, nhưng trong không khí kia cổ hỗn hợp hương liệu cùng nôn kỳ dị hương vị thật lâu không thể tiêu tán, ngu khuyết không giấu vết ngừng thở. Nàng tưởng, lúc này, nàng khả năng chủ động chạy tới đào quặng thích hợp một ít, đều nói bội kiếm chính là kiếm tu lão bà, kia nàng cùng cốc hữu chăm cái này hành vi tính cái gì. Đem nhân gia lão bà cấp trà đạp, nhớ tới cốc hữu chăm thê thảm hình tượng, ngu khuyết tức khắc vẫn là cảm thấy đào quặng tương đối thích hợp chính mình nàng giật giật chân chuẩn bị trốn chạy yến hành chu mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình kiếm thật lâu sau đột nhiên nói ngươi là thu cốc hữu chăm bao nhiêu tiền như vậy giúp hắn thu thập cục diện rối rắm ngu khuyết theo bản năng nói một ngàn linh thạch cam nàng nói ra yến hành chu cười như không cười mà nhìn lại đây cho nên một ngàn linh thạch liền đáng giá ngươi đem ta kiếm lăng lộn thành như vậy ngu khuyết hổ thẹn cúi đầu nhớ tới tiểu sư huynh nhẹ nhàng bâng quơ một vạn linh thạch tới tay bộ dáng nàng xác thật cảm thấy chính mình so không được nhưng là không có biện pháp nàng cũng là có một con thỏ thỏ muốn dưỡng người dưỡng da gánh nặng nặng trĩu đè ở ngu khuyết trên vai nàng tinh thần sa sút nói kia sư huynh ta đi đào quặng nàng bước chân trầm trọng liền chuẩn bị rời đi yến hành chu ở sau lưng mặt vô biểu tình nói đứng lại ngu khuyết vẻ mặt mộng bức quay đầu lại yến hành chu nhìn nàng sau một lúc lâu đột nhiên nói, chờ hạ ngươi trực tiếp đi phòng luyện khí, làm mà cô nương trước đem ngươi pháp khí luyện chế ra tới, ngày mai, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến tuyệt âm cốc, ngu khuyết vò đầu, đi tuyệt âm cốc làm gì, Yến Hành Chu nhàn nhạt nói, có người chuẩn bị ở tuyệt âm cốc mai phục thẩm thất thất phụ thân, chúng ta đi cứu một chút người, ngu khuyết tức khắc hít hà một hơi, mai phục. Chúng ta hai cái đi cứu sao, Yến Hành Chu bình tĩnh nói, vậy là đủ rồi. Nhảy nhóc vai hệ, bất nhập lưu mặt hàng, vừa lúc cho ngươi luyện luyện tập, này, này chẳng lẽ chính là đại lão tự tin sao? Ngu khuyết lập tức nói, ta đây đào xong quặng liền đi tìm mạc tỷ tỷ. Yến hành chu nhìn nàng một cái, thời gian khẩn, không cần đào, ngươi lại có thể đào nhiều ít quặng. Ngu khuyết sửng sốt, tươi cười ngay sau đó mở rộng, cảm ơn tiểu sư huynh, nàng lớn tiếng nói, kia sư huynh có phải hay không cũng tha thứ ta lập? Yến hành chu nhìn nàng một cái, không tự giác mà nhẹ nhàng bật cười, được một tấc lại muốn tiến một thước tẩy kiếm trong hồ, Yến Hành Chu một lần lại một lần chà lau chính mình kiếm, rõ ràng hắn đã dùng hút bụi thuật, lại lau chùi rất nhiều biến, hắn lại vẫn cứ cảm giác thanh kiếm này phản phất không sạch sẽ dường như, luôn có một cổ mùi lạ ở chóp mũi quanh quẩn. Sư Tôn đã đi tới, nhìn hắn một lát sau, khẽ cười nói, bọn họ cư nhiên thật đúng là động ngươi kiếm, Yến Hành Chu, Sư Tôn cũng biết, Sư Tôn nhàn nhạt gật đầu, cốc hữu chăm cái kia phát sóng trực tiếp hiện giờ tu chân giới đã không người không biết yến hành chu cười lạnh một tiếng nhàm chán người sư tôn cười khẽ ngươi phạt khuyết nhi sao yến hành chu tiếp tục cười lạnh nàng kia tay nhỏ chân nhỏ ta lại như thế nào phạt nàng ta chuẩn bị mang nàng đi ra ngoài một chuyến cũng tỉnh nàng mỗi ngày nhàn không có chuyện gì sư tôn nhướng mày chính là ngươi cũng không thấy đến có bao nhiêu tức giận bộ dáng yến hành chu dương mắt ta thoạt nhìn như là không tức giận bộ dáng sư tôn bình tĩnh gật đầu hành chu ta rất nhiều năm chưa từng nhìn đến ngươi cười đến như vậy vui vẻ qua yến hành chu tay một đốn sau một lát hắn chậm rãi thu hồi khóe miệng không tự giác độ cung bình tĩnh nói đại khái là sư tôn nhìn lầm rồi đi sư tôn chậm rãi lắc lắc đầu ngươi chậm rãi sát kiếm đi ta đi rồi yến hành chu thuận miệng hỏi sư tôn đi chỗ nào sư tôn trầm mặc một lát nghiêm túc nói thư thượng nói phải bắt được nữ nhân tâm trước hết cần bắt lấy nữ nhân dạ dày ta gần nhất học tân thực đơn chuẩn bị thử một lần yến hành chu sư tôn đi rồi Yến Hành Chu trong lòng dâng lên một cổ sấp xỉ với vô ngữ cảm xúc, hắn mặt vô biểu tình tưởng, hắn vốn tưởng rằng toàn sư môn trọng sinh trở về, hắn kế tiếp muốn xem đến sẽ là sư môn tinh phong huyết vũ báo thu hình thức, ai biết, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sư tôn, sư tôn đang ở mặt niềm thực đơn, không cứu, hoàn toàn không cứu, hắn mặt vô biểu tình tiếp tục chà lau chính mình kiếm, sau một lát, hắn đột nhiên đốn xuống dưới, duỗi tay sờ sờ chính mình khóe môi. Lúc này, phòng luyện khí nội, sư nương đang đứng ở ngu khuyết trước mặt, hỏi, người đối với ngươi nhị hồ, nhưng còn có cái gì yêu cầu, ngu khuyết nhấc tay, có, sư nương, ngươi nói, ngu khuyết thâm trầm nói, ta muốn trắng chắc, sư nương làm ký lục tay một đốn, sau một lát, nàng châm trước nói, muốn nhiều rắn chắc, ngu khuyết, tốt nhất là một kén đi xuống trực tiếp có thể đem người sọ não làm toái, sư nương, cho nên ngươi đây là phải làm nhạc cụ vẫn là phải làm cây búa. Nàng hít sâu một hơi, kia cung cung đâu? cung côn cần thiết muốn tế không có khả năng rắn chắc đến cái loại này trình độ ngu khuyết lập tức nói vậy muốn sắc bén cung côn tốt nhất sắc bén như kiếm ta một cung côn đi xuống đem người thọc cái đối xuyên không nói chơi sư nương nàng nghiêm túc hỏi cho nên ngươi là phải làm âm tu vẫn là phải làm chù y tu hoặc là thể tu ngu khuyết âm tu sư nương trầm mặt một lát gật đầu tốt ta hiểu được cho nên ngu cô nương kỳ thật chính là tưởng chế tác một phen đã có thể đương chù y sử cũng có thể đương nhạc cụ dùng, thời khắc máu chốt tốt nhất còn có thể thọc người nhất kiếm nhị hồ. Nàng trong lòng có đại khái mô hình, khai làm, bởi vì nàng muốn thời khắc đo lường ngu khuyết linh lực cùng với thân thể trạng huống, ngu khuyết liền vẫn luôn ngốc tại nàng phòng luyện khí nội. Trong lúc, sư nương huyền thiết lệnh sáng năm lần, thư từ qua lại ngọc giảng vang lên hai lần, sư nương một lần cũng chưa mở ra quá, ngu khuyết cho rằng nàng không thấy được, liền nhắc nhở nói, mạc tỷ tỷ ngươi huyền thiết lệnh sáng sư nương chỉ nhìn thoáng qua liền nhàn nhạt nói, không cần phải xen vào nó, dừng một chút, bổ sung nói, tống gia, ngu khuyết một đốn, tống gia, chính là sư nương cái kia giả vị hôn phu gia, ngu khuyết nhẫn nhịn, không nhìn xuống, tiểu tâm hỏi, mạc tỷ tỷ, ngươi kỳ thật là không thích tống gia đi, sư nương nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, nhà đầu ngốc, trên đời này có một số việc, không phải ngươi không thích, liền có thể không làm, ngu khuyết đương nhiên biết, nhưng nàng cảm thấy, nàng tốt xấu một cái cứu rỗi văn nữ chủ, tới một chuyến nếu là liền điểm này nhi ý nang bình đều thay đổi không được, kia còn làm cái gì cứu rỗi văn nữ chủ. Hệ thống, ngươi là pháo hôi nghịch tập hệ thống nữ chủ, ngu khuyết không để ý tới nó, một bên tùy tay soát huyền thiết lệnh, một bên yên lặng tưởng, sư nương cùng tống gia kết minh, là bởi vì gia tộc nguy cơ, vì cái gì gia tộc nguy cơ đâu. Bởi vì bị mặt khác gia tộc liên thủ chặt đứt nguồn cung cấp, nếu là có thể đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, nàng xoát xoát, tay đột nhiên một đốn, đây là, huyền thiết lệnh thượng, chỉ thấy một cái một thân cơ bắp tu sĩ tay cầm một phen trường kiếm, cười đối màn ảnh nói, kế tiếp, ta cho đại gia biểu diễn sinh nuốt thiết kiếm, lão thiết nhóm thỉnh điểm cái chú ý, này không phải cốc hữu châm lời kịch sao, sau đó hắn liền nhìn đến người nọ cầm kiếm chậm rãi duỗi tới rồi chính mình bên miệng, ngu khuyết chậm rãi mở to hai mắt, từ từ. Cốc hữu châm đó là có thiết vị đang nhưng là các ngươi liền tính mua thiết vị đan kia cũng không nên đến hóa đi chẳng lẽ ngươi mẹ nó còn dài quá cái thiết dạ dày sau đó ngu khuyết liền nhìn đến người nọ nghiêng đi thân mượn hàng đơn vị kiếm từ một bên gương mặt xẹt qua từ một khát sườn thoạt nhìn giống như là nuốt kiếm giống nhau ngu khuyết tá vị a à, kia không có việc gì nàng cảm thấy cái này lưu ảnh có chút không thể hiểu được bắt chước cốc hữu châm nàng vẽ mặt mạc danh cắt qua đi sau đó lại là một cái ánh mặt trời xoáy khí tiểu ca cười nói, kế tiếp, ta cho đại gia biểu diễn sinh nuốt thiết kiếm, sau đó là đồng dạng tá vị. Ngu khuyết liên tiếp xoát tới rồi năm sáu cái không sai biệt lắm lưu ảnh, rốt cuộc hậu tri hậu giác một sự kiện, cốc hữu châm sinh nuốt thiết kiếm cái này ngạnh, ở tu chân giới phát hỏa, sinh nuốt thiết kiếm này bốn chữ trong khoảng thời gian ngắn thành lưu lượng mật mã, nếu là muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đạt được đại lượng chú ý, hiện tại ngươi chỉ cần ở huyền thiết lệnh đi lên một đoạn bắt chước tú, sinh nuốt thiết kiếm, bốn chữ vừa ra, lưu lượng bạo tăng. Ngu khuyết, cốc hữu châm có lẽ không thể tưởng được, sinh nuốt thiết kiếm này bốn chữ có khả năng muốn đi theo hắn cả đời. Nàng một trận thương hại, đang chuẩn bị tắt đi huyền thiết lệnh, sư nương nhìn thoáng qua, thuận miệng nói, như vậy cũng quá giả, nếu là có thể làm có thể coi dụi giả kiếm, phóng chừng sau cái này thật sự nhiều. Ngu khuyết quan huyền thiết lệnh tay một đốn, khoảnh khắc, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ngu khuyết lập tức hỏi, mạc tỷ tỷ, như vậy kiếm, ngươi sẽ làm sao? Sư nương thuận miệng đáp, rất đơn giản, tiểu xiết thôi, ngu khuyết trầm mặt một lát, tươi cười dần dần ngang tàn. Nàng tìm được rồi. Nàng cứu rỗi văn nữ chủ lưu lượng mật mã, ngu khuyết không nói hai lời, mở ra huyền thiết lệnh liền tìm tới rồi dược vương cốc cốc chủ công cộng tài khoản, câu thông nói, cốc cốc chủ, ta nơi này có một đơn đại sinh ý, không biết cốc chủ có hay không hứng thú nói chuyện, ngu khuyết vốn tưởng rằng chính mình phải đợi thượng trong chốc lát, ai biết lão cốc chủ hồi bay nhanh, hắn hỏi, ngươi là ta nhi tử phát sóng trực tiếp cái kia cứu hắn một mạng nữ hài, ngu khuyết, là ta, lão cốc chủ, ngươi muốn cùng ta làm buôn bán. Cái gì xin ý, nói nói xem, ngu khuyết không nói hai lời, lập tức làm sư nương cho chính mình tìm một phen nhưng có dũi giả kiếm, sư nương, không cần tiền, ta chính mình làm chơi qua, ngu khuyết lập tức cấp kia thanh kiếm lưu ảnh. Hợp với huyền thiết lệnh thượng nhất hỏa bắt chức tú cùng nhau chia lão cốc chủ lão cốc chủ không hổ là người làm ăn, nghe huyền ca mà biết nhã ý, hỏi, ngươi tưởng bán loại này có dụi kiếm, ngu khuyết, cốc chủ ý hạ như thế nào, người làm ăn ánh mắt độc ác thấy được tệ chỗ, cái này bán không được bao lâu, thực mau liền sẽ bị người bắt trước, ngu khuyết chính vắt hết óc tưởng bổ sung, bên kia đột nhiên lại nói, trừ phi chúng ta có thể đem lưu ảnh kia thanh kiếm một sau một hoàng nguyên, phối hợp thiết vị đan. Toàn phương vị bắt chước dưới bọn họ hứng thú hẳn là sẽ lớn hơn một chút, chờ như vậy có dũi kiếm bán thượng một đoạn thời gian đánh ra danh khí chúng ta đại có thể bắt trước cùng loại lưu ảnh thuận thế đẩy ra mặt khác thú vị đạo cụ dược vương cốc nói không chừng còn có thể sáng lập một cái tân sản nghiệp cô nương ý hại như thế nào ngu khuyết đã hiểu nàng chỉ là tưởng bán cái có dũi kiếm nhưng nhân gia đại lão tưởng bán một sau một quanh thân còn tưởng nhân công tạo ngành thuận thế đẩy ra mặt khác quanh thân bội phục bội phục nhưng là cái này tư tưởng tiền đề là yến hành chu hắn có nguyện ý hay không chính mình bảo bối kiếm bị người bắt trước, còn ở huyền thiết lệnh thượng một lần lại một lần bị người nuốt kiếm ngu khuyết chỉ có thể chậm rì rì trả lời a này dược vương cốc cốc chủ đã hiểu tự tin nói là kiếm chủ nhân không đồng ý không quan hệ ta ngày sau liền đến ta tới thuyết phục hắn mà hai ngày này chúng ta yêu cầu mau chóng làm ra đại lượng không có trang trí co duỗi kiếm ngu khuyết lập tức tự tiến cử ta nơi này có một cái sẽ làm co duỗi kiếm luyện khí sư cốc chủ không nói hai lời trước làm năm nghìn đem thử xem thủy báo thường ta danh hào tiền đặt cọc từ ta danh nghĩa tùy ý một cái dược trang lấy lão bản đại khí ngu khuyết trực tiếp nhảy dựng lên sư nương ở một bên xem nàng sắc mặt đổi tới đổi lui không tự chủ được nói làm sao vậy ngu khuyết vẻ mặt thâm trầm đem huyền thiết lệnh cho nàng xem sư nương nhìn nhìn sắc mặt đều thay đổi năm nghìn thanh kiếm gia tộc nàng tao ngộ nguy cơ không thể không cùng tống gia liên thủ đúng là bởi vì bị người giáp công tới rồi thu không đủ chi trạng thái nhưng là có này năm nghìn thanh kiếm liền không giống nhau không khả năng không ngừng này năm nghìn thanh kiếm kế tiếp còn có dược vương tốc hợp tác sư nương hít sâu một hơi lại đem huyền thiết lệnh đưa cho ngu khuyết nàng nhìn ngu khuyết cao hứng biểu tình lắc đầu nói ngu cô nương chuyện như vậy ngươi không nên tìm ta trên đời này có nhiều như vậy luyện khí sư nhưng ta chỉ nhận thức ngươi một cái a à. ngu khuyết đánh gãy nàng ta chỉ nhận thức mạc tỷ tỷ một cái, ta không tìm ngươi, lại nên tìm ai, sư nương trầm mặt xuống dưới. Nàng rất khó cự tuyệt như vậy dụ hoặc, nhưng nàng đồng dạng không thể lợi dụng như vậy chân thành một cái nữ hài. Nàng nói, ta đây chỉ cần phí tổn giới, lợi nhuận phân tam phân, dược vương cốc chiếm bốn thành, dư lại sáu thành, người muốn toàn quyền phụ trách, người bốn thành, ta chỉ ra cái điểm tử, ta hai thành. Ngu khuyết cao hứng nói, cứ như vậy định rồi, một cái điểm tử bạch phiêu hai thành lợi nhuận, nàng kiếm ngu khuyết chính cao hứng phấn chấn sư nương đột nhiên không hề dự triệu mà ông lấy nàng cao lớn soái khí sư nương đem nhỏ xin ngu khuyết ông chặt ngu khuyết ngơ ngẩn hảo cứng quá cánh tay cứng quá hảo hảo mềm ngực hảo mềm mụ mụ nha đây là thiên đường sao ngu khuyết cái mũi nhiệt mà giờ này khắc này sư tôn cùng yến hành chu chính một tả một hữu từ phòng luyện khí hai bên đi tới sư tôn trong tay bưng một mâm tôm sông là hắn muốn bắt trụ sư nương dạ dày vũ khí yến hành chu trong tay dẫn theo chính mình kiếm hắn muốn hỏi một chút ngu khuyết rốt cuộc dùng chính là cái gì hương phấn vì cái gì hắn giặt sạch nửa ngày hút bụi thuật dùng vô số trên thân kiếm kia cổ mùi lạ đều tẩy rớt kia cổ hương phấn vị lại như cũ ngoan cố mục đích bất đồng hai người ở phòng luyện khí cửa tương ngộ sư tôn nhìn yến hành chu kiếm yến hành chu nhìn sư tôn tôn xong hai người không hẹn mà cùng hướng trong xem trong nhà cao lớn soái khí nữ nhân ông nhỏ xinh đáng yêu nữ hài. Hoàng hôn ánh chiều tà rải vào phòng, dừng ở hai người trên người. Tình cảnh này. Tình cảnh này, sư tôn tôn sông ban dừng ở trên mặt đất, yến hành chu chậm rãi hỏi, các ngươi đang làm gì, hai cái nữ hài đồng thời quay đầu, không biết có phải hay không hoàng hôn làm nổi bật, hai người một cái mặt đỏ hồng, một cái đỏ mắt hồng. Ngay sau đó, ngu khuyết cái mũi chậm rãi chạy xuống hai hàng huyết tới, sư nương tức khắc nôn nóng nói, ngu cô nương, ngươi làm sao vậy? Sư Tôn nhìn chưa bao giờ như vậy nôn nóng quá chính mình người trong lòng, chậm rãi nói, có lẽ ta tới không phải thời điểm, ngu khuyết ấn cái mũi, thuận miệng nói tiếp, không, ngươi tới đúng là thời điểm, làm trò sư Tôn cùng tiểu sư huynh mặt, sư nương vẽ mặt sầu lo thân thủ cấp ngu khuyết xử lý sạch sẽ máu mũi. Yến hành chu cùng sư tôn thầy trò hai người toàn bộ hành trình bàn quan, tỉnh mịch giống nhau trầm mặt. Sư nương lo lắng nói, ngu cô nương, có phải hay không phòng luyện khí độ ấm quá cao ngươi không thích ứng? Ngươi mặt đều đỏ, ngu khuyết tầm mắt mơ hồ nói, đối. Là có chút nhiệt, sư nương săn sóc nói, kiên ngu cô nương liền đi về trước đi, ta nên nhớ cũng nhớ không sai biệt lắm, chờ ta đem đồ vật làm tốt, ngươi lại qua đây, ngu khuyết, hảo, tốt, nàng một chân thăm một chân thiển phiêu phiêu hốt hốt đi ra ngoài, đi qua chính mình sư huynh cùng sư tôn trước người, lễ phép nói, phiền toái nhường một chút thầy trò hai người liếc nhau, trầm mặt hướng bên cạnh làm một chút, ngu khuyết phiêu phiêu đảng đảng từ hai người chi gian xuyên qua, đi ra hai bước, nàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Vừa mới tới người kia có phải hay không sư tôn? Không được, sư nương như vậy tốt nữ tử, nàng cần thiết muốn cho sư tôn biết nàng có bao nhiêu bổng. Ngu khuyết tức khắc một cái mảnh hổ quay đầu lại, tầm mắt bình tĩnh dừng ở vẻ mặt chỗ trống sư tôn trên người, sư tôn, sư tôn đốn một lát, khô cằn hỏi, Nga, khuyết nhi ngươi còn có chuyện gì sao ngu khuyết ngay trước mặt hắn đột nhiên giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói sư tôn mạc tỷ tỷ giỏi quá nói xong nàng tự giác hoàn thành sứ mệnh một thân nhẹ nhàng xoay người rời đi chỉ để lại sư tôn câu nói kia nhất biến biến ở bên tai quanh quẩn sư tôn mạc tỷ tỷ giỏi quá mạc tỷ tỷ giỏi quá tỷ tỷ giỏi quá giỏi quá lão bà ngươi giỏi quá Zipger, sư tôn nhắm mắt đột nhiên nhìn về phía yến hành chu bình tĩnh hỏi, ngươi là tới tìm mạc cô nương, vẫn là tới tìm ngươi tiểu sư muội. Yến hành chu nhìn nhìn cái kia bóng dáng đều lộ ra một cổ đắc ý tiểu sư muội, lại nhìn nhìn chính mình giống như bình tĩnh sư tôn. Hắn thanh kiếm một ôm, bình tĩnh nói, ta là tới xem náo nhiệt, sư tôn trầm mặt xem hắn một lát, ngữ khí thường thường nói. Ngươi lại không đuổi theo ngươi tiểu sư muội, ngươi trên thân kiếm hương phấn liền càng rửa không sạch, yến hành chu động tác cứng đờ, ngay sau đó hắn từ ông kiếm đổi thành một tay sách kiếm bình tĩnh nói, cáo từ, Yến Hành Chu cũng đi rồi, sư tôn cho chính mình làm làm trong lòng xây dựng, nhấc chân bước vào phòng luyện khí. Sư nương nghe thấy thanh âm kinh ngạc quay đầu, giang tiên tôn không có đi sao, sư tôn ôn nhu nói, kêu ta gian hàng liền hảo, ta là tới tìm ngươi, sư nương hoang mang, tiên tôn lúc này tới tìm ta, là có cái gì chuyện quan trọng sao, sư tôn khẽ cười nói, đảo cũng không có, chẳng qua mới vừa rồi xuống bếp làm một mâm tôm sông, tưởng thỉnh mạc cô nương đánh giá một chút, ai thành tưởng vừa mới ở cửa thất thủ đánh, nhưng thật ra đáng tiếc, sư nương kinh ngạc, gian tiên tôn người như vậy, cư nhiên cũng sẽ xuống bếp, sư tôn mặt không đổi sắc nói, tuy rằng ta chờ đều đã tích cốc, nhưng xuống bếp là ta yêu thích, còn xem như am hiểu, không những như thế, tại hạ giặt quần áo nấu cơm một phen hảo thủ, các loại việc nhà đều không nói chơi, sư nương biểu tình tức khắc trở nên kính ngưỡng lên, không nghĩ tới tiên tôn còn có như vậy mộc mạc yêu thích, ta thô tay thô chân, luôn luôn không am hiểu này đó, thật đúng là thất kính, sư tôn, mà cô nương là luyện khí thiên tài, làm sao cần sẽ này đó, không giấu vết biểu lộ chính mình hiền huệ, lại ám chỉ ngày sau thành thân lúc sau mấy thứ này nàng giống nhau không cần động, sư tôn tự giác chính mình đã làm thực hảo, toàn bộ hành trình dựa theo sách giáo khoa một sau một hoàn nguyên, cho nên hắn rốt cuộc so với hắn cái kia tiểu đồ đệ kém ở đâu. Vì cái gì hắn người trong lòng chịu cùng chính mình tiểu đồ để dán dán cũng không chịu cùng chính mình dán dán hắn không giấu vết tìm hiểu nói, đúng rồi, mới vừa rồi khuyết nhi ở chỗ này, nhưng có phiền toái đến ngươi, lời này vừa nói ra, mặt hàng xanh tức khắc trầm mặt xuống dưới. Nàng nhìn nhìn chính mình huyền thiết lệnh, lại nghĩ tới mới vừa rồi ngu cô nương một lòng vì nàng hành vi, đột nhiên thật dài thở dài. Nàng thiệt tình thực lòng nói, Giang tiên tôn, ngươi tiểu đồ đệ giỏi quá, Giang hàng, Giang hàng, cho nên có hay không người nói cho hắn, hắn tiểu đồ đệ rốt cuộc đối hắn người trong lòng làm cái gì, ngu khuyết. Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh hỷ là vi sư không biết mà lúc này ngu khuyết chính nhìn nhà mình tiểu sư huynh kiếm vẻ mặt vui sướng đối tiểu sư huynh nói a à, ngươi nói cái này hương phấn a à, cái này hương phấn là cốc hữu châm vì chính mình có thể không tắm rửa trên người còn không có mùi lạ riêng nghiên cứu ra tới siêu trường cầm hương hình hương phấn tuyệt đối bền tiểu sư huynh ngươi là muốn cùng khoảng hương phấn sao yến hành chu trong lòng dân lên một cổ không ổn dự cảm bất động thanh sắc hỏi kia cái này mùi hương rốt cuộc bao lâu có thể lui tán, ngu khuyết đếm trên đầu ngón tay tính tính, chắc chắn nói, hai tháng, Yến Hành Chu, kiếm, kia đem đi theo Yến Hành Chu hai đời kiếm ở trong tay hắn rung nhẹ nhẹ, phản phất đã rốt cuộc chịu không nổi bất luận cái gì đã kích, hai tháng, Yến Hành Chu chậm rãi nói, nói cách khác, cốc hữu chăm hắn dài nhất hai tháng không có tắm rửa, ngu khuyết nhưng thật ra thực lý giải, bọn họ loại này luyện đang. Có đôi khi bế quan vì luyện một lò dược nửa năm không ra đều có phòng luyện đang linh lực hơi chút không đối một lò đang đều sẽ thất bại, lại không thể dùng hút bụi thuật, cho nên tiểu sư huynh, ngươi không cần bởi vì cốc hữu chăm hai tháng không tắm rửa liền kỳ thị hắn, tôn trọng, lý giải, yến hành chu, nói cách khác, cái kia đã từng hai tháng không tắm rửa người, không ngừng cầm hắn kiếm ngự kiếm phi hành, còn dùng hắn kiếm biểu diễn nuốt kiếm, hai tháng, đều im ngon miệng hắn trong lúc nhất thời cư nhiên không biết rốt cuộc là chính mình kiếm đến mang theo này mùi hương hai tháng làm hắn khó chịu một ít, vẫn là cốc hữu chăm hai tháng không tắm rửa còn chạm vào chính mình kiếm càng làm cho hắn khó chịu. Hắn hiện tại chỉ hận không được lại đem chính mình kiếm ném vào tẩy kiếm trong hồ lại tẩy nó cái một trăm tới biến. Hắn kiếm không sạch sẽ. Yến hành chu cười lạnh nói, à, tôn trọng, lý giải, ngu khuyết không biết sống chết. À đúng 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 đúng, đúng. Yến hành chu, ngu khuyết, ngu khuyết, ai? Yến hành chu mặt vô biểu tình nói, sáng mai cầm chính mình pháp khí lúc sau, liền theo ta đi tuyệt âm cốc, vẫn là đừng làm cho ngu khuyết cùng cốc hữu chăm đại ở bên nhau, hắn sợ thời gian dài, liền hắn tiểu sư muội đều im ngon miệng. Tuyệt âm cốc ngoại, trường âm tông đệ tử tông ninh cao mày đứng ở sư tôn bên người, thanh âm lãnh trầm, sư tôn, cuối cùng phát hiện đại sư tỷ địa phương chính là nơi này, có người nhìn đến đại sư tỷ ông tiểu sư muội một đường trốn vào tuyệt âm cốc. Phản phất bị người nào đuổi theo giống nhau, chúng ta còn ở tuyệt âm cốc ngoại phát hiện cái này, tông ninh vương tây trong tay là một phen có chút cũ khóa vàng, trường âm tông tông chủ đốn một lát, cầm lấy khóa vàng, hắn đương nhiên nhận được này đem khóa vàng, đây là hắn từ thất thất lúc mới sinh ra liền tự mình mang ở trên người nàng đồ vật, hơn 20 năm qua chưa bao giờ rời khỏi người. nhìn đến này đem khóa vàng kia một khắc, mấy ngày mấy đêm căng thẳng huyền phản phất lập tức liền chặt đứt, hắn nghe được chính mình thanh âm bình tĩnh nói, ta nhập tuyệt âm cốc tìm kiếm thất thất ngươi mang theo các đệ tử ở bên ngoài chờ không có mệnh lệnh của ta không được bước vào một bước tông ninh kinh ngạc sư tôn không thể a à. này tuyệt đối có trá sư tỷ sao có thể chủ động đi vào tuyệt âm cốc trường âm tông đương nhiên biết chuyện này có kỳ quặc tuyệt âm cốc là địa phương nào nhập cốc lúc sau vạn âm toàn tịch âm tu thủ đoạn cũng tương đương với phế đi hơn phân nữa này cơ hồ là âm tu tử địa thất thất như vậy thông minh phàm là có một tia khả năng nàng lại như thế nào sẽ chủ động bước vào tuyệt âm tốc, nhưng hắn rồi lại nhịn không được suy nghĩ kia một cái khả năng vạn nhất đâu vạn nhất thất thất là bị buộc đến không đường nhưng đi đâu vạn nhất là có người hiếp bức nàng đâu tuyệt âm tốc nội nàng một cái âm tu liền tự bảo vệ mình thủ đoạn đều không có vạn nhất nàng thật sự ở bên trong nàng lại nên có bao nhiêu sợ hãi hắn đời này chỉ có như vậy một cái nữ nhi hắn làm sao có thể bởi vì này một tia kiên kỵ mà đem nàng trí chi không màng thẩm tông chủ không chờ đệ tử lại khuyên sải bước đi vào tông ninh cắn chặt răng lạnh lùng nói canh giữ ở bên ngoài mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ mà giờ này khắc này ngu khuyết đang đứng ở tuyệt âm cốc một bên vách đá thượng đi xuống xem một bên đối bên cạnh vẻ mặt khẩn trương thẩm thất thất nói thất thất ta tiểu sư huynh nói hiện tại tuyệt âm cốc bên ngoài cũng bị bọn họ bố trí tuyệt âm trận tuyệt âm cốc bên trong từ tiểu sư huynh phụ trách tuyệt âm cốc bên ngoài phải giữ chúng ta đợi chút tiểu sư huynh động thủ ngươi đi học ta, ta như thế nào làm ngươi như thế nào làm, hiểu chưa, thẩm thất thất vẫn là khẩn trương, chính là. Này có thể được không, ngu khuyết vỗ ngực cam đoan, tuyệt đối có thể hành, ngươi xem ta, thẩm thất thất khẩn trương gật đầu, hai người qua ở một thân cây thượng, khẩn trương lại kích thích chờ đợi, cũng không biết đợi bao lâu, yên tĩnh trong cốc đột nhiên một cổ cùng cùng linh lực kích động mà đến, ngu khuyết tâm nói đến, liền nói ngay, thất thất. Đến chúng ta lên sân khấu lúc, thẩm thất thất vẻ mặt kiên nghị nói, hảo, ngay sau đó, nàng như là dơ lên một khối gạch giống nhau, dơ lên chính mình. Cầm, ngu khuyết đồng thời dơ lên nàng kia đen cùng cây búa có bảy phần tương tự hơn nữa vô cùng trầm trọng. Nhị hồ, ngu khuyết, tam, nhị, một, giờ này khắc này, tuyệt âm cốc ngoại lưu thủ trường âm tông đệ tử dây lát giang đã bị không biết từ đâu mà đến hắc y tu sĩ vây quanh lên, tuyệt âm trận mở ra. Có âm tu đệ tử tưởng tấu vang nhạc cụ phá vây, lại kinh hãi phát hiện chính mình nhạc cụ phát không ra bất luận cái gì thanh âm tới. Tông Ninh lập tức ý đồ thổi lên chính mình tiêu, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Hắn lập tức liền biết bọn họ có khả năng là bị vây tiếng tuyệt âm trận. Tuyệt âm trận, mấy chục năm trước có tu sĩ căn cứ tuyệt âm cốc mà nghiên cứu ra tới tương tự trận phát nhưng nếu là muốn thi triển cái này trận phát hao phí thời gian cực dài, sở phí linh thạch đông đảo, hơn nữa đối kim đang trở lên tu sĩ căn bản không có hiệu quả, có thể nói mất nhiều hơn được, vì thế sau lại cũng dần dần không có người lại dùng. Chính là như vậy một cái tuyệt âm trận, đối phó bọn họ lại vậy là đủ rồi. Tông Ninh nhìn trước mặt hắc y nhân, nhớ tới lẽ loi một mình tiến vào tuyệt âm cốc sư tôn, tâm một chút trầm xuống dưới, bọn họ vào người khác bẫy rập. Tông Ninh lạnh lùng nhìn trước mặt hắc y nhân, cầm đầu hắc y nhân trào phúng mà nhìn hắn, truyền âm nhập mật không chút để ý truyền vào lỗ tai hắn, ta khuyên các ngươi tốt nhất thức thời một chút, tuyệt âm trận hạ các ngươi cùng đợi làm thịt sơn dương cũng không có gì khác nhau cũng đừng nghĩ các ngươi sư tôn có thể cứu các ngươi hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn có tuyệt âm trận ở mặc kệ là cái gì tu vi âm tu khi hắc y nhân lời nói còn chưa nói xong tông ninh lại đột nhiên mở to hai mắt giữa không trung một cái thân hình nhỏ xinh thiếu nữ sấn kia hắc y nhân tất tất lại lại hết sức đột nhiên từ vách đá thượng nhảy xuống giơ lên trong tay nhị hồ Tông Ninh trơ mắt mà nhìn kia thiếu nữ giống dơ lên cây búa giống nhau dơ lên nhị hồ, ở kia hắc y nhân vẻ mặt đắc ý thời điểm, không hề dự triệu một vài làm ẩu ở hắn trên đầu, kia nhị hồ cả người nhuộm tóc kim loại đen nhánh ánh sáng, trầm trọng khuynh hướng cảm xúc giống như thật hóa, nhị hồ cùng não rộng chạm vào nhau trong nháy mắt, chẳng sợ tuyệt âm trận người nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, bọn họ cũng cơ hồ có thể tưởng tượng đến kia thật lớn tiếng đánh, nhất định rất đau, cầm đầu hắc y nhân bị đâm đầu ván mắt hoa hắn nhanh chóng ổn định thân hình tưởng phản kích, vách đá thường đột nhiên lại nhảy xuống một người, vẻ mặt giữ tận dơ gạch giống nhau dơ lên cầm, chiếu mới vừa rồi kia thiếu nữ chú y xuống dưới địa phương lại tới nửa một chút, đó là... Sư tỷ, Tông Ninh rộng mở tiếng lên hai bước, nhưng mà còn không có xong, hai chú y gõ xuống dưới, hắn trờ mắt nhìn chính mình sư tỷ cùng kia thiếu nữ liếc nhau, hai người một tả một hữu dơ lên nhạc cụ triều kia hắc y nhân trên mặt kén qua đi, hai hạ giáp công, hắc y nhân trên mặt phản phất vĩ pha màu giống nhau tà khai trận trắng mắt hắc y nhân mềm mại ngã xuống trên mặt đất hai cái cầm nhạc cụ đương chù y kén thiếu nữ liền như vậy do nhạc cụ đứng ở mọi người trước người không hề sợ hãi đối mặt dư lại hắc y nhân kia một khắc các nàng thân hình thế nhưng như thế cao lớn tông ninh choáng váng hắc y nhân cũng choáng váng bọn họ cũng chưa gặp qua như vậy trận trượng ngay sau đó tông ninh chậm rãi nheo lại đôi mắt nguyên lai like. còn có thể như vậy ở những cái đó hắc y nhân phản ứng lại đây phía trước tông ninh cùng chính mình bọn đồng môn liếc nhau nếu đại sư tỷ hành như vậy bọn họ cũng đúng trong lúc nhất thời đạn tỳ bà giơ lên trầm trọng tỳ bà đạn đạn không xả ra sắc bén cầm huyền thổi sáo yên lặng tính cái kia góc độ càng dễ dàng thọc người đôi mắt gõ chuông nhạc không tự chủ được mà muốn thử xem chuông nhạc cùng não rộng cái kia thanh âm càng thanh thúy một hồi ly đại phổ chiến đấu chạm vào là nổ ngay mười lăm phút lúc sau thẩm tông chủ cùng yến hành chu sắc mặt như thường chậm rãi đi ra tuyệt âm cốc xuất cốc kia một khắc thẩm tông chủ bình tĩnh nói yến tiên quân ta lần này suýt nửa thân chết toàn nhân cái kia đồ vật dựng lên thẩm mổ tự giác lấy không được nó hiện giờ đem nó cho yến tiên quân mong rằng yến tiên quân thích đáng bảo quản yến hành chu nhướng mày bảo quản vật như vậy không phải hẳn là càng sớm biến mất càng tốt sao thẩm tông chủ sửng sốt ngay sau đó khẽ thở dài là ta hẹp hòi như vậy, mong rằng Yến Tiên quân mau chống tiêu hủy nó, Yến Hành Chu cười cười, không nói gì, mau rời khỏi Tuyệt Âm cốc kia một khắc, Yến Hành Chu đột nhiên nói, "Chờ hạ vô luận nhìn đến cái gì, đều hy vọng tông chủ không cần quá mức kinh ngạc, Thẩm tông chủ không hiểu ra sao, tâm nói trải qua Tuyệt Âm cốc một chuyện lúc sau, còn có cái gì có thể làm hắn kinh ngạc, hắn tốt xấu cũng là gặp qua đại trường hợp người, Yến Tiên quân là thật là nhiều lo lắng." Thẩm tông chủ hoài tự tin, một chân bước ra Tuyệt Âm cốc, sau đó hắn suýt nữa lại lui trở về, hắn nhìn thấy gì, hắn nhìn đến chính mình đại đệ tử chính cầm tiêu thọc người đôi mắt, hắn nhị đệ tử túng cầm huyền lạc người yết hầu, hắn tam đệ tử một phen tỳ bà vũ quy vũ sinh phong, này, này. Bọn họ âm tu, còn có hắn âu yếm bảo bối khuê nữ, thẩm thất thất một chân dẫm lên một cái hắc y nhân đầu, dơ đại cầm đổ ập xuống mà hướng đối phương trên người kén, một bên kén một bên bức bức nói, lão nương mẹ nó cho ngươi mặt ngươi dám động cha ta ngươi mã đức âm tu thân kiều thể nhược không thể đánh. Lão nương hôm nay làm ngươi nhìn xem ta mẹ nó có thể hay không đánh, ngu khuyết ở một bên khái hạt dư khuyên nhủ, tính tính, thủ hạ lưu tình, không sai biệt lắm được, các ngươi tốt xấu đến lưu cái có thể lên tiếng đi. Lúc này, thẩm tông chủ chậm rãi đã đi tới, suy yếu nói, thất thất, thẩm thất thất trước mắt sáng ngời, lập tức buông xuống cầm, cha, nàng nhào tới, thẩm tông chủ vui mừng, tuy rằng hắn nữ nhi giả mang một ít, nhưng trong lòng vẫn là có hắn cái này cha sau đó hắn liền nghe thấy hắn nữ nhi bổ nhào vào trước mặt hắn hưng phấn nói cha ta cây đàn này đánh lên người tới không hảo sử a à. ngài xem xem có thể hay không cho ta đổi một phen liền ngu cô nương cái loại này có trọng lượng đánh người đâu thời khắc máu chốt một kén đi xuống có thể đem người não rộng làm toái thẩm tông chủ a à này thẩm thất thất khai đầu lục tục những đệ tử khác đều xông tới sư tôn ta cảm thấy ta tỳ bà giống như không quá trắng chắc Sư tôn, ta cảm thấy ta đàn không lạc khởi người tới không quá thuận tay. Sư tôn, ta cây sáo. Sư tôn, ta chung nhạc. Thẩm tông chủ bị hỏi trước mắt đâm đâm. Này, này, nhưng bọn hắn là âm tu a. À. Thẩm thất thất vừa nghe thấy chính mình thân cha như vậy lên tiếng, lập tức một lóng tay ngu khuyết nói, nhưng là nạn là có thể dùng đánh người đánh thực sản nhị hồ. Thẩm tông chủ lập tức nhìn qua đi. ngu khuyết biết là chính mình lên sân khấu lúc thay đổi âm tu thân kiều thể nhược ấn tượng từ nàng bắt đầu thật âm tu nên dẫn theo nhạc cụ gõ người não rộng ngu khuyết vỗ vỗ trên tay hạt dưa da tiến lên vẻ mặt thâm trầm hỏi thẩm tông chủ ngài cảm thấy âm tu tương lai ở nơi đó toàn bộ tu chân giới nhất có quyền lên tiếng âm tu theo bản năng trả lời nói đương nhiên là truy tìm càng thâm ảo nhạc khúc không ngu khuyết phản bác âm tu tương lai hẳn là ma võ sông tu thẩm tông chủ theo bản năng lặp lại ma võ sông tu ngu khuyết gật đầu có vị vĩ nhân nói rất đúng thân thể là cách mạng tiền vốn thẩm tông chủ như thế nào cách mạng ngu khuyết cái này ngươi không cần biết nhưng là thẩm tông chủ ngài ngẫm lại nếu là lần sau lại đụng vào đến loại tình huống này là một đám thân kiều thể nhược âm tu ngồi chờ chết hảo vẫn là giống hôm nay giống nhau tuy rằng không ra thể thống gì nhưng là chẳng sợ đã không có nhạc khúc cũng như cũ có sức phản kháng hảo thẩm tông chủ theo bản năng mà nghĩ tới chẳng sợ không đề cập tới hôm nay nhưng nếu là lấy sau cùng khác âm tu đối lập ở lẫn nhau thực lực tương tự dưới tình huống, một cái linh lực hao hết. Một cái linh lực hao hết lúc sau còn có thể cầm nhạc cụ gõ người não rộng, thẩm tông chủ dao động, ngu khuyết cháy nhà ra mặt chuột, thẩm tông chủ, ta nơi này có một cái phòng luyện khí, nhất sẽ luyện chế chiếu cố âm sắc cùng lực lượng nhạc cụ. Nàng lấy ra lâm thời tự chế danh thiếp, không cần 998, cơ sở nhạc cụ, 500 linh thạch mang về nhà, thẩm tông chủ nhìn về phía danh thiếp, mạc thị luyện khí, làm bạn ngài từ sinh ra đến xuống mồ, thẩm tông chủ cầm kia trầm trọng danh thiếp, trầm ngâm, này, nửa canh giờ lúc sau, ngu khuyết bắt lấy hai trăm phân đơn đặt hàng, ngu khuyết mang theo đơn đặt hàng hưng phấn một đường cưỡi cái chổi tiêu điều quân trở về nương phòng luyện khí, lớn tiếng nói, mạc tỷ tỷ, ngươi xem ta mang về cái gì, nàng đem kia hai trăm phân đơn đặt hàng hướng trên bàn một phách, đang ở phòng luyện khí nội cấp người trong lòng lục tôn sư tôn tay rung lên, tông bóc vỏ rơi xuống đất. Mạc Hàng San lập tức đứng dậy, nhìn về phía Ngu Khuyết mang về tới kia 200 phân đơn đặt hàng. Ngu Khuyết thâm trầm nói, chúng ta thương nghiệp đế quốc, bắt đầu rồi. Mạc Hàng San không nói một lời, ông chặt Ngu Khuyết, Ngu Khuyết, ai hắc hắc, sư tôn lần này liền chiếc đũa cũng rơi xuống đất, hắn trơ mắt mà nhìn đồng dạng sự tình lần thứ hai ở trước mặt hắn trình diễn. Mai khai nhị độ, sư tôn đờ đẫn mà đem lột xuống dưới tông sát nhét vào chính mình trong miệng, đờ đẫn mà nhai hắn người trong lòng cùng hắn tiểu đồ đệ ngay trước mặt hắn ông khó xá khó phân. Nàng người trong lòng cảm động nói, Giang Tiên Tôn, ngài tiểu đồ đệ thật sự rất tuyệt, sư tôn một chân thâm một chân thiển từ phòng luyện khí đi ra, cả người đều là ngốc. Hắn tìm cái mát mẻ đỉnh núi, sủi xuống tay đứng ở đỉnh núi thường thổi gió lạnh, bắt đầu tự hỏi rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn dựa theo thư thượng Nam Đức lộ tuyến đi, hiện giờ đã thành công nắm giữ nơi này phòng bếp quyền khống chế, ly tâm thượng nhân càng tiến thêm một bước cho nên thư không có vấn đề. Người trong lòng cùng chính mình hai cái đồ để say rượu đêm hôm đó đã từng làm hôn hắn, xong việc lại không có đối hắn có cái gì chán ghét bài xích khuynh hướng, cho nên hắn hẳn là cũng không thành vấn đề. Vì thế sư tôn đến ra kết luận, có vấn đề chính là ngu khuyết, nàng. Quá nhanh, nếu nói người bình thường công lực tiến độ là trước từ giáp đến ất, lại từ ất đến bính, cuối cùng đến đinh, như vậy ngu khuyết công lực tiến độ chính là trực tiếp một cái đại dạng thẳng chân từ giáp đến đinh người bình thường như vậy dạng thẳng chân phỏng chừng chân đều có thể phát đoạn, nhưng ngu khuyết không bình thường. Nàng bổ xoa còn có thể kéo dài qua ở giáp cùng đinh chi gian lặp lại hoành nhảy, sau đó đối chính cực cực khổ khổ hướng ất đuổi sư tôn nói, ngươi xem, lão bà ngươi giỏi quá. Hai người đều nghĩ tới muốn giải quyết mặt hàng sanh khốn cảnh, sư tôn tư duy phi thường kiếm tu, tự như đời trước hắn diệt nhân mãn môn giống nhau, hắn ngay thẳng cảm thấy chỉ cần giải quyết cho nàng khốn cảnh người, kia hắn người trong lòng tất nhiên sẽ không lại có khốn cảnh, chỉ cần trước tiên lộng chết muốn cho hắn lão bà chết người, kia hắn lão bà liền sẽ sống hảo hảo. Vì thế sư tôn chú ý điểm ở chỗ làm một phiếu người ở không liên lụy chính mình lão bà dưới tình huống chết vừa chết, hắn thậm chí đều đã không giấu vết mà kế hoạch rời đi phòng luyện khí lúc sau tới một cái quỷ thú diệt môn thảm án, nhưng ngu khuyết không giống nhau, nàng quản ngươi cái gì khốn cảnh, đời trước bị xã hội đòn hiểm quá một vòng ngu khuyết chắc chắn không có gì sự tình là tiền trị không được nếu trị không được đó chính là tiền không đủ nhiều cho nên đánh cái gì đánh sát cái gì sát đều cho ta làm tiền có tiền ai còn quản ngươi cái gì khốn cảnh có tiền ai còn ái lý tra nam vì thế ngu khuyết lựa chọn trực tiếp lôi kéo sư nương làm tiền một cái đánh đánh dết dết tu chân giới kiếm tu tư duy một cái bị xã hội đòn hiểm quá xả súc tư duy này chú định là một cái vô pháp vượt qua hồng câu mà giờ phút này tuy rằng cả đời chưa bao giờ từng có địch thủ nhưng nghèo phi thường giống cái kiếm tu sư tôn như cũ không có ý thức được làm tiền mị lực hắn cô độc mà ngồi ở đỉnh núi thượng thật lâu sau thật lâu sau biết rõ làm tiền tầm quan trọng ngu khuyết ở kéo tới trường âm tông đơn tử ngày hôm sau nên đón bọn họ cái thứ nhất kim chủ ba ba có tiền dược vương cốc cốc chủ ngu khuyết cùng sư nương cố ý ở một tòa tối cao khu mỏ thượng đẳng không bao lâu liền nhìn đến một cái một thân phong trần mệt mỏi Mỹ Đại Thúc ở bọn họ trước mặt rớt xuống. Mỹ Đại Thúc chỉ ba mươi hứa bộ dáng, giữa mày cùng cốc hữu chăm có hai phân tương tự, cũng không biết có phải hay không vị này Mỹ Đại Thúc lên đường lâu lắm duyên cớ. Ngu khuyết tổng cảm thấy chính mình tự hồ như có như không từ trên người hắn ngửi được một cổ mặt danh xú vị. Ngu khuyết không tự chủ được mà nghĩ thầm, chẳng lẽ vị này cốc chủ, còn cùng chính mình nhi tử có tương đồng yêu thích, nhiệt tình yêu thương hai tháng không tắm rửa nghĩ đến đây ngu khuyết biểu tình tức khắc vi diệu lên nhưng nàng vẫn là quyết định tôn trọng kim chủ ba ba mỗi một cái yêu thích nàng tự động xem nhẹ này cổ xú vị mỉm cười tiến lên chân thành nói nói vậy đây là dược vương cốc cốc chủ đi sớm có nghe thấy thất kính thất kính mỹ đại thúc nhìn nhìn nàng bừng tỉnh ngươi là lưu ảnh cái kia giúp ta cái kia xuẩn nhi tử rút ra kiếm tiểu nha đầu ta thay ta cái kia xuẩn nhi tử đa tạ ngươi nói hắn trực tiếp móc ra hai cái nhẫn trữ vật lộ ra thổ hào mỉm cười. Này hai cái nhẫn trữ vật, một cái là cảm ơn vị cô nương này cứu ta nhi tử tạ lễ, còn thỉnh cô nương không cần chối từ, một cái khác là ta kia năm nghìn thanh kiếm tiền đặt cọc, thời gian khẩn cấp, nói vậy hai vị cô nương cũng không có công phu đi ta dược trang lấy tiền đặt cọc đi, ta trực tiếp cho các ngươi mang đến, hắn nói, chậm rãi đem hai cái nhẫn trữ vật phóng tới ngu khuyết trên tay, ngu khuyết đôi mắt một chút sáng lên. Nàng liền thích loại này trực tiếp đưa tiền không bức bức, thật nam nhân nên trực tiếp lấy tiền tới tạp nàng. Nàng phủng kia hai cái nặng triệu nhẫn trữ vật, chân tình thật cảm mà tán thưởng nói, lão bản đại khí, Mỹ đại thúc cười khẽ, tiểu cô nương cũng không kém, vì thế, ngu khuyết liền cùng nàng trước sau hai đời sở đụng tới quá nhất thổ hào cũng tốt nhất nói chuyện giáp phương cùng đi sư nương phòng luyện khí, đi xem kia đôi bọn họ tăng ca thêm giờ cấp làm được bán thành phẩm kiếm, đi xem kiếm phía trước. Ngu khuyết bằng vào đời trước ứng phó các loại kỳ ba giáp phương trải qua đã khắc sâu tổng kết nạn đời trước sở hữu giáp phương kịch bản cùng ứng đối thủ đoàn, chuẩn bị một hai ba bộ lý do thoái thác, tự tin chỉ cần cái này giáp phương không cho nạn tới cái ngũ thải ban lan hắc, ngu khuyết chính mình đều có thể thành thạo. Nhưng mà giáp phương xem xong kiếm lúc sau, nàng liền phát hiện nàng sợ chuẩn bị tất cả đều bạch chuẩn bị, bởi vì cái này thổ hào đại giáp phương nhìn hai mắt kiếm lúc sau, trực tiếp bàn tay vung lên nói, thực hảo, ta tất cả đều muốn, dựa theo cái này quy cách, năm nghìn thanh kiếm đồng loạt, đuôi kim lập tức liền đến, ngu khuyết nhìn không được đảo hút một ngụm khí lạnh, sư nương cũng khó nén kích động. Này liền trực tiếp thành, nàng tuyên bố, vị này Mỹ đại thúc chính là sự thượng đẹp nhất giáp phương, ngu khuyết lại lần nữa giơ ngón tay cái lên, lão bản đại khí A. Mỹ đại thúc nhạc ha ha cười không ngừng, tiểu cô nương so lưu ảnh nhìn còn có ý tứ, ngu khuyết toàn đương câu kia, có ý tứ, là khen nàng, vì thế trong khoảng thời gian ngắn không khí hòa thuận vui vẻ hai bên người ngay sau đó liền kết hạ linh lực khế ước, tránh cho trong đó bất luận cái gì một người đổi ý, Thư dịp không khí vừa lúc, ngu khuyết thuận thế hỏi hắn cái kia quanh thân đẩy ra kế hoạch, sau đó nàng liền thấy Mỹ đại thúc đột nhiên một phát đầu, bừng tỉnh nói, đúng rồi, còn có một việc đâu, ta tới thời điểm ngoài ý muốn ở một chỗ sơn cốc thấy được một loại trước kia chưa bao giờ gặp qua trái cây, kia trái cây diện mạo kỳ lạ, khẩu vị cũng rất là kỳ lạ. Ta cảm thấy loại này trái cây nếu là đẩy ra lúc sau nhất định có tương lai, lần này lại đây còn muốn cho hai vị cô nương giúp ta đánh giá một chút cái này trái cây nhìn xem các ngươi có nhận thức hay không ngu khuyết tâm nói có cái gì trái cây là nàng đời trước chưa thấy qua vì thế bàn tay vung lên cốc chủ cứ việc lấy ra tới sau đó dược vương cốc cốc chủ liền mở ra nhẫn trữ vật kia cổ kỳ dị xú vị tức khắc càng thêm nùng liệt ngu khuyết lúc này còn không có ý thức được cái gì chỉ nghĩ thầm chẳng lẽ cốc chủ nhẫn trữ vật còn có cái gì đồ vật phóng hỏng rồi sau đó Nàng liền thấy cốc chủ lấy ra một cái Sầu riêng, ngu khuyết, ngu khuyết, sầu riêng Mà ở tràng người trừ bỏ nàng ở ngoài Hiển nhiên không có người thứ hai biết nói đây là cái gì Sư nương thậm chí bị kia cổ nùng liệt xú vị huân sau này một cái lão đảo Nàng cẩn thận hỏi, đây là cốc chủ theo như lời cái kia Trái cây, cốc chủ hứng thú bừng bừng nói Không sai, thứ này sinh trưởng ở một cái nhân địa hình duyên cớ thập phần nóng bức sơn cốc bên trong Dân bản xứ kêu nó lưu luyến Nhân khí vị không dễ ngửi, cơ hồ không có người động nó, càng không có người biết nó còn có thể ăn, ta tò mò mở ra nếm một chút, phát hiện thứ này tuy rằng khí vị quá dị, vị lại là thập phần mỹ vị, mà cô nương muốn hay không nếm thử. Mạc hàng San lại lần nữa lui về phía sau một bước, cẩn thận nói, này, vẫn là không được, nàng vừa dứt lời, liền thấy chính mình bên cạnh vẫn luôn không nói một lời ngu khuyết đột nhiên vươn tay tới, sau đó, tay không lột sầu riêng mặt hàng xanh, ngu cô nương. Ngươi đang làm gì a à, ngu cô nương? Nàng khiếp sợ mà nhìn ngu khuyết không chút do dự duỗi tay nắm lên một khối màu vàng thịt quả, trực tiếp liền nhét vào trong miệng. Nàng liền ngăn cản đều không kịp. Nàng trơ mắt nhìn ngu khuyết nhai nhai nhai, nhai nhai nhai, nhai chóp mũi xú vị tỏa khắp. Ngu khuyết trên mặt lại rõ ràng là một loại cực kỳ hưởng thụ biểu tình. Ngu khuyết nhai nhai, đột nhiên cảm động nói, mã đức. Chính là cái này vị, thật không nghĩ tới nàng ở tu chân giới còn có thể ăn đến sầu riêng. Dược vương cốc có cốc chủ nghe vậy ở một bên kinh hỷ nói, ngu cô nương cũng thích ăn cái này. Ha ha ha. Quả nhiên đồng đạo người trong A, ta liền nói sao có thể có người sẽ không thích ăn nó, ngu khuyết, sầu riêng vĩnh viễn tích thần, mặt hàng xanh, nàng trong lúc nhất thời thế nhưng thất ngữ. Nàng rất muốn đối ngu khuyết nói, cho dù là vì tiền, chúng ta cũng không thể ủy khuất chính mình ăn như vậy xú đồ vật nàng trong lúc nhất thời lại muốn hỏi một câu vị này cốc chủ nếu dân bản xứ cũng chưa ăn qua thứ này hắn lại là như thế nào nghĩ đến cái thứ nhất hạ miệng nghĩ như thế nào như thế nào không đúng mặt hàng sanh một mình hỗn loạn mà ngu khuyết đã khẳng định cốc chủ thương nghiệp ánh mắt nàng chờ mong hỏi cốc chủ ngài là chuẩn bị như thế nào mở rộng sầu riêng lưu luyến cốc chủ hơi hơi mỉm cười tính sẵn trong lòng nói ta sớm có tính toán ngu khuyết ngao ô một ngụm sầu riêng trịnh trọng nói, thỉnh giảng, cốc chủ, ta cái kia nhi tử không phải phát sóng trực tiếp quá lớn dạ dày vương một hơi ăn một con trâu sao, cốc chủ, ta chuẩn bị làm hắn phát sóng trực tiếp một hơi ăn xong 10 cái lưu luyến, làm cốc hữu châm phát sóng trực tiếp ăn xong 10 cái sầu riêng, mã đức. Sầu riêng như vậy quý. Cốc hữu châm hảo hạnh phúc. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều cảm thấy cái này chủ ý hoàn mỹ cực kỳ, không có người cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ có mặt hàng xanh, nàng vẽ mặt mộng bức mà tưởng, cốc hữu châm rốt cuộc làm sai cái gì. Mà lúc này, tiêu chức từ dưới chân núi chạy một vòng trở về, đang chuẩn bị đi phòng luyện khí tiền ngu khuyết, đi vào phòng luyện khí phạm vi 100 mét trong vòng, đột nhiên bước chân một đốn, ngừng lại, hắn vẽ mặt nghiêm túc nhẹ nhàng ngửi ngửi, cái này hương vị, yêu tộc vô cùng nhạy bén khứu giác dưới, xú vị trăm ngàn lần phóng đại. Tiêu chức bỗng nhiên lui về phía sau một bước, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nơi xa phòng luyện khí hắn biết hắn cái này tân tiểu sư mùi luôn luôn không đàng hoàng, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới nàng cương nhiên sẽ như vậy. Nàng sao lại có thể ở người khác phòng luyện khí chơi phân, tiêu trước quay đầu chạy. Nửa canh giờ lúc sau, đóng lại cốc hữu châm phòng tối, ngu khuyết cùng cốc chủ vẻ mặt nghiêm túc đứng ở ngoài cửa sổ, sư nương trạm xa vài bước. Ba người tất cả đều nhìn chầm chầm trong phòng tối chính chậm rãi mở ra huyền thiết lệnh cốc hữu chăm xem, cốc hữu châm phía sau là thành xếp thành đôi sầu riêng mà cốc hữu châm đứng ở nhiều như vậy sầu riêng bên trong, lại không có một chút hạnh phúc biểu tình, ngược lại như là muốn khóc, nhưng ngu khuyết lại biết, hôm nay, có lẽ chính là mở ra sầu riêng ở tu chân giới nguồn tiêu thụ máu chốt chi chiến, thực hiện sầu riêng tự do sắp tới. Trong phòng tối, phát sóng trực tiếp mở ra, cốc hữu châm thân là võng hồng chức nghiệp tu dưỡng lập tức online. Một giây thay gương mặt tươi cười, ngu khuyết ở phòng tối ngoại clip mở cốc hữu chăm phát sóng trực tiếp, thật khi nhìn động thái cốc hữu châm một lần nữa xuất hiện bình luận khu không ngừng có người may mắn nguyên lai like cốc hữu châm còn sống còn có người nhìn cốc hữu châm phía sau từng đống màu vàng mang gai nhọn đồ vật tò mò hỏi đây là cái gì ngu khuyết tâm nói cơ hội tới quả nhiên ngay sau đó lưu ảnh trung cốc hữu châm liền vẻ mặt tươi cười nói các vị tiên quân các tiên tử đã lâu không thấy ta phía sau mấy thứ này kêu lưu luyến là một loại trưởng thành điều kiện thập phần hà khắc xa xỉ trái cây khẩu vị thanh hương hợp lòng người phong vị độc đáo không biết đại gia có hay không nghe nói qua, bình luận khu một mảnh hoang mang, là ta kiến thức hạn hẹp sao, cái gì là lưu luyến a, à? nga, quý hiếm trái cây a, à, ta cái này nghèo so khẳng định chưa thấy qua, ăn ngon sao? Như thế nào ăn, huyền thiết lệnh, cốc hữu châm mỉm cười dơ lên một cái sầu riêng, nói, hôm nay, ta liền phải khiêu chiến một hơi ăn mười cái sầu riêng. Lão thiết nhóm thỉnh điểm cái chú ý, sau đó, cốc hữu châm chậm, chậm rãi tay không lột sầu riêng, theo hắn động tác, khí vị càng thêm nùng liệt ngu khuyết ở bên ngoài đều có thể nghe được đến sau đó ngu khuyết liền nhìn đến cốc hữu châm mang theo cười mặt chậm rãi thay đổi sau đó hắn quyết cốc hữu châm nôn khang sắc mặt dữ tợn ngay sau đó hắn một giây khôi phục tươi cười thậm chí ha ha nói hương vị thanh hương hợp lòng người a à, quả nhiên thực độc đáo hắn tiếp tục lột quyết cốc hữu châm lại lần nữa dữ tợn một lát sau hắn mang theo mỏi mệt tươi cười ngẩn đầu nhấc tay trong tay lột hạ sầu riêng thịt lớn tiếng nói hương vị cực hảo trong nháy mắt kia ngu khuyết bừng tỉnh nhìn đến hắn trong mắt mang nước mắt giờ khắc này ngu khuyết trầm mặc nguyên lai like, đây là streamer bán hàng tu dưỡng sao cốc hữu châm thực xin lỗi nguyên lai like ta còn là xem thường ngươi đây là một hồi trừ bỏ cốc hữu châm tất cả mọi người thực vừa lòng phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc cốc chủ đi vào phòng tối triều mến sờ sờ chính mình kia phản phất búp bê vải trách nát giống nhau nhi tử đầu khó được ôn nhu nói nhi tử a à. mười năm cha đầu tóc một lần nữa biến thành màu đen ngươi còn nhận được cha sao cốc hữu chăm nhớ tới chính mình rời nhà khi nhà hắn lão nhân kia đầy đầu xanh mực đầu tóc cả người run lên cốc chủ tiếp tục mỉm cười nói lần này phát sóng trực tiếp hiệu quả không tội ngày mai tiếp tục cốc hữu chăm tức khắc cười đến so với khóc còn khó coi hơn rời đi cốc hữu chăm phòng tối khi ngu khuyết hỏi cốc chủ muốn mấy cái sầu riêng cốc chủ phi thường vui sướng này tu chân giới cư nhiên có cái thứ hai có gan nến thử còn cảm thấy nó ăn ngon người bàn tay vung lên trực tiếp cho ngu khuyết mười mấy vì thế trưa hôm đó ngu khuyết trực tiếp thỉnh chính mình sư nương cùng toàn bộ sư môn cùng nhau đánh giá sầu riêng lột tốt màu vàng thịt quả đặt ở bạch ngọc mâm thượng các cái đầu đều có thành niên nam tính nắm tay đại hạt no đủ năm người quay chung quanh một cái bàn xếp hàng ngồi trầm mặc xú vị vi diệu tràn ngập sau một lúc lâu sư tôn chậm rãi nói đây là ngươi nói cái kia lưu luyến ngu khuyết gật đầu an lợi nói ngươi đừng nhìn nó nghe xú, kỳ thật ăn đặc biệt hương nói ngu khuyết cầm lấy một cái một ngụm trắng vẻ mặt hạnh phúc nhai 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 yến hành chu dùng bế khí pháp quyết mặt vô biểu tình mà nhìn nhà mình tiểu sư muội ăn tản ra quỷ dị khí vị đồ vật có như vậy trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy hắn cái này tiểu sư muội cũng không thể muốn mà lúc này bởi vì vừa mới biết được nhà mình tiểu sư muội cư nhiên sẽ chơi phân mà bị chịu đã kích tiêu trước ở dưới chân núi vòng một vòng chung quy vẻ mặt trầm trọng đã trở lại hắn tưởng người yêu thích tuy rằng là tự do nhưng hắn tuyệt không tiếp thu chính mình có một cái nhiệt tình yêu thương chơi phân tiểu sư muội không được hôm nay vô luận hắn là hình người vẫn là lan hình hắn đều cần thiết muốn ngăn cản nhà mình tiểu sư muội chơi phân tiêu trước nghiêm túc đi lên sơn không biết vì cái gì hôm nay trên núi một mảnh an tĩnh hắn đi rồi thật lâu, không chỉ có một người đều không có, phản phất liền điểu tiếng kêu đều biến mất, hơn nữa cả tòa sơn giống như đều tản ra một cổ vi diệu xú vị. Tiêu trước không có nghĩ nhiều, nghiêm túc mà đi hướng tiểu sư mùi trụ sân, hắn cần thiết muốn cùng tiểu sư mùi hảo hảo nói chuyện, càng đến gần chính mình tiểu sư mùi sân, kia cổ xú vị liền càng thêm nùng liệt, hắn ở tiểu sư mùi sân ngoại ngừng lại. Trong viện tự hồ có người nói chuyện, thanh âm ẩn ẩn truyền đến, tiêu chức ngưng thần nghe sau đó hắn liền nghe thấy nhà mình tiểu sư mùi ngữ khí vui vẻ nói, thứ này nghe lên xú, nhưng là ăn lên quả thực thơm ngào ngạt, các ngươi không cần bởi vì nó khí vị mà kỳ thị nó, không nếm một ngụm nói, các ngươi lại như thế nào biết nó rốt cuộc là ăn ngon không đâu, cái gì ăn ngon? Cái gì không thể ăn? Bên trong, mặt hàng xanh thanh âm chần chờ nói, kia bằng không, không ngại nếm thử, sư tôn lập tức nói, mà cô nương, ta trước giúp ngươi nếm, sư tỷ ngay sau đó nói, tuy rằng thực xú, nhưng tiểu sư muội nếu nói, ta liền tin tiểu sư muội, tiểu sư đệ lạnh nhạt, ta sẽ không ăn loại đồ vật này, nghe lên thực xú, nếm một ngụm, trong nháy mắt, tiêu trước thạch hóa, hắn trăm triệu không nghĩ tới, ngày thường nhân mô cẩu dạng bọn đồng môn cư nhiên sẽ là cái dạng này người, bọn họ cư nhiên cổng hắn tụ chúng ăn phân. Tiêu trước đứng ở ngoài cửa, ngốc nếu một cẩu, vi diệu xú vị trung, đồng môn nói chuyện thanh một câu một câu theo gió nhẹ truyền đến mỗi một câu đều ở tiêu trước yếu ớt thần kinh qua lại nhảy đít cô bên trong cư nhiên là màu vàng y cái này độ cứng ta tạm thời tới nếm một chút ân vị mềm mại nhưng không biết có phải hay không lâu lắm nhài lên tổng cảm thấy có chút nhão dính dính nhưng là ăn lên nhưng thật ra không có nghe lên như vậy xú có khác một phen phong vị tiểu sư đệ nhân sinh trên đời tổng muốn nếm thử một chút mới mẻ sự vật ngươi thật sự không nghĩ thử xem sao màu vàng nhão dính dính, cự lan lão đảo lui về phía sau hai bước, trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ không nghĩ đi thừa nhận bên trong người là chính mình đồng môn, cho nên, các ngươi nếm thử mới mẻ sự vật, chính là Quyết định ăn phân sao, tiêu trước trong đầu một mảnh hỗn loạn, đang ở hắn nghĩ hắn là hiện tại liền lặng lẽ rời đi giả vờ dường như không có việc gì, lúc sau đại gia tiếp tục làm đồng môn vẫn là trước hết nghĩ cái biện pháp chết vừa chết thử xem chính mình có thể hay không lại trọng sinh hồi hắn trong trí nhớ cái kia bình thường giờ quốc tế, ngu khuyết từ bên trong đẩy ra môn. Nàng trong tay giơ một khối màu vàng không rõ vật thể, giờ này khắc này, tiêu chức cảm thấy chính mình dị thường bình tĩnh, tin tức tốt, kia ngoạn ý không phải phân, tin tức xấu, ngu khuyết nhìn đến hắn, lập tức kinh hỉ mà chạy tới, một bên đem trong tay kia ngoạn ý đi phía trước đệ, một bên hô to có thứ tốt muốn cùng nhau chia sẻ đi mẹ nó thứ tốt mặc kệ này ngoạn ý rốt cuộc là cái gì hắn tuyệt đối không tiếp thu như vậy cái đồ vật tiếng trong miệng hắn yêu tộc kia sau người bình thường nhảy bén gấp mười lần khứu giác dưới xú vị càng dựa càng gần tiêu trước duỗi chân liền chạy ngu khuyết ở hắn phía sau khổ sở nói tiểu cáp ngươi chẳng lẽ không muốn ăn sao hắn ăn cái đắc nhi tiêu trước cũng không quay đầu lại ngu khuyết ở hắn phía sau làm ra vẻ nói tiểu cáp cư nhiên cự tuyệt ta ta hảo khổ sở hảo thống khổ Tiêu trước bước chân đột nhiên ngừng lại, ngu khuyết kinh hỉ, tiểu cách Ngươi là nghĩ thông suốt sao, tiêu trước không nghe ngu khuyết nói, hắn chậm rãi quay đầu, chóp mũi hơi hơi kích thích, trên mặt dần dần nghiêm túc xuống dưới, kia nùng liệt xú vị bên trong, có một tia quen thuộc hương vị như có như không truyền đến, cái kia chẳng sợ hắn xuống địa ngục, cũng tuyệt không sẽ quên hương vị, tiêu trước theo bản năng mà theo hương vị đi phía trước đi, trên mặt biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, nếu hắn không có nghe sai nói là người kia khí vị, nhưng là người kia lại như thế nào sẽ ở cái này thời gian, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Thuộc về yêu hoàng máu lạnh tàn nhẫn chiếm cứ thượng phong, làng con người phiếm huyết sắc. Nếu hắn thật sự xuất hiện ở nơi này, như vậy lần này, hắn phải vì hắn lựa chọn một cái cái dạng gì cách chết. Trong lòng sát ý dần dần dày, cự lan phản phất trong rừng cây một con tùy thời chuẩn bị vồ mồi giả thú giống nhau, chỉ xem một cái khiến cho nhân tâm kinh run sợ, theo bản năng mà chỉ nghĩ thoát đi bạo ngược nổi lên bốn phía, thẳng đến một con tinh tế gầy gầy cánh tay không hề dự triệu từ một bên duỗi ra tới, mạnh mẽ thiết chặt cổ hắn. Tiêu trước không có phòng bị dưới bị lạc trần trắng mắt, suýt nữa hít thở không thông, dây lát chi gian, kia bạo ngược sát khí tức khắc tán mau đều không dư thừa. Mà thay thế, là một cổ nồng đậm, bất lực rồi lại không thể nề hạ cảm giác, lại tới nữa phải không? Ngu khuyết ở bên tai hắn cảm động nói, tiểu cáp, ta liền biết ngươi vẫn là luyến tiếc ta, tiêu trước nhắm mắt, vẻ mặt nghiêm túc mà chuyển qua đầu sói nhìn nàng, ý đồ làm nàng hiểu ngầm hắn bây giờ còn có chính sự làm. Ngu khuyết quả nhiên hiểu ngầm. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, tri kỷ nói, đúng rồi, ngươi muốn ăn sầu riêng phải không? Tới. Này khối là ta thân thủ lục tốt, tặng cho ngươi, tản ra mùi lạ màu vàng không rõ vật thể chậm rãi hướng hắn tới gần. Tiêu chức trọng mở mở to hai mắt, ngay sau đó điên cuồng dãy dụ lên. Trong lúc nhất thời, cái gì quen thuộc hương vị, cái gì kiếp trước thù địch, tất cả đều bị hắn vứt ở sau đầu, tiêu chức mãn đầu óc đều là chậm rãi tới gần xú vị, hắn tuyệt không, sầu riêng uy hiếp dưới, tiêu chức chân vừa dẫm tránh ra ngu khuyết gông cùng xiền xích, không chút do dự chạy, quản hắn cái gì kiếp trước thù địch, hắn hiện tại phải rời khỏi cái này đáng sợ địa phương, ngu khuyết nhìn trong tay sầu riêng, tiếc núi, mà trong phòng, tiêu chức bọn đồng môn an tĩnh xem xong rồi chỉnh tràn diễn, sư tôn không tự giác cắn một ngụm sầu riêng, nhìn tiêu chức bóng dáng, đột nhiên nghi hoặc theo lý thuyết, cẩu tử không đều là thực thích khí vị nùng liệt đồ vật cùng xú vị sao? hắn vì cái gì như vậy kháng cự? giọng nói rơi xuống, chính mình hai cái đồ đệ động tác nhất trí mà nhìn lại đây. trầm mặc. sau một lúc lâu lúc sau, yến hành chu bình tĩnh nói, sư tôn, ngài đại khái là đã quên, hắn không phải cẩu, là lan. sư tôn tay một đốn, giật mình, hắn cư nhiên là lan. sau đó hắn nhị đệ tử là yêu hoàng ký ức kiên cường đột phá hắn kia bị nằm đứt hồ ở bên nhau đầu óc sư tôn bừng tỉnh đại ngộ, Nga đúng rồi. Hắn là Lan A. Nhưng ta vì cái gì sẽ cảm thấy hắn là cậu đâu, Yến Hành Chu nhìn ngu khuyết, bình tĩnh nói, đại khái là bởi vì có người cho hắn khai trừ ra hỗn độn đi, nhìn ngu khuyết bóng dáng. Yến Hành Chu giờ phút này đột nhiên có một loại mãnh liệt trực giác, có cái này tiểu sư muội ở, hắn cái kia nhị sư huynh đại khái đời này đều đến là cẩu tịch. Tiêu trước một đường chạy xuống sơn, rốt cuộc ngừng lại hắn đứng ở một khối cự thạch thượng bình tĩnh một lát, ngẩng đầu lại nhìn phía trên núi, đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Đời trước chưa bao giờ có quá tiểu sư muội lấy lan đương cẩu, hắn bọn đồng môn tụ chúng ăn, phân. Rốt cuộc là hắn xảy ra vấn đề, vẫn là thế giới này xảy ra vấn đề. Hắn bình tĩnh trong chốc lát, bị sầu riêng vị huân phát ngốc đầu óc thanh tĩnh. Mới vừa rồi hắn tuyệt đối không có nghe sai, kia hỗn loạn ở xú vị trung kia ti quen thuộc hương vị, đúng là đời trước sớm bị hắn nghiền xương thành cho người kia nhưng kia hương vị thập phần đạm, như là bí mật mang theo ở kia đôi sầu riêng vị trung giống nhau, không giống như là người nọ đột nhiên xuất hiện ở khu mỏ, ngược lại như là chưa tiêu trừ khí vị tàn lưu. Như thế nói, hiện tại chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, người nọ từng ở sầu riêng bên lưu lại quá không ngắn thời gian, thế cho nên để lại khí vị tàn lưu. Thứ hai, đêm này sầu riêng mang lại đây vị kia dược vương cốc cốc chủ từng cùng người nọ đại ở bên nhau quá, trên người để lại khí vị đưa tặng tiểu sư mùi sầu riêng thời điểm lại lây dính ở sầu riêng thượng tiêu trước cảm thấy chính mình yêu cầu nghiệm chứng một chút hắn suy đoán nếu là người trước nói người nọ có lẽ chỉ là ở loại sầu riêng địa phương sinh hoạt quá một đoạn thời gian đảo cũng không có gì gây gớm nếu là người sau người nọ rốt cuộc là vì cái gì yêu cầu đãi ở một cái dược vương cốc cốc chủ bên người thời gian dài như vậy hắn hiện tại là một đầu lan vô pháp mở miệng nói chuyện dược vương cốc cốc chủ hắn lại vô pháp dễ dàng tới gần nhưng là hắn tiểu sư mùi sân lại không đối hắn bố trí phòng vệ, chỉ có thể tạm thời từ kia đôi sầu riêng vào tay. Tiêu chức lập tức quyết định vào đêm lúc sau liền đi tiểu sư mùi phòng trộm sầu riêng. Ngươi còn nhớ rõ trong nguyên tắc yêu hoàng sao, sư tôn bọn họ rời khỏi sau, hệ thống đột nhiên hỏi nàng, ngu khuyết tầm mắt trong nháy mắt sắc bén, ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Chẳng lẽ kia yêu hoàng cùng ta có cái gì liên hệ? Không đúng a, à, ta lại không quen biết yêu hoàng, hệ thống nháy mắt mồ hôi lạnh, nhưng như cũ bình tĩnh nói ngươi suy nghĩ nhiều quá ta chỉ là muốn cho ngươi ôn tập một chút nguyên tác để tránh thời điểm mấu chốt chính ngươi đã quên ngu khuyết đầu tiên là hồ nghi nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy hợp lý rốt cuộc hệ thống này hố hóa sao có thể lòng tốt như vậy nếu là yêu hoàng thật cùng nàng có cái gì liên hệ hệ thống không được muốn nàng cùng mấy chục tích phân mới có thể cho nàng nhắc nhở một chút ha 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 quả nhiên suy nghĩ nhiều một cái không cẩn thận đọc lấy ký chủ ý tưởng hệ thống, nó liền không nên phát cái này thiện tâm. Ký chủ đều nói như vậy, nó không thu cái mấy chục tích phân như thế nào không làm thất vọng nàng. Nhưng lúc này buông xuống cảnh giác ngu khuyết đã ngoan ngoãn ôn tập lên, ta nhớ rõ a, à, yêu hoàng là một cái nửa yêu, giết đời trước yêu hoàng nuốt hắn yêu mạch lúc sau thành yêu hoàng, sau lại tạ thiên thu chinh phạt yêu tộc hắn không phải chết ở tạ thiên thu trong tay sao? Hệ thống tuần tự thiện dụ vậy ngươi còn nhớ rõ hắn là như thế nào trở thành yêu hoàng ngu khuyết tự hỏi hình như là bị hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ cấp phản bội vu hãm hắn tư thông yêu tộc nhân tộc tu sĩ muốn tới giết hắn hắn bỏ chạy tới rồi yêu tộc mà tàu kia huynh đệ cũng là ngưu phê này đều có thể thành yêu hoàng hệ thống bất động thanh sắc cho nàng vỗ tay ngươi nhớ rất rõ ràng ngu khuyết dừng một chút lại nhìn không được hồ nghi ngươi nên sẽ không thật gạt ta cái gì đi nghĩ nghĩ nàng lại lắc đầu không đúng ta hẳn là đối với ngươi keo kiệt có tin tưởng ngươi một phân tiền không thu sao có thể nhắc nhở ta cái gì hệ thống ta mẹ nó cảm ơn ngươi đối ta tin tưởng ngu khuyết an tâm đứng dậy duỗi người không chút để ý nói à đúng rồi cái kia phản bội yêu hoàng người gọi là gì tới ta liền nhớ rõ chết rất thảm tiêu cái gì tới cái gì tiêu cái gì ngu khuyết lầm bầm lậu bậu nói âm vừa ra hạ dược vương cốc cốc chủ lại đột nhiên xuất hiện ở nàng viện môn ngoại ngu khuyết vội vàng xua tay Thuần miệng lừa gạt nói, không có gì, chính là gặp được một cái họ tiêu người, đột nhiên quên hắn gọi là gì, cốc chủ đi đến, cũng thuận miệng nói, cái này họ đảo không thường thấy, ta ra dược vương cốc phía trước bên người nhưng thật ra có một cái họ tiêu người bệnh, người kia. Tắm tắt, cốc chủ một lời khó nói hết lắc đầu, ngu khuyết không có gì tìm hiểu người khác riêng tư ý tứ, vội vàng nói sang chuyện khác nói, cốc chủ lần này tới là làm cái gì, cốc chủ phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc nói lên chính sự là có chút về chúng ta có duỗi kiếm đơn đặt hàng sự. Ngu khuyết vừa nghe sự tình quan nạn tiền trinh cùng sư nương thoát khỏi tra năm tiến độ, lập tức chính sắc mặt, nghiêm túc nói, cốc chủ mời nói, cốc chủ, là cái dạng này, ta tới phía trước không phải nói, ta tưởng bán ta nhi tử lưu ảnh cái kia một sau một phỏng chế bản có duỗi kiếm sao. Ngu khuyết sắc mặt biến đổi, a à này, cốc hữu chăm phát sóng trực tiếp nuốt kiếm, tương đương nàng tiểu sư huynh âu yếm bội kiếm, tương đương kiếm tu lão bà nàng làm sao dám hỏi hắn tiểu sư huynh có để ý không từ nay về sau lão bà ngươi mãn đường cái đều là cùng khoản a ngu khuyết tức khắc thống khổ mặt nạ cốc chủ nhìn ra nàng khó xử lập tức nói ngươi chỉ cần vì ta dẫn tiếng một chút kiếm chủ nhân ta tự mình cùng hắn nói cốc chủ phi thường tự tin ngu khuyết một lời khó nói hết nói dẫn tiếng nhưng thật ra có thể cũng không biết ngươi sẽ bị dùng cái gì tư thế ném văn ra cốc chủ nhẹ nhàng thở ra vậy phiền toái cô nương Ngu khuyết chỉ có thể vẽ mặt phức tạp mang theo cốc chủ đi tìm tiểu sư huynh, nhưng mà ngoài dự đoán, tiểu sư huynh nghe xong cốc chủ ý đồ đến lúc sau, lại không có đem hắn ném văn ra, hắn chỉ vẽ mặt cổ quái lặp lại nói, ngươi tưởng một sau một phỏng chế ta bội kiếm, cốc chủ chân thành nói, giá hảo thương lượng, tiểu sư huynh không nói chuyện, vẽ mặt như suy tư gì, đổi ở ngu khuyết thì giác, liền tương đương với là tiểu sư huynh ở vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi hắn có thể đem chính mình lão bà bán bao nhiêu tiền, chờ, từ từ tiểu sư huynh ngươi cư nhiên là cái loại này sẽ bán lão bà người sao a à này ở ngu khuyết phức tạp tầm mắt bên trong tiểu sư huynh cũng rốt cuộc mở miệng hắn mỉm cười nói lấy giấy bút ta thành kiếm cho ngươi vẽ ra tới ngu khuyết a a a tiểu sư huynh thật sự mẹ nó muốn bán lão bà a à? tiểu sư huynh ngươi thanh tĩnh một chút a à? ngươi về sau nhìn đầy đường phỏng chế lão bà ngươi muốn như thế nào tự xử a à? ở ngu khuyết khiếp sợ lại hoang mang tầm mắt bên trong tiểu sư huynh tiếp nhận giấy bút từng nét bút, một phen kiếm dần dần thành hình, bất quá một lát, mảy may tất hiện, sinh động như thật, nhưng ngu khuyết cùng cốc chủ ánh mắt lại đều chần chờ lên, cốc chủ chần chờ, này. Tự hồ không rất giống lưu ảnh kia thanh kiếm A, mà ngu khuyết xem đến càng thanh, nàng tổng cảm thấy thanh kiếm này quen mắt, từ từ. Này không phải, ta nghe nói dược vương cốc từng cùng thương hải tông có thù oán, tiểu sư huynh đột nhiên hỏi, cốc chủ một đốn, hư lạnh nói, mọi người đều biết tiểu sư huynh liền cười nói, kia cốc chủ có hay không nghĩ tới kiếm một phen thương hải tông tiền, cốc chủ cười lạnh nói, bọn họ có chính mình y tu, có chính mình đan sư, làm sao cần dược vương cốc, tiểu sư huynh liền mỉm cười đem kia trương vẽ kiếm bản vẽ đẩy qua đi, cơ hội, này không phải tới, ở ngu khuyết trầm mặt lại khiếp sợ trong tầm mắt, nàng nhìn đến nàng tiểu sư huynh chậm rãi nói. Cốc chủ không cần muốn suy xét thanh kiếm này giống không giống lưu ảnh trung kia đem, ngài chỉ cần biết, chỉ cần ngại dựa theo thanh kiếm này bộ dáng làm vô luận làm nhiều ít đem chỉ cần có duỗi kiếm vừa tiến vào thị trường thương hải tông trăm phương nghìn kế cũng sẽ đem nó mua sạch sẽ cốc chủ khiếp sợ mà ngẩng đầu tiểu sư huynh trấn định tự nhiên nói cho nên ta kiến nghị năm nghìn thanh kiếm đơn đặt hàng vẫn là thiếu phải làm không bằng dùng một lần làm nó hai vạn đem lúc này đây vòng là thương nghiệp quỷ tại cốc chủ cũng nhịn không được chấn kinh rồi nhưng trước mặt người thanh niên này biểu tình lại thật sự không giống như là nói bậy hắn nhìn không được hỏi ta đây có không biết thương hải tông dựa vào cái gì muốn đem này đó đều mua tiểu sư huynh mỉm cười bằng thanh kiếm này là thương hải tông thủ đồ bội kiếm càng bằng thanh kiếm này vẫn là thương hải tông trấn tông chi kiếm cốc chủ biểu tình lập tức liền sáng còn có loại này thao tác như vậy hiện tại vấn đề tới thương hải tông cái này tiền hắn là kiếm vẫn là không kiếm cốc chủ chỉ tự hỏi hai giây không đến hai vạn đem nơi nào đủ tăng ca thêm giờ trước làm nó cái bốn vạn đêm có tiền không kiếm vương bác đảng huống chi là thương hải tông tiền hai người ngay sau đó liền bắt đầu thảo luận như thế nào làm thương hải tông chú ý tới bọn họ trấn tông bảo kiếm lập tức liền phải lạng đường cái chỉ để lại ngu khuyết vẻ mặt phức tạp cho nên tiểu sư huynh ngươi không nghĩ làm chính mình lão bà lạng đường cái liền chuẩn bị để cho người khác lão bà lạng đường cái phải không tạ thiên thu thảm hai người vẫn luôn thương lượng đến đêm khuya ngu khuyết trước chịu đựng không nổi, lăn trở về đi ngủ, chống buồn ngủ chờ trộm sầu riêng tiêu chức lặng lẽ tới, chờ ngu khuyết ngủ say. Này nhất đẳng liền chờ tới rồi nửa đêm, tiêu chức đánh giá dựa theo ngày xưa ngu khuyết làm việc và nghỉ ngơi, hiện tại phỏng chừng đều nên ngủ đến bất tỉnh nhân sự, lập tức chịu đựng xú vị lưu vào ngu khuyết phòng, còn sót lại sáu cái sầu riêng bãi chỉnh chỉnh tề tề. Tiêu trước cũng không biết ngu khuyết rốt cuộc là như thế nào tại đây loại xú vị trung ngủ, đi vào, hắn quả nhiên từ kia xú vị trung ngửi được quen thuộc hương vị, chẳng qua hương vị quá đạm, hắn trong lúc nhất thời vô pháp phân biệt này rốt cuộc là sầu riêng trên người truyền đến, vẫn là cốc chủ đã tới nơi này lúc sau lưu lại hương vị. Tiêu chức suy tư một lát, chỉ có thể lựa chọn bổn phương pháp, chuẩn bị đem này đó sầu riêng đều kéo ra ngoài từng bước từng bước ngửi, hắn thật cẩn thận tiến lên, cho chính mình làm làm chuẩn bị tâm lý, ngừng thở cắn một viên sầu riêng, cam. Trác miệng, hắn một bên xuống muốn chết, một bên đau tưởng nhả ra, Giang Nàng lôi kéo sầu riêng đi ra ngoài. Trong lúc ngu khuyết trở mình, tiêu chức lập tức định trụ, ngừng thở, sau đó hắn liền nghe thấy trong lúc ngủ mơ ngu khuyết cười hắc hắc, mơ hồ không rõ nói, "hắc hắc hắc, suma. Xoái, tiêu trước mãn đầu dấu chấm hỏi, suma là cái gì?" Sau đó liền nghe thấy ngu khuyết lại nói mớ nói, "cẩu cẩu, đại bạch cẩu cẩu, mau cho ta biến." Hắc hắc. suma, tiêu trước tuy rằng hắn cũng không phải cẩu nhưng là mạc danh hắn một trận ác hàng hắn thật cẩn thận thật vất vả lôi kéo một cái sầu riêng ra phòng hắn còn không kịp may mắn liền thấy phía sau một cái đại bạch cẩu đang đứng ở cách đó không xa cẩu mặt khiếp sợ mà nhìn hắn tiêu trước cũng không biết chính mình có phải hay không bị trở thành cẩu tử lâu lắm hắn trong lúc nhất thời cư nhiên đọc đã hiểu đại bạch cẩu trên mặt biểu tình người cư nhiên cổng chủ nhân trộm phân ăn tiêu trước lập tức liền tưởng giải thích Há mồm chính là một chuỗi nhao ô, lại vội vàng nhắm lại miệng. Mã Đức, hắn thật hôn đầu, hắn cùng một cái chân chính cậu tử giải thích cái gì? Tiêu trước tiến lên liền tưởng đem hắn đuổi đi, mà lúc này Tiểu Bạch đột nhiên cắn Tiêu trước cái đuôi, dùng sức đem hắn sau này kéo. Tiêu trước, A à Lan, ngươi đang làm gì? Hắn sợ kinh động ngu khuyết, chỉ có thể tiểu biên độ dãy dùa, A à Lan như cũ không chịu nhả ra chấp nhất muốn đem hắn từ kia tản ra quái dị xú vị đồ vật bên lôi đi. Ở A Lan một mặt ý tưởng trung, nó là yêu thú, mà tiêu trước chỉ là bình thường hắc xi, si, nó chỉ số thông minh so với hắn cao. Cao chỉ số thông minh A Lan tuy rằng là cẩu tử, nhưng tuyệt đối sẽ không giống mặt khác cẩu tử giống nhau, nhiệt tình yêu thương xú vị cùng ăn phân. Nó đối những cái đó kính nhi viễn chi, mà đồng dạng, nó cũng tuyệt đối không cho phép bị nó coi là cùng bào hắc xi si cổng chủ nhân trộm phân ăn. Ngươi là cái cao nhã cẩu tử, ngươi như thế nào có thể ăn phân? A à Lan không buông tay, quyết định cứu đồng loại với nước lửa. Tiêu trước suýt nữa bị nó làm điên, hắn là Minh Bạch hôm nay không lay động bình A à Lan hắn là cái gì cũng làm không được, vì thế trực tiếp một phát tàn nhẫn, xoay người đem A à Lan ném đi trên mặt đất. Đại Bạch Cẩu lập tức liền phải dãy dùa Tiêu trước vì không cho nó dãy dùa động tỉnh đánh thức ngu khuyết, lập tức tiến lên cắn nó sau cổ, giống thành niên giả thú cắn ấu tệ giống nhau cắn nó sau cổ liền tưởng đem nó kéo đi ra ngoài, đại bạch cẩu càng thêm dãy dùa, tiêu trước vừa không muốn thương tổn A-Lan, lại không nghĩ kinh động ngu khuyết, dứt khoát toàn bộ thân thể trực tiếp đè ở A-Lan trên người ngăn lại nó dãy dùa, sau đó cắn nó sau cổ một bước một dịch đem nó hướng ngoài cửa kéo, vì thế, đương ngu khuyết nửa đêm mắt tiểu đi tiểu đêm khi, nhìn đến chính là nạn tiểu cáp ở bóng đêm dưới đêm sư tỷ tiểu bạch đè ở dưới thân. Cao lớn thân hình bao phủ ở nhu nhược tiểu bạch trên người, kích thích, kích thích, không ngừng kích thích ngu khuyết ngu khuyết nàng cầm rớt ngu khuyết kinh hoảng thất thố tiếng lên khàn cả giọng nói tiểu cấp ngươi đang làm gì các ngươi hai cái công cẩu là không có kết quả ngươi nếu là thật sự suy nghĩ ta cho ngươi tìm cái mỹ mạo cho cái không hương sao ngươi mau buông ra tiểu bạch a a a sư tỷ sư tỷ sư tỷ a à, ta nên như thế nào cùng ngươi công đạo a à? nàng tiểu cấp đem nhà ngươi tiểu bạch tương tương những những ngươi mau ra đây a à một chén trà nhỏ lúc sau, yên tĩnh sân bên trong, hai người, hai điều cẩu, ngu khuyết một tay ông tiểu bạch, một tay ông sầu riêng, biểu tình phức tạp mà nhìn thân hình cứng đờ phạm tội hiểm nghi cẩu, bắt cả người lẫn tan vật, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, cùng nàng sớm chiều ở chung tiểu cấp cư nhiên sẽ làm ra như thế phát rồ người cẩu cộng phẫn sự tình. Cho nên, nghe được đồng tỉnh vội vàng tới rồi sư tỷ vẽ mặt một lời khó nói hết nói, ý của ngươi là, ngươi tiểu cáp, hắn phi lễ A-lan, ngu khuyết hít sâu một hơi nghiêm túc nói ta phát hiện kịp thời hắn hẳn là còn không có đắc thủ nhưng là ta cảm thấy loại chuyện này không thể nuông chiều sư tỷ tiểu cáp toàn bằng ngươi xử trí ngươi tưởng như thế nào làm ta đều tuyệt không hai lời ngu khuyết lấy ra một cái phạm tội hiềm nghi cậu chủ nhân ứng có giác ngộ là nàng không thấy hảo tiểu cáp sư tỷ cho dù là phạt nàng nàng cũng không một câu oán hận mà lúc này bị bắt cùng ngu khuyết cộng trầm luân tiêu trước muốn chết tâm đều có hắn chỉ là tưởng trọng cái sầu riêng mà thôi, hắn nghĩ tới hắn động thủ thời điểm khả năng sẽ bị ngu khuyết phát hiện, kế hoạch thất bại, hắn nghĩ tới hắn chẳng sợ thành công cũng sẽ không thu hoạch được gì, tay không mà về, dựa theo ngu khuyết thái quá trình độ, hắn thậm chí nghĩ tới ngu khuyết bị bừng tỉnh lúc sau nếu là cưỡng bách hắn cùng nhau ăn sầu riêng, hắn nên như thế nào ứng đối, nhưng mà hiện thực nói cho hắn, mẹ nó hắn vẫn là tưởng thiếu. Một ngụm có lẽ có nồi to loạn xoảng một tiếng cái ở trên người hắn, tạp hắn đầu ván mắt hoa, hắn trong sạch liền như vậy ở ngu khuyết dăm ba câu gian liền không có, ngày nào đó cẩu. Một ngữ hai ý nghĩa, tiêu trước, đời trước một đao một kiếm sát ra tới thực quyền yêu hoàng, đời này bị người hoài nghi đậu má tử, đã tê rần. Trong lúc nhất thời, hắn đã hận chính mình yêu hóa thành cái gì còn không có kết thúc, làm chính mình trường cá nhân miệng hảo hảo giải thích giải thích, lại may mắn chính mình yêu hóa may mắn không có kết thúc, ở bọn họ trong mắt làm hạ chuyện này chính là tiểu cát mà không phải tiêu trước, đối. Bọn họ cũng không biết hắn nguyên hình, tiểu cấp làm sự. Quan hắn tiêu trước chuyện gì, hơn nữa, hắn kỳ hi mà nhìn về phía chính mình sư tỷ, ở hắn trong trí nhớ, sư tỷ luôn luôn là cái thông tuệ bình tĩnh nữ tử, như vậy thái quá sự tình, hắn cái này thiểu năng trí tuệ tiểu sư mùi chẳng sợ nói ra, hắn sư tỷ cũng là sẽ không tin. Đi, mà lúc này, sư tỷ cũng cảm thấy ly đại phổ, nàng nhị sư đệ phi lễ nàng khế ước thú a à này có thể như vậy cảm thấy tiểu sư muội cũng thật là một nhân tài nhưng là biết tiểu cấp là chính mình trước tiên yêu hóa nhị sư đệ nạn đương nhiên cảm thấy nhị sư đệ tuyệt không sẽ đối chính mình khế ước thú làm cái gì nhưng một lòng chỉ lấy nhị sư đệ đương bình thường cậu tử xem ngu khuyết cũng sẽ không như vậy cảm thấy cậu tử sao động dục kỳ lên đây làm nhiều thái quá sự tình đều sẽ không làm người ngoại ý muốn cho nên từ nào đó trình độ thượng nói nàng tiểu sư muội làm cư nhiên còn không có sai, lại còn có rất có đảm đương. Như vậy vấn đề tới, nàng nên làm như thế nào mới có thể lấy một cái người bị hại người nhà thân phận, ở không bại lộ chính mình biết tiêu trước nguyên hình dưới tình huống, uyển chuyển làm ngu khuyết phát hiện nàng thái quá. Sư tỷ tầm mắt không tự chủ được mà vây ở kia viên đột ngột sầu riêng thượng. Nàng nghĩ nghĩ, uyển chuyển nói, tiểu sư muội nơi này vì cái gì có một viên lưu luyến đâu. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? ngu khuyết tâm nói rốt cuộc tới đại sư tỷ cương nhiên phát hiện này viên sầu riêng tồn tại có bao nhiêu không hợp lý quả nhiên quan sát tỉ mỉ ngu khuyết cúi đầu vẻ mặt xấu hổ hạ giọng nói sư tỷ không biết ngươi có hay không nghe nói qua sầu riêng ti sư tỷ sắc mặt chỗ trống một chút không ngại học hỏi kẻ dưới nói pha loại vì sao ý ngu khuyết uyển chuyển nói chính là nam nữ chi gian một loại kỳ quái chơi phát sư tỷ nàng vẻ mặt phức tạp nói tiểu sư mùi thật đúng là kiến thức trọng rãi Kiến thức trọng đại tiểu sư muội Khiêm Tốn nói, nơi nào nơi nào, sau đó, Ngô Khuyết nói ra chính mình trinh thám, cũng đem kia viên tự nạn phòng xuất hiện ở trong sân sầu riêng hợp lý hóa. Ở Ngô Khuyết trinh thám trung, tiểu cấp tất nhiên là mưu đồ gây rối, lấy ngươi nếu là cùng ta cùng nhau ra tới chơi đùa ta liền thỉnh ngươi ăn sầu riêng, lý do đem tiểu Bạch từ đại sư tỷ bên người một lát ra tới, đêm khuya tĩnh lặng, bốn bề vắng lặng nó lấy ra chính mình tàn tốt sầu riêng liền chuẩn bị đối tiểu bạch thực thi cực kỳ tàn ác sầu riêng ti. Xem qua một ngàn nhiều tập thám tử lừng danh con nàng ngu khuyết mang tự tin đem chính mình trinh thám chậm rãi nói ra, tiêu trước, sư tỷ tiêu trước thở dài một tiếng, yên lặng bưng kín cẩu mặt, sư tỷ trầm mặt một lát, vỗ tay, xuất sắc, ngu khuyết tự tin, sau đó sư tỷ nói, ta nơi này cũng có một cái trinh thám, tiểu sư muội muốn hay không nghe một chút, trinh thám so đấu sao, ngu khuyết lập tức nói, sư tỷ mời nói đại sư tỷ mỉm cười ông nhu nói tiểu sư muội có hay không nghĩ tới bọn họ hai cái đều xuất hiện ở chỗ này kỳ thật là tưởng trọng sầu riêng ăn đâu rốt cuộc cẩu cẩu sao thích khí vị nùng liệt đồ vật cùng xú vị không kỳ quái như vậy là có thể giải thích sầu riêng vì sao sẽ xuất hiện ở trong sân đến nỗi ngươi nói phi lễ đại sư tỷ một đốn cũng có khả năng là đánh nhau đâu hai chỉ cẩu tử một cái sầu riêng chia của không đều nói nói không chừng liền đánh nhau rồi ngu khuyết Ngu khuyết, nàng bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy. Cũng có đạo lý ai, nhưng là nàng lại rối rắm, chính là ta ban ngày uy tiểu cấp sầu riêng thời điểm, hắn đều dãy dù không chịu ăn ai, kia lại sao có thể buổi tối chuyên môn chạy tới trồng sầu riêng, đại sư tỉ mặt không đổi sắc, đó là bởi vì có chút cẩu cẩu trời sinh liền tính cách thẹn thùng, trong miệng hắn nói không nghĩ, kỳ thật trong lòng là nguyện ý, ngu khuyết ngốc, thật vậy chăng, sư tỷ tiếp tục lừa dối, đương nhiên, ta chính là cái ngự thú sư không tin nói đại sư tỷ nhìn về phía tiêu trước tiêu trước đột nhiên có một loại không ổn cảm đại sư tỷ mỉm cười không tin ngươi hiện tại liền có thể lột một khối sầu riêng đút cho tiểu cát tiểu cáp khẳng định đặc biệt vui ăn ta là ngự thú sư ta sẽ không lừa gạt ngươi ngu khuyết trước mắt sáng ngời nàng lập tức bắt đầu lột sầu riêng tiêu trước nghe xong kia phiên lời nói lúc sau liền sắc mặt cứng đờ không giấu vết lui về phía sau đại sư tỷ chặn hắn nàng ôn nhu nói tiểu cáp ta đương nhiên biết ngươi không phải cái loại này cẩu tử là tiểu sư muội hiểu lầm ngươi cho nên ngươi hẳn là sẽ không làm ta thất vọng đi tiêu trước dừng lại cho nên là như vậy thừa nhận chính mình chính là đậu má vẫn là ăn xong kia đáng chết sầu riêng ngu khuyết vui mừng chạy tới trong tay cầm một khối hoàng hoàng sầu riêng nùng liệt khí vị trào dân mà đến ngu khuyết trên mặt mang cười tiểu cáp tới không cần thẹn thùng a à, tiêu trước tiêu chức chung quy vẫn là khuất nhục mở ra miệng cuối cùng tiêu chức bị ngu khuyết thân thủ uy ăn xong một chỉnh viên sầu riêng tiêu chức đi thời điểm đôi mắt đăm đăm bước chân đều là phiêu ngu khuyết cùng sư tỷ nhìn theo hắn rời đi một tường chi cách nghe được nhập thần sư tôn cùng yến hành chu ở tiêu chức ra tới khi dường như không có việc gì mà xoay người giấu đi chờ tiêu chức rời đi sư tôn đi trước ra tới nhìn tiêu chức bóng dáng đột nhiên như suy tư gì nói cái kia sầu riêng pha loại rốt cuộc là cái gì? Yến Hành Chu mỉm cười, này ngài phải hỏi tiểu sư muội. tối nay, toàn bộ sư môn vô miên, duy độc tiêu trước, còn làm tiểu cấp không phải hắn, xuân thu đại mộng, hắn từ ngu khuyết trong viện ra tới, chỉ cảm thấy toàn bộ bụng phản phất trơi ngàn cân trọng, trong miệng mùi lạ thật lâu không tiêu tan, hắn đời này đều không nghĩ lại nhìn đến cái kia kêu lưu luyến đồ vật, nhưng lúc này, hắn như cũ không thể ngã xuống, mà là cường chống kia bị huân nhanh báo phế cái mũi bái ra bị chính mình giấu đi thuộc về tiêu chức huyền thiết lệnh, hơn phân nửa đêm cho chính mình sư môn trừ bỏ ngu khuyết ở ngoài mọi người đàn đã phát một cái chính mình như cũ bị việc tư trì hoãn, tạm thời không thể trở về tin tức, tiểu cấp ăn sầu riêng quan hắn tiêu chức chuyện gì. Hắn cần thiết muốn tại đây loại thời điểm mấu chốt đem tiểu cấp cùng tiêu chức phân chia khai, gắt gao bưng kín chính mình áo choàng, ngươi xem. Ăn sầu riêng chính là tiểu cáp, gửi tin tức chính là hắn tiêu chức hắn thực mau thu được mọi người hồi phục, sư tôn, chính mình bảo trọng, trở về sự tình đừng vội, đại sư tỷ, nhị sư đệ trăm triệu bảo trọng thân thể, tiểu sư đệ, ngày gần đây nhận thức dược vương cốc cốc chủ, sư huynh nếu là yêu cầu nói có thể đề cử cho ngươi, đều là làm hắn bảo trọng thân thể, tiêu trước mặt danh có chút cảm động, hắn sư môn thật sự thực yêu hắn, ái đến đã trễ thế này, vừa nghe đến hắn tin tức cư nhiên còn có thể dây hồi. Tiêu trước mặt danh thỏa mãn sư môn ái cho hắn dũng khí tiêu chức cường chống đứng dậy muốn tìm cái sạch sẽ địa phương xem có thể hay không phun một chút không có rất xa hắn lại gặp đêm khuya từ chính mình nhi tử nơi nào dạo quanh trở về dược vương cốc cốc chủ cốc chủ cùng hắn gặp thoáng qua tiêu chức lại đột nhiên dừng lại quay đầu ánh mắt lăng lăng mà nhìn hắn bóng dáng trên người hắn có thực dày đặc thuộc về người kia khí vị tiêu diễm nguyên lai like ngươi ở chỗ này đại sư tỷ nhận được một tin tức đột nhiên bật cười ngu khuyết tò mò ai nữa đêm phát tin tức a à? đại sư tỷ thu hồi huyền thiết lệnh nhàn nhạt nói ngươi nhị sư huynh nói tạm thời cũng chưa về báo cái bình an ngu khuyết hiểu rõ nga cái kia thú nhĩ nương sư huynh nàng trong đầu hiện ra một cái đỉnh đầu lỗ tai heo bát giới hình tượng vì thế nàng nhịn không được hỏi nhị sư huynh gọi là gì a à? kêu bát giới sao lúc này hệ thống ngừng lại rồi hô hấp ở ngu khuyết trong đầu an tỉnh như gà đại sư tỷ không hề phòng bị nói kêu tiêu trước Nga, nguyên lai like không phải kêu bát giới mà là kêu tiêu tiêu trước a à này này không phải trong nguyên tác cái kia yêu hoàng vai ác tên sao ở sư môn toàn viên vai ác dưới tình huống ngu khuyết cảm thấy chính mình nhị sư huynh cùng người khác trọng danh xác suất không lớn hơn nữa cái kia yêu hoàng giống như cũng là nửa yêu cam sư môn cái thứ ba vai ác liền như vậy phá án là yêu hoàng diệt môn ma đầu đùa bẩn nhân tâm ma nữ yêu hoàng hảo gia hỏa tất cả đều là vương tạc. Cuối cùng, ngu khuyết liền sư tỷ là khi nào đi cũng không biết. Nàng chỉ sâu kín, hệ thống, ta cảm ơn ngươi, hệ thống cảnh giác, như thế nào, ngu khuyết, nguyên lai ngươi thật sự có không moi thời điểm, ngươi ngày hôm qua đề yêu hoàng, cư nhiên thật mẹ nó ở nhắc nhở ta. Trong đầu cái kia heo nhĩ nương hình tượng nhị sư huynh nháy mắt thay đổi, nga đúng rồi, trong nguyên tắc yêu hoàng nguyên hình là lan, cho nên đó chính là lan nhĩ nương. Ngu khuyết não bổ một cái trường lan nhĩ thanh niên hình tượng, dừng một chút, lại não bổ một cái nguyên hình cự lan. Thật là khủng bố như vậy, ngu khuyết lòng còn sợ hãi nói, cự lan gì đó thật đúng là rất đáng sợ, vẫn là tiểu cáp hảo, hắc si thật hoạt bát, còn có thể bồi ta ăn sầu riêng. Hệ thống, giờ này khắc này, nó nếu không phải chính mình liền ở tại ngu khuyết trong đầu, biết người này rốt cuộc là cái cái gì xa điêu hóa, nó đều phải cho rằng người này là thật là sâu không lường được, giả heo ăn thịt hổ ngươi vì cái gì liền không nhiều lắm ngẫm lại ngươi cái kia hắc si có phải hay không lớn lên cũng rất giống lan một ít quay ngựa nhưng không hoàn toàn rớt nhị sư huynh cái này thân phận rớt nhưng tiểu cấp không rớt nhưng là hiện tại hắn trong lúc nhất thời cư nhiên không biết rốt cuộc là nó cái này bằng vào bản thân chi lực là có thể mang thiên toàn môn phái ký chủ đáng sợ một ít vẫn là những cái đó chính thức giả heo ăn thịt hổ người đáng sợ một ít đang ở lúc này ngu khuyết suy tư thình lình lại tới một câu hiện tại nhị sư huynh thân phận cũng biết tiểu sư huynh là ai đâu nàng nói giỡn nói nhị sư huynh là yêu hoàng tiểu sư huynh tổng nên không phải là trong nguyên tác cái kia nhấp lên diệt thế chi chiến che giấu bốt đi ha 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 hệ thống ngươi mẹ nó thật sự không có ở giả heo ăn thịt hổ liền ở hệ thống miên man suy nghĩ đều mau chết cơ thời điểm ngu khuyết vui sướng chính mình phủ định chính mình ha ha sao có thể cái kia che giấu bốt vừa thấy đều là lão đến mau xuống mồ quái vật tiểu sư huynh như vậy đáng yêu hệ thống, mã đức thiểu năng trí tuệ. Tiêu trước về tới chính mình chỗ ở, không biết khi nào ngủ rồi, có thể là nhiều năm trôi qua đột nhiên lại nghe được cùng tiêu diễm có quan hệ tin tức duyên cớ, hắn cư nhiên mơ thấy đời trước sự tình. Trong mộng hắn 7 tuổi bộ dáng, đã bị nhốt ở trong viện suốt 7 năm, trừ bỏ hàng ngày cho hắn đưa cơm người hầu ở ngoài. Mỗi cách mấy tháng có thể nhìn đến cái kia cho hắn một nửa kia huyết mạch cùng dòng họ phụ thân một lần. Người hầu nói, bởi vì hắn là nửa yêu, đi ra ngoài liền sẽ bị người giết chết, cho nên phụ thân đóng lại hắn, là ở bảo hộ hắn, nhưng hắn cũng không hạn chế chính mình một cái khác nhi tử, năm tuổi tiêu diễm, bởi vì hắn là người. Trong mộng, năm tuổi tiêu diễm ném xuống chính mình người hầu, tò mò trèo tường vào hắn sân, muốn nhìn một chút chính mình cái kia chưa từng gặp mặt huynh trưởng. Bảy tuổi tiêu trước lần đầu tiên thấy trừ bỏ người hầu cùng phụ thân bên ngoài người, người nọ trường cùng hắn tương tự khuôn mặt, hắn tò mò nhìn hắn, hỏi, ngươi là ca ca ta sao tiêu chức lắc đầu ta không biết tiểu hài tử hỏi ngươi vì cái gì không ra a à? tiêu chức ta không thể đi ra ngoài tiểu hài tử nghĩ nghĩ đột nhiên duỗi tay đưa cho hắn một khối đường mạch nha ngươi không đi ra ngoài quá kia cũng nhất định không ăn qua thứ này cho ngươi ăn cái này kêu đường bảy tuổi tiêu chức chần chờ duỗi tay cầm lên ngay sau đó trước mặt năm tuổi tiêu diễm đột nhiên lớn lên trong tay cầm thọc vào cánh tay hắn chủy thủ sắc mặt dữ tợn mà nhìn hắn ngươi chỉ là cái nửa yêu, ngươi đã chết, ta mới có thể sống hảo, ta hảo ca ca, ngươi lại giúp ta cuối cùng một hồi, chính là hắn. Cấu kết yêu tộc nửa yêu Dưỡng không thân bạch nhãn lan, tiêu chức đột nhiên bừng tỉnh, sát ý nổi lên bốn phía, tỉnh, có người ở bên tai hắn hỏi, tiêu chức ngẩng đầu, thấy được chính mình tiểu sư đệ, tiểu sư đệ khoanh tay đứng ở trước mặt hắn, mặt vô biểu tình nói, ngươi là ăn nhiều vẫn là ngủ ngốc. Ta hảo tâm thế ngươi chủ nhân xem ngươi, không phải tới cấp ngươi đương nghiến răng bổng tiêu trước sửng sốt đột nhiên nhìn không được cười trọng sinh nhưng cũng không phải không đúng tí nào nga hắn nhiều ra tới tiểu sư muội ngoại trừ lúc này vài trăm dặm ngoại thương hải tông trình thanh đi theo tạ thiên thu bên người lại nhải nhất định phải làm ngu giác cũng tham gia lần này tiếp khách yến tạ thiên thu lạnh lùng chờ hắn nói xong bình tĩnh nói ngươi cho rằng sư tôn nói câu kia lại làm bậy liền bế quan mười năm là vui đùa lời nói Trình Thanh không tình nguyện nằm miệng, phía sau ngu giác túng túng hắn quần áo, thấp giọng nói, sư huynh, ta nói, ta không tham gia cũng không có quan hệ. Trình Thanh, chính là, tạ thiên thu lạnh lùng nói, ngươi trở về, dừng một chút, ngữ khí mạc danh đối ngu giác nói, ngươi cũng trở về, này không phải ngươi nên tới địa phương. Cuối cùng, trận này tiếp khách yến như cũ chỉ có tạ thiên thu một cái tiểu bối tham gia. Sư tôn cùng trưởng môn mở tiệc chiêu đãi mấy đại tông môn, vốn cũng không hắn chuyện gì, hắn chỉ cần tiếp khách những cái đó tuổi trẻ đệ tử liền hảo. Tạ Thiên Thu đối này đó cũng không có gì hứng thú, không thế nào chủ động tham dự bọn họ đề tài, một cái không lưu ý, liền thấy này đó tuổi trẻ các đệ tử đột nhiên hành nổi lên tử lệnh, người thua liền phải biểu diễn một cái tiết mục, vì thế một đám, lục tục có người biểu diễn đánh đàn, khiêu vũ, ngâm thơ, múa kiếm, sư tôn bọn họ chính sự cũng không nói chuyện, cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, sau đó, Tạ Thiên Thu thua mọi người tức khắc ồn ào thỉnh thương hải tông thủ đồ tới một cái tới một cái tới một cái sư tôn cũng cười tủm tỉm mà nhìn hắn tất cả mọi người biểu diễn tạ thiên thu tự nhiên cũng không thể cự tuyệt vì thế hắn dẫn theo kiếm liền thượng đài chuẩn bị vô cùng đơn giản vũ cái kiếm lúc này tạ thiên thu còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính vì thế tạ thiên thu thượng đài hắn cầm lấy chính mình kiếm mọi nơi hành lễ dưới đài người tức khắc nói múa kiếm a à? sau đó hắn rút kiếm thu hồi võ kiếm, lúc này dưới đài không biết vì cái gì, đột nhiên tập thể trầm mặt một lát, ngay sau đó có người đứng dậy vỗ tay, lớn tiếng nói, ta liền nói không có khả năng là vô cùng đơn giản múa kiếm. Thương Hải tông thủ đồ quả nhiên là danh tác. Có can đảm, có quyết đoán, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, lập tức đi theo vỗ tay, một đám sắc mặt đỏ bừng, thập phần kích động bộ dáng, cư nhiên là cái này, Thương Hải tông thủ đồ cư nhiên cũng như thế thân dân biểu diễn cái này, a a a ta giống như đối tạ thiên thu ấn tượng hảo một chút, tuy rằng nghe nói hắn chỉ sang lại trang bức, nhưng nhân gia thật dám đến a à, tạ thiên thu kia này kiếm, đứng ở trên đài, đầy mặt mờ mịt, bọn họ đây là làm sao vậy? hắn đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc, không ổn dự cảm. mà lúc này, trình trưởng lão đang chuẩn bị nương tạ thiên thu múa kiếm, cấp mọi người giới thiệu một chút bọn họ thương hải tông trấn tông bảo kiếm sau đó lập tức bị mọi người như thế nhiệt liệt phản ứng cấp chỉnh sẽ không, này. Hắn đồ đệ không phải muốn biểu diễn múa kiếm sao? Chẳng lẽ có cái gì tân đa dạng, hắn ánh mắt dò hỏi hắn đệ tử, tạ thiên thu, nhưng là hắn chính là muốn biểu diễn múa kiếm, tạ thiên thu ra đầu tê dại, trong lúc nhất thời không tiến không lùi, sau đó đột nhiên, một cái tu sĩ đột nhiên nhảy lên đài, cười lớn nói, ta vốn dĩ cũng tưởng biểu diễn cái này, nhưng lại không dám ở sư tôn trước mặt như vậy nếu tạ tiên quân đều đi đầu ta cũng không thể túng tạ tiên quân thỉnh trước để cho ta tới ta sợ ngài đã tới lúc sau ta liền không ai nhìn tạ thiên thu tốt cho nên rốt cuộc là biểu diễn cái gì kia tu sĩ nói thỉnh lui ra phía sau tạ thiên thu trực tiếp lui ra phía sau hai bước sau đó hắn liền thấy kia tu sĩ móc ra bọn họ trấn tông bảo kiếm tạ thiên thu rộng mở thẳng đứng lên đồng tử động đất trình trưởng lão cũng đồng tử động đất chờ một chút nếu người này lấy chính là bọn họ trấn tông bảo kiếm hắn lấy lại là cái gì trong lúc nhất thời tạ thiên thu các loại âm mưu luận đều ra tới nhưng mà không đợi hắn âm mưu xong hắn liền thấy kia tu sĩ lớn tiếng nói kế tiếp ta vì đại gia biểu diễn một cái sinh nuốt thiết kiếm người nọ ở tạ thiên thu khiếp sợ trong ánh mắt một chút một chút đem trấn tông bảo kiếm nuốt đi xuống tạ thiên thu hắn nuốt vào lại đem ra tung tăng nhảy nhót hoàn hảo không tổn hao gì người này công lực dưới đài mọi người lại là tập mãi thành thói quen bộ dáng vỗ tay trầm trồ khen ngợi người nọ ở mọi người vỗ tay trung tiến lên cầm cùng hắn cùng khoản bảo kiếm khí phách hăng hái nói không nghĩ tới tạ tiên quân cũng mua loại này có dũi kiếm tạ thiên thu cái gì có dũi kiếm người nọ kinh ngạc móc ra huyền thiết lệnh cho hắn xem cái này a à, dược vương cốc cùng mạc thị liên thủ đẩy ra huyền thiết lệnh thượng hòa một cái bọn họ thương hải tông cùng khoản trấn tông bảo kiếm một khác bên Họa cốc hữu châm sinh nuốt thiết kiếm bộ dáng kia tu sĩ nói cái này nhưng phát hỏa tạ thiên thu bình tĩnh nói thứ này chỉ có dược vương cốc cùng mạc thị liên thủ bán sao tu sĩ nghĩ nghĩ nói nghe nói còn có một cái kêu ngu khuyết cô nương phụ trách tuyên truyền tạ thiên thu ngu khuyết phá án hắn bình tĩnh hỏi như vậy kiếm hiện tại bán nhiều ít tu sĩ nhóm đầu tiên một ngàn đêm ta mới vừa cướp được nghe nói nhóm thứ hai còn có một vạn đêm nhóm thứ ba theo thứ tự tăng lên Tạ Thiên Thu, nói cách khác, hiện tại đã có một ngàn đêm cùng khoảng bảo kiếm chảy vào tu chân giới, lập tức còn có một vạn đêm, bọn họ thương hải tông trấn tông bảo kiếm lập tức liền thành lạng đường cái, lúc này, kia tu sĩ cười nói, ta biểu diễn xong rồi, nên tạ tiên quân, nuốt kiếm đi, tạ Thiên Thu, cho nên, những người này sở dĩ ồn ào, là muốn hắn đem chém sắt như chén bùng bảo kiếm thọc vào chính mình trong cổ họng, mà bên kia, một cái tông môn trưởng lão cười hỏi, đúng rồi, không phải nói muốn triển lãm thương hải tông bảo kiếm. Kiếm đâu? Trình trưởng lão, không cần triển lãm, lập tức mãn đường cái đều đúng rồi, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ngu khuyết đến tiền thời điểm, hệ thống đột nhiên nhắc nhở nàng, nguyên nam chủ hắc hóa giá trị 5%, ngu khuyết nghe một ngốc, nguyên nam chủ là ai? Hệ thống trầm mặt một lát, nói, đến trĩ sang cái kia, ngu khuyết bừng tỉnh đại ngộ, nga 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 tạ thiên thu ta đều mau quên hắn là nguyên nam chủ, cũng không biết hắn hiện tại trĩ sang hảo không. Lúc này, nàng đã hoàn toàn quên tạ thiên thu, trĩ sang, tất cả đều là chính mình bịa đặt. Nhớ tới người này, nàng nhìn không được vào đầu nói, như thế nào đột nhiên liền hắc hóa. Hắn cùng nữ chủ ra cái gì vấn đề, hệ thống, nó hoang mang nói, ngươi vì cái gì không có nghĩ tới hắn là bởi vì ngươi mới hắc hóa, ngu khuyết khiếp sợ, ta cư nhiên còn có hồng nhan hòa thủy tiền chất sao nhưng ta không phải cứu rỗi văn nữ chủ sao, hệ thống, nó bình tĩnh nói, hảo, không có việc gì, người tiếp tục đến tiền đi, hệ thống tâm thái thập phần chi an tường đem cảm giác từ thương hải tông trong yến hội thu trở về, nó tưởng, nó từ nay về sau đại khái là không cần lo lắng cái gì, nguyên tác nam chủ tuy rằng thân thế bi thảm, nhưng lại là cái khổ đại cừu thâm vĩ quan chính nhân vật. Trong nguyên tắc duy nhất một lần hắc hóa là biết sớm chiều ở chung nữ chủ cương nhiên là diệt môn kẻ thù nữ nhi mà theo hệ thống phỏng chừng, nguyên tắc nam chủ lần đó hắc hóa đại khái cũng liền 15% đến 20% tả hữu. Mà lần này, ngu khuyết chỉ dựa vào bản thân chi lực, làm vĩ quan chính nam chủ hắc hóa giá trị tạch tạch tiêu thăng 5%, cái gì kêu bài mặt? Mã Đức nó trước kia còn lo lắng nhà mình ký chủ vào cái này các đều có thể đem nam nữ chủ làm chết môn phái có thể hay không là dê vào miệng cọp, mà này xem ra, này nơi nào kêu dê vào miệng cọp a à, đang làm nam nữ chủ phương diện này, bọn họ rõ ràng có phải hay không người một nhà không tiếng một nhà môn a à. vì thế ngu khuyết đến nay vẫn không biết xa ở thương hải tông buổi yến hội kia thượng tạ thiên thu kia thanh kiếm là nuốt vẫn là không nuốt nàng chỉ biết ngày hôm qua nhóm đầu tiên thí thủy bán ra một ngàn thanh kiếm trong nháy mắt bị cướp sạch mà nạn quan chia làm liền cầm ước chừng tám nghìn linh thạch tám nghìn linh thạch là cái cái gì khái niệm này cơ hồ tương đương với một cái trung đẳng gia tộc một tháng thuần lợi nhuận cũng liền dược vương cốc phú nhân thần cộng phẫn cốc hữu châm ra cửa đều có thể tùy thân mang theo năm vạn linh thạch đương tiền tiêu vặt nhưng trên thực tế ở tu chân giới linh thạch thật đúng là không bị giảm giá trị thành như vậy bằng không lúc trước trói lại nàng cùng cốc hữu châm bọn cướp vì cái gì chào giá tam vạn linh thạch chính là công phu sư tử ngoạm ngu khuyết chia làm là tám nghìn linh thạch kia sư nương chia làm chính là một vạn sáu nghìn linh thạch nếu là dư lại kia tam vạn nhiều thanh kiếm đơn đặt hàng cũng có thể đủ bán đi vậy cũng đủ sư nương toàn bộ gia tộc hoàn toàn từ nguy cơ trung thoát thân. Ngu khuyết hương phấn liền hướng sư nương phòng luyện khí chạy. Nàng chạy tới khi, chính nghe được sư nương vẻ mặt sầu lo hỏi dược vương cốc cốc chủ, ta thấy được cốc chủ ở huyền thiết lệnh thượng thuyết minh ngày lại bán một vạn thanh kiếm, nhưng kia một ngàn thanh kiếm đã là ta ngày đêm không ngừng mới làm được, trong vòng một ngày lại làm một vạn thanh kiếm nói. Cho dù là có duỗi kiếm, ta cũng không có dư lực, cốc chủ không bằng lại tìm mặt khác luyện khí sư. Dược vương cốc cốc chủ an tĩnh mà nghe xong, thập phần bình tĩnh, cái kia thương nghiệp quỷ tài bình tĩnh lượt tiếp theo cái đại lôi, dư lại đơn đặt hàng ta căn bản liền không tính toán làm ra tới, ngu khuyết cùng sư nương tức khắc tất cả đều nhìn qua đi, cốc chủ hơi hơi mỉm cười, nói, làm ra kia một ngàn thanh kiếm, là bán cho chân chính tưởng mua kiếm người, nhưng dư lại kiếm là chuẩn bị bán cho thương hải tông, bọn họ muốn chính là như vậy kiếm không cần ở trên thị trường lưu thông, mà không phải muốn kiếm bản thân một khi đã như vậy nói chúng ta có làm hay không lại có cái gì khác nhau đâu chỉ cần như vậy có duỗi kiếm không hề xuất hiện ở trên thị trường vậy xem như giao dịch đạt thành ngu khuyết nghe xong đồng tử động đất hảo gia hỏa nàng thẳng hô hảo gia hỏa nàng chẳng sợ tưởng hố tiền đi tưởng cũng là trước đem đồ vật làm ra tới sau đó làm thương hải tông không thể không mua mà cái này dược vương cốc cốc chủ hảo gia hỏa nhân gia là trực tiếp tay không bộ bạch lan a liền rõ ràng nói cho người ta nơi này không có kiếm nhưng ta treo nhiều ít đơn đặt hàng ngươi liền mua nhiều ít đơn đặt hàng ngươi nếu là không mua ngày mai hắn liền bảo đảm tu chân giới nhân thủ một phen thương hải tông cùng khoảng co duỗi kiếm không ủng quảng sắc không ủng nhân lực vô bổn mua bán cam cùng vị này cốc chủ so sánh với nàng ngu khuyết cương nhiên còn có thể xem như cái thật sự thương nhân ngu khuyết ngẩng đầu xem sư nương chỉ thấy nàng vẻ mặt tam quan trọng tố khiếp sợ nhưng là nàng cũng biết này vô bổn mua bán cũng chỉ có thể dược vương cốc mới có thể như vậy quan minh chính đại hố thương hải tông thương hải tông là đệ nhất đại tông không giả nhưng thiên hạ bảy thành y tu đang tu lại đều xuất từ dược vương cốc bọn họ hai cái chẳng sợ không hợp cũng là ai cũng không làm gì được ai cho nên mới có thể sử dụng như vậy phương pháp cho nhau ghê tẩm đối phương cho dù là mấy vạn thanh kiếm đơn đặt hàng đối thương hải tông tới nói cũng không đến mức thương gân động cốt nhiều nhất là bị ghê tẩm một phen nếu là đổi những người khác dám như vậy hố thương hải tông. a, à, đầu đều cho ngươi xóa sạch, cho nên, hiện tại bọn họ hiện tại là cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ thương hải tông chủ động đi tìm tới. Ngu khuyết dọn cái tiểu băng ghế tiến vào, ngồi chờ, sư nương hốt hoảng thuận tay cho nàng bắt đem hạt dưa. Ngu khuyết một phen hạt dưa còn không có khái một nửa, cốc chủ đột nhiên nói, tới, nháy mắt, ngu khuyết cùng sư nương tất cả đều ngừng thở, bình tĩnh nhìn qua đi, cốc chủ mở ra huyền thiết lệnh cốc chủ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn mặt trên nội dung, cốc chủ tươi cười. Càng lúc càng lớn, hắn cười ha ha, lão đông tây. Ngươi còn tưởng cùng ta đấu, thương hải tông mua, ngu khuyết trực tiếp nhảy dựng lên ôm lấy sư nương, mặt tỷ tỷ. Chúng ta thành công ha ha ha, mặt hàng sanh bị ngu khuyết ôm, phản phất còn không có phản ứng lại đây giống nhau, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, nàng bị ngu khuyết ôm nhảy hai hạ mới phản ứng lại đây, trì độn nói, thành công. Ngu khuyết trực tiếp phủng nàng mặt làm nàng nhìn nàng, biểu tình khó được nghiêm túc. Nàng nghiêm túc nói, mặt tỷ tỷ, ngươi xem, có đôi khi có chút đồ vật, ngươi không muốn làm nói, cũng có thể không làm, ngươi có thể không làm trái bản tâm, có thể không chịu vây với gia tộc, ngươi không bao giờ tất giống trong nguyên tác giống nhau, ở không ai biết địa phương cô độc chết thảm. Mặt hàng xanh ngẩn người, đột nhiên cười, ngữ khí phản phất lập tức liền mềm mại xuống dưới, tiểu nha đầu, nàng há miệng thở dốc, tự hồ còn tưởng đang nói cái gì. Đúng lúc này, nàng bên hông huyền thiết lệnh đột nhiên vang lên. Mạc hàng xanh lấy ra huyền thiết ra lệnh ý thức mà nhìn thoáng qua. Sau đó nàng biểu tình bỗng nhiên phai nhạt xuống dưới. Ngu khuyết tò mò, làm sao vậy? Mạc hàng xanh vỗ vỗ nàng phía sau lưng, bình tĩnh nói, tống gia tới. Mà lúc này, sư tôn chính không chút để ý mà cúi đầu đánh giá chính mình kiếm, đứng ở lên núi nhất định phải đi qua chi trên đường. Hắn trước người, hai cái tu sĩ cùng hắn nói nửa ngày lời nói cũng không gặp hắn có phản ứng gì trong lúc nhất thời không kiên nhẫn nói uy ngươi có phải hay không biết ta làm ngươi đem mạc à cô nương đi tìm tới ngươi là không nghe được sao hắn nói trực tiếp tiến lên liền muốn động thủ ở kia hai người phía sau một cái trưởng giả mang theo mặt khác tu sĩ bình tĩnh nhìn trước mắt một màn này hoàn toàn không có muốn ngăn lại cùng nhau sư tôn như là hoàn toàn không có phản ứng lại đây giống nhau không có bất luận cái gì động tác nhưng ở người nọ duỗi tay lại đây khi, đáy mắt lại không dễ phát hiện hiện lên một tia hàng mang. Trước mắt mọi người, với hắn mà nói đều có thể coi như là người quen. Hắn nhớ rõ bọn họ, càng nhớ rõ đời trước bọn họ chết ở chính mình dưới kiếm khi, kia dãy dù cầu sinh tư thái. Hắn không tự chủ được mà cầm chính mình kiếm, dừng tay, một đạo hàm chứa tức giận quát lạnh đột nhiên truyền đến, gian hàng tay cầm kiếm một đốn, ngay sau đó, hắn tâm tâm niệm niệm người nọ liền trực tiếp chắn trước mặt hắn, lạnh lùng nói các ngươi là tưởng ở ta địa phương đụng đến ta người sao gian hàng sửng sốt không tự chủ được mà buông lỏng ra kiếm giờ khắc này hắn bừng tỉnh về tới nhân gian vì thế chờ ngu khuyết thở hổn hển thở hổn hển mà chạy tới thời điểm nhìn đến chính là nhà mình sư tôn hơi có chút chim nhỏ nét vào người giống nhau rút vào tương lai sư nương bên người rũ mắt ngữ khí trong bình tĩnh mang theo ủy khuất giống nhau cáo trạng bọn họ gần nhất liền trực tiếp động thủ ta liên thông biết ngươi cơ hội đều không có, thật là hảo không nói đạo lý, ngu khuyết xem đến trận mắt há hốc mồm, cam. Này trà xanh vị cũng quá nồng, nhưng sư nương phản phất cũng không có cảm thấy lời này trà xanh vị thật nùng, trực tiếp cho hắn chống lưng nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn họ không dám động ngươi, sư tôn, có ngươi ở, ta đương nhiên yên tâm, mà giờ này khác này. Cái kia từ đầu tới đuôi không mở miệng nói qua một câu lão giả phản phất cũng bị trà tới rồi, nhìn trước mắt tình cảnh sau một lúc lâu, rốt cuộc đã mở miệng, hắn chỉ tự không đề cập tới động thủ sự, chỉ vân đạm phong khinh nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta này hai cái con cháu chẳng qua là lỗ mãn một ít, vị này tiên quân cũng quá đại kinh tiểu quái. Mạc hàng xanh trực tiếp đánh gãy hắn nói, lãnh đạm nói, có phải hay không hiểu lầm, ta đều có phân biệt, chẳng qua ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút tống bá, ngày này một tiếng tiếp đón không đánh trực tiếp lấp kín môn, đây là ý gì? Tống bá biểu tình phai nhạt một chút, nhưng như cũ cười nói, lão phu là nóng vội chút, nhưng này còn không phải bởi vì nhọc lòng các ngươi hai cái hôn sự a. À. Ngươi cùng trác nhi đính hôn cũng có chút năm, lại kéo xuống đi đối ai đều không tốt, không bằng thừa dịp năm nay, đem hôn sự sớm làm. Ngu khuyết nghe được là sửng sốt sửng sốt, cuối cùng trực tiếp cấp khí cười. Nàng đánh gãy hắn, nhấc tay hỏi, chính là ta không phải nghe nói cái kia tống thứ gì ở thương đảng sơn thời điểm bị người cấp trùng bao tải đem đệ tam chân cấp đánh gãy sao? Như thế nào? Hắn còn có tái sinh công năng. Nhanh như vậy liền trường hảo, Mặc hàng sanh nguyên bản cũng tưởng giận, nghe được ngu khuyết này âm dương quái khí một phen lời nói, trong lúc nhất thời nhạc giận đều giận không ra. Tống gia những người đó trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn ngu khuyết ánh mắt không tốt, Mặc hàng sanh không giấu vết mà che ở ngu khuyết trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vừa lúc, ta cũng muốn biết, vì thế kế tiếp, Ngu khuyết cùng mặt hàng xanh liền trận mắt há hốc mồm nghe xong một phen đem đệ tam chân chặt đứt cho nên tìm không thấy nhà tiếp theo chỉ có thể chọn mặt hàng xanh. Tiếp bàn cấp oai thành phi khanh không cưới tình ý chân thành. Ngu khuyết lần này là thật sự cấp khí cười. Hảo gia hỏa, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua da mặt như vậy hậu. Người phế đi tìm không thấy nhà tiếp theo cho nên mới tìm sư nương tiếp bàn, mặt đâu. Nàng trực tiếp đứng ở sư nương trước người, ngoài cười nhưng trong không cười mà đánh gãy lão nhân kia nói, nói, lão nhân, ta nơi này có một câu tục ngữ, không biết ngươi nghe không nghe nói qua. nàng cũng không chờ hắn trả lời, nói thẳng, nam đức là nam nhân tốt nhất của hồi môn. nhà các ngươi cái kia cẩu đồ vật không nói nam đức, liền nam nhân đều không tính, đã là không cứu. bên này kiến nghị ngài trực tiếp cấp đưa vào trong cung đường thái giám tới mau. ngài cảm thấy đâu? lão nhân da thịt trung rẩy, trực tiếp rút ra kiếm, trẻ con, ngu khuyết không nói hai lời cũng rút ra nhị hồ đối phía sau trận mắt há hốc mồm sư nương lớn tiếng nói, cùng này cẩu đồ vật nói nhảm cái gì, động thủ, đánh gãy răng hắn, lão nhân cười lạnh nói, mặt gia cô nương, ngươi có thể tưởng tượng hảo, chúng ta hai cái gia tộc hiện tại, hắn lời nói còn chưa nói xong, một cái thứ gì đột nhiên thật mạnh nịnh ở hắn trên mặt, lão nhân mặt lệch về một bên, bị tạp cao cao sưng khởi, quay đầu không thể tin tưởng mà nhìn mặt hàng xanh. Mặt hàng xanh chính thu hồi ném cây búa tay. Nàng vỗ vỗ tay, chưa đã thèm nói, ta cảm thấy ngu khuyết nói đúng, đánh gãy răng hắn. Trong lúc nhất thời, hai cái nữ hài một cái sách theo nhị hồ, một cái sách theo chù y, ở lão nhân trận mắt há hốc mồm trong ánh mắt trực tiếp vọt đi lên. Đôi khi, ngươi không thích sự tình, liền không cần nhẫn nại. Mặt hàng sanh tưởng, này đại khái chính là nàng nhận thức ngu khuyết lúc sau, cái này nữ hài dạy cho nàng nhất hữu dụng đạo lý. Lão nhân giận cực phản cười, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, nhưng mà ngay sau đó, hắn lại đột nhiên cả người run lên, không thể tin tưởng xoay người nhìn về phía phía sau. Giang Hàng đang đứng ở hắn phía sau, một tay ấn bờ vai của hắn, đã là làm hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hắn khẽ cười nói, không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó, kia viên nằm ở hắn đang điền kim đan, đột nhiên bị một đôi vô hình tay bóp nát. Lão nhân hốc mắt muốn nứt ra, một búng máu trực tiếp phun ra. Tưởng tấu lão nhân còn không có đánh thành ngu khuyết hoảng sợ, nhìn ngã vào chính mình bên chân lão nhân, vò đầu, ăn vạ lão nhân giãy dụa, theo bản năng mà bắt được ngu khuyết làng váy, ngu khuyết hoảng sợ, một vài hồ trực tiếp tạp qua đi, biến thái. Tuổi một đống bắt người váy, lão nhân, mà đang ở cùng hai cái tu sĩ truyền đấu mặt hàng xanh lập tức yếu tố phát hiện, một chù y chù y phi hai người, cả giận nói, lão nhân này còn dám quấy rầy ngươi, nàng lập tức đi qua đi, lại là một chù y, gian hàng liền như vậy đứng ở bên cạnh chỗ, nhìn hai người một chù y một chù y đánh vui vẻ mặt hàng xanh giống như đem cái gì đều buông xuống giống nhau, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy nhẹ nhàng sung sướng bộ dáng. Hắn tưởng, có lẽ là lúc, đời trước, mặt gia mãn môn chết vào yêu thú trong miệng, có lẽ hắn nên cùng chính mình đại đệ tử mượn một ít yêu thú, cũng không biết như vậy cách chết dừng ở chính bọn họ trên người, bọn họ còn vừa lòng không hài lòng. Sư tôn mãn đầu óc đều là tống gia cách chết, mà ngu khuyết cùng mặt hàng xanh cũng rốt cuộc đánh sản, còn cấp lão nhân để lại một hơi lại để lại hai cái còn có hành động năng lực tu sĩ làm người đem lão nhân nâng trở về mặt hàng xanh cười lạnh một tiếng trực tiếp đem lão nhân đá cho kia hai người nói cho các ngươi gia chủ cái kia quỷ hôn ước trở thành phế thải ngu cô nương nói được không sai cái kia cẩu đồ vật tương đối thích hợp đương thái giám nàng thở ra một hơi nhìn về phía gian hàng bạch y tiên quân nhu nhược đáng thương lại vô tội bộ dáng không ai biết hắn trong đầu đều là cái gì dọa người đồ vật mặt hàng sanh thanh âm đều mềm hai phân, lão nhân kia không dọa đến ngươi đi. Giang hàng nhìn thoáng qua lão nhân, nói, có ngươi ở, ta liền không sợ hãi. Mà lúc này, bị hắn thân thủ bóp nát kim đang lão nhân xem hắn một bộ người bị hại bộ dáng, rốt cuộc nhìn không được, một búng máu phun ra, chết ngất qua đi. Giờ này khắc này, ngu khuyết rốt cuộc sinh ra một loại trần ai lạc định cảm giác. Sau đó hai ngày, ngu khuyết ở vây xem sư tôn trà vị bùng nổ đồng thời, cũng vây xem dược vương cốc cốc chủ cùng thương hải tông cải cọ. Sau đó nàng liền phát hiện, không biết khi nào, khu mỏ bốn phía đột nhiên nhiều rất nhiều giả thú động vật, bọn họ giống như một đêm gian tăng nhiều, lại một đêm gian biến mất, chỉ xuất hiện ở khu mỏ bốn phía ngắn ngủn một đêm, phản phất di chuyển trên đường nghỉ ngơi giống nhau, sau đó rời đi thời điểm, chỉ để lại một bộ phận nhỏ còn chiếm cứ ở chung quanh. Ngu khuyết đoán này hẳn là cái gì giả thú tập thể di chuyển hiện tượng, tuy rằng nàng cũng không rõ vì cái gì này đó di chuyển giả thú liền chủng loại đều không giống nhau. Sau đó ngày hôm sau, nàng liền nghe nói có một đám di chuyển yêu thú bởi vì bị tống gia trộm chúng nó ấu tể mà tập thể tập kích tống gia, tống gia mãn môn chết mười không còn một. Ngu khuyết nghe thấy cái này tin tức khi sửng sốt. Trong nguyên tác, sư nương mãn môn đúng là chết vào yêu thú chi khẩu. Mà hiện tại, khi đó... Nàng đang cùng sư tỷ cùng nhau vì tiểu cấp cùng tiểu bạch cùng nhau tài chế quần áo mới sư tỷ nghe được tin tức không chút để ý hỏi nàng tiểu sư muội cảm thấy này cái gọi là yêu thú tập kích có hay không có thể là nhân vi khống chế trong nguyên tắc sư nương mãn môn bị giết nhưng không có người truy cứu kia yêu thú có phải hay không bị nhân vi khống chế ngu khuyết mở to hai mắt nghiêm mặt nói sao có thể là nhân vi khống chế đâu yêu thú di chuyển thiên kinh địa nghĩa kia tất nhiên là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo đại sư tỷ làm quần áo tay một đốn thật lâu sau nàng buông xuống cấp tiểu bạch làm một nửa quần áo, như suy tư gì nói, người nói đúng, thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, nhân lực chung quy khó thắng thiên, cho nên này lại quan nàng một cái nhu nhược ngự thú sư cùng bọn họ đồng dạng nhu nhược sư tôn sự tình gì đâu. Rốt cuộc hiện giờ ngự thú sư ở mặt khác tu sĩ trong mắt chỉ là một cái râu ria vô cùng chức nghiệp, ngự thú gia tộc sôi nổi xuống dốc, chính thống ngự thú thuật sớm đã thất truyền, ai có thể tin tưởng bây giờ còn có ngự thú sư có thể giống ngàn vạn năm trước giống nhau một cái hiệu lệnh liền có thể sử dụng thiên quân vạn mã hảo một cái thiên nhiên điêu luyện sắc sảo thiên nhiên có như vậy sức mạnh to lớn kia một khi đã như vậy nói một ngày lúc sau đã từng liên hợp lại vây công mạc gia mấy cái gia tộc tin giữ liên tiếp truyền đến đầu tiên là trước hết đưa ra vây công mạc gia triều thị một môn bọn họ dựa vì thực tu đại tông thực vi thiên cung ứng nguyên vật liệu lập nghiệp bởi vì năm nay thực vi thiên chủ công sò so hến đồ ăn đại chịu khen ngợi cho nên năm nay toàn bộ triệu gia hai phần ba tiền đều nện ở nuôi dưỡng so biển thượng nhưng mà liền ở triệu gia gia chủ trọng đào thượng thanh lâu khi gia tộc đệ tử khóc lóc chạy tới không đợi triệu gia gia chủ tức giận liền than thở khóc lóc mà nói bọn họ dưỡng so biển chạy triệu gia gia chủ một phách cái bàn đứng lên tức giận chạy đệ tử khóc trồng nói gia chủ ngài nhưng ngẫm lại biện pháp đi suốt bốn cái đảo nhỏ sở hữu so biển trong một đêm chạy cái sạch sẽ a à. Triệu gia gia chủ lúc này còn không biết cái này sạch sẽ là như thế nào cái sạch sẽ phát, thẳng đến hắn thượng đảo nhỏ, nhìn đến kia một mảnh vỏ sò so cũng chưa lưu lại sạch sẽ đảo, hắn biểu tình trống rỗng, lẩm bẩm nói, "Chạy." "Như thế nào sẽ chạy?" đệ tử ấp úng nói, "Nó." "Mọc chân a, à, nhưng không phải chạy sao?" dừng một chút, đệ tử đột nhiên cảm thán, "Này khả năng chính là thiên nhiên khó có thể nắm lấy, gia chủ." sau đó là chủ sản các loại sang hô vật phẩm trang sức văn gia. Đêm hôm đó, bọn họ dưỡng sang hô đảo tiêu thượng đột nhiên theo hải lưu thổi qua tới một đám yêu hóa sao biển. Vì thế tới rồi ngày hôm sau, văn gia gia chủ vừa mới tỉnh lại, liền nghe được hắn đại nhi tử hoảng sợ nói, không hảo. Chúng ta sang hô đều bị sao biển ăn a a a, văn gia gia chủ, hắn cảm thấy chính mình tỉnh lại phương thức khả năng có chút không đúng lắm, cái gì bị ăn? Bị cái gì ăn? cuối cùng tổn thất thảm trọng hai nhà tính toán cảm thấy sự tình không đúng đầu tiên là tống gia bị yêu thú diệt môn ngay sau đó nhà bọn họ liền có chuyện cái này làm cho người tưởng không nghi ngờ mạc gia đều khó hai nhà người đồng thời tìm tới mạc gia mạc gia gia chủ cũng chính là mạc hàng sanh phụ thân là một cái thân cao một m chín năm một thân cơ bắp thể tu thể tu lão đại ca nghe trước mặt hai người một người luôn mồm sò so biển chạy một người than thở khóc lóc nói cái gì sang hô bị sao biển ăn vẻ mặt mộng bức, cái gì cũng chưa làm lão đại ca cảm thấy hai người kia quả thực là càng quấy, hắn cả giận nói, nhà các ngươi dưỡng sau biển là chạy nhà của chúng ta. Vẫn là nói chúng ta mạc gia tự mình hạ miệng gặm nhà ngươi sang hô. Các ngươi có bệnh đi, hai người còn tưởng lại biện, một đám thân cao tất cả tại một mét tám hướng lên trên cả trai lẫn gái liền đi ra. Mạc gia một cái tiểu bối giơ tay lau mồ hôi, sáng lên chính mình kia so đối phương đùi còn thô cánh tay, lộ ra hiền lành cười, hai vị là có chuyện gì sao? Hai người, không, không có, hai người xám xịt đi rồi lúc sau, mặt da tạc nồi, bọn tiểu bối vẻ mặt hưng phấn nói, kia hai cái lão bất tử so biển thật sự chạy. Sang hô thật sự bị gặm, mặt da gia, gia chủ gãi gãi đầu, chẳng lẽ này thật đúng là nhân quả báo ứng không thành, hắn viết thư cho nhà mình nữ nhi báo cho cái này kỳ sự. Mặt hàng xanh cầm tin, a này, nàng cũng hoang mang, thật đúng là nhân quả báo ứng đi ngang qua đại sư tỷ khẽ cười một tiếng ông nhu nói không đây đều là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo mà hiện tại này đó tạm thời đều vẫn là lời phía sau giờ này khắc này ngu khuyết chỉ nhìn đến nhà mình đại sư tỷ sửng sốt một lát đột nhiên cười không biết nghĩ tới cái gì chuyện thú vị ngu khuyết hỏi sư tỷ làm sao vậy đại sư tỷ một lần nữa cầm lấy không có làm xong quần áo dường như không có việc gì nói không có gì sau đó nàng nói sang chuyện khác thuần miệng hỏi Đúng rồi, ngươi cấp tiểu cấp làm cái gì quần áo? Nàng vốn là thuận miệng vừa hỏi, ngu khuyết lại đắc ý giàu dạt đem chưa làm xong quần áo triển lãm cho nàng xem, vẻ mặt cầu khích lệ. Đại sư tỷ vừa thấy, trầm mặt, nguyên bản, nàng còn tưởng rằng ngu khuyết sẽ kéo dài nàng cái kia càng hoa liền càng đẹp thẩm mỹ, tiếp tục làm nàng kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp váy hoa tử. Nhưng mà nhìn đến ngu khuyết tuyển vải dệt thời điểm không lựa chọn những cái đó màu sắc rực rỡ vải dệt, mà là lựa chọn một mặt khác bạch nhị sắc, nàng còn cảm thấy có chút vui mừng, cho rằng ngu khuyết rốt cuộc từ bỏ nàng kia thẩm mỹ, chính là hiện tại. Sau một lúc lâu, nàng bình tĩnh hỏi, đây là cái gì? Ngu khuyết vẻ mặt kỳ ảo tươi cười, cái này kêu, hầu gái trang, váy đen tử, bạch tạp về, nếp uống, nơ con bướm, ren. A à này, thật cũng không phải nói khó coi, nhưng là đi. Nàng trầm mặt sau một lúc lâu, đặt câu hỏi, ngu gia hầu gái, đều là xuyên loại này quần áo sao? Ngu khuyết tâm nói Mỹ kia lão đông tây đâu? Nàng lắc đầu, không, kia lão đông tây không xứng, sư tỷ cũng không miệt mài theo đuổi vì cái gì này quần áo một hai phải kêu hầu gái váy, mà là nhìn chầm chầm nó nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, nhưng là, tiêu. Tiểu cấp hắn là điều năm cẩu cẩu A, hầu gái váy. Như thế nào nghe đều như là cấp nữ hài xuyên đi, ngu khuyết, cũng là, nam hài xuyên hầu gái trang, nàng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười hắc hắc, kia không phải càng tốt sao, sư tỷ, ngu khuyết đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía sư tỷ, ngươi cảm thấy đâu, sư tỷ trầm mặt một lát, nhàn nhạt nói, chờ cái này quần áo làm tốt, cấp tiểu cấp mặt vào thời điểm kêu lên ta, ngu khuyết vẽ mặt, ta hiểu, biểu tình, lập tức gật đầu, tới rồi buổi tối, ngu khuyết cùng sư tỷ từng người thu thập một chút, đi phó sư nương yến hội. Một là chúc mừng Thương Hải Tông ở nét mực hai ngày lúc sau rốt cuộc đem tiền đánh lại đây, sư nương cùng ngu khuyết từng người đã phát một bút tài, nhị là vì chúc mừng nàng giải trừ hôn ước thành công. Kỳ thật ở tống gia xảy ra chuyện tin tức truyền đến lúc sau, sư nương cảm thấy thừa dịp nhân gia xảy ra chuyện cử hành tiệc rượu gì đó không quá đạo đức, còn tưởng hủy bỏ tới. Nhưng ngu khuyết không làm, nàng nhưng không quên trong nguyên tác sư nương kết cục. Nàng trực tiếp hỏi, mặt tỷ tỷ, ngươi liền ăn ngay nói thật, bọn họ xui xẻo, ngươi cao hứng không đi. Mạc Hàng Sanh nghĩ đến tự đính hôn tới nay những người đó trong tối ngoài sáng thao tác, thành thật nói, là có chút cao hứng, ngu khuyết lời nói thấm thía, cho nên a, à, chúng ta không chỉ có muốn uống, còn muốn hét lớn đặt uống, một phần nhảy đít cô chẳng phải là càng kích thích, vì thế đêm nay, ngu khuyết mang chúng một phần nhảy đít cô, nàng thậm chí đem tiểu cáp đều cấp ông qua đi, tiểu cáp hai ngày này vẫn luôn ở trốn tránh nàng, bị nàng túng lại đây, biểu hiện cũng có chút thất thần, ngu khuyết nhìn tiểu cáp, nhiều suy tư gì, tiểu cấp cùng tiểu bạch đêm hôm đó còn rõ ràng trước mắt. Tuy rằng nói đại sư tỷ giải thích sự tình không phải nàng tưởng như vậy, nhưng là đi, tiểu cấp hắn dù sao cũng là một cái thành niên cẩu, cũng nên tới rồi thành gia lập nghiệp tuổi tác, hắn hai ngày này như vậy thất thần, chẳng lẽ. Cũng tới rồi tưởng tiểu chó cái tuổi tác, ngu khuyết cảm thấy chính mình ngộ, vì thế từ bắt đầu uống rượu mãi cho đến nửa đêm, ngu khuyết liền rượu cũng chưa chạm vào mấy chén, vẫn luôn ở không dấu vết mà quan sát đến tiểu cát tiêu trước bị xem một trận ác hàng nhưng hắn mỗi lần quay đầu lại đều nhìn đến ngu khuyết vẻ mặt dường như không có việc gì chuyên chú trên bàn đồ ăn phản phất đối hắn không hề có hứng thú tiêu trước hắn tổng cảm thấy nàng tưởng làm sự nhưng hắn không có chứng cứ đừng hỏi hỏi chính là thời gian dài như vậy hắn bị hố ra tới kinh nghiệm tiêu trước chịu bị ngu khuyết ông lại đây vì vốn là đồng dạng bị mở tiệc chiêu đã dược vương cốc cốc chủ nhưng là bị ngu khuyết như vậy nhìn chằm chằm hắn ngạnh sinh sinh không tìm được tới gần dược vương cốc cốc chủ cơ hội hơn nữa yến hội này liền mau kết thúc hắn không khỏi có chút nôn nóng mà đúng lúc này hắn đột nhiên nghe được vẫn luôn không như thế nào mở miệng yến hành chu nói đêm đã khuya hắn có thể đưa tiểu sư muội trở về thuận tiện đem dược vương cốc cốc chủ cũng đưa trở về sư tôn nhìn nhìn bọn họ gật đầu nói trên đường cẩn thận vì thế Yến Hành Chu mang theo một cái say chuyến choáng nửa thanh tĩnh dược vương cốc cốc chủ cùng một cái tiểu sư mùi, liền như vậy rời đi, tiêu chức theo bản năng mà theo đi lên, dược vương cốc cốc chủ uống say lời nói cũng nhiều, dọc theo đường đi vẫn luôn đang nói hắn tới này một chuyến tới đáng giá, không chỉ có thành công hố tới rồi thương hải tông, hơn nữa bọn họ sư môn các đều là nhân tài, thực cùng hắn ăn uống, Yến Hành Chu phản phất nói chuyện phím giống nhau, thuần miệng nói, cốc chủ còn không có thấy ta một cái sư huynh, hắn họ tiêu cốc chủ nghĩ nghĩ tiêu a à. ngô ta khoảng thời gian trước mang theo cái người bệnh cũng họ tiêu yến hành chu kinh ngạc dòng họ này nhưng không thường thấy nói không chừng vẫn là ta cái kia sư huynh hiểu biết người đâu cốc chủ ngài cái kia người bệnh gọi là gì tiêu trước theo bản năng mà dựng lên lỗ tai cốc chủ lại lười biếng nói ta chỉ chữa bệnh ai còn nhớ hắn gọi là gì yến hành chu mỉm cười kia nói vậy cũng là hắn đến bệnh không làm khó được ngài nếu không nói nếu là ngài gặp được cái có thể làm ngài cũng không có thể ra sức bệnh nói ngài sẽ không sợ không nhớ được người bệnh tên cốc chủ nghe đến đó đột nhiên cười nhạo một tiếng không chút khách khí mà nói hắn cái kia bệnh lão phu cũng trị không được nhưng hắn đến đảo không phải khó bệnh mà là xuẩn bệnh hắn chẳng sợ chết cũng là bị chính mình xuẩn chết yến hành chu này cốc chủ cũng không bán cái nút nói thẳng cái kia ngu xuẩn hảo hảo một người cố tình tìm đường chết đi học yêu tộc công pháp học một nửa phát hiện không thích hợp, thế mới biết chính mình học đồ vật là yêu tộc, hiện giờ là ly phế nhân cũng chỉ có một bước xa, muốn cho ta trị. À, Yến Hành Chu nhíu mày nói, nhân tộc học yêu tộc công pháp, kia có thể trị sao, cốc chủ mặt vô biểu tình nói, có thể trị, nhưng ta không thể trị, rốt cuộc hắn cái này tình huống, hoặc là chờ chết, hoặc là hoàn toàn biến thành yêu, người biến yêu. À, ta thượng chỗ nào cho hắn tìm cũng đủ cường đại còn có thể phù hợp hắn yêu mạch đi nhân loại dùng yêu tộc yêu mạch là có thể biến thành yêu nhưng dược vương cốc cốc chủ sao có thể bồi đời trước thanh minh đi làm loại sự tình này yến hành chu cùng cốc chủ còn ở nói chuyện phím cái gì tiêu chức lại cảm thấy chính mình cái gì đều nghe không được hắn như bị sét đánh đời trước hắn mãi cho đến vết tiêu diễm cũng không nghĩ thông suốt hắn cùng hắn không oán không thù người nọ vì sao phải bôi nhọ hắn mà nay chân tướng liền như vậy không hề dự triệu mà bãi ở nàng trước mặt yêu tộc công pháp yêu mạch hắn vẫn luôn đều biết hắn là phụ thân cùng một cái yêu tộc nữ nhân một đêm phong lưu sản vật bọn họ có lẽ yêu nhau quá nhưng này nói vậy không đủ để làm một cái yêu tộc buôn cố hương cũng không đủ để làm một cái tu sĩ cưới một cái yêu tộc hắn mẫu thân đi thời điểm để lại hắn cùng một quyển yêu tộc công pháp tiêu trước có thể lựa chọn đương yêu đi học kia bổn công pháp nhưng đời trước hắn muốn làm người vì thế sau lại hắn liền không còn có gặp qua kia bổn công pháp cho nên tiêu diễm làm học kia bổn công phát không có lẽ không phải làm học hắn vốn là tư chất bình thường nếu là hắn tưởng trở thành yêu nói kia hắn đương nhiên tìm xem một cái thích hợp cũng phù hợp hắn yêu mạch còn có cái gì so với hắn trên người yêu mạch càng thích hợp chỉ là hắn đại khái không nghĩ tới đời trước hắn chẳng sợ tư thông yêu tộc như vậy nhiều tu sĩ cũng không có thể bắt lấy hắn hắn khả năng càng muốn không đến tiêu chức dám như vậy lẽ loi một mình xâm nhập yêu tộc chân tướng cởi bỏ tiêu chức lại đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị chỉ là không biết hắn cái này tiểu sư đệ là trong lúc vô tình hỏi như vậy vẫn là hắn như suy tư gì mà nhìn về phía phía trước tiểu sư đệ mà lúc này ngu khuyết cũng chính như suy tư gì nhìn tiêu trước không biết ở giống cái gì nàng biểu tình khó lường hệ thống không tự chủ được mà nghĩ nhiều chẳng lẽ ngu khuyết đoán được cái gì chính là không nên a à, bị quản chế với độ dài nguyên nhân yêu hoàng là như thế nào tiến vào yêu giới nguyên tắc căn bản không cẩn thận viết a à. nó thử ký chủ ngươi đang xem cái gì ngu khuyết trầm ngâm hệ thống lo lắng đề phòng chờ sau đó nó liền nghe được ngu khuyết đột nhiên nói ngươi xem tiểu cấp eo ta tổng cảm thấy hắn gầy kia hậu gái trang vòng eo muốn hay không xúc một chút hệ thống nó lạnh nhạt nói nga ngu khuyết còn có hệ thống một hơi không đi lên lại nhắc tới tâm ngu khuyết câu mày nói ngươi xem tiểu cáp này trong chốc lát công phu thay đổi nhiều ít biểu tình quả nhiên là tuổi dậy thì thiếu nam cảm xúc hay thay đổi sao ta có phải hay không thật nên chạy nhanh cho hắn tìm cái tiểu chó cái hệ thống nó rốt cuộc ở chờ mong cái gì nga nó còn có thể chờ mong ngu khuyết cấp yêu hoàng tìm tiểu chó cái vì thế ngày hôm sau hệ thống liền trơ mắt mà nhìn ngu khuyết cổng mọi người lén lút hạ sơn chạy tới cẩu thị ngu khuyết ở cẩu thị một phen chọn lựa hệ thống vẻ mặt mộng bức mà nhìn nàng đánh giá cái này cẩu cẩu hình thể quá tiểu cái kia cẩu cẩu sẽ không chôn ba ba nó cứng đờ nói chẳng lẽ ngươi thật sự cấp tiểu cấp tìm cái tiểu chó cái ngu khuyết vẻ mặt nghiêm túc ta phản đối ép duyên hệ thống nhẹ nhàng thở ra ngu khuyết cho nên ta quyết định vẫn là trực tiếp đem tiểu cấp mang lại đây nó muốn chính mình thân cận hệ thống a a a ngươi dựng tay a à. ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì ngu khuyết không biết nàng hưng phấn lại trở về chạy, chạy đến chân núi khi, ngu khuyết ở một cái ngoài bì rừng đột nhiên nhìn đến một cái toàn thân thuần trắng đại cẩu, ngu khuyết vốn dĩ tưởng tiểu bạch, đang muốn đi lên chào hỏi, tới gần mới phát hiện nàng hình thể so tiểu bạch nhỏ một vòng, hơn nữa vẫn là điều tiểu chó cái, nàng vẫn là lam đôi mắt, mạo mỹ, ngu khuyết lập tức đã bị này đôi mắt chinh phục, nơi này khi nào có như vậy một cái đẹp cẩu cẩu. Ngu khuyết nhìn nhìn này bạch cẩu, lại nghĩ nghĩ tiểu cấp nhang giá trị, đột nhiên tưởng ghép CP. Nàng lập tức đối kia tiểu chó cái nói, ngươi chờ, ta cho ngươi tiền cái soái ca làm ngươi nhìn xem. Nàng hưng phấn liền trở về chạy, hệ thống suy yếu, ký chủ, ngu khuyết, ngươi từ từ, hệ thống. Nó đảo cũng bằng nhau, nhưng ngươi tiền cái này, nàng là ngươi sư tỷ khế ước thú A. Còn cùng tiểu bạch là một qua sinh, ngu khuyết không nghe, nàng trở về lúc sau, trực tiếp đem mới vừa làm tốt quần áo đem ra, hầu gái trang. Nàng dám khẳng định, tiểu cấp xuyên này thân quần áo thân cận, tuyệt đối khiếp sợ toàn trường. Vì thế, tiêu trước suy nghĩ còn lưu tại đột nhiên biết được chân tướng khi, ngu khuyết liền không hề dự triệu bế lên hắn, thành thạo hướng trên người hắn bộ quần áo. Tiêu chức vẻ mặt mộng bức, ngu khuyết động tác quá nhanh, hắn căn bản không biết nàng bộ chính là cái gì. Hắn cho rằng, vẫn là dĩ vãng cái loại này màu sắc trực rỡ quần áo. Mà hắn, ở ngu khuyết không ngừng tàn phá hạ, sớm đã thói quen cái loại này quần áo cho nên hắn lần này thậm chí liền dãy dụ cũng chưa dãy dùa. ngu khuyết thực thông thuận mặt xong rồi ông hắn liền đi ra ngoài tiêu trước bắt đầu cảm thấy không đúng đây là muốn đi đâu nhi hắn đầy mặt mộng bức mà nhìn ngu khuyết đem hắn đưa tới dưới chân núi một cái rừng cây nhỏ đột nhiên dừng lại lời nói thấm thí nói tiểu cát ta cho ngươi tìm cái da bạch mạo mỹ thân cận đối tượng ngươi nhưng nhất định phải nắm chắc được cơ hội à tiêu trước da bạch mạo mỹ cái gì cái gì thân cận đối tượng từ từ hắn ở ngu khuyết trong mắt không phải cậu sao, cậu thân cận đối tượng, ngu khuyết một kêu bước vào rừng cây, sau đó tiêu chức liền thấy được. Một cái da bạch màu mỹ cậu cậu, này cậu, này không phải sư tỷ khế ước thú sao, từ từ, ngươi lầm a, à. tiêu chức điên cùng dãy dụa lên, ngu khuyết đè lại hắn dãy dụa, đầy mặt tươi cười nói, cái này là tiểu cát. Ta cho ngươi tìm tới soái cẩu cẩu, ngươi xem hắn thế nào, ngươi nếu là cảm thấy tốt lời nói các ngươi không ngại tương cái thân, lại hẹn hò, tiểu bạch cẩu không biết nghe hiểu không nghe hiểu, nghiêng đầu nhìn nàng, tiêu trước, từ từ, ngu khuyết, ngươi nếu là đồng ý nói, tiêu trước, từ từ. Này cẩu nàng, ngu khuyết, chúng ta liền bắt đầu đi, đóng, một cái chừng một người cao màu đen cự thú không biết từ chỗ nào nhảy ra tới, lạnh lùng nhìn ngu khuyết. Tiểu bạch cẩu kiều tiếu kêu một tiếng, vui vẻ mà dựa vào hắn chân biên, cự thú ông nhu mà liếm liếm nàng, lại lạnh lùng nhìn ngu khuyết. cùng tiêu trước, tiêu trước, này cẩu nàng là có đối tượng. ngu khuyết sợ ngay người, nhẹ buông tay. tiêu trước trớt xuống dưới, tiêu trước đầy mặt chết lặng cùng trước mặt cự thú đối diện. sau một lát, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, khiên lên ngu khuyết liền chạy. một đường chạy như bay, ném trớt cự thú, hiểm chi lại hiểm chạy về trong núi. hắn trực tiếp chạy về ngu khuyết sân, lại đem nàng cấp thả xuống dưới, yên lặng nhìn nàng. ngu khuyết sợ ngay người nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng chỉ là tưởng tương cái thân, như thế nào liền biến thành sinh tử truy đuổi chiến. Nga, đúng rồi, cái kia mỹ mạo cẩu cẩu nàng có lão công, đáng giận. Nàng không phải cố ý đương ngưu đầu nhân, tiêu chức lúc này vẫn là bình thường thú loại thân thể tố chất, lúc này chạy phổi đều mau tạc, hắn vẽ mặt vô ngữ mà nhìn ngu khuyết, hắn tưởng, hắn đại khái đời này đều không nghĩ muốn hài tử, hắn thực sự không nghĩ lại thể nghiệm một phen dưỡng hùng hài tử tư vị nhưng mà xem ngu khuyết một bộ dọa ngay người bộ dáng, hắn lại không khỏi có chút mềm lòng. Hắn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không an ủi an ủi nàng, ngu khuyết đột nhiên phục hồi tinh thần lại giống nhau, ô ô ô nói, tiểu cát, dưới loại tình huống này ngươi đều có thể đem ta cứu ra. Chúng ta quả nhiên chủ tớ tình thâm, tiêu trước, hắn nháy mắt liền không nghĩ cứu, cho nên ngu khuyết buông xuống che lại đôi mắt tay, nóng lòng muốn thử nhìn tiêu trước, đầy mặt chờ mong, tiêu trước mặt danh gia đầu tê dại ngu khuyết cho ta biến tiêu trước gì ngoạn ý cái gì biến biến cái gì hắn có cái gì hảo biến ngay sau đó tiêu trước đột nhiên sửng sốt sau đó xoay người điên cuồng ra bên ngoài chạy ngu khuyết phản ứng bay nhanh nhào lên đi bắt lấy hắn cái đuôi mau 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 cho ta biến tiêu trước mau điên rồi buông ra hắn biến ngươi cái đại đầu quỷ a à? hắn yêu hóa mau kết thúc hắn mẹ nó thật muốn thay đổi ngay sau đó ngu khuyết trước mắt bạch quan chợt lóe thứ nàng nhắm hai mắt lại chờ nàng lại mở to mắt khi trước mặt tiểu cáp đứng địa phương đột nhiên xuất hiện một cái một mét tám mấy đại soái ca ngu khuyết nàng chậm rãi há to miệng nàng đầy mặt mộng bức mà nhìn soái ca soái ca đầy mặt mộng bức mà nhìn nàng cuối cùng ngu khuyết tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở soái ca trên ngực soái ca ăn mặc một thân trách tung toé hắc y một bộ dáng vẽ hào sản bộ dáng duy độc trên ngực ngu khuyết thân thủ chế tác cái kia thu nhỏ lại bản hầu gái trang đang gắt gao tạp ở đối phương cơ ngực thượng vô cùng no đủ miêu tả sinh động ngu khuyết bằng vào hầu gái trang nhận ra trước mắt người nàng không thể tưởng tượng không thể tin tưởng ở đối phương muốn nói lại thôi trong tầm mắt ngu khuyết lẩm bẩm nói thật sự thay đổi a à, tiêu trước làm hắn chết đi ngươi dưỡng đại cẩu cẩu một ngày kia biến thành người vẫn là một cái một mét tám mấy đại soái ca vẫn là một cái ăn mặc thu nhỏ lại bản hầu gái trang soái ca ngươi sẽ làm sao kia đương nhiên là càng hưng phấn a à. ngu khuyết áp lực chính mình kích động tâm run rẩy tay run run rẩy rẩy tiến lên hai bước vườn chính mình nhỉ khang tay thâm tình nói tiểu cáp tiểu cáp vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau hai bước trên mặt biểu tình không phải nhìn thấy chủ nhân vui sướng mà là vẻ mặt trời sụp đất nước tuyệt vọng ngu khuyết cảm thấy chính mình thập phần lý giải hắn giờ phút này tâm tình lấy nàng đời trước phong phú quan kháng, tiểu ít gia long nữ phó, sờ nương nhạc viên, từ từ rất nhiều loại thú nhĩ nương cùng thú nhĩ nương manga anim kinh nghiệm, cùng với nàng đối một loạt người ngoại tác phẩm biết rõ, nàng chắc chắn hiện tại mới vừa hóa thành hình người tiểu cấp tất nhiên là ở vào đối chính mình thân thể mới không biết, theo ai cùng với đối ngoại giới bài xích tự mình bảo hộ trung. Nàng bao dung lại thương hại mà nhìn tiểu cấp không biết theo ai biểu tình, trên mặt như ẩn như hiện lưỡng đạo màu đỏ yêu văn, cùng với kia lạc cơ ngực thượng hầu gái trang duy nhất tiếc nuối chính là hóa hình tiểu cấp hóa quá hoàn toàn trên đầu đã không có trường cẩu cẩu lỗ tai phía sau cũng không có cái đuôi sợ là về sau làm không thành thú nhĩ nương đáng tiếc đáng tiếc nàng đối hệ thống cảm khái nói mới từ cẩu tử biến thành người hắn hiện tại nhất định thực sợ hãi ngươi xem hắn nhiều đáng thương a à, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực hệ thống nhìn mắt đối phương một mét tám mấy thân cao chẳng sợ bị hầu gái trang lặc cũng tương đương khả quan cơ ngực cùng kia một quyền đi xuống có thể đem nhà mình ký chủ đắm chết, cánh tay, trầm mặt, nguyên lai ký chủ nàng tuổi còn trẻ đôi mắt liền mù, đáng thương, ngu khuyết hoàn toàn không cảm thấy chính mình mắt mù, nàng đem 10 mét hậu lự kính một mang, cảm động nói, tiểu cáp, ngươi là nghe được ta triệu hoán, cho nên mới biến thành người sao, trước mặt tiểu cáp cương mặt, không, không, ta không phải, ta không có, ngu khuyết ôn nhu, không, ngươi là, tiêu trước nhớ tới không lâu trước đây từ kia đầu màu đen cự thú trong miệng hổ khẩu chạy trốn trong nháy mắt cảm thấy chính mình ngộ nhất định là tiểu cáp đã trải qua ở thực lực kém cách xa cự thú trước mặt vô pháp bảo hộ chủ nhân tuyệt vọng hưởng qua chỉ có thể mang theo chủ nhân chạy trốn sỉ nhục hắn không nghĩ ở sau này nhật tử lại trải qua loại này bất lực thất bại tưởng bảo hộ chủ nhân ý nguyện đánh vỡ hắn thú loại bản năng vì thế ở ngu khuyết một tiếng cho ta biến kêu gọi dưới tiểu cấp từ cẩu biến thành người mã đức này rốt cuộc là cái gì chủ tớ tình thâm kịch bản nàng đều khoái cảm động khóc ngu khuyết cảm động tiểu cách ta hiểu tiêu trước ta mẹ nó không hiểu tiêu trước mau điên rồi hắn không biết thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy vì cái gì vì cái gì hắn cố tình ở ngay lúc này khôi phục hình người hơn nữa hắn cái này tiểu sư muội đến bây giờ còn tưởng rằng hắn là từ tiểu cấp cái này cậu biến thành người mà không phải từ hắn nhị sư huynh người này biến thành cậu nhưng nếu là tiểu sư muội đã biết chính mình chính là nhị sư huynh yêu hóa tới nay nhật tử bay nhanh mà ở tiêu trước trước mắt hiện lên phản phất gần chết trước hồi đèn bảo tiêu trước tức khắc một trận hít thở không thông cảm thấy chính mình ly chết cũng không xa nếu là bị người đã biết hắn là tiêu trước nếu là bị người đã biết hắn xuyên qua màu sắc rực rỡ tiểu váy nếu là bị người đã biết hắn không chỉ có trát quá nơ con bướm còn cùng linh miêu tình cảm mãnh liệt đánh lộn cuối cùng còn không có đánh quá nếu là bị người đã biết hắn một lần ăn phân này trong nháy mắt tiêu trước đột nhiên cảm thấy cái này tu chân giới cũng không có gì đáng giá lưu luyến giờ này khắc này hắn trong lòng chỉ có một ý niệm hắn tuyệt đối không thể làm người biết hắn đều làm cái gì tiêu trước xoay người cất bước liền chạy tái kiến sư tôn tái kiến đồng môn tái kiến tu chân giới các ngươi coi như ta đã chết đi chỉ cần hắn đã chết liền không ai biết hắn đều làm cái gì hắn tiêu trước vẫn là đỉnh thiên lập địa một hán tử quan minh liền ở cách đó không xa tiêu trước vui sướng một chân bước ra đi tiểu cáp ngu khuyết một cái mảnh hổ chụp mồi từ phía sau túng chặt tiêu trước hầu gái trang mặt sau nơ con bướm tiêu trước hắn dãy dụa ngu khuyết túng ngu khuyết cho rằng hắn không tiếp thu được chính mình thân thể biến hóa vẻ mặt nồng nóng tận tình khuyên bảo tiểu cáp ngươi không cần sợ hãi ngươi muốn dũng cảm tiếp thu chính mình thân thể biến hóa tiêu trước ngươi buông tay ngu khuyết, ta không bỏ, tiêu trước, ta không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy. Ta không phải ngươi tiểu cấp A, à. ngu khuyết, không, trong lòng ta mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì. Ngươi vĩnh viễn đều là tiểu cấp, tiêu trước mau khóc, ngươi thả ta đi đi, ngu khuyết cũng mau khóc, ngươi đừng rời khỏi ta. Trong lúc nhất thời trong không khí tràn ngập khổ tình kịch bầu không khí, các ngươi đang làm gì, một thanh âm đột nhiên vang lên, khổ tình kịch nháy mắt bị đánh vỡ, ngu khuyết cùng tiêu trước đồng thời ngẩng đầu, tiến hành chu đứng ở cách đó không xa chính diện vô biểu tình mà nhìn bọn họ tiêu trước tiểu sư đệ nếu là phát hiện tiểu cấp chính là hắn làm sao bây giờ không được hắn hiện tại là hình người chỉ cần lừa gạt lừa gạt hắn liền còn có thể cứu giúp ngu khuyết tiểu sư huynh nếu là không biết người này là tiểu cấp trở nên động thủ làm sao bây giờ không được không thể làm tiểu sư huynh cho rằng tiểu cấp là cái gì mưu đồ gây rối người ngoài vì thế hai người đồng thời mở miệng tiêu trước ngươi hiểu lầm ngu khuyết ngươi đừng hiểu lầm dứt lời hai người cho nhau đối diện vẻ mặt hoảng sợ tiêu trước ngươi đang làm gì ta ở tự cứu a à, ngu khuyết ngươi đang làm gì ta ở cứu ngươi a à, yến hành chu chậm rãi chậm rãi lộ ra một cái cười cái gì hiểu lầm lúc này sư tỷ ông tiểu bạch đi đến phát sinh cái gì cái gì hiểu lầm nàng tầm mắt lập tức dừng ở tiêu trước trên người sư tỷ nàng nhìn chính mình sư đệ cơ ngực thượng hầu gái váy, bình tĩnh nói, qua ngẫu nhiên, tiêu trước một trận hít thở không thông, sau đó sư tôn hệ tạp về, đi đến, các ngươi như thế nào đều, tầm mắt lập tức dừng ở tiêu trước trên người. Một lát sau, hắn bình tĩnh một chút đầu, ngươi đã trở lại, tiêu trước trước mắt tối sầm, hắn xong rồi, hắn một đời anh danh, lúc này ngu khuyết cũng cảm thấy không đúng, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, buồn bực nói. Tiểu cáp là lần đầu tiên hóa hình đi, các ngươi đều có thể nhận ra tới sao? Những người khác còn chưa nói lời nói, Yến Hành Chu liền mỉm cười nói, sư muội, ngươi hiểu lầm, này cũng không phải là tiểu cát ngu khuyết, a, à, Tiêu Trước, ngươi từ từ, Yến Hành Chu, đây là ngươi cái kia chưa từng gặp mặt nhị sư huynh, Tiêu Trước, ngu khuyết, a, à, Tiêu Trước nhắm lại mắt, hắn một đời anh danh, ngu khuyết đầy mặt không thể tin tưởng, này mẹ nó là ai? Ai mẹ nó là Tiêu Trước, ngu khuyết tay run lên kia hầu gái trang sau lưng nơ con bướm trực tiếp bị nàng cấp túng khai thu nhỏ lại bản hầu gái trang bay lạ tả từ tiêu trước trên người rơi xuống tiêu trước cảm giác được không đúng theo bản năng mà mở mắt liền nhìn đến đang từ chính mình trên người rơi xuống kia hát bạch giao nhau cổ quái váy tiêu trước lúc này mới nhớ tới trên người hắn còn ăn mặc thuộc về tiểu cáp váy tiêu trước một trận hít thở không thông trầm mặc không tiếng động bên trong sư tỷ bình tĩnh đã đi tới tiêu trước đang muốn nói cái gì lại thấy sư tỷ từ trên mặt đất nhặt lên kia cổ quái váy. sư tỷ bình tĩnh nói, tiểu sư muội nói không tồi. tiêu trước hoảng hốt, ta à, một tiếng. sư tỷ bình tĩnh nói, này hầu gái trang, xác thật rất xứng đôi ngươi. này ngoạn ý, kêu hầu gái trang. có như vậy trong nháy mắt, tiêu chức phản phất nghe được thứ gì vỡ vụn thanh âm, nhưng hắn đã không sao cả. hắn tưởng, đời này vẫn là hủy diệt đi. ngu khuyết cảm thấy chính mình tiêu tan ảo ảnh, tiểu cấp tương đương nàng gì sư huynh tương đương trong nguyên tác yêu hoàng nguyên tác yêu hoàng sát phạt quyết đoán có thể nói là trừ bỏ cái kia che giấu bốt ở ngoài để cho nguyên tác nam nữ chủ đau đầu nhân vật mà tiểu cát hắn cùng linh miêu lẫn nhau cào còn cào thua hắn ăn mặc màu sắc rực rỡ tiểu váy hắn nhiệt tình yêu thương sầu riêng thậm chí nhiệt tình yêu thương đến không tiếc nửa đêm trộm sầu riêng hắn học cậu kêu cuối cùng cuối cùng hiện lên ở ngu khuyết trong đầu là đại cẩu cẩu ăn mặc hầu gái váy bộ dáng hắn bị nàng xuyên hầu gái vấy thời điểm, không hề phản kháng. A à này, ngu khuyết vẻ mặt phức tạp đối hệ thống nói, ta không nghĩ tới yêu hoàng yêu thích. Còn rất kỳ lạ, hệ thống, yêu hoàng phong bình bị hại. Lúc này, sư tôn đang chuẩn bị đem tiêu chức mang đi, nói là có nếu là trò chuyện với nhau. Tiêu chức căn bản không dám nhìn ngu khuyết kia phức tạp tầm mắt, tuy rằng biết chẳng sợ đi theo sư tôn đi cũng là nhập hổ khẩu, nhưng vẫn là gấp không chờ nổi nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn khẩu khí này tùng sớm, hắn mới vừa xoay người, liền nghe thấy tiểu sư muội nói, từ từ, tiêu chức bóng dáng cứng đờ, rồi sau đó, thật lâu sau thật lâu sau, hắn nghe được tiểu sư muội chậm rãi nói, ta trong phòng sầu riêng, liền đều đưa cho nhị sư huynh đi, tiêu chức khiếp sợ quay đầu lại, không thể tin tưởng, ta chẳng qua là không nói cho người ta là ai, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta. Nhưng mà thâm niên ái sầu riêng nhân sĩ ngu khuyết lại cảm thấy chính mình trả giá rất nhiều nàng đối thượng tiêu chức tầm mắt, lời nói thấm thí nói, nhị sư huynh, tuy nói nguyên hình khả năng sẽ ảnh hưởng tâm trí hành vi, nhưng là ngươi lần sau lại muốn ăn sầu riêng. Trực tiếp cho ta muốn liền hảo, không cần lại lén lén lúc lúc nửa đêm chạy tới trộm, còn nháo ra như vậy hiểu lầm, rất cái kia, tiêu chức nhắm mắt, hắn cảm thấy chuyện này, chính mình khả năng vĩnh viễn đều giải thích không rõ. Sau một lúc lâu, hắn chỉ có thể nói, ta là Lan, ngu khuyết khiếp sợ, ngươi không phải cậu sao? sư tôn cũng khiếp sợ ngươi cư nhiên là lan sư tỷ như suy tư gì ta nhớ rõ hình như là lan yến hành chu hắn mỉm cười tiêu chức nhìn mọi người phản ứng trầm mặc thật lâu sau bình tĩnh nói tốt ta là cậu hắn cảm thấy chỉ cần có tiểu sư muội ở một ngày hắn khả năng liền đời này hồi không đến bừa bãi tiêu chức bình tĩnh đi theo sư tôn rời đi ngu khuyết như suy tư gì đối hệ thống nói ta có phải hay không nhớ lầm cái gì hệ thống ngươi ngẫm lại trong nguyên tắc tiêu trước nguyên hình là cái gì? trong nguyên tắc yêu hoàng nguyên hình là cái gì? Lý trí nói cho nàng là Lan, sau đó nàng trong đầu tùy theo hiện ra một cái Hắc Si. Nàng trầm mặt một lát, nói Hắc Si cùng Lan lớn lên giống như, nói không chừng tiểu sư huynh yêu tộc kia một nửa huyết mạch kỳ thật là xuất từ Hắc Si đâu. Tự mình thuyết phục lúc sau, nàng nhẫn đầu, lại nhìn đến tiểu sư huynh còn chưa đi. Ngu Khuyết nghi hoặc, tiểu sư huynh làm sao vậy? Tiểu sư huynh lời ít mà ý nhiều ta cho ngươi đường quanh co, còn ở sao, ngu khuyết quơ quơ tay, sau đó nàng liền nhìn đến tiểu sư huynh tiến lên, trực tiếp giải khai nàng đường quanh co, cầm đi rồi. Đi rồi, ngu khuyết toàn bộ khiếp sợ, từ từ, này không phải đưa cho nàng đường dây dắt chó sao, tiểu sư huynh cư nhiên như vậy moi. Đưa ra đi đồ vật còn có thể phải đi về, mà lúc này, yến hành chu cầm đường quanh co đi ở trên đường trở về, mặt vô biểu tình mà tưởng hắn lúc trước vì cái gì muốn đem cái này đưa ra đi. Đường quanh co, một cây tuyến dắt lấy hai người, lẫn nhau biết đối phương nơi, rất không tội pháp khí, nhưng là... Mặt danh làm người cảm thấy khó chịu. Mà lúc này, mới vừa theo sư tôn bước vào thư phòng tiêu chức lại đột nhiên nghe được sư tôn thình lình hỏi, ngươi từ đời trước trở về, có bao nhiêu lâu rồi, tiêu chức sợ hãi quay đầu lại, trong nháy mắt lông tơ chót vót. Đây là hắn đời này lớn nhất bí mật, nhìn đến hắn phản ứng, Sư tôn lộ ra một cái cười, xem ra ta đoán không sai, hắn nhìn tiêu trước cảnh giác biểu tình, bình tĩnh hỏi, đời trước ta sau khi chết, ngươi quá đến thế nào, đời trước, sư tôn chết vào tiêu trước phía trước, tiêu trước há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng, cuối cùng hắn chỉ có thể nói, chẳng lẽ, sư tôn cũng, sư tôn gật đầu, hành được trời cao rủ lòng thương, này trong nháy mắt, tiêu trước không biết chính mình là nên khóc hay nên cười, hắn đã trở lại sư tôn cũng đã trở lại hắn đột nhiên nhớ tới cái gì dường như gian nan hỏi kia sư tỷ cùng sư đệ sư tôn hơn phân nửa cùng ngươi giống nhau cũng đã trở lại không thành tiêu chức nghi hoặc nói hơn phân nửa sư tôn ta không hỏi qua bọn họ nhưng ta cũng không phải ngốc tử ngươi sư tỷ cùng sư đệ không có cố tình che lấp có lẽ vừa mới bắt đầu không rõ ràng lắm nhưng sau lại ta không đến mức nhìn không ra tới dừng một chút hắn bổ sung nói Ngươi sư đệ kỳ thật mới là sớm nhất biết chuyện này người, nhưng là hắn cái kia tính cách, ngươi cũng biết. Tóm lại, đời này không giống nhau, đối, không giống nhau. Bọn họ lại có lại tới một lần cơ hội. Này trong nháy mắt, tiêu trước buồn vui đang xen. Sư tôn thở dài một tiếng, hỏi hắn: Chức Nhi, sống lại một lần, nếu là ngươi, ngươi tưởng như thế nào sống đâu? Hắn tưởng như thế nào sống? Giống đời trước giống nhau, một lần nữa đương yêu hoàng. Hắn đời trước tiến vào yêu tộc là bị bất đắc dĩ cho nên hắn đời này phải rời khỏi sư môn chủ động tiến vào yêu tộc sao? Tiêu trước cảm thấy, hắn không nghĩ, như vậy lưu tại tu chân giới, nhưng hắn hiện tại đã liền nửa yêu đều không tính là, yêu hóa lúc sau, hắn chính là một cái hoàn hoàn toàn toàn yêu, huống hồ. Hưởng qua toàn lực tư vị, ai có thể cam tâm bình thường? Sư tôn nhìn hắn một lát, đột nhiên nói, nếu là ngươi vô pháp lựa chọn nói, không ngại tìm ngươi sư mùi tán gẫu một chút đi. Tiêu trước lúc này mới nhớ tới đời này đột nhiên xuất hiện sư muội, hắn cả kinh, chẳng lẽ sư muội cũng là sư tôn mặc vô biểu tình, không, trên người nàng có lẽ có bí mật, nhưng không ngại ngại nàng chính là một cái thuần túy tiểu thiểu năng trí tuệ. Tiêu trước, sư tôn ngữ khí hòa hoãn một ít, lại nói, ngươi sư muội nhìn như ngu dốt, nhưng ở rất nhiều thời điểm, nhìn vấn đề góc độ thường thường cùng chúng ta bất đồng, có đôi khi ngược lại có thể phá cục ra một cái lộ tới, ngươi cùng với khốn đốn, không ngại hỏi một chút nàng. Tiêu chức như suy tư gì, đúng rồi, tiểu sư muội ý tưởng có đôi khi. Thực sự vượt quá tưởng tượng, sư tôn, đi thôi, tiêu chức như suy tư gì mà rời đi, đi đến một nửa, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, từ từ, nếu hắn toàn bộ sư môn đều là trọng sinh nói, như vậy, tiêu chức cương mặt, quay đầu hỏi, sư tôn, vậy các ngươi nhìn thấy ta nguyên hình khi, có phải hay không sớm đã nhận ra tới, sư tôn trầm mặt một lát, bình tĩnh nói, đúng vậy, tiêu chức. Nói cách khác, hắn cho rằng bọn họ không nhận biết hắn nguyên hình khi sở làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, kỳ thật đều là ở bọn họ mí mắt phía dưới, tỷ như trang cẩu kêu kia thanh buông. Nga, hắn cẩu tịch nguyên lai là chính mình cho chính mình an thượng, tiêu trước u hồn giống nhau phiêu ra tới, hắn thổi đi ngu khuyết sân, ngu khuyết chính biên phơi nắng liền tự hỏi nhân sinh, thấy hắn bộ dáng hoảng sợ. Sau đó nàng vội vàng mang sang sư huynh yêu nhất sầu riêng chiêu đại hắn, tiêu trước, đảo cũng không cần, hắn vội vàng nói sư muội ta lần này tới là tưởng cùng ngươi xin lỗi ta không phải cố ý giấu giếm, ngu khuyết thiện giải nhân ý ta minh bạch sư huynh tới ăn a à, nàng nỗ lực cùng nhị sư huynh đánh hảo quan hệ tiêu trước vội vàng ngừng thở nỗ lực đứng đắn sắc mặt đa tạ sư muội không trách ta kỳ thật ta lần này tới ngu khuyết nhiệt tình khuyên ăn sư huynh có chuyện cứ việc nói sư huynh tới mau ăn a à, tiêu trước lại tới nữa này cổ quen thuộc, cảm giác bất lực, hắn vốn tưởng rằng hắn biến thành người lúc sau, đủ loại xấu hổ dưới, hắn khả năng muốn cùng tiểu sư muội xa lạ, nhưng là, tiểu sư muội chân thành tha thiết nói, sư huynh, ngươi không cần khách khí, ta lại cùng cốc chủ muốn một đám, ngươi không cần thay ta tỉnh, cứ việc ăn, tiêu trước cắn răng mỉm cười, không cần, chính là loại cảm giác này, loại này bất đắc dĩ, là người là cậu đối xử bình đẳng cảm giác. Hắn trực tiếp ngăn chặn mâm, mỉm cười, sư muội kỳ thật ta có việc hỏi ngươi, ngu khuyết đang ngồi, ngươi hỏi, tiêu trước chăm trước một lát, chậm rãi nói, là cái dạng này, ta có một cái bằng hữu, ngu khuyết, phốc, tiêu trước, ngu khuyết vội vàng nói, không có gì, ngươi tiếp tục ngươi tiếp tục, ngươi cái này. Bằng hữu, làm sao vậy, tiêu trước tổng cảm giác quái quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói, ta cái kia bằng hữu, thân thế có chút không kể, hắn chậm rãi, đem chính mình trên người cùng đời trước lưỡng nan dưới gặp phải khốn cảnh nói ra. Nửa yêu, bất luận ở nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều không chịu người đãi thấy. Hắn 10 tuổi lúc sau thoát đi gia tộc, sốc nảy lưu ly 5 năm mới gặp được sư tôn. Hắn yêu ai yêu cả đường đi thiên hướng nhân tộc, nhân tộc tu sĩ không tin hắn, nhận hết vắng vẻ, tình nghĩa khó toàn. Hắn càng nói, ngu khuyết biểu tình càng cổ quái. Cuối cùng hắn hỏi, loại tình huống này nói, hắn hay không còn muốn tranh cái kia yêu hoàng? tiêu chức gắt gao cao mày, ngu khuyết nhìn không được đối hệ thống cảm thán, nguyên lai like yêu hoàng sớm như vậy liền bắt đầu rối rắm, hệ thống hơi có chút khẩn trương hỏi, vậy ngươi như thế nào trả lời, ngu khuyết hơi hơi mỉm cười, nàng nhìn tiêu chức, mở miệng, nói, ngươi cái kia bằng hữu, cách cục nhỏ, tiêu chức mảnh vừa nhấc đầu, cách cục nhỏ, trở thành yêu hoàng, ở sư muội trong mắt là cách cục nhỏ, sư muội tươi cười thần bí khó lường, vì cái gì muốn lựa chọn đâu người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều muốn. Từ nay về sau nhân tộc yêu tộc một nhà thân không hương sao, đến lúc đó ai quản ngươi là người là yêu là nửa yêu, này, người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều muốn, nhân tộc yêu tộc một nhà thân, tiêu chức bừng tỉnh cảm thấy chính mình bắt được cái gì, hắn nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, hắn chậm rãi nói, sư mùi ý tứ là, ngu khuyết cao thâm khó đoán gật đầu, hai người đồng thời mở miệng, tiêu chức, hai mà vị hoàng, ngu khuyết, làm trung gian thương tiêu trước ngu khuyết làm cái gì trung gian thương cái gì làm trung gian thương chẳng lẽ hắn không phải muốn đi lên xưng bá nhân tộc cùng yêu tộc chi lộ sao ngu khuyết so với hắn còn khiếp sợ ngươi ngươi cái kia bằng hữu chẳng lẽ thật muốn đương yêu hoàng đương yêu hoàng đó là cái gì không không bảy cả năm vô hưu a à? nội cuốn chi nguyên a à? như vậy cuốn đi xuống hắn liền thật không sợ chết đột ngột hơn nữa đương hoàng đế đó là cho chính mình đương sao, kia rõ ràng là cho người trong thiên hạ làm công, khổ bức nhất xả súc a, à. tiêu trước không biết cái gì là xả súc, nhưng hắn không tự chủ được mà tưởng, hắn đời trước lại là rất mệt, hắn không thể bởi vì xuất thân làm người lên án, vậy muốn trả giá mấy lần nỗ lực, tuy là như thế, hắn vẫn muốn gặp phải đến không hết ám sát, tùy thời đều có người tưởng đẩy hắn xuống đài, ngu khuyết tiếp tục, nhưng khi trung gian thương liền không giống nhau, nàng nghiêm nghị, nhân yêu hỗn huyết là ưu điểm A. Lợi dụng hảo cái này thân phận, nhân tộc cùng yêu tộc ngươi đều có thể trảo tới, yêu châu ở nhân tộc nhiều quý, yêu tộc khắp nơi đều có, nhân tộc luyện đan sư là đại chúng chức nghiệp, yêu tộc có sao, ngươi lợi dụng cái này ưu thế đương cái trung gian thương kiếm trên lệch giá không hương sao, ngu khuyết, đương cái gì cao cấp xả súc. Đương nhiên là làm tiền nhất hương. Có tiền chính là ba ba. Chúng ta trước định cái tiểu mục tiêu, kiếm nó 100 triệu linh thạch, chờ ngươi thành có tiền ba ba, ngươi xem yêu tộc cùng nhân tộc ai không phủng ngươi, bọn họ chẳng sợ trang. Cũng đến cho ngươi trang một nhà thân, cho nên, trở thành sử thượng mạnh nhất trung gian thương. Ngươi đáng giá có được, tiêu trước, là, là như thế này sao? Tranh bá cuối là khi trung gian thương, tiêu trước bị ngu khuyết một phen lời nói đánh sâu vào đầu một ngốc một ngốc, hắn cảm giác chính mình tam quan phản phất đều bị lễ rửa tội một lần. Hiện giờ, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, ai mà không ở theo đuổi quyền cùng lực. mà này hai người, thường thường là không thể phân cách, chỉ cần không phải đạo tâm cũng đủ kiên định người, có đủ thực lực lúc sau, ai không nghĩ lại nắm lấy ngang nhau quyền lực. một lời nhân định sinh tử, quyền sinh sát trong tay, tiêu chức thậm chí đều không phủ nhận. ở hắn vừa mới trở thành yêu hoàng hậu, hắn cũng sẽ đắm chìm tại đây loại phản phất có thể khống chế mọi người quyền lực bên trong vô pháp tự kiềm chế. nhưng hắn thực mau liền phát hiện ở hắn khống chế người khác đồng thời, người khác kỳ thật cũng ở khống chế hắn. Hắn không có khả năng giết hết sở hữu có nhị tâm người, hắn cũng không có khả năng hủy diệt chính mình xuất thân, như vậy hắn phải thời thời khắc khắc đề phòng người khác ác ý, tùy thời làm tốt chỉ cần hắn thất thế, liền sẽ bị bọn họ vây quanh đi lên xé cái dập nát chuẩn bị. Tiêu chức ban đầu là vì mạng sống đương yêu hoàng, sau lại hắn cũng là vì mạng sống, không thể không tiếp tục đương yêu hoàng, nhưng mà để tay lên ngực tự hỏi, Hắn thật sự thích vị trí này sao? Nhưng hắn lúc trước một cái nửa yêu, mặc kệ ở nhân tộc vẫn là ở yêu tộc đều là tầng chót nhất tồn tại, hắn không hướng thượng bò, lại có thể làm sao bây giờ? Trọng sinh lúc sau tiêu trước đồng dạng mê mang, hắn hiện giờ yêu hóa thành công, thành hoàng hoàng chỉnh chỉnh yêu, hắn đã không có khả năng lại trở thành người, không có nửa yêu thân phận trói buộc, đời này hắn lại đi tranh cái kia yêu hoàng, chỉ biết so đời trước càng thuận lợi, hắn còn muốn tranh cãi nữa sao? không nghe ngu khuyết kia phiên lời nói phía trước, tiêu trước rối rắm chỉ có tranh cùng không tranh, hoặc là như thế nào tranh, nhưng mà ngu khuyết một phen lời nói đột nhiên liền cho hắn chỉnh sẽ không, ở toàn bộ tu chân giới, ở tất cả mọi người ở điên cuồng nội cuốn dưới tình huống, ở đại chúng phổ biến cho rằng thật nam nhân nên liều mạng làm sự nghiệp đại bối cảnh trung, chỉ có ngu khuyết lời thề son sắc mà nói cho hắn, cái gọi là yêu hoàng chính là một cái cả năm vô hưu cao cấp xả súc, thật nam nhân nên làm tiền. Chợt vừa nghe vô cùng thái quá, cẩn thận tưởng tượng cũng rất thái quá, nhưng rồi lại quỷ dị phản phất có như vậy một ít đạo lý, yêu hoàng mệt sao? Mệt. Có tiền sản sao? Sản, tiêu trước một cái tu chân dân bản xứ tam quan đã chịu đến từ hiện đại xã súc thật lớn đánh sâu vào, vì thế hắn bắt đầu theo cái này ý nghĩ một đường đi xuống tưởng, nếu là luận có tiền nói. Tiêu trước cái thứ nhất nghĩ đến chính là dược vương cốc cốc chủ hắn có thể là hiện giờ toàn bộ tu chân giới nhất có tiền tu sĩ không gì sánh nổi cho dù là ở đời trước tiêu trước hắn lại đương cái hai trăm năm yêu hoàng đều không thấy được có thể so sánh dược vương cốc càng có tiền hắn nhớ rõ đời trước từng có người diễn xưng nói thân là đang tu dược vương cốc cốc chủ khả năng căn bản đều không phải lấy đang nhập đạo mà là lấy tiền nhập đạo đủ để thấy hắn có tiền trình độ tiêu trước không tự chủ được mà bắt đầu đối lập nổi lên có tiền cốc chủ cùng có quyền yêu hoàng rốt cuộc ai quá đến hảo hắn đời trước một năm 365 thiên, công tác thêm tu luyện thời gian liền có 360 thiên, bình quân mỗi ngày công tác cùng tu luyện thời gian 9 canh giờ. Mà đời trước dược vương cốc cốc chủ đam mê ở huyền thiết lệnh thường phát ra du cảm tưởng, hôm nay sa mạc bờ các ăn từ tu chân giới phía nam nhất phi kiếm lại đây dưa hấu, ngày mai núi sâu u cốc kêu lên hai cái thực vi thiên thực tu cho hắn tỉ mỉ nấu nướng ăn cơm giả ngoại, tiêu trước, cam. Không nghĩ còn hảo, như vậy tưởng tượng, Hắn đột nhiên liền phát hiện chính mình đời trước như thế nào liền quá đến như vậy khổ bức, từ từ, này chỉ là vật chất hưởng thụ mà thôi. Nói đến nói đi, hắn đời trước một đường bò lên trên yêu hoàng vị trí, xét đến cùng vẫn là tưởng đường đường chính chính đứng ở người trước, tưởng mặc kệ là ở nhân tộc vẫn là yêu tộc đều không chịu kỳ thị. Sau đó hắn liền nghĩ đến, đời trước hắn chẳng sợ thành yêu hoàng, lên án chính mình xuất thân người như cũ không thiếu quá, mà hắn còn không thể tất cả đều liệu lý bọn họ nhưng hắn nhớ rõ đời trước có một đại gia tộc gia chủ từng rượu sau cười nhạo dược vương cốc cốc chủ nhi tử cốc hữu chăm phế vật một cái chỉ biết loài thiên hạ ngày hôm sau dược vương cốc cốc chủ liền chặt đứt cái kia gia tộc cùng dược vương cốc toàn bộ sinh ý dùng tiền ngành sinh sinh đào đi hắn hiện có sinh ý kết quả không đến hai tháng cái kia gia tộc liền bị thua thành tam lưu gia tộc tiêu trước đột nhiên liền phá đại phòng hắn đời trước đương yêu hoàng đương cái đắc nhi mệt chết mệt sống cùng cậu giống nhau chỉ nghĩ thay đổi chính mình vận mệnh kết quả phát hiện thay đổi cái tịch mịch, chẳng lẽ đây là hắn đời này liên tiếp bị người trở thành cậu nguyên nhân, tiêu trước hoài nghi nhân sinh, hắn đời trước vì cái gì không nghĩ tới này đó, mà có thể nhìn thấu này đó tiểu sư muội Có đại trí tuệ A, à? mà lúc này, có đại trí tuệ ngu khuyết cái miệng nhỏ như cũ ở bá bá bá, nàng không tự chủ được mà nhớ tới chính mình xả súc kiếp sống, trong lúc nhất thời cư nhiên còn nói động tình. Nàng chấn thanh nói, cái gì kêu xả súc? khởi so gà sớm ngủ đến sau so cẩu vãng, lão bản đánh rắm một đống ngươi còn không có tiền mà yêu hoàng là cái gì kia mẹ nó toàn bộ một cao cấp xã súc a bình thường xã súc tốt xấu là ngươi tránh tiền cho chính mình hoa cao cấp xã súc đó là ngươi mệt chết mệt sống tránh tiền kết quả toàn cho người khác hoa tiêu trước ngực trúng một mũi tên ngu khuyết tiếp tục nhưng là làm tiền liền không giống nhau nàng nghiêm túc nói hiện giờ nhân tộc cùng yêu tộc cho nhau khinh thường hai tộc cũng trên cơ bản không lui tới không thông thương, đây là thương cơ A. À? Nhân tộc có yêu tộc thưa thớt, yêu tộc có nhân tộc trân quý, người giá thấp mua nhập giá cao bán ra, chờ đến lúc đó hai bên đều ý lại ngươi từ đối phương nơi đó thông thương, ngươi xem ai dám cho ngươi khí chịu. Đến lúc đó thiên lương vương phá, ngươi nói đúng, ngu khuyết một phen tình cảm mãnh liệt lên tiếng còn chưa nói xong, tiêu chức đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói, ngu khuyết ngẩn người, ngẩn đầu, liền nhìn đến tiêu trước vẻ mặt, ta ngộ, biểu tình, ngu khuyết, tiêu trước hít sâu một hơi, nhìn về phía nàng, chân thành nói, tiểu sư muội, ta đa tạ. Ta thay ta cái kia bằng hữu đa tạ ngươi, ngu khuyết, không, không khách khí, tiêu trước vẻ mặt khám phá hồng trần bộ dáng, an tường nói, ta hiểu được, nhân sinh trên đời, quả nhiên vẫn là không thể bị thế tục sở mệt, nếu không theo đuổi quyền lực cả đời chung quy là tầm thường vô vi. Đáng tiếc ta sống ngu ngốc tiểu sư muội nhiều như vậy tuổi, cư nhiên còn nhìn không ra đạo lý này, ngu khuyết. Nga, tiêu chức cảm khái, sư tôn đối với ngươi đánh giá, quả nhiên không phải không có lý, ngu khuyết chi sửng sốt lên, sư tôn như thế nào đánh giá ta, tiêu chức tức khắc mắc kẹt, như thế nào đánh giá. Hắn chẳng lẽ muốn nói thẳng sư tôn nói ngươi là mạch não thanh kỳ tiểu thiểu năng trí tuệ sao, hắn dừng một chút, uyển chuyển nói, sư tôn nói, tiểu sư muội ngây thơ hồn nhiên, đại trí giả ngu, ngu khuyết, tổng cảm thấy không phải cái gì hảo từ mà lúc này tiêu trước đã một bộ trời cao biển rộng bộ dáng trầm giọng nói tiểu sư muội ta đều đã minh bạch ngu khuyết cho nên tiêu trước ta muốn đi làm thuộc về ta chính mình sự tình nhị sư huynh xoay người rời đi bóng dáng kiên định lại tiêu sái ngu khuyết nhìn hắn bóng dáng nửa ngày đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói thuộc về chính hắn sự hắn ý tứ là hắn muốn đi xuyên hầu gái trang đương cẩu tử sao hệ thống cũng có thể là đi khi trung gian thương làm tiền đâu ngu khuyết khiếp sợ, hắn cư nhiên thật nghe xong sao? Đường đường yêu hoàng cư nhiên tốt như vậy lừa dối sao? Cho nên ta quả nhiên vẫn là có thể cứu chữa chuột văn nữ chủ quan hoàng ở đi, hệ thống, ngươi thật đúng là thời thời khắc khắc không quên cường điệu chính mình cứu rỗi văn nữ chủ thân phận, nhưng mà, hệ thống nhìn tương lai yêu hoàng bóng dáng, trầm ngâm, nó bắt đầu hoài nghi có phải hay không đúng như ký chủ theo như lời, yêu hoàng bản thể kỳ thật thật là hắc xi, si. yêu hoàng đi khi trung gian thương kia nhất định là sự thượng mạnh nhất trung gian thương đi. Lúc này, nghĩ thông suốt xong xuôi yêu hoàng gì đó đều là tiếc, chỉ có làm tiền mới là chân lý tiêu trước chính mang theo đầy ngập nhiệt huyết đi hướng dược vương cốc cốc chủ chỗ ở. Hắn đi ngang qua sư tôn ngoài cửa, sư tôn vừa lúc ăn mặc tạp về ra tới, nhìn đến chính mình nhị đệ tử ngắn ngủn một đoạn thời gian lại đi mà quay lại, hoang mang nói, ngươi không có đi tìm ngươi sư muội sao, tiêu trước, ta tìm, sư tôn hoang mang, nhanh như vậy trở về là hắn cùng ngu khuyết chưa nói đến một khối đi, vẫn là ngu khuyết kiến nghị đối hắn mà nói không có tính kiến thiết. Hắn hỏi, vậy ngươi hiện tại, tiêu trước, ta muốn đi làm tiền, sư tôn. Làm tiền, tiêu trước, ta quyết định đi khi trung gian thương, đương yêu hoàng, quả nhiên vẫn là không có tiền đồ, sư tôn. Hắn vẽ mặt chỗ trống mà nhìn nhà mình đệ tử đi xa bóng dáng. Lúc này, hắn vô cùng muốn biết, chính mình cái kia tiểu đồ đệ rốt cuộc đều nói gì đó. Tiêu trước tìm được cốc chủ thời điểm, cốc chủ đang ở huống nhi tử hai bên một trận hàng huyên dược vương cốc cốc chủ thế mới biết trước mắt người này là chưa bao giờ gặp qua ngu khuyết nhị sư huynh hắn trước tán một tiếng hảo nhân tài sau đó hắn liền nghe thấy vị này lần đầu tiên gặp mặt nhị đệ tử tự quen thuộc mà đối hắn nói cốc chủ ta muốn ngại một quả tránh lôi đan cốc chủ này sợ không phải cái ngốc tử hắn mỉm cười ta tránh lôi đan chỉ đổi không bán công tử muốn nói sợ là phải cho ta cũng đủ làm lòng ta động đồ vật Tiêu trước đương nhiên biết, dược vương cốc năm đó đột nhiên nổi danh, đúng là bởi vì kia ăn xong đủ để tránh đi một đạo lôi kiếp tránh lôi đan. Nhưng tránh lôi đan đan phương cũng không tiết ra ngoài, cốc chủ phát ngôn bừa bãi, muốn tránh lôi đan, trừ phi cho hắn cũng đủ hắn tâm động điều kiện. Dược vương cốc từ thành lập đến bây giờ, tổng cộng chỉ cấp ra 7 cái tránh lôi đan, mỗi lần đều đủ để oanh động toàn bộ tu chân giới. Đời trước, tiêu trước yêu hóa không lâu liền nên đón trong cuộc đời lần đầu tiên lôi kiếp, hắn vì cậu ổn thỏa thường dược vương cốc cầu tránh lôi đan đến cuối cùng hắn cũng không có thể lấy ra đủ để cho cốc chủ tâm động điều kiện nhưng lần này hắn tưởng thử lại tiêu chức cười cười nói ta cấp ra điều kiện là một cái có thể đem dược vương cốc đang dược bán hướng yêu tộc thương đạo dược vương cốc cốc chủ lập tức nheo lại đôi mắt hắn biết ngu khuyết có cái nữa yêu sư huynh nhưng là nhân tộc cùng yêu tộc cho nhau kỳ thị nhưng chưa bao giờ thông thương quá hai tộc lui tới chi gian đảo có hai đạo lái buôn linh tinh nhân vật đều là chút cùng đường người những người đó hoặc yêu nhưng đều là lấy mệnh đổi đồ vật một khi bị phát hiện liền tuyệt không đường sống người này nửa yêu thân phận có lẽ là cái trợ lực nhưng nói thẳng khai thông một cái thương đạo hắn cười nói này nhưng tuyệt không nhẹ nhàng a à, tiêu chức nhẹ giọng cười lại như thế nào khó còn có thể có hắn đời trước sát thượng yêu hoàng chi vị khó sao đời này có lẽ thật nên đổi một cái cách sống hắn bình tĩnh nói vậy thỉnh cốc chủ, trước vì ta bị thượng một viên tránh lôi đang đi, cốc chủ nhìn hắn một lát, đột nhiên ý thức được hắn không phải không biết tự lượng sức mình, hoặc là ở nói giỡn, hắn trầm mặt một lát, chậm rãi cười nói, hảo, ta đây liền chờ tiên quân, giờ khắc này, tiêu trước trong lòng đột nhiên buông lỏng, như là buông xuống hết thảy giống nhau, sư tôn nói không sai, ở rất nhiều thời điểm, tiểu sư muội nhìn vấn đề so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều thanh tĩnh, đời trước. Hắn bởi vì tiêu diễm bản thân tư lợi bị vu hãm tư thông yêu tộc, bị toàn bộ tu chân giới đuổi đi. Khi đó sư tôn sớm đã thành diệt môn ma đầu, tiểu sư đệ mất tích, toàn bộ sư môn chỉ còn lại có hắn cùng sư tỷ tứ cố vô thân. Hắn vì không liên lụy sư tỷ, trốn vào yêu tộc, nhưng không nghĩ tới sư tỷ cuối cùng vẫn là rơi vào như vậy kết cục. Tiêu chức lần này muốn nhìn một chút, ở hắn toàn bộ sư môn toàn viên trọng sinh dưới tình huống, hắn lấy yêu thân phận thành toàn bộ tu chân giới duy nhất liên thông hai tộc lui tới người ở bọn họ đều hưởng qua lấy càng rẻ tiền giá cả đạt được ngày thường căn bản lấy không được hoặc muốn sang quý vài lần mới có thể bắt được đồ vật lúc sau. Tiêu diễm câu kia, tư thông yêu tộc, còn sẽ có bao nhiêu người tin tưởng, hắn cơ hồ đã gấp không chờ nổi. Trưa hôm đó, Dược Vương Cốc Cốc chủ liền mang theo chính mình rời nhà mười năm nhi tử rời đi, vội vội vàng vàng, không biết ở trù bị cái gì. Cốc hữu chăm đi thời điểm đối với tới đưa hắn ngu khuyết than thở khóc lóc, luôn mồm nói đời này không gặp được quá giống ngu khuyết như vậy hợp ăn uống bằng hữu, làm nàng về sau trăm triệu nhớ rõ muốn cùng hắn liên hệ, còn có, có rảnh thời điểm có thể xem hắn phát sóng trực tiếp, ngu khuyết trong lúc nhất thời thế nhưng không biết hắn rốt cuộc là vì bằng hữu, vẫn là vì phát sóng trực tiếp, đưa xong cốc gia phụ tử, nàng nguyên bản muốn đi tìm sư tôn, lại ngoài ý muốn gặp phải tiểu sư huynh, tiểu sư huynh đứng ở tối cao trên núi, ánh mắt mênh mang, không biết đang xem hướng địa phương nào. Ngu khuyết tổng cảm thấy tiểu sư huynh có chút lãnh, nhận thấy được ngu khuyết ý tưởng hệ thống tâm nói vô nghĩa, trước mắt cái này đại lão lạnh lên thời điểm, tối cao tuyết sơn khả năng cũng chưa hắn lạnh, sau đó nó liền nhìn đến nhà mình ký chủ nhìn trong chốc lát, đột nhiên xoay người chạy, hệ thống, không đến mức đi, sau đó ngu khuyết toàn bộ thu thập đồ ăn vặt, đồ uống, lại lấy thượng một viên hoàn chỉnh sầu riêng, toàn bộ hướng túi trữ vật tắt, đi rồi hai bước, nàng nghĩ nghĩ, lại xoay người cầm hai giường thật dày chăn nhét vào túi trữ vật. Nàng lại về tới đỉnh núi thượng. Lúc này, đỉnh núi tiểu phong sư sư thổi, thổi ngu khuyết nhịn không được xoa tay. Tiểu sư huynh đã từ trạm tư biến thành dáng ngồi, hắn không chút để ý ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, một tay chống cầm, gió lạnh liệt liệt thổi xin y. Hắn phản phất tùy thời đều có thể lăn không mà đi, hắn rõ ràng không có gì động tác, quanh thân lại quanh quẩn cự người với ngàn dặm ở ngoài khí tràng, làm người không dám tới gần ngu khuyết nhìn trong chốc lát đi qua sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế rút ra một giường chăn bông toàn bộ hướng tiểu sư huynh trên người một khoát, tiểu sư huynh quanh thân lạnh lẽo mắt thường có thể thấy được cứng đờ ngay sau đó hắn quanh thân lạnh hơn hàm chứa vụn băng giống nhau hỏi ngu khuyết ngươi đang làm gì ngu khuyết xua tay vẻ mặt làm chuyện tốt thỏa mãn tiểu sư huynh không cần cảm tạ quan ái đồng môn mỗi người có trách bất quá lần sau tiểu sư huynh tốt nhất vẫn là đừng như vậy thổi gió lạnh cho ngươi bổ sung một cái tiểu tri thức, thổi gió lạnh khả năng sẽ dẫn tới diện thang, hơn nữa cái này diện thang là khẩu oai mắt nghiêng oai miệng chiến thần diện thang, tiểu sư huynh nhất định phải tiểu tâm A, à. sau đó ngu khuyết liền trơ mắt nhìn nhà mình tiểu sư huynh quanh thân lạnh hơn, hắn thậm chí còn ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta đây đa tạ tiểu sư muội ngu khuyết, không cần cảm tạ, sau đó nàng lại rút ra một giường chăn, đem tiểu sư huynh trước người cũng bọc lên, trước sau một bọc, yến hành chu tức khắc chỉ lộ ra một viên đầu chẳng sợ này viên đầu hắn anh tuấn lại lạnh mặt kia cự người với ngàn dặm ở ngoài khí thế cũng tiêu tán cái không còn một mảnh ngu khuyết thư thái ngồi xuống bắt đầu đùa nghịch ăn mà tiểu sư huynh không biết vì cái gì cư nhiên không ném ra kia hai giường chăn tử ngu khuyết cũng không để ý mới vừa đem đồ vật dọn xong rất xa phản phất đột nhiên truyền đến một trận thật lớn cửa đá mở ra giống nhau tiếng vang ngu khuyết còn không có phản ứng lại đây chung quanh phòng trong nháy mắt cuồng liệt lên ngu khuyết bị thổi vẻ mặt ngốc mới vừa dọn xong đồ ăn vặt toàn dính thượng thổ. Tiểu sư huynh lúc này mới đem chăn ném ở trên người nàng, thế nàng ngăn trở phong, thập phần sung sướng bộ dáng. Ngu khuyết vẻ mặt ngốc mà ông chăn, đợi một hồi lâu, kia mở cửa giống nhau thanh âm liên quan kia tiếng gió mới dừng lại tới. Ngu khuyết tổng cảm thấy cổ quái, thanh âm này. Không giống như là từ xa tới gần truyền đến, ngược lại như là trong nháy mắt trót vào mọi người lỗ tai trung giống nhau. Ngu khuyết hoang mang hỏi, tiểu sư huynh, đây là cái gì? Yến Hành Chu nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, ma giới mở ra, ngu khuyết trong nháy mắt nhớ tới đây là cái gì? Trong nguyên tác, bối cảnh giả thiết là nhân gian cùng ma giới phân cách với hai cái thế giới, hai giới chi gian có cự môn cách trở, khi cự môn 200 hợp thường niên xuất hiện một lần, một lần xuất hiện 20 năm, này 20 năm, nhân gian cùng ma giới có thể ngắn mũi liên hệ, hiện tại hẳn là chính là kia cự môn xuất hiện thời gian. Ngu khuyết còn ở hồi tưởng nguyên tác, tiểu sư huynh liền nói, đi rồi, chúng ta cần phải trở về, ngu khuyết, ân. Hồi chỗ nào, tiểu sư huynh, hồi sư môn, mà cùng lúc đó, phòng luyện khí nội, sư tôn sắc mặt ngưng trọng mà nhìn ngoại cửa sổ, đột nhiên nói, mà cô nương, ta khả năng phải đi về. Mặt hàng sanh động tác một đốn, ngay sau đó nàng dường như không có việc gì nói, ân, các ngươi lại đây vốn dĩ cũng là vì ngu cô nương pháp khí, hiện giờ pháp khí đã thành, các ngươi đã trì hoãn thật lâu, sư tôn lại quay đầu, nhìn nàng sau một lúc lâu mặt hàng sanh ở hắn trong tầm mắt càng ngày càng không được tự nhiên sau đó nàng liền nghe thấy trước mặt nam tử nói mà cô nương ta tưởng mời ngươi cho chúng ta môn phái khách khanh trưởng lão mặt hàng sanh sửng sốt sư tôn hơi có chút không được tự nhiên chần chờ nói chúng ta tuy rằng là tiểu môn tiểu phái nhưng địa phương còn xem như đại Mà cô nương nếu là chịu tới nói ta nhất định ta tới mặt hàng sanh đột nhiên đánh gãy hắn nàng hít sâu một hơi ta tới nàng chậm rãi nói, ngươi chỉ cần cho ta chuẩn bị một gian phòng luyện khí là được, ta không cần mặt khác, hai người đối diện. Sư Tôn không biết từ đâu mà đến xúc động, đột nhiên tiến lên, chần chờ mà ông lấy nàng. Hắn nói giọng khàn khàn, mạc cô nương, ta, mạc tỷ tỷ, môn bàn một tiếng bị đẩy ra. Mạc hàng xanh bay nhanh đẩy hắn ra, sư Tôn vẫn duy trì động tác, cương tại chỗ, thật lâu sau, thật lâu sau. Hắn nghe được phía sau người khô cằn nói, thực xin lỗi, có lẽ ta tới không phải thời điểm, sư tôn tươi cười trong nháy mắt dữ tợn, không, ngươi tới đúng là thời điểm, là thời điểm cấp mới nhập môn tiểu đệ tử điên cùng học bổ túc, từ sư nương khu mỏ khởi hành xuất phát phía trước, sư tôn xin lỗi đối sư nương nói, ta sư môn bất quá là tiểu môn tiểu phái, hoang dã hẻo lánh, cũng so ra kém ngươi nơi này giàu có, ta lỗ mãn nhiên mời ngươi đương khách khanh, khả năng muốn cho ngươi chịu ủy khuất, sư nương hiểu rõ. Kỳ thật sớm tại nàng mở miệng nói phải làm khách khanh trưởng lão phía trước, nàng cũng đã làm tốt nàng muốn đi cái kia môn phái tuyệt đối sẽ không giàu có chuẩn bị. Rốt cuộc môn phái này mãn môn trên dưới liền người mang cậu cũng cũng chỉ có sáu cái, không có lịch đại tài phú tích lũy, bọn họ lại có thể giàu có tới đó đi. Chẳng sợ gian hàng tiên tôn thực lực phi phàm, nhưng cũng không chịu nổi hắn là cái kiếm tu. Mọi người đều biết, toàn bộ tu chân giới, nếu nói nhất giàu có tu sĩ là đang tu cùng luyện khí sư như vậy nhất nghèo tu sĩ coi như số không hề có kiếm tiền kỹ năng kiếm tu cùng thời thời khắc khắc đều đến hướng trong dáng tiền ngự thú sư. Mà hảo xảo bất xảo, này toàn bộ sư môn, kiếm quan tu luyện có hai, ngự thú sư cái này tự xuống dốc lúc sau không chiếm tu chân giới một phần trăm chức nghiệp nơi này cư nhiên còn có một cái, là thật là gom đủ, như vậy phối trí xuống dưới, môn phái này có thể tích cấp hạ tiền tới mới có quỷ. Nhưng sư nương cũng không có để ý, rốt cuộc nàng chính mình chính là tòa ủng một cả tòa khu mỏ nữ nhân. Nếu đương môn phái khách khanh, phải cùng môn phái vinh nhục cùng nhau, làm trưởng môn sư tôn sẽ không kiếm tiền không thành vấn đề, phía dưới độ đệ các đều có thể tiêu tiền cũng không thành vấn đề. Nàng không tin một tòa khu mỏ còn dưỡng không được năm người một cái cẩu, sư nương tự giác gánh vác nổi lên dưỡng gia trọng trách. Mà lúc này, sư tôn cũng đối ngu khuyết nói, khuyết nhi, chúng ta sư môn chỗ ở hữu hạn, lực tốt một chút chỗ ở đều đã bị ngươi sư huynh sư tỷ chọn đi. Mà cô nương là môn phái khách khanh, chúng ta không thể bạc đãi nàng, chờ trở lại môn phái lúc sau, sợ là muốn tạm thời ủy khuất ngươi, bất quá ngươi đừng lo lắng, chờ thời cơ thích hợp, vi sư vì ngươi khác tìm một cái hảo chỗ ở. Nghe vậy, ngu khuyết trong đầu lập tức hiện ra núi sâu rừng già bên trong củ nát lại nhỏ hẹp môn phái. Nàng trong lúc nhất thời thập phần đồng tình, quả nhiên, mặc kệ là ở tu chân giới vẫn là ở hiện đại, không có tiền đều là không được, không có tiền nói, cho dù là tương lai có thể đem tu chân giới trộn lẫn đến long trời lỡ đất các đại lão, không phải là liền cái giống dạng chỗ ở đều tiền không ra tới, quả thực là máu chảy đầm đìa giáo huấn. Ngu khuyết tức khắc càng kiên định làm tiền quyết tâm, không quan hệ, nàng tin tưởng bằng vào chính mình thông minh đại não, nhất định có thể thực mau dẫn dắt sư môn thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Mười ngày ra phá tiểu cũ, một tháng dọn tiếng đại đừng giả. Chưa từng gặp qua sư môn là cái dạng gì sư nương cùng ngu khuyết nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau ở trong lòng hạ định rồi làm tiền làm giàu quyết tâm. Mang theo như vậy quyết tâm, các nàng đi rồi. Sau đó, hai người đứng ở cao ngất trong mây liên tiếp hai mươi mấy người ngọn núi núi non trước, mắt choáng váng. Ngu khuyết trầm mặt thật lâu sau, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đối, nhỏ hẹp cái này từ định nghĩa sinh ra cái gì lý giải thượng sai lầm. Sư nương cứng đờ hỏi, ý của ngươi là, trước mắt tòa sơn mạch này, chính là các ngươi sư môn nơi. Sư tôn vẻ mặt nghiêm túc mà lắc lắc đầu, sư nương tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hù chết, nàng còn tưởng rằng, sau đó nàng liền nghe thấy sư tôn bình tĩnh nói, đương nhiên không phải, tòa sơn mạch này chỉ có trong đó 10 tòa sơn phong là thuộc về chúng ta, mặt khác mười mấy tòa sơn phong, là người khác, ngu khuyết cùng sư nương theo sư tôn ngón tay nhìn về phía núi non. Này tòa đồ vật đi hướng núi non, đồ vật hai bên khác nhau rất lớn, phía đông một nửa bị xử lý gọn gàng ngăn nắp, mười mấy tòa sơn phong trật tự rành mạch, thường thường có thể nhìn đến ngự kiếm tu sĩ bay tới bay lui, hộ sơn đại trận bao phủ phía trên, nghiêm nghị mang theo sát ý, rõ ràng là có một cái đại tông môn tọa lạc này thượng, mà phía tây một nửa, nói câu giả tính mỹ đều là dễ nghe, kia liếc mắt một cái vọng qua đi hoang hoang vắng lạnh mười tòa sơn phong, rõ ràng tỏ rõ mặt khác một nửa nó căn bản không như thế nào trụ người, sư Tôn bình tĩnh nói, chúng ta ở tại này một nửa núi non thượng, ngu khuyết, nga, nguyên lai chỉ là một nửa a, à. nàng còn tưởng rằng này một cả tòa núi non đều là bọn họ đâu, còn hảo còn hảo, cái quỷ a, à? có hay không người cho nàng giải thích một chút vì cái gì bọn họ tiểu môn tiểu phái kẻ hèn vài người, vì cái gì là có thể ở suốt nửa tòa sơn mạch, ngu khuyết cùng sư nương đồng thời trầm mặt xuống dưới, nhìn trước mắt cao ngất trong mây suốt nửa cái núi non địa bàn hai người bên tai không hẹn mà cùng vang lên sư tôn câu kia chúng ta tiểu môn tiểu phái tiểu môn tiểu phái thật lâu sau thật lâu sau sư nương mộng du giống nhau hỏi ngươi không phải nói các ngươi môn phái hoang dã hẻo lánh cũng không giàu có sáu cá nhân chiếm nửa cái núi non này như là không giàu có bộ dáng sao sư tôn lại thập phần chân thành mà trả lời nói mà cô nương ta cũng không có lừa lừa với ngươi thật sự là chúng ta tông môn trừ bỏ mà nhiều một ít ở ngoài mặt khác cơ hồ nhưng xưng được với hai bàn tay trắng, ngu khuyết trầm mặt nghe sư tôn vơ sai lên tiếng, trừ bỏ mà cái gì đều không có. Này cùng thế giới nhà giàu số một nói, ta trừ bỏ tiền hai bàn tay trắng, có cái gì khác nhau? Ngu khuyết bị phạm tới rồi. Nàng trầm mặt một lát, hỏi, sư tôn, ngài tới khi nói sư môn chỗ ở hữu hạn, hiện tại không có gì hảo chỗ ở, kia suốt mười tòa sơn phong, đắp lên mười cái lâm sơn biệt thự đều dư giả, cái này kêu không có gì hảo chỗ ở sư tôn lại mặt không đổi sắc nói, xác thật không có gì hảo chỗ ở, hắn giơ tay một lóng tay kia mười tòa sơn phong, bình tĩnh nói, hiện giờ, ngươi sư huynh sư tỷ cùng vi sư đã là các ở một đỉnh núi, dư lại vài tòa ngọn núi, không phải ngọn núi quá tiểu, chính là hướng không tốt lắm, thực sự không phải cái gì hảo nơi đi, từ từ, ngu khuyết đột nhiên yếu tố phát hiện, nàng chậm rãi ngửi được, cho nên, sư tôn ý tứ là, chúng ta sư môn, là một người chiếm một ngọn núi đầu. Sư tôn nhướng mày, một bộ chẳng lẽ không nên như vậy sao bộ dáng ngu khuyết một đôi mắt chậm rãi trợn to hạnh phúc suýt nữa ngất đi nói cách khác nàng ngu khuyết đời trước không có tiền mua một bộ mấy chục bình một phòng một sảnh đời này trực tiếp liền heo đột tiếng mạnh đến tọa ủng một cả tòa đỉnh núi sư tỷ ở một bên ôn nhu nói tiểu sư muội ngươi hiện tại không ngại trước chọn một cái chính mình thích ngọn núi ngu khuyết xoa tay tay a này có thể sao sư tỷ cười nói đương nhiên có thể hơn nữa nếu dư lại này vài tòa ngọn núi ngươi đều không thế nào vừa lòng nói, chúng ta cũng có thể cùng cách vách tông môn thương lượng một chút, xem có thể hay không cùng bọn họ đổi một cái ngọn núi, cho nên, tiểu sư muội cứ việc chọn đi. Nàng nhắc tới cách vách tông môn, ngu khuyết liền thuận miệng hỏi một đường, cách vách là cái cái gì tông môn a à? cùng bọn họ chia sẻ một cả tòa núi non, thoạt nhìn quan hệ phỉ thiển bộ dáng. Sau đó nàng liền nghe thấy sư tỷ dùng vô cùng đạm nhiên ngữ khí nói, Nga, cách vách a à, là thương hải tông ngu khuyết nguyên lai là thương nàng bỗng nhiên mắc kẹt rộng mở mở to hai mắt thương thương hải tông nói cách khác nàng hiện tại đang cùng tu chân giới đệ nhất đại tông cùng nguyên tác nam nữ chủ làm hàng xóm ngu khuyết đến bây giờ mới biết được bọn họ tông môn tên thất niệm tông nghe nói thất niệm tông khai sơn tổ sư cũng chính là sư tôn sư tôn sư tôn sư tôn từng cùng thương hải tông khai sơn tổ sư là sư huynh đệ hai người sư xuất đồng môn một cái sư tôn hai người sư tôn qua đời lúc sau cho bọn hắn để lại một tòa sơn mạch cũng chính là hiện tại tòa sơn mạch này sư tôn bổn ý là trước làm này sư huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực khai tông lập phái lại không nghĩ rằng hai huynh đệ ở thu đồ đệ trong quá trình lý niệm rất nhiều không hợp cuối cùng không thể không đường ai nấy đi đem cả tòa núi non một phân thành hai sư huynh chiếm cứ một nửa núi non quản thu môn đồ cuối cùng phát triển trở thành thương hải tông mà sư đệ so với khai tông lập phái càng chú trọng nghiên cứu tu luyện chỉ thu mấy cái đồ đệ mang theo hắn mười mấy tòa sơn phong chậm rì rì sinh hoạt sau đó rất nhiều năm thương hải tông càng phát triển càng lớn người càng ngày càng nhiều mà thất niệm tông phản phất mỗi một thế hệ đều kế thừa khai sơn tổ sư ý chí giống nhau các đều đối thu đồ đệ không có gì hứng thú mười mấy tòa sơn phong trước nay không trụ mãn quá vì thế thương hải tông là càng trụ càng tể thường một thế hệ thời điểm còn ra tiền mua bọn họ tông môn vài tòa ngọn núi mà bọn họ tông môn là càng trụ càng rồng thùng thình nói cách khác bọn họ không chỉ có cùng thương hải tông là hàng xóm hơn nữa nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói bọn họ còn có thể tính thương hải tông nữa cái đồng môn ngu khuyết trách không được thương đảng sơn thời điểm nam chủ sẽ quản sư tôn kêu sư thúc lúc này ngu khuyết đang đứng ở chính mình mới vừa tuyển tốt tiểu trên ngọn núi một bên nghe sư tỷ giảng quá khứ chuyện xưa một bên cùng mọi người cùng nhau thu thập vạn năm nội trụ hơn người tiểu nhà tranh đối không sai, nàng ngu khuyết tọa ủng một cả tòa ngọn núi, trụ tiểu nhà tranh. Nàng đứng ở ngọn núi phía trên, hướng Thương Hải Tông phương hướng xem, Thương Hải Tông toàn bộ tông môn đều bị thi lấy che đậy nhìn trọng thuộc pháp, ngu khuyết chỉ có thể nhìn đến ăn mặc các màu đệ tử phục người bay tới bay lui, thoạt nhìn thập phần bận rộn, sư tỷ đứng ở bên người nàng, không chút để ý mà nói, mà giới khi cách nhiều năm như vậy lại xuất hiện, mà môn mở ra, bọn họ trong khoảng thời gian này sợ là phải có vội. Ngu khuyết tò mò hỏi, ma môn mở ra đối tu chân giới có cái gì ảnh hưởng sao sư tỷ cười cười nói một đạo ma môn cũng không đến mức chịu đựng được toàn bộ ma giới dốc toàn bộ lực lượng nhiều nhất bất quá là này hai mươi năm trung ma tu nhiều chút thôi chẳng qua bọn họ sợ không ngừng là ma môn thôi nàng nói được như lọc vào trong sương mù ngu khuyết đang muốn truy vấn tiểu sư huynh lại đột nhiên xuất hiện ở hai người chi gian bình tĩnh nói sư muội sư tôn tìm ngươi qua đi ngu khuyết ngà ngà tốt tốt, nàng không kịp hỏi nhiều, đi theo tiểu sư huynh rời đi. Sư tỷ nhìn bọn họ bóng dáng, như suy tư gì. Một lát sau, nàng hỏi chính mình nhị sư đệ, sư đệ, người có hay không nghĩ tới tiểu sư đệ thân thế, tiêu trước vẻ mặt mộng bức từ chính mình trung gian thương đại kế trung ngẩng đầu lên, mờ mịt nói, sư tỷ, người nói cái gì, đại sư tỷ lặp lại, ta đang nói tiểu sư đệ, người có hay không nghĩ tới, tiểu sư đệ thân thế có lẽ cùng ma giới có quan hệ nàng trước nay cũng không biết chính mình cái này tiểu sư đệ đến tột cùng là cái gì thân thế cho dù là sư tôn cũng giữ kín như bưng nhưng là đời trước tiểu sư đệ là ở ma môn lần đầu tiên phát sinh rung chuyển thời điểm mất tích hắn mất tích ngày hôm sau chính mình cùng nhị sư đệ sức đầu mẹ tráng cùng bọn họ quan hệ cũng không thế nào thương hải tông lại đột nhiên tới người thương hải tông tông chủ tự mình hỏi bọn hắn yến hành chu ở nơi nào biết được yến hành chu đã mất tích khi hắn sắc mặt khó coi rời đi nàng khi đó liền suy đoán, bọn họ cái này tiểu sư đệ mất tích, sợ là cùng ma giới thoát không được quan hệ. Trọng sinh lúc sau, loại này suy đoán càng sâu, như vậy tiểu sư đệ cùng ma giới. Nàng quay đầu nhìn về phía chính mình nhị sư đệ, nhị sư đệ, ngươi cảm thấy đâu, tiêu chức trầm tư một lát, sư tỷ trong lòng mạc danh có chút chờ mong. Sau đó nàng liền nhìn đến chính mình nhị sư đệ đột nhiên một chú ý nắm tay, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy, tiểu sư đệ nếu là cùng ma giới có quan hệ gì nói. Ta đây có thể hay không thuận thế lại đem trung gian thương làm được ma giới. Đến lúc đó chúng ta sư huynh đệ liên thủ, được không? Tuyệt đối được không, Thịnh Viên. Nàng vẽ mặt chỗ trống mà nhìn chính mình nhị sư đệ. Ngươi đang làm gì a à sư đệ? Ta ở cùng ngươi nói có khả năng liên lụy đến người ma hai giới bí mật. Ngươi mẹ nó đang nói cái gì a? À? Giờ khắc này, Thịnh Viên trong lòng chỉ có một ý niệm. Này tuyệt không phải nàng cái kia tối tâm, mẫn cảm thận trọng từng bước nhị sư đệ đây là một cái bị tiểu sư muội lây bệnh đến không cứu ngốc tử bên kia ngu khuyết một bên đi theo tiểu sư huynh xuống núi một bên nhìn chung quanh nhiều suy tư gì bộ dáng yến hành chu nhìn nàng trong chốc lát hỏi sư muội ngươi đang xem cái gì ngu khuyết tức khắc nghiêm túc hạ mặt vẻ mặt ta muốn nói cái bí mật biểu tình thần bí mà nhìn yến hành chu hạ giọng nói tiểu sư huynh ngươi có hay không cảm thấy chúng ta sư môn tiểu sư huynh mặt mày vừa động theo bản năng mà cuối người tới gần biểu tình nghiêm túc một ít sau đó hắn liền nghe thấy chính mình tiểu sư mùi nói chúng ta sư môn nhiều như vậy đất trống thực thích hợp trồng rau a à. yến hành chu hắn chậm rãi đứng dậy rốt cuộc là cái gì sẽ làm hắn cảm thấy chính mình cái này tiểu sư mùi thật sự sẽ thâm tàn bất lộ nói ra cái gì kinh người nói đâu là đối tiểu sư mùi chỉ số thông minh tín nhiệm sao vì thế ngu khuyết mãi cho đến sư tôn tỉnh thất đều thập phần khó hiểu tiểu sư huynh nửa đoạn sau lộ vì cái gì vẫn luôn lạnh cái mặt chẳng lẽ là bởi vì tiểu sư huynh không thói quen dùng bữa ngu khuyết đầy mặt nghi hoặc mà ngồi ở sư tôn trước mặt thành thành thật thật kêu lên sư tôn sư tôn nhìn nàng một lát gật đầu sau đó hắn mở miệng liền nói khuyết nhi đầu cầu thủy điều này đầu khúc ngươi nhưng nghe qua ngu khuyết lập tức không phản ứng lại đây lắp bắp nói không chưa từng a à. sư tôn liền mỉm cười nói chưa từng nghe qua cũng hảo đây là tuyệt đại bộ phận âm tu dùng để vỡ lòng khúc tuy nói làng điệu đơn giản nhưng cũng rất có thâm ý năm đó viết ra này đầu khúc âm tu chỉnh giá trị độ kiếp thất bại khốn đốn nhân gian hết sức đặt bút viết xong này đầu khúc lúc sau người nọ liền nhất cử phá tan bình cảnh ban ngày phi thăng ngu khuyết khô cằn cảm thán oa ngẫu nhiên sư tôn cũng không thèm để ý nàng không ở trạng thái chỉ nói ta đạn một lần khúc ngươi nói cho ta ngươi đều nghe được cái gì nói sư tôn một cái kiếm tu trực tiếp lấy ra một trương đàn cổ, ngón tay hơi hơi kích thích, duyên dáng tiếng nhạc chảy ra. Ngu khuyết tức khắc dựng lên lỗ tai nỗ lực nghe, nhưng mà nàng tự như một cái thượng sông điện ảnh giám định và thưởng thức khóa lão sư lại phi làm ngươi nói ra cái một hai ba thái kê, cùi bắp, sinh viên giống nhau, chỉ cảm thấy dễ nghe là thật sự dễ nghe, nghe không hiểu. Cũng là thật sự nghe không hiểu, sư tôn một khúc thực mau thang xong, sư tôn ngón tay đè lại cầm huyền, hỏi, nói nói xem, ngươi đều nghe được cái gì? nàng nghe được cái gì nàng nghe được tiếng đàn nhưng tuyệt đối không thể nói như vậy ngu khuyết vắt hết óc tầm mắt dừng ở cầm thượng đột nhiên linh quang chợt lóe bế tắc giải khai nàng ngồi ngay ngắn nghiêm túc nói này khúc làn điệu du dương vận luật hoạt bát nhìn như vô ưu vô lự nhưng trước nửa đoạn bình tĩnh phần sau đoạn ngừng ngắt để lộ ra soạn nhạc giả bi phẫn khốn đốn lấy nhạc cảnh sấn ai tình làn điệu càng vui sướng càng có thể biểu đạt ra tác giả nội tâm khốn khổ sư tôn lông mày vừa động sau một lúc lâu hắn chậm rãi nói này đầu khúc phần sau đoạn cũng không có ngừng ngắt ngu khuyết một đốn ngay sau đó nàng dường như không có việc gì nói đó chính là toàn bộ hành trình vui sướng du dương lấy nhạc cảnh sấn nhạc tình biểu đạt tác giả rộng lớn tâm thái sư tôn này đầu khúc vẫn luôn là ai uyển cười nhỏ đại biểu ngu khuyết nàng bắt đầu lúng cuống nhưng sư tôn nhìn nàng nàng cũng chỉ có thể căng da đầu bị chuyện nói kia sao ai cảnh sấn nhạc tình lấy ai cảnh sấn ai tình sư tôn ấn cái trán thở dài một tiếng hắn hỏi ai dạy ngươi này đó vô dụng vô nghĩa ngu khuyết xấu hổ cúi đầu sư tôn đè đè cái trán, nghĩ đến chính mình cái này tiểu đồ đệ trên người cũng có bí mật dừng một chút liền hỏi ngươi khi còn nhỏ vỡ lòng nhạc khúc là cái gì ngu khuyết nghĩ nghĩ nói hay chỉ lão hổ sư tôn cái gì quái tên hắn dừng một chút nói kia như vậy chúng ta thầy trò hai người chỉ lấy nhạc khúc đối lập ta chỉ đạn này đầu cười nhỏ ngươi phải làm chính là tại đây đầu cười nhỏ bên trong đem ta khúc ý hoàng hoàn toàn toàn áp xuống đi ngu khuyết gật đầu hít sâu một hơi móc ra nhị hồ sư tôn ấn cầm ngươi chuẩn bị tốt sao ngu khuyết nghiêm túc gật đầu sư tôn ngón tay khẽ nhúc nhích du dương làng điệu chảy ra như xuân phong như mưa phùn liên miên không ngừng cuồn cùng, cùng không dứt Ngu khuyết hít sâu một hơi, chấp cầm, kéo. Một tiếng sắc nhọn phản phất nữ quỷ kêu khóc, lại phản phất người bệnh trên rỉ thanh âm sâu kín chảy ra. Sư tôn làng điệu bỗng nhiên cứng lại, ngu khuyết nắm lấy cơ hội, kéo càng thêm ra sức, thay đổi điều khúc sâu kín truyền khắp cả tòa ngọn núi. Chỉ trong nháy mắt, cả tòa ngọn núi liền cái điệu cũng chưa. Sư tôn ổn định tâm thần, khôi phục chính mình tiết tấu. Sau đó ngu khuyết làng điệu lại là biến đổi, từ u u oán oán quỷ khóc sói gào biến thành sắc nhọn chói tai cứ đầu gỗ sư tôn ngón tay căng thẳng cầm huyền suýt nữa có thể đứt đoạn cũng không biết qua bao lâu này đầu rõ ràng không dài khúc trốt cuộc đạn xong sư tôn chưa bao giờ cảm thấy một đầu khúc thời gian cư nhiên cũng sẽ như thế gian nan sư tôn ấn cầm đầy mặt hoảng hốt ngu khuyết buông nhị hồ đầy mặt thấp thỏm mà nhìn sư tôn ngu khuyết đầy cõi lòng chờ mong hỏi sư tôn ngài cảm thấy thế nào sư tôn trầm mặt thật lâu sau hắn không đánh giá nàng này đầu khúc trốt cuộc áp không ngăn chặn hắn khúc ý, mà là đè đè cái trán đột nhiên nói, khuyết nhi, ngươi về sau liền bảo trì cái này kéo nhị hồ phương pháp, tuyệt đối sẽ có không tưởng được hiệu quả, ngu khuyết ánh mắt sáng lên, kia ngài là cảm thấy ta khúc, sư tôn dừng một chút, cẩn thận bình luận, không có kỹ xảo, tất cả đều là cảm tình, gian hàng, một cái tinh thông cầm kỳ thư họa, am hiểu sâu nam đức nam giới kiếm tu. Một cái bác học đa tài, chỉ dựa vào lý luận tri thức là có thể làm bò tu chân giới 90% đứng đắn âm tu nam nhân. Một cái dạy ra ba cái bất đồng loại hình đồ đệ, bằng vào bản thân chi lực cống hiến toàn thư một nửa vai ác ma đầu. Một cái nghiêm túc lên có thể đem tu chân giới nháo cái đế hướng lên trời vai ác. Hắn từng cho rằng, ở đã trải qua đời trước ái nhân chết thảm lúc sau, ở đã trải qua một sớm trọng sinh đánh sâu vào lúc sau. Trên đời này sớm nên không có gì đồ vật đáng giá hắn chấn động, thẳng đến hắn gặp ngu khuyết hắn tình cảm chân thành cả đời giáo dục sự nghiệp ở ngu khuyết trên người tao ngộ xưa nay chưa từng có khảo nghiệm hắn dạy ra ba cái vai ác đại lão năng lực ở ngu khuyết trên người đã chịu nghiêm túc khiêu chiến hắn từng cho rằng hắn trọng sinh là vận mệnh cho hắn tặng thẳng đến hắn gặp ngu khuyết hắn lúc này mới minh bạch nguyên lai vận mệnh tặng sớm đã đang âm thầm tiêu hảo giá cả hắn đã trải qua một hồi tự hắn thu đồ để tới nay nhất gian nan dạy học hắn giáo thể xác và tinh thần đều mệt ngu khuyết nghe được chịu đủ tàn phá hai người đều cảm thấy chính mình phi thường thống khổ trong khoảng thời gian ngắn gian hàng trụ chủ phong duyên dáng cười nhỏ cùng nghẹn ngào quỷ gào tề phi không đến một chén trà nhỏ thời gian toàn bộ chủ phong phạm vi trăm mét trong vòng sở hữu còn có thể thở dốc đồ vật sôi nổi bôn đào chủ phong dưới có một cây có chút linh trí cây đa ở chỗ này sinh trưởng mấy trăm năm đều cá mặn độ nhật hiện giờ nó chỉ hận chính mình vì cái gì ở phía trước kia mấy trăm năm như thế cá mặn thế cho nên hiện giờ người khác đều có thể cất bước chạy nó chỉ có thể đứng ở tại chỗ chịu đựng thống khổ, cá mặn mấy trăm năm cây đa hạ quyết tâm hảo hảo tu luyện, từ đây trở thành nội cuốn chi nguyên. sư tôn khó hiểu, rõ ràng chỉ pháp là đúng a, à, ta nhìn ngươi một cái âm một cái âm kéo, vì cái gì kết quả lại một trời một vực? ngu khuyết châm trước nói, khả năng, đây là cái gọi là thiên phú dị bẩm, có thể đem nhạc khúc kéo thập phần dễ nghe êm tai là một loại thiên phú, nhưng có thể đem một đầu khúc kéo khó nghe thành như vậy này lại làm sao không phải một loại thiên phú đâu, sư tôn, sư tôn nhíu mày trầm tư, chính là, ta nhớ rõ phía trước ngươi còn kéo qua có thể thành điều khúc A, cái kia gọi là gì tới. Ta ở Đông Bắc chơi buồn, tuy rằng khúc phong quỷ dị một ít, nhưng kia đầu khúc thật là cũng có thể coi như là khúc, ngu khuyết, nàng không dám nói kia đầu thành điều khúc là bàn tay vàng dưới tác dụng hệ thống ủy trị kết quả, vì thế, cuối cùng sư tôn chỉ có thể thở dài, ngu khuyết cũng đi theo thở dài. Như vậy một hồi dạy học rằng có nửa canh giờ, ở thầy trò hai người cảm xúc đều kề bên hỏng mất phía trước, trụ ly chủ phong gần nhất sư nương lại đây. Sư nương uyển chuyển tỏ vẻ, nàng tuy rằng không tính là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng xem như gặp qua mấy cái âm tu, ngu khuyết cùng nàng chứng kiến quá âm tu đều bất đồng, thật là là một cái không giống người thường kỳ tài. Sư nương đi rồi lúc sau, thầy trò hai người cùng nhau ở cửa nông dân ngồi xổm, hoài nghi nhân sinh. Sau một lúc lâu, sư tôn đột nhiên ngộ hắn nhìn ngu khuyết nửa ngày đột nhiên đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc nói ngươi nói đúng ngu khuyết ha sư tôn xoay hai vòng trịnh trọng nói ta hiểu được ngu khuyết ân sau đó ngu khuyết liền nhìn đến chính mình sư tôn vẻ mặt ngộ biểu tình trịnh trọng nói ngươi nói được không sai có thể khó nghe thành như vậy cũng thực sự là một loại thiên phú âm tu xét đến cùng cũng chỉ là một loại công kích thủ đoạn tự như kiếm tu có theo đuổi tóc có theo đuổi lực giống nhau ai có thể quy định âm tu khúc nhất định phải dễ nghe đâu. Có thể khó nghe suýt nữa liền vi sư cũng đỉnh không được, như vậy khúc lại há là ngàn ngàn vạn vạn dễ nghe khúc có thể so sánh được với. Ta gian hàng chính là muốn dạy ra tu chân giới cái thứ nhất khó nghe âm tu, nàng kia cả đời không chịu thua sư tôn như thế nói, hắn trịnh trọng đối ngu khuyết nói, từ nay về sau, ngươi chỉ cần làm chính ngươi, không cần bắt chước người khác, mặt khác, vi sư sẽ hướng toàn bộ tu chân giới chứng minh, ngu khuyết, nàng nhìn thoáng qua không biết vì sao lâm vào mạc danh phấn khởi trung sư tôn giang nàng nói người vui vẻ liền hảo để nhất khó nghe âm tu tổng cảm thấy này cũng không phải cái gì hảo tên tuổi ngu khuyết bước chân trầm trọng mà rời đi chủ phong từ chủ phong đến nàng trụ kia tòa sơn phong ngu khuyết nếu đi bộ đi nói phỏng chừng có thể đi lên một canh giờ vì thế ngu khuyết không chút do dự móc ra chính mình bảo bối niêm bút hai nghìn nàng cửi cái chổi cất cánh bay đến trời cao bên trong tức khắc vừa xem mọi núi nhỏ lúc này có ăn mặc thương hải tông đệ tử phục người đi đường tắt vội vàng từ bọn họ tông môn trên không đi ngang qua vừa nhấc mắt thấy đến một cái cưỡi cái chổi người bay tới giữa không trung ngoạ tạo một tiếng suýt nửa một chân từ trên thân kiếm trượt xuống hắn không tự chủ được nói huynh đệ ngưu a à, ngu khuyết trục trè mà hướng hắn gật gật đầu nói huynh đệ mượn quá thương hải tông đệ tử đầy cõi lòng kính sợ vì nàng tránh ra một cái lộ một đường nhìn ngu khuyết bay trở về chính mình ngọn núi. Khi đệ tử bắt đầu gia tốc hướng Thương Hải Tông đuổi, mới vừa ở Thương Hải Tông Sơn môn ngoại lạc kiếm, đệ tử đang muốn hướng trong chạy, liền thấy Tông môn đại sư huynh Tạ Thiên Thu từ trong môn ra tới, nhíu mày nhìn hắn, của mắng, vội vội vàng vàng, còn thể thống gì? Khi đệ tử lập tức hưng phấn nói, sư huynh, ngươi không biết ta nhìn thấy gì, ta ở thất niệm tông trên không nhìn đến, hắn còn chưa nói xong, Tạ Thiên Thu mày nhìn không được chính là vừa nhíu hắn trầm giọng nói, thất niệm tông người đã trở lại, đệ tử gật đầu, là nha là nha, nhưng này không phải trọng điểm, sư huynh ta nói cho ngươi, ta hôm nay từ thất niệm tông trên không mượn đường, cư nhiên nhìn đến có người ngự cái chổi phi hành. Kỳ nhân kỳ sự A, à, tạ thiên thu tức khắc một đốn, hắn chậm rãi nói, ngươi nói, nhìn đến có người ngự cái chổi phi hành, đệ tử gật đầu, tạ thiên thu, thất niệm tông. Ngự cái chổi phi hành, hắn có một loại mãnh liệt dự cảm, người này tuyệt đối là ngu khuyết, rốt cuộc, trừ bỏ nàng. Hắn không thể tưởng được thất niệm tông còn sẽ có mặt khác có thể nghĩ ra ngự cái chổi phi hành loại này thao tác sinh vật. Này trong nháy mắt, hắn phản phất về tới cái kia làm trò tu chân giới rất nhiều tông môn mặt, gian nan lựa chọn muốn hay không nuốt kiếm ban đêm, làm trò tên đệ tử kia mặt, tạ thiên thu sắc mặt chậm rãi banh không được. Ngu khuyết bay trở về chính mình chỗ ở rơi xuống cái chổi khi, liền nghe được hệ thống thình lình lại nhắc nhở nói, nam chủ hắc hóa giá trị bay lên 5%, hiện giờ tổng thể hắc hóa giá trị 10%, ngu khuyết, nàng nghe được mãn đầu dấu chấm hỏi, này như thế nào em đẹp lại hắc hóa, nàng không tự chủ được tắm tắt, nói, này nam chủ tâm thái không được a, à, động bất động liền hắc hóa, chẳng lẽ là trĩ sang thường xuyên phát tác thế cho nên ảnh hưởng tâm thái, tắm tắt, cũng là đáng thương. Nàng lúc này đã hoàn toàn đã quên kia, trĩ sang, lời đồn rốt cuộc nơi phát ra với ai, ngu khuyết cảm thán xong, liền đem chuyện này vứt ở sau đầu, bắt đầu đánh giá khởi chính mình kia tam giang nhà tranh. Tòa ủng mười tòa sơn phong trụ có tranh phòng gì đó, ngu khuyết cảm thấy lượt không có bài mặt. Nàng vừa nghĩ khi nào cho chính mình phòng ở sửa chữa lại một chút, một bên đánh giá bốn phía. Tuy rằng này chỉ là sư tôn trong miệng bị chọn dư lại ngọn núi, nhưng nơi này hoàn cảnh thực sự là không đến chọn. Nàng tiểu có tranh phòng chung quanh là nhất chỉnh phiến rừng trúc, rừng trúc ngoại vần quanh xanh ung tươi tốt hoa dại cỏ dại, sinh cơ bừng bừng thập phần đáng yêu. Một cái dòng suối nhỏ từ trong rừng trúc xỏ xuyên qua mà qua, vẫn luôn chảy tới nơi xa một cái tiểu đoạn nhai, biến thành một cái loại nhỏ thác nước, Mỹ. Là thật sự Mỹ, nhưng ngu khuyết tổng cảm thấy không dễ chịu. Nàng nhìn này một cả tòa trên núi tảng lớn tảng lớn đất trống, nhìn kia bị dòng suối cọ rửa ra tới ốc thổ, nhìn này hướng dương một mặt chiếu sáng thực tốt ánh mặt trời. Nàng không tự chủ được mà tưởng, như vậy một tảng lớn mà, không loại điểm nhi thứ gì quả thực đáng tiếc. Nếu là đem kia đầy đất hoa dại có dại rút loại thượng cải thì tiểu bạch độ ăn tiểu dư chuột nói, hơn nữa, này trong rừng trúc măng, cũng không biết ăn ngon không a. À? Ngu khuyết đột nhiên cảm thấy ngon ngoe rụt trịch, nàng DNA, động, viêm hoàng người. Viêm hoàng hồn. Không trồng rau không phải trồng hoa người, ngu khuyết nghĩ đến liền làm được, lập tức lôi kéo nhà mình sư tỷ cùng nhau xuống núi mua sắm. Sư tỷ, tiểu sư muội muốn mua cái gì đâu nói những lời này thời điểm nàng nghĩ thầm tiểu sư muội một nữ hài tử mọi nhà tuy rằng vật dụng hàng ngày cho nàng chuẩn bị tốt nhưng cũng khó bảo toàn không thiếu xiêm y thoa váy son phấn một loại nàng bắt đầu hồi ức dưới chân núi tốt một chút cửa hàng son phấn có này đó sau đó nàng liền nghe được chính mình tiểu sư muội nói ta muốn đi mua cái quốc lê tử phân bón hạt giống sư tỷ ngươi thích ăn tiểu bạch đồ ăn vẫn là tiểu dưa chuột ngươi thích ăn ta có thể nhiều mua một chút sư tỷ tỉ bừng tỉnh cho rằng chính mình nghe lầm người muốn làm gì ngu khuyết mỉm cười quanh thân mang theo thần nông thánh khiết ta muốn trồng trọt sư tỷ sư tỷ trên mặt trống rỗng cuộc đời lần đầu tiên nàng không nghĩ tới có người yêu thích cư nhiên là trồng trọt sư tỷ tâm tình phức tạp mà tưởng tiểu sư muội thật đúng là không giống người thường sư tỷ im lặng bồi ngu khuyết hạ sơn tới rồi dưới chân núi phạm nhân thành trì trung toàn bộ hành trình trầm mặc mà nhìn nàng tiểu sư muội tư thái thuần thục mà mua tề một loạt nông cụ nàng tiểu sư muội thậm chí còn sẽ cùng một đám cả đời chính thức mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông dân cùng nhau tư thái hào phóng ngồi xổm bán hạt giống sạp thượng động tác thành thạo chọn lựa hạt giống thường thường còn có thể cùng chung quanh cụ ông nhóm thảo luận vài câu hạt giống ưu khuyết không hề có không khỏe cảm mua xong lúc sau một cái cụ ông vui mừng mà vỗ tiểu sư muội bả vai cảm khái nói là cái trồng trọt hảo thủ a nàng tiểu sư muội nghe vậy thập phần kiêu ngạo mà dựng thẳng ngực từ bán hạt giống sạp ra tới nửa đường thường lại gặp có người bán đánh gãy trứng gà nàng tiểu sư muội lỗ tai vừa động nàng còn không kịp ngăn trở liền trơ mắt mà nhìn chính mình tiểu sư muội cấp rống rống cùng một đám vác rổ bác trai bác gái nhóm cùng nhau hướng trứng gà mà đi kia nho nhỏ sạp chỉ một thoáng bị tể thành chiến trường thịnh viên đường đường một ngự thú sư có thể thống soái thiên quân vạn mã yêu thú ngày gần đây lại ngạnh sinh sinh bị một đám phạm nhân tể vô đặt chân nơi. Nàng tốn công vô ích thò tay, tiểu sư muội nàng tiểu sư muội ở trong đám người heo đột tiếng mạnh, như cá gặp nước, thịnh viên. Sau một lúc lâu, tiểu sư muội ước lượng một rổ trứng gà, vui sướng từ trong đám người tể ra tới, thịnh viên suy yếu nói, tiểu sư muội chúng ta có thể đi rồi sao? Ngu khuyết trịnh trọng đem trứng gà bỏ vào túi trữ vật, nói, có thể. Một đường không nói gì. Sau một lúc lâu, thịnh Viên rốt cuộc nhìn không được hỏi tiểu sư muội ngươi vì sao đối việc đồng án như thế ham thích thả thuần thục hơn nữa rõ ràng không tính khốn đốn lại đánh nhau chiếc trứng gà như vậy yêu sâu sắc ngu khuyết nghe vậy không tự chủ được mà nhớ tới chính mình đương xả súc khi vì tỉnh tiền ban công trồng rau trải qua nàng trong lúc nhất thời chua xót nói hiện thực bức bách a à, không nghĩ biện pháp chính mình làm điểm mới mẻ rau dưa ăn ta đều mau liền đồ ăn đều ăn không nổi Thịnh Viên tức khắc nhớ tới chính mình cái này tiểu sư muội tiền 16 năm ở ngu gia cơ hội tương đương với bị cầm tù trải qua. Nàng sắc mặt tức khắc khó coi lên, nàng chỉ biết tiểu sư muội quá đến không tốt lắm, lại không nghĩ rằng ngu gia cư nhiên liền cơm đều không cho nàng ăn sao? Ngu gia, cũng thực sự khinh người quá đáng, Thịnh Viên trong lúc nhất thời trong lòng tràn ngập đối tiểu sư muội triều mến, sau đó nàng liền nghe được tiểu sư muội nói, đúng rồi sư tỷ, ta còn muốn đi hiệu sách mua hai bổn nông thư học học, sư tỷ cùng ta cùng đi sao, sư tỷ, tể trứng gà cảnh tượng rõ ràng trước mắt, thịnh viên đầy ngập triều mến tức khắc bóng dáng cũng chưa, nàng mỉm cười nói, tiểu sư mùi chính mình đi thôi, sư tỷ có khác đồ vật muốn mua, trong chốc lát ở bên ngoài chờ ngươi, ngu khuyết chỉ có thể tiếc núi chính mình vào hiệu sách. Nàng đầu tiên là nghiêm trang chọn bổn nông thư, sau đó lén lén lút lút sờ vào một cốc nhỏ, tả hữu bay nhanh nhìn nhìn nhanh chóng nhìn trúng một quyển thường thường vô kỳ chỉ có một màu lam bìa mặt liền thư danh đều không có thư, duỗi tay cầm xuống dưới. Nàng hơi phiên một chút, thực hảo, hòa sĩ tinh tế, tư thế kính bạo, là nàng muốn tìm thư, à. Tu chân giới sách cấm rốt cuộc trông như thế nào đâu, ngu khuyết chỉ là tò mò thôi, ngu khuyết mang theo hai quyển sách, lén lút vén màn, chủ tiệm nhìn nhìn kia quyển sách, hiểu rõ mà nhìn nàng một cái, tri kỷ giúp nàng bao lên. Ngu khuyết nghiêm trang cầm hai quyển sách ra cửa nàng không ở ngoài cửa nhìn đến sư tỷ, nghĩ nghĩ, liền đứng ở tại chỗ chờ đợi. Mà lúc này, cách xa nhau trăm mét một nhà khác hiệu sách, ngu giác như là bị cái gì hấp dẫn giống nhau, quỷ sự thần kém đi vào hiệu sách. Nàng lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, phản phất có người nào đang không ngừng kêu gọi nàng, làm nàng không tự chủ được mà đi làm chút cái gì. Ngu giác từng bước một, đi hướng hiệu sách một góc. Nàng tầm mắt dừng ở kệ sách trong một góc, một quyển thường thường vô kỳ, liền thư danh đều không có thư thượng. Trong lòng thanh âm nói cho nàng, chính là nó, ngu giác trung rẩy xuống tay, theo bản năng mà duỗi tay, cầm nó. Trong nháy mắt kia, đủ loại cảm giác đều biến mất, ngu giác bỗng nhiên thanh tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, dãy dụ một lát, vẫn là mở ra thư. Ở nhìn đến thư thường sinh động như thật tranh vẽ khi, ngu giác rộng mở mở to hai mắt. Tranh vẽ phía trên, một nam một nữ ngồi đối diện, quanh thân kinh mạch ô vạch đều như có như không. Này! đây là một quyển yêu cầu hai người cùng nhau tu luyện công pháp giờ khắc này ngu giác mạc danh cảm thấy này có lẽ chính là chính mình chờ đợi đã lâu cơ duyên nàng nhanh chóng cầm lấy thư đứng dậy tâm thần không yên tính tiền lão bản hiểu rõ mà nhìn nàng một cái tâm nói hiện tại nữ hài da mặt thật mỏng còn không phải là xem cái sách cấm sao hắn tri kỷ cho nàng bao hảo ngu giác cầm tới rồi tay công pháp nhanh chóng rời đi nàng quá mức hoảng loạn tâm thần kích động dưới căn bản không như thế nào lưu ý lộ, đi qua một cái chỗ ngoặt, vẫn chắc cùng một người đánh vào cùng nhau. Hai người cầm đồ vật rất đầy đất, ngu giác phản ứng đầu tiên là xem chính mình thư. Nàng nhìn đến chính mình trước mặt rơi xuống một quyển bị bao chỉnh chỉnh tề tề thư, tưởng cũng không có, thậm chí cũng chưa xem trước mắt người là ai, nhặt lên thư liền đi. Chỉ có ngu khuyết, đứng ở tại chỗ xoa cánh tay, trận mắt há hốc mồm mà nhìn đi bay nhanh ngu giác, hoang mang nói, đó là ngu giác sao? hệ thống trầm mặc một lát, trả lời, đúng vậy. ngu khuyết nổi giận, nàng bệnh tâm thần a. À. đụng vào người đều không mang theo xin lỗi. hệ thống lúc này thập phần bình tĩnh, ký chủ, trước đem đồ vật nhặt lên đến đây đi. nó bình tĩnh nhìn chính mình ký chủ lẩm bẩm lầm bầm mà nhặt lên rơi xuống đầy đất đồ vật, lại tùy tay đem kia bổn bị bao tốt thư hướng trong lòng ngực một tấc. hệ thống không giấu vết mà đem kia quyển sách rà quét một bên, lại rà quét một bên. tốt, nó không nhìn lầm này bổn từ nữ chủ trên người rơi xuống lại bị chính mình ký chủ nhạc thư, đúng là trong nguyên tắc nữ chủ ngoại ý muốn được đến lúc sau lại cùng nam chủ cùng nhau tu luyện hai người cao thâm công pháp. Này địa vị tương đương với thần điêu hiệp lưỡng ngọc nữ tâm kinh, không phải song tu công pháp, nhưng luyện lên tốc độ tu luyện so song tu còn tà hồ. Mà nay, nó bị ký chủ trở thành sách cấm. Sủy lên, hệ thống trong lúc nhất thời hoài nghi nhà mình ký chủ có phải hay không cấp thiên đạo sung tiền. Không lâu lúc sau thương hải tông ngu giác khẩn trương cầm trong tay thư trở về tông môn đụng phải hạ vãn khóa tạ thiên thu nàng tiến lên ngăn cản hắn sư huynh tạ thiên thu bước chân một đốn nhìn nàng lại không nói chuyện ngu giác lấy hết can đảm nói cho chính mình lần này nhất định có thể nàng dần dần bình tĩnh lại nhắm mắt lại nhanh chóng rút ra trong lòng ngực thư nói sư huynh thứ này ta muốn cho ngươi nhìn xem tạ thiên thu nhìn nàng một cái không có tiếp ngu giác nước mắt đều mau rơi xuống không tự chủ được nói, sư huynh, ngươi liền tin ta một hồi thế nào đâu? Ta! Không ngươi tưởng tượng như vậy hư, tạ thiên thu trầm mặt một lát, trước mắt hiện lên nàng đôi mắt, chung quy tiếp nhận thư, hắn chậm rãi mở ra đóng gói, ngu giác nín khóc mà cười, vui vẻ nói, sư huynh, đây là một quyển ta ngoại ý muốn phát hiện công pháp, yêu cầu hai người cùng nhau luyện, ta có dự cảm, này tuyệt đối không phải bình thường công pháp, cho nên, ta tưởng mời sư huynh, lúc này, tạ thiên thu đã mở ra đóng gói hắn chậm rãi xốc lên trang sách hòa sĩ tinh tế tư thế kính bạo tạ thiên thu một đốn ngu giác vẫn nói mời sư huynh cùng nhau tu luyện tạ thiên thu ngươi mời ta tu luyện cái này bên kia ngu khuyết ngồi nghiêm chỉnh ở trước bạn mở ra đóng gói nàng cười hắc hắc ta tới nàng bắt tay duỗi hướng trang sách hệ thống một lời khó nói hết nói ký chủ kỳ thật nó còn chưa nói xong nơi xa đột nhiên truyền đến động tỉnh, ngu khuyết tay một đốn. Nàng hỏi hệ thống, làm sao vậy? Hệ thống ra quét một chút, nói, không tốt. Có ra công ở trộm ngươi phao tốt hạt giống, ngu khuyết tức khắc vỗ án dựng lên, đi ra ngoài tìm ra công đánh lộn. Sau đó nàng đuổi ra công ba dặm mà. Mà lúc này, Yến Hành Chu nghe nói nàng muốn trồng trọt sự tình, hứng thú bừng bừng mà tìm lại đây. Cửa mở ra, nhưng hắn tiểu sư muội không ở. Yến Hành Chu vào cửa nhìn một vòng, đang chuẩn bị rời đi, gió nhẹ nhẹ nhàng một thổi, trên bàn thư đột nhiên phiên trang, Yến Hành Chu tầm mắt một đốn, đây là, hắn nhanh chóng đi qua, chờ ngu khuyết trở về thời điểm, nhìn đến chính là tiểu sư huynh ông chính mình mới vừa mua sách cấm, một tờ một tờ phiên bộ dáng. ngu khuyết đầu tiên là kinh hải, lại là e lệ, tiểu sư huynh. Dừng tay, a a a xã đã chết, tiểu sư huynh lại sắc mặt như thường, chỉ bình tĩnh hỏi, quyển sách này, ngươi từ nơi nào tìm? Ngu khuyết trong nháy mắt phản phất hồi tưởng nổi lên học sinh thời đại bị chủ nhiệm lớp tra sách cấm trải qua, cúi đầu hổ thẹn nói, ở hiệu sách, tiểu sư huynh trầm mặt một lát, ý vị không rõ khẽ cười một tiếng, hắn nhàn nhạt nói, nếu nó đã là của ngươi, vậy ngươi chuẩn bị cùng ai cùng nhau tu luyện nó, ngu khuyết, tu luyện, không phải đâu, nàng chỉ là xem cái sách cấm mà thôi, không đại biểu nàng tưởng thực tiễn một phen A, à. tiểu sư huynh cũng đã phân tích khai, hắn nói, sư tôn thực lực mạnh nhất nhưng hắn đã có người trong lòng, cũng không thích hợp, ngu khuyết, mã đức, chẳng lẽ tiểu sư huynh còn tưởng rằng nàng sẽ vì một quyển sách cấm chơi bối đức văn học, tiểu sư huynh, sư tỷ đâu? Quyển sách này chỉ nói hai người, lại cũng cũng không có nghiêm khắc phân chia nam nữ, ngu khuyết, nữ nữ, tiểu sư huynh so với ta còn giả. Nàng gian nan nói, không được, tiểu sư huynh, ngươi nhị sư huynh, ngu khuyết, nhân thú. Đác mị, liền không ba cái, tiểu sư huynh dừng một chút, ý vị không rõ nói vậy chỉ còn lại có ta ngu khuyết rộng mở mở to hai mắt tiểu sư huynh lại sắc mặt như thường nói ý của ngươi là tưởng cùng ta cùng nhau thực tiễn này bổn công pháp sao ta đây muốn trước tiên nói cho ngươi một chút này bổn công pháp có lẽ cũng không giống như ngươi nghĩ tưởng như vậy ngu khuyết ngươi muốn thử xem sao ngươi tiểu sư huynh cầm ngươi sách cấm hỏi ngươi có nghĩ thử xem ngu khuyết nhớ tới chính mình kinh hồng thoáng nhìn kích thích tư thế a à này không không được đi, ngu khuyết, ngươi muốn thử xem sao, ngu khuyết đăng đăng lui về phía sau hai bước, vẻ mặt phức tạp mà nhìn Yến Hành Chu. Này trong nháy mắt, nàng suýt nữa cho rằng chính mình xuyên qua không phải cái gì đứng đắn tu chân văn, mà là mổ đường trang web cái gì không thể nói r một nói. Nếu không nói, nàng tiểu sư huynh vì cái gì sẽ ở cái này tấn giang cứu rỗi văn phim trường nói ra loại này rất có khả năng sẽ dẫn tới nào đó tấn giang không cho phép hành vi phát, xin nói, tiểu sư huynh. Ngươi đang làm gì a à, tiểu sư huynh? Ngươi đang nói cái gì lời cật nhã, ngươi sẽ không sợ bị khóa sao? Bù si, tiểu sư huynh không những không sợ, hắn thậm chí còn ở ngu khuyết xem qua đi thời điểm dơ lên một mặt ý vị không rõ mỉm cười. Một đôi hắc diệu thạch trong ánh mắt tràn đầy ba phần lương bạc ba phần lãnh ngạo bốn phần không chút để ý hình quạt đồ cảm xúc, hắn hơi hơi nghiêng đầu, cơ hồ có thể làm người tê dại thanh âm nhẹ nhàng tân, một tiếng, tựa hồ là ở nghi hoặc. Ngu khuyết đỉnh không được, nàng cảm thấy trước mắt hết thảy đối với nàng cái này trước sau hai đời hai mươi mấy tuổi bảo bảo tới nói đều quá mức kích thích. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn mày rậm mắt to tiểu sư huynh hắn. Cư nhiên là cái dạng này người, sau một lúc lâu, ngu khuyết biểu tình phức tạp nói, tiểu sư huynh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này người, yến hành chu, cái gì kêu người như vậy, hắn ý đồ lý giải, sau một lát, tiểu sư huynh hiểu rõ hắn cái này tiểu sư muội có lẽ là không nghĩ tới hắn như vậy quái gỡ người cũng đối hai người công pháp cảm thấy hứng thú đi tiểu sư huynh liền trả lời nói không có gì nhưng kỳ quái rốt cuộc ta cũng là người những lời này tới rồi ngu khuyết trong tai tự động cấp phiên dịch thành rốt cuộc ta cũng là cái nam nhân a à này cũng đúng rốt cuộc tiểu sư huynh chẳng sợ thoạt nhìn lại như thế nào không dính khói lửa phàm tục hắn trên thực tế cũng là một người nam nhân nam nhân nên có đồ vật hắn giống nhau không ít thực sắc tính giả tiểu sư huynh như thế nào phải bởi vì nàng thành kiến không thể sắp sáp a à, chẳng qua sắp sáp đối tượng là nàng Đát mị. không được nàng không tiếp thu thích xem tư thế kính bạo sách cấm không đại biểu nàng liền thích chính mình sắp sáp dịp công thích rồng không nghe nói a à. nàng bội phục tiểu sư huynh kia viên có thể bình tĩnh tiếp thu thầy trò nữ nữ nhân thú chờ rất nhiều phi cường đại trái tim nhưng này không đại biểu nàng tưởng trở thành trong đó một bộ phận, không thể sắp sát. Tuyệt đối không thể sắp sát, ngu khuyết trầm mặt sau một lúc lâu, uyển chuyển cự tuyệt nói, tiểu sư huynh, ta sợ là không thích hợp, tiểu sư huynh đốn một lát, đột nhiên cười nói, vì cái gì sẽ như vậy tưởng, ngu khuyết uyển chuyển, có thể là bởi vì ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi, tiểu sư huynh nhìn nàng một lát, theo bản năng lặp lại nói, không có chuẩn bị sẵn sàng, trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cư nhiên xem thường vị này sư muội trên đời này khả năng rất ít có người có thể cự tuyệt một quyển vừa không thương cặp tu luyện giả vốn có công pháp lại có thể đem chính mình tốc độ tu luyện bội số cho người khác công pháp tuyệt đại đa số người đều không thể ở nó trước mặt bảo trì bình tĩnh nhưng hắn tiểu sư muội ở được đến nó dưới tình huống cư nhiên còn có thể bình tĩnh mà xem kỹ mình thân hơn nữa nói ra còn không có chuẩn bị sẵn sàng nói như vậy có lẽ sư tôn nói đúng tiểu sư muội nhìn như khoái hoạt vui sướng giống cái tiểu thiểu năng trí tuệ giống nhau, kỳ thật ở có chút thời điểm, nàng xem đến so với ai khác đều minh bạch. Tiểu sư huynh ngữ khí mạc danh ôn hòa một ít, hắn nói, sư muội, ngươi nếu là làm tốt chuẩn bị, bên người lại không có chọn người thích hợp nói, tùy thời đều có thể tìm ta, ta tùy thời xin đợi, ngu khuyết, tùy thời tìm ta, tùy thời xin đợi. Nàng biểu tình dần dần hoảng sợ lên, những lời này dừng ở ngu khuyết bên tai, không khác nàng cái kia ngày thường cao thâm khó đoán tiểu sư huynh hiện giờ chính tao tao mà nói, ngươi nếu là tưởng sắp sát, lại tìm không thấy những người khác nói, ta tùy thời đều có thể tắm rửa sạch sẽ chờ ngươi. Này mẹ nó là cái gì quên mình vì người cam vì lớp xe dự phòng tinh thần a à? có trong nháy mắt, ngu khuyết suýt nữa cho rằng nàng cái này tiểu sư huynh đối nàng sinh tử bất hối ngược luyến tình thâm, ngu khuyết hoảng sợ, không cần. Ta như thế nào có thể làm tiểu sư huynh chờ ta? Tiểu sư huynh, người đáng giá càng tốt tiểu sư huynh ta không sao cả có hay không càng tốt công pháp ta cũng không thiếu những cái đó ta nguyện ý chờ gần là bởi vì hiện tại chỉ có ngươi cùng quyển sách này có thể làm ta cảm thấy hứng thú tiểu sư muội ngươi minh bạch sao ngu khuyết này rốt cuộc là cái gì bá tổng lên tiếng ngu khuyết nhìn trước mắt giơ sách cấm khăng khăng muốn cùng nàng sáp sáp tiểu sư huynh đột nhiên banh không được cả người một cái bạo khóc sói tru nói chính là tiểu sư huynh ta còn là cái hài tử a Tiểu sư huynh không thể hiểu được, ngươi là cái hài tử lại như thế nào, quyển sách này lại không phải, lại không phải hài tử luyện không được này bổn công pháp. Từ từ, Yến Hành Chu hồi ức một chút mới vừa rồi một phen đối thoại, đột nhiên cảm giác không thích hợp, ngu khuyết phản ứng, hắn trong giây lát như là minh bạch cái gì, rộng mở mở to hai mắt, biểu tình tức khắc khó coi lên. Ngu, khuyết, Yến Hành Chu nhìn vẻ mặt ngốc nhiên ngu khuyết sau một lúc lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng, bình tĩnh hỏi, ngu khuyết người cho rằng, đây là một quyển cái gì thư, ngu khuyết nghĩ thầm còn có thể cái gì thư, nàng tự mình mua trở về nàng có thể không biết cái gì thư. Nàng cúi đầu hổ thẹn nói, là một quyển tiểu hoàng. Là một quyển xuân cung đồ, xuân cung đồ, như vậy hắn vừa mới nói được những lời này đó ở ngu khuyết trong tai, Yến Hành Chu trực tiếp cấp khí cười, hợp lại nửa ngày ông nói gà bà nói việc. Này tiểu thiểu năng trí tuệ vẫn luôn cho rằng hắn ở cùng nàng lưu xuân cung đồ, hơn nửa hàng huyên nửa ngày, bọn họ hai cái cương nhiên đều không có phát hiện cái gì không thích hợp. Đề tài này, vì sao có thể như vậy thông thuận tiếp theo? Yến Hành Chu giơ tay ấn cái trán. Giờ này khắc này, hắn tự hồ cảm nhận được nhị sư huynh cùng sư tôn bị ngu khuyết hại lúc sau là cái gì cảm thụ. kia tiểu thiểu năng trí tuệ còn ở một bên thật cẩn thận nói, tiểu sư huynh, thấy Yến Hành Chu không để ý tới nàng, tiểu thiểu năng trí tuệ tức khắc có chút kinh hoảng nói, tiểu sư huynh ngươi đừng thương tâm a, à. cái kia cái gì? thiên nhai nơi nào vô phương thảo a à? ngươi không cần ở ta này cây cây lệch tán thắt cổ chết yến hành chu hít sâu một hơi câm miệng ngu khuyết tức khắc an tĩnh như gà yến hành chu xoa xoa cái trán trực tiếp đem thư ném cho nàng bình tĩnh nói ngươi nhìn xem đây là cái gì ngu khuyết tiếp phỏng tay khoai lang giống nhau tiếp nhận a à này ở những người khác trước mặt xem sách cấm không tốt lắm đâu nàng vừa nghĩ một bên thành thật mở ra từ mua trở về nàng còn không có xem qua đâu nàng hoài một loại mạc danh kích động tâm tình, mở ra đệ nhất trang, đệ nhất trương đồ, một nam một nữ hai người tương đối mà ngồi, hòa sĩ thô tráp trừ tượng, cùng ngu khuyết ban đầu nhìn đến tinh tế hòa sĩ một trời một vực, ngu khuyết sắc mặt tức khắc liền thay đổi, chẳng lẽ mua cái sách cấm còn có thể gặp phải nội dung lừa gạt, hơn nữa đây là cái cái gì tư thế? Quan âm tọa liên sao? Nhưng này cũng quá không tính. Sức giảng đi, từ từ, ngu khuyết hậu tri hậu giác mà thấy được kia hai cái tiểu nhân trên người kinh mạch đường công đây là tiểu sư huynh buồn bã nói người minh bạch chưa ngu khuyết nàng yên lặng khép lại trang sách này trong nháy mắt cả đời tung hoành chưa từng địch thủ ngu khuyết lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là chân chính xả chết cái này tu chân giới đã không có hắn dung thân nơi nửa canh giờ lúc sau hai người rốt cuộc binh hoang mã loạn đem hết thảy đều giải thích rõ ràng ngu khuyết chính mình lẩm bẩm tự nói như suy tư gì nói cách khác ta quyển sách này, kỳ thật là ngu giác, mà ngu giác cầm đi ta thư, hai người tu luyện cao thâm công pháp. Trong nguyên tác, đây là ngu giác cơ duyên, cuối cùng ngu giác lựa chọn cùng tạ thiên thu cùng nhau tu luyện này bổn công pháp, vì thế này cũng thành ngu giác cùng tạ thiên thu chi gian quan hệ tiến bộ vượt bậc cơ hội. Bọn họ hai cái trong nguyên tác đi chính là sớm chiều ở chung lâu ngày sinh tình lộ tuyến, từ từ, ngu giác công pháp ở nàng trong tay nói, như vậy ngu giác hiện tại lấy. Nàng hẳn là sẽ không trực tiếp liền tiền tạ Thiên Thu nói muốn tu luyện công pháp. Đi, ngu khuyết cái này ý niệm mới vừa hiện lên, vẫn luôn không hé răng hệ thống liền yên lặng nói, nguyên nam chủ hắc hóa giá trị gia tăng 5%, tổng hắc hóa giá trị 15%, ngu khuyết, quả nhiên, amen. Một bên, Yến Hành Chu liền như vậy nhìn nàng sắc mặt thay đổi liên tục, hắn tùy ý phiên trong tay công pháp, bình tĩnh nói, ta vừa mới bắt đầu cùng ngươi đã nói này bổn công pháp khả năng cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau ngươi phỏng chừng không chú ý nghe ta đây hiện tại lại nhắc nhở ngươi một câu này bổn công pháp tuyệt đối không giống ngươi trong tưởng tượng như vậy ngu khuyết tò mò tỉ như yến hành chu cười như không cười tỉ như này bổn công pháp tên là triều thiên dẫn hắn bản thân cũng không có cái gì thêm vào tác dụng nó có khả năng làm được chỉ là lợi dụng một loại cùng loại với sông tu phương pháp ở hai người cùng nhau tu luyện khi nhanh hơn tốc độ tu luyện lấy đạt tới làm ít công to hiệu quả, ngu khuyết hiểu rõ. Nói cách khác, thứ này liền tương đương với máy tính vận hành khi một cái gia tốc cầu, kia nói như vậy, trừ bỏ không có sáp sáp, nó hiệu quả kỳ thật cũng cùng sông tu không sai biệt lắm, ngu khuyết tức khắc hoàn toàn thất vọng. Trong nguyên tắc một cái quan trọng đạo cụ, chân chính công năng cư nhiên như thế râu ria, nàng hứng thú thiếu thiếu hỏi, kia có thể gia tốc nhiều ít, Yến Hành Chu Bình tỉnh nói, đại khái. Nằm đến gấp 10 lần không đợi đi, xem cùng nhau tu luyện hai người chi gian phù hợp độ, phù hợp độ càng cao, bội số cũng liền càng cao, ngu khuyết, nằm đến gấp 10 lần, kia nói cách khác, nàng vạn nhất là cái kia gấp 10 lần nói, như vậy nàng tu luyện một năm liền tương đương với người khác tu luyện 10 năm. Mã Đức, trách không được tạ thiên thu ngày sau cuộc khởi nhanh như vậy, Yến Hành Chu xem nàng phản ứng, khẽ cười nói, cho nên, ta mới hỏi ngươi, muốn hay không thử một lần. Ngu khuyết tức khắc một mắt kẹt, muốn hay không thử một lần năm đến gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Năm đến gấp 10 lần, nàng hung hăng địa tâm động, ngu khuyết cắn chặt răng, đang chuẩn bị nói, đúng vậy, hệ thống đột nhiên buồn bã nói, ký chủ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cái này công pháp nguyên lý rất giống song tu, mà phù hợp độ càng cao tốc độ càng nhanh cái kia phù hợp độ cũng cùng song tu giống nhau như đúc, nói cách khác, ngươi cùng yến hành chu phù hợp độ nếu là rất cao nói, kia cũng liền đại biểu các ngươi song tu lên nói, cũng thực ngươi hiểu ta ý tứ đi, ngu khuyết, hệ thống tiếp tục, còn có Nga, dùng triều thiên dẫn tu luyện thời gian dài nói, phù hợp độ cũng sẽ tăng lên Nga, các ngươi nếu là cùng nhau tu luyện một năm, kia về sau các ngươi xong tu nói, ngu khuyết mặt vô biểu tình nói, câm miệng, hệ thống biết nghe lời phải câm miệng, ngu khuyết hít sâu một hơi, ngẩng đầu, mỉm cười, nằm đến gấp 10 lần tốc độ tu luyện, còn không phải là cùng loại với sông tu phương pháp tu luyện sao? Lại không phải thật xong tu, có gì không thể ngu khuyết trực tiếp duỗi tay cầm trước mặt người nọ tay lung lay hai hạ nàng cười nói hợp tác vui sướng yến hành chu sửng sốt một chút cũng bật cười hợp tác vui sướng hắn nói sau một lát ngoài phòng rừng trúc bên trong hai người quyết định thực nghiệm một phen hai người tương đối mà ngồi trung gian khoảng cách đại khái có một mét tả hữu khoảng cách cái này khoảng cách làm ngu khuyết kia bởi vì hệ thống lặp lại đề cập song tu mà mạc danh kinh hoảng lòng có chút yên ổn nàng ngồi xuống khi, Yến Hành Chu nói, bắt đầu khi, ngươi chỉ cần dựa theo ngày thường phương pháp tu luyện tu luyện liền có thể, mặt khác có ta, ngươi phải làm, chỉ là có xa là linh lực quay chung quanh ngươi khi, không cần kháng cự, ngu khuyết khẩn trương gật gật đầu, sau đó nàng nhớ tới cái gì giống nhau, ngẩng đầu hỏi, tiểu sư huynh, ngươi vì cái gì nguyện ý cùng ta cùng nhau tu luyện đâu, ngu khuyết không hiểu được. Tiểu sư huynh không giống như là thực cấp bách tưởng tăng lên thực lực người, hắn cũng không giống tạ thiên thu như vậy, lưng đeo huyết hải thâm thù, dùng hết thủ đoạn cũng tưởng biến cương. Ngu khuyết thậm chí đều cảm giác, có đôi khi với hắn mà nói, không thể làm hắn cao hứng, liền đều là không sao cả. Ngu khuyết trong trẻo sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía hắn, yến hành chu động tác một đốn, hắn lúc này mới chậm rãi nhớ tới, đúng vậy, hắn vì cái gì sẽ cùng nha đầu này cùng nhau tu luyện đâu, vì xem tạ thiên thu chê cười. Vẫn là nói tốt kỳ đời trước kia có thể làm tạ thiên thu cuộc khởi công pháp, hoặc là bởi vì ngu khuyết yến hành chu thật lâu không có trả lời trong lòng sông cuộn biển gầm sắc mặt lại như cũ bình tĩnh ngu khuyết nhìn nhịn không được lẩm bẩm nói hảo sao không nghĩ nói ta liền không hỏi như vậy hung làm gì yến hành chu mắt lé xem qua đi ngươi nhìn ra ta không cao hứng ngu khuyết hoang mang rất khó nhìn ra tới sao yến hành chu dừng một chút đột nhiên cười hắn nói bắt đầu đi giọng nói rơi xuống hai người đồng thời nhắm hai mắt lại tương tự lại bất đồng công pháp ở cùng thời gian vận hành. Trong không khí linh lực chậm rãi lưu động, không gió rừng trúc bên trong, trên mặt đất trúc diệt một vòng một vòng đánh toàn, Yến Hành Chu khống chế được chính mình linh lực, chậm rãi đưa bọn họ ngoại phóng, hắn linh lực xúc tua giống nhau, ở trong không khí sờ soạn. Mỗi một khắc, hắn đột nhiên đụng phải ngu khuyết linh lực, nhỏ yếu, rồi lại giống ngọn lửa giống nhau sinh cơ bừng bừng. Giờ khắc này, Yến Hành Chu trong lòng đột nhiên phát lên một cổ phá hủy xúc động, hắn dừng một chút, lập tức liền muốn thu hồi chính mình linh lực, nàng. Quá yếu ớt, nhưng mà ngay sau đó, kia ngọn lửa linh lực phản phất đột nhiên đã nhận ra cái gì giống nhau, không chỗ nào cố kỵ, không hề phòng bị mà triều hắn linh lực phát lại đây, hai loại linh lực chạm vào nhau, sau đó, hoàn hoàn toàn toàn dung hợp, yến hành chu đột nhiên ngẩn ra, nhưng mà không đợi hắn phản ứng, trong thân thể linh lực lại phản phất đã chịu dẫn đường giống nhau, nhanh chóng vận chuyển lên, đó là xưa nay chưa từng có tốc độ tu luyện gột rửa yến hành chu toàn bộ kinh mạch triều thiên dẫn tối cao có thể tăng lên tu luyện giả gấp 10 lần tốc độ tu luyện đời trước tạ thiên thu cùng ngu giác duyên trời tác hợp hai người tốc độ tu luyện là gấp 7. mà hiện giờ hắn lại cảm nhận được gấp 10 lần không ngừng tốc độ tu luyện này chỉ có thể thuyết minh hắn cùng ngu khuyết hoàn toàn phù hợp yến hành chu mở mắt trước mặt ngu khuyết như cũ cái gì cũng không biết chỉ là theo linh lực càng ngày càng thông thuận trên mặt lộ ra thỏa mãn cười yến hành chu lại đột nhiên đứng lên đánh gãy trận này vừa mới bắt đầu không bao lâu tu luyện ai ngu khuyết vẻ mặt mộng bức mà mở to mắt yến hành chu hít sâu một hơi nói sư muội ta thân thể đột nhiên không quá thoải mái ta liền đi về trước hắn xoay người rời đi dừng một chút hắn đột nhiên lại nói lần sau ta lại đến tìm ngươi ngu khuyết toàn bộ hành trình vẻ mặt mộng bức nàng nhìn yến hành chu bóng dáng lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại ngu khuyết nhìn không được lâm vào trầm tư nàng có thể cảm giác được tu luyện cũng không có vấn đề thậm chí còn thực thông thuận kia sư huynh vì cái gì đột nhiên đi đâu chẳng lẽ nói ngu khuyết đột nhiên đảo hút một ngụm khí lạnh hệ thống tức khắc chi lăng lên chờ mong nói ký chủ ngươi phát hiện cái gì ngu khuyết dừng một chút sắc mặt phức tạp nói ta thật sự không nghĩ tới hệ thống dựng lên lỗ tai sau đó nó liền nghe được nhà mình ký chủ nói ta không nghĩ tới tiểu sư huynh hắn tướng mạo đường đường mày rậm mắt to, hắn cư nhiên. Không được, hệ thống, lúc này, rừng trúc ở ngoài, đã nhận ra trong rừng trúc động tỉnh sư tôn cùng sư tỷ kết bạn mà đến, vừa lúc nghe được ngu khuyết nói, không được cái này tự ra tới thời điểm, hai người đồng thời lão đảo, kinh ngạc không kể, tiểu sư muội nói, yến hành chu. Không được, như vậy vấn đề tới, yến hành chu rốt cuộc là nơi nào không được đâu mà bọn họ cái này ngữ ra kinh người tiểu sư muội lại là làm sao mà biết được hắn không được đâu sư tỷ trầm mặt một lát đột nhiên ngữ khí phức tạp nói ta không nghĩ tới tiểu sư đệ cư nhiên là cái dạng này người sư tôn khuyết nhi nàng mới mười sáu a hai người liếc nhau trong tầm mắt tràn đầy đối yến hành chu khiển trách sư tôn cùng sư tỷ đối với ngu khuyết là như thế nào biết yến hành chu không được chuyện này tràn ngập suy đoán mà hệ thống cũng là đồng dạng hoang mang nó nghĩ trăm lần cũng không ra nói ngươi là như thế nào đến ra yến hành chu không được cái này kết luận hai người công pháp tu luyện đến một nửa người chạy người bình thường phản ứng không ngoài là hoài nghi cái này công pháp có cái gì vấn đề hoặc là nói tiểu sư huynh chính mình có cái gì ẩn tình từ từ nhưng ngu khuyết nàng rốt cuộc là như thế nào từ lúc bắt đầu liền tránh đi hết thảy bình thường phản ứng trực tiếp cấp ra cái ly đại phổ đáp án hệ thống khiêm tốn thỉnh giáo Ngu khuyết lại cảm thấy chính mình lo diệt phi thường chi kín đáo thả hợp lý. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi xem, chính ngươi nói qua, này bổn hai người công pháp vận hành nguyên lý rất giống song tu công pháp, đúng hay không? Nó xác thật nói qua, đây là sự thật, hệ thống liền nghiêm túc gật đầu. Ngu khuyết vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục cho nó bàn lo diệt, nói cách khác, từ lý luận đi lên giảng, chúng ta có thể đến ra một cái đẳng thức hai người công pháp ước tương đương song tu công pháp, nàng thậm chí còn thập phần nghiêm cẩn dùng một cái ước tương đương. Này, tự hồ cũng không có gì tật xấu, hệ thống chần chờ gật đầu, ngu khuyết tức khắc vẽ mặt, vở kịch lớn tới, biểu tình, nghiêm túc nói, mà mọi người đều biết, song tu tuy rằng càng xem chất lượng, nhưng thời gian dài ngắn cũng ắt không thể thiếu, thời gian nếu là thực đoạn nói, lại cao chất lượng cũng phát huy không ra, cho nên... Song tu thời gian quá ngắn năm tu bị nói thường một câu không được, này hẳn là cũng không có gì tật xấu đi này nghe tới tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng nhưng lại tổng cảm giác quái quái hệ thống hoang mang không biết nên như thế nào phản ứng ngu khuyết lại không có cấp hệ thống phản ứng thời gian tay phải nắm tay bên trái lòng bàn tay một chùa y lập tức hạ định kết luận tiểu sư huynh từ chúng ta hai người công pháp bắt đầu đến kết thúc tổng cộng cũng liền căng một phút tả hữu cho nên ở kể trên đẳng thức thành lập dưới tình huống đến ra tiểu sư huynh hắn không được cái này kết luận thập phần chi hợp tình hợp lý đi hệ thống này trong nháy mắt nó kia đến từ khoa học kỹ thuật vị diện tiên tiến nhất logic trình tự bắt đầu điên cuồng giải toán lên sau đó hệ thống kia lấy làm tự hào tiên tiến nhất logic trình tự trực tiếp cấp tạp cái chết máy logic trình tự trình tự thừa nhận ngu khuyết đẳng thức thành lập nói cho nó hợp lý nhân cách hóa mô khối kêu trên nói ly đại phổ cho nên hợp lý nhưng không hoàn toàn hợp lý vì thế ngu khuyết liền như vậy dựa bạn logic trực tiếp đem đến từ khoa học kỹ thuật vị diện tiên tiến nhất lo diệt trình tự cấp bàn cái chết máy, nhưng nàng còn cảm thấy chính mình suy đoán thập phần hợp lý, hơn nữa lo diệt nghiêm cẩn, quả thực là cái tiểu thiên tài, nhìn không được cho chính mình điểm cái tán, tiểu thiên tài thập phần tự tin nói, cho nên, chúng ta hiện tại cần thiết áp dụng hành động, hệ thống hốt hoảng nói, cái gì hành động, ngu khuyết thâm trầm nói, đương nhiên là có thể làm chúng ta càng tốt thực hiện pháo hôi nghịch tập văn nữ chủ sứ mệnh hiệu suất cao sử dụng bàn tay vàng, từ đây nghịch tập đại nữ chủ hành động, nói giỡn, thật vất vả tới như vậy cái bàn tay vàng, lại bởi vì đối tượng hợp tác không được mà phế đi, này giống lời nói sao, nhưng hệ thống lại một chút không có thể lý giải nàng hùng tâm tráng chí, nó kinh hãi nói, cái gì? Pháo hôi nghịch tập văn nữ chủ Ngươi không phải cứu rỗi văn nữ chủ sao, giọng nói rơi xuống, một trận lệnh người xấu hổ trầm mặt, sau một lúc lâu, hệ thống rốt cuộc phản ứng lại đây. Nga Thảo, nguyên lai nó là pháo hôi nghịch tập hệ thống, nó ở ngu khuyết thương hại trong tầm mắt mặt vô biểu tình căng thẳng mặt, khô càng nói, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là pháo hôi nghịch tập văn nữ chủ, hy vọng ngươi về sau có thể tiếp tục bảo trì cái này nhận tri, ngươi cố lên, sau đó, thân là pháo hôi nghịch tập hệ thống nó rốt cuộc nhớ tới chính mình sứ mệnh, khi cách nhiều ngày, mau bị ngu khuyết, cứu rỗi văn nữ chủ, tẩy não thành công hệ thống rốt cuộc nhặt lên chính mình chức trách, tuyên bố lại một đạo nhiệm vụ thân là sắp sửa nghịch tập pháo hôi bàn tay vàng đương nhiên ắt không thể thiếu trưởng thành nhiệm vụ nhị thỉnh hợp lý lợi dụng bàn tay vàng cùng yến hành chu dùng một lần tu luyện một canh giờ nhiệm vụ khen thưởng 10 tích phân a à này ngu khuyết không tự chủ được nhớ tới tiểu sư huynh kia bỏ dở nửa chừng một phút tiểu sư huynh không được thành như vậy một canh giờ nói hắn thật sự được không ngu khuyết chần chờ mà ấn xuống tiếp thu nhiệm vụ cái nút lo lắng sốt ruột xuống núi xem ra nàng muốn xuất ra cuối cùng phương án vì thế rừng trúc bên trong thất niệm tông tuổi nhỏ nhất tiểu sư muội sắc mặt nghiêm túc mà lẩm bẩm cho nên vì ta ngày sau hạnh phúc tiểu sư huynh ta cần thiết muốn làm như vậy a à. rừng trúc ngoại nghe thấy câu nói đại sư tỷ cùng sư tôn sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau liếc mắt một cái xem ra bọn họ cũng muốn áp dụng hành động vì tiểu sư muội cũng vì kia thoạt nhìn liền rất hình yến hành chu mà lúc này cuộc đời lần đầu tiên có thể cùng một người hoàn toàn phù hợp yến hành chu chính tâm tình phức tạp lâm vào hỗn loạn hoàn toàn không biết cái kia làm hắn tâm tình phức tạp đối tượng sẽ cho hắn mang đến cái gì ngu khuyết cưỡi cái chổi bay đến chân núi vừa lúc gặp phải đại sư tỷ đại sư tỷ nhìn đến nàng lộ ra kinh hỉ biểu tình ôn nhu nói tiểu sư muội muốn xuống núi sao vừa lúc đâu ta cũng muốn cùng nhau không ngại chúng ta kết bạn đi ngu khuyết tổng cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết nhưng nàng như cũ là đồng ý đại sư tỷ mời đại sư tỷ không biết vì cái gì lần này phá lệ có nói tính dọc theo đường đi từ thơ từ ca phú cho nàng nói tới nhân sinh triết học mà nữ hài tử nói chuyện phiếm trung đương nhiên không thể thiếu nam nhân sư tỷ lần này đối nam nhân cái này đề tài giống như lại đặc biệt cảm thấy hứng thú bộ dáng một hơi cho nàng nói năm sáu bảy tám cái si nam oán nữ chuyện xưa đều không ngoại lệ đều là tuổi thường tiểu ngây thơ hồn nhiên nữ hài tử bị tuổi đại lão bánh quẩy tra nam cô phụ chuyện xưa. Ngu khuyết không hề có ý thức được như vậy chuyện xưa ở chiếu rọi cái gì, ám chỉ cái gì, chỉ là nàng tư duy còn dừng lại ở xã súc thời kỳ, đối tu chân giới tuổi hoàn toàn không có khái niệm, vừa nghe chuyện xưa nam chủ các tuổi không phải mấy chục tuổi chính là hơn một trăm tuổi, theo bản năng liền hướng chính mình đời trước tuổi trình tự thượng bộ trong đầu tức khắc liền hiện ra dầu mỡ trung niên nam nhân cùng râu hoa trăm lão gia gia. Nàng buồn bực, vì cái gì mười mấy tuổi thiếu nữ sẽ coi trọng mau một trăm tuổi lão nhân. Này không hợp lý đi, chẳng lẽ còn có thể là bởi vì lão nhân hảo lão nhân dịu, lão nhân sự ít có thấp bảo, lão nhân đã chết còn có thể tiền. Mà sư tỷ thấy ngu khuyết một ngụm một cái lão nhân, ngẩn ra, sau một lát, nàng lộ ra mật nước mỉm cười. Nàng hỏi, sư muội ngươi năm nay bao lớn, ngu khuyết, 16 tuổi nữa mau 17, sư tỷ, vậy ngươi biết, ngươi tiểu sư huynh bao lớn rồi sao, ngu khuyết, tiểu sư huynh thanh xuân niên thiếu, hai mươi mấy tuổi hẳn là có đi, dù sao cũng là tiểu sư huynh, ngu khuyết theo bản năng đem hắn tuổi hướng thấp tính, sau đó nàng liền nghe thấy sư tỷ nói, ngươi tiểu sư huynh khoảng thời gian trước, vừa qua khỏi sông hắn 70 đại thọ, ngu khuyết, này trong nháy mắt, nàng mãn đầu, lão nhân toàn dừng ở thanh xuân mạo mỹ tiểu sư huynh trên người. Nàng chữ thầm quá nói mạc danh lại xuất hiện ở chính mình trong ốc bên trong, lão nhân hảo lão nhân diệu lão nhân sự ít có thấp bảo, lão nhân đã chết còn có thể tiền, ngu khuyết trầm mặt. Sau một lúc lâu, nàng biểu tình phức tạp nói, kia tiểu sư huynh thật đúng là, càng già càng dẻo dai, càng già càng dẻo dai yến hành chu, hiện giờ đang bị sư tôn một cái đưa tin, gọi vào chủ phòng trong thư phòng, hắn cho rằng sư tôn có cái gì chuyện quan trọng, cũng không có nghĩ nhiều cái gì, lập tức liền tới đây nhưng hắn đi vào sư tôn thư phòng khi lại phát hiện, sư tôn vẫn chưa ở trong thư phòng. Yến Hành Chu cũng cũng không có như thế nào để ý, không chút để ý ở sư tôn trong thư phòng xoay lên. Sư tôn trong thư phòng, nhiều không ít sách mới. Yến Hành Chu lực phiên phiên, phát hiện này phần lớn là một ít tra nam lừa gạt thiếu nữ cảm tình lúc sau kết cục thê thảm thoại bản. Cũng không biết là sư tôn vì đón ý nói hồ sư nương khẩu vị riêng mua, vẫn là sư tôn khẩu vị hắn đột nhiên liền thay đổi. Yến Hành chu chút nào không hướng chính mình trên người liên tưởng, hắn chờ nhàm chán, thậm chí tùy tay rút ra một quyển không chút để ý phiên tới lên, nhưng hắn một tờ một tờ phiên thoại bản, lại cảm thấy chính mình phản phất một chữ cũng chưa đọc đi vào, cùng một người khác linh lực hoàn toàn tương dung cảm giác phản phất hãy còn chưa từng tan đi. Trong rừng chút khi, hắn kinh ngạc không kể, cơ hồ là trốn giống nhau rời đi, hắn đều không nhớ rõ chính mình nhiều ít năm chưa từng như vậy thất thố qua hắn thậm chí bắt đầu hối hận chính mình vì cái gì sẽ nhất thời hứng khởi, đáp ứng cùng cái kia tiểu nha đầu tu luyện cái gì hai người công pháp, hai người linh lực hoàn toàn tương dung ý nghĩa cái gì đâu. Này ý nghĩa người kia cơ hồ là ở tu chân giới một cái khác ngươi, hoàn hoàn toàn toàn phù hợp dưới, bất luận cái gì hai người công pháp, mặc kệ là song tu vẫn là giống triều thiên dẫn như vậy đơn thuần công pháp, thậm chí còn có lẽ chỉ là hai người ở cùng không gian trung tu luyện. Bọn họ chi gian linh lực đều sẽ không hề trở ngại tương dung, lẫn nhau không hề phòng bị đối một người khác người toàn vô phòng bị này cơ hồ là một kiện chỉ là nói ra là có thể làm yến hành chu bật cười sự trên đời này có ai đáng giá hắn không hề phòng bị hắn đã cảm thấy buồn cười lại theo bản năng mà nôn nóng yến hành chu không tín nhiệm bất luận kẻ nào nào đó trình độ thượng cái này phạm vi thậm chí bao gồm hắn sư môn đối yến hành chu mà nói đối một người khác toàn vô phòng bị liền tương đương với đem chính mình tánh mạng đặt ở một người khác trên tay từ đây vô luận sống hay chết hắn đều không thể có được hoàn toàn khống chế chính mình quyền lực đây là treo ở hắn đỉnh đầu một cây đao đây là hắn đưa cho người khác một phen lợi kiếm mà kia mũi kiếm tùy thời đều có khả năng nhắm ngay hắn nhưng chân chính làm yến hành chu đương trường thất thố còn không phải đột nhiên phát hiện trên đời này nhiều một cái tùy thời đều có thể làm hắn không hề phòng bị người mà là hắn phát hiện trên đời này có như vậy một người lúc sau cương nhiên có như vậy trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy nếu người này là tiểu sư muội nói kia tự hồ cũng không tồi bộ dáng cái này ý niệm nảy lên trong lòng khi thậm chí so yến hành chu đột nhiên phát hiện ngu khuyết cùng hắn linh lực hoàn toàn tương dung khi còn muốn kinh ngạc người trước ý nghĩa hắn mất đi hoàn toàn khống chế chính mình quyền lực mà người sau yến hành chu mặt mày lạnh xuống dưới mổ một khắc hắn đột nhiên lộ ra một mạt trào phúng cười vì thế giấu kín ở nơi nào đó quan sát đến chính mình đồ đệ phản ứng sư tôn liền nhìn đến chính mình cái kia phi thường hình tam đệ tử đang nhìn chính mình vì hắn tỉ mỉ chọn lựa giảng thuật dụ dỗ vô tri thiếu nữ bao nhiêu kết cục ngụ ngôn chuyện xưa khi không chỉ có không hề dao động thậm chí cười lạnh một tiếng sư tôn thì lực cực hảo chẳng sợ ly xa như vậy hắn cũng có thể nhìn đến đồ đệ cười lạnh khi nhìn kia một tờ đúng là trong sách tra nam bị người đương trường vạch trần kết cục thê thảm tình tiết sư tôn hắn đồ đệ thấy được tra nam kết cục không chỉ có không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị răng đe cảnh cáo thậm chí còn khinh thường nhìn lại không hề nghĩ lại. Sư tôn trong nháy mắt mặt vô biểu tình, hắn cảm thấy chính mình đồ đệ không cứu, hắn chỉ biết hắn cái này đồ đệ trước nay đều không phải cái gì người tốt, nếu nói hắn khác đệ tử đời trước đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân bị bắt làm ác nói, hắn cái này đồ đệ đó là kia sinh ra hư phôi, trời sinh ác loại, nhưng hắn như cũ không nghĩ tới, hắn cái này ác loại đồ đệ, cương nhiên còn có thể làm được loại tình trạng này. 16 tuổi tiểu sư mùi, hắn cũng thật hình. Hắn vẫn là nhìn lầm hắn, hắn vốn tưởng rằng yến hành chu ác tốt xấu là cao cao tại thượng, đối vạn sự vạn vật khinh thường nhìn lại, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn liền tiểu sư muội đều dám động. Sư tôn trực tiếp xoay người rời đi, một tia tạm dừng cũng không đi tìm nhà mình nhị đồ đệ. Tiêu trước đang ở sửa sang lại chính mình đời trước nhân mạch, vẽ ra đời này có thể vì chính mình sử dụng người. Sư tôn tâm bình khí hòa hỏi, "Tiêu trước, nghe nói ngươi lần này muốn làm trung gian thương?" tiêu trước biết sư tôn đối chính mình muốn làm trung gian thương ý niệm vẫn luôn có chút bài xích tâm lý lần này nghe được hắn chủ động nhắc tới tức khắc có chút thấp thỏm càng muốn bắt lấy cơ hội này cùng sư tôn hảo hảo giải thích nhưng mà ngay sau đó hắn liền nghe được nhà mình sư tôn nói ta chuẩn về sau tùy ngươi như thế nào làm tiêu trước hắn chần chờ đang muốn nói đa tạ sư tôn đột nhiên nghe được sư tôn lại dường như không có việc gì nói đúng rồi trung gian thương nhân mạch rộng lớn ta tưởng làm ơn ngươi giúp ta lộng một loại dược, vi sư tôn hỗ trợ đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, tiêu trước tức khắc chính xác. Sau đó hắn liền nghe được nhà mình sư tôn bình tĩnh nói, giúp ta lộng tới một phần có thể làm nam nhân đời này không bao giờ cử dược, tiêu trước, a à này, tiêu trước đột nhiên cảm thấy giữa hai chân chật lạnh, hắn hoảng sợ nhìn về phía sư tôn, liền thấy sư tôn cười lạnh nói, a à, nếu không nghĩ thủ nam đức còn tưởng chứng minh ngươi thực hình, kia vi sư liền giúp ngươi một phen kiếp sau hảo hảo làm người đi. Ngu khuyết ở chợ thường bốn phía mua sắm, sư tỷ ở một bên xem đến muốn nói lại thôi. Nàng nhịn không được hỏi, sư mùi, ngươi mua mấy thứ này, ngu khuyết thâm trầm nói, sư tỷ, ngươi không hiểu, ta cũng không nghĩ mua, nhưng ai làm, nàng thở dài, lắc lắc đầu, sư tỷ, nàng giờ phút này mặt danh tràn ngập đồng tình, không biết đối ai, ngu khuyết linh thạch hoa một đống, mắt thấy mua sắm không sai biệt lắm, đi theo sư tỷ lập tức lóe người, trước khi đi, nàng tự hồ lại thấy được ngu giác, nàng vội vã một đường chạy tới hiệu sách ngoài cửa, tự hồ ở tìm cái gì, ngu khuyết chỉ nhìn hai mắt, liền chuyển qua đầu, sau đó, liền về tới thất niệm tông, ngu khuyết ôm đồ vật vội và phải đi về, mà sư tỷ dọc theo đường đi chút nào không tìm được khuyên ngu khuyết cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi, nàng nghĩ nghĩ, vì tiểu sư muội dứt khoát canh giữ ở tiểu sư muội dưới chân núi. Sau đó liền đụng phải đồng dạng canh giữ ở dưới chân núi sư tôn, Sư tôn trong tay cầm một lọ không biết tên thuốc bột. Sư tỷ xem đến mặt danh cảm thấy có chút quái dị, nhìn không được hỏi. Sư tôn, cái này. Sư tôn mặt không đổi sắc nói, nha, đây là có thể làm nam nhân từ đây thanh tâm quả dục dược. Sư tỷ, nàng khiếp sợ nói, ngài là chuẩn bị. Sư tôn mỉm cười, hắn nếu chấp mê bất ngộ, ta liền giúp hắn một phen. Nói vậy thanh tâm quả dục lúc sau, hắn hẳn là sẽ minh bạch như thế nào nam đức. Sư tỷ trầm mặt. Sau một lát nàng chần chờ hỏi, sư tôn. Vì sao sẽ có cái này, sư tôn, Nga, ta không có, ta vốn dĩ muốn tìm ngươi nhị sư đệ mua, sư tỷ hít hà một hơi, nhị sư đệ có, sư tôn. Hắn cũng không có, cho nên cuối cùng, ta từ mạc cô nương nơi nào bắt được cái này, hắn nói, còn dựng thẳng ngực, phản phất thập phần kiêu ngạo nhà mình người trong lòng sẽ có loại đồ vật này. Sư tỷ lý trí không hỏi mặt hàng xanh cầm này đó là chuẩn bị làm gì. Hai người đợi một canh giờ, trời tối xuống dưới lúc sau, bọn họ liền nhìn đến ngu khuyết dẫn theo một cái tinh mỹ lễ vật hộp ra tới, hai người nhanh chóng đuổi kịp, ngu khuyết một đường đi tiểu sư huynh chỗ ở, nàng gõ gõ môn, tiểu sư huynh không biết vì sao tới thực mau, cơ hồ ngu khuyết mới vừa một gõ cửa, ngay sau đó môn liền mở ra, chẳng qua không biết vì sao, tiểu sư huynh sắc mặt có chút cổ quái, ngu khuyết cũng không để ý, đại đại cười nói, tiểu sư huynh. Yến hành chu nhìn nàng một lát, cuối cùng nói, ngươi vào đi. Ngu khuyết lập tức đi đến, Yến Hành Chu không biết vì cái gì, không có đóng cửa, ở trong sân trên bàn đá ngồi xuống, tiểu sư huynh nhìn về phía nàng trong tay hộp quà, hỏi, lấy chính là cái gì? Ngu khuyết hít sâu một hơi, có chút khẩn trương, sau đó nàng mọi nơi nhìn nhìn, đột nhiên đi qua đi, lén lén lúc lúc quan ở viện môn, ngoài cửa hai người, hai người không dám trì hoãn, liếc nhau, sôi nổi đi ra. Mà lúc này, ngu khuyết chính nghiêm túc nói, tiểu sư huynh, ta có một cái yêu cầu quá đáng tiểu sư huynh, ngươi nói, ngu khuyết hiếp sâu một hơi, bỗng nhiên mở ra lễ vật hộp, đồng thời lớn tiếng nói, tiểu sư huynh, ta biết ngươi lực bất tòng tâm, nhưng là ta còn là tưởng thỉnh ngươi cùng ta cùng nhau tu luyện một canh giờ trở lên, làm ơn. Này đối ta thật sự rất quan trọng, hộp, là tràn đầy nhân sâm lộc nhung đông xuân hạ thảo, còn có một lọ không biết tên tiểu thuốc viên, tất cả đều là bộ cái kia dương, lúc này, môn loãng xoảng một tiếng bị người phá khai. Phá khai môn kia hai người, chính đuổi kịp ngu khuyết cuối cùng tuyên ngôn, tầm mắt rơi xuống, liền đối với thượng lễ vật hộp đồ vật. Trong lúc nhất thời, ba người đều sợ ngay người, ngu khuyết ngàn tính vạn tính không nghĩ tới nàng có thể xả chết ở chỗ này, sư tôn cùng sư tỷ ngàn tính vạn tính không nghĩ tới hai người kia, thực chủ động cư nhiên là nàng. Ba người đều là một trận hít thở không thông, chỉ có yến hành chu, mặt vô biểu tình ngồi ở ghế đá thượng, động cũng chưa động, hắn bình tĩnh nói, cho nên, tiểu sư muội ngươi cảm thấy ta không dựa này đó, càng không đến một canh giờ, ngu khuyết chần chờ, ai? Ngươi có thể sao? Cuối cùng, Yến Hành Chu dùng một loại khác phương pháp chứng minh chính mình thực hành, hắn một tay sách ngu khuyết đem nàng cấp ném đi ra ngoài, ngu khuyết rơi xuống đất tư thế thập phần tuyệt đẹp, rất giống là một con cá mặn, ngu khuyết xoa mông kinh ngạc nhìn về phía tiểu sư huynh, liền thấy tiểu sư huynh ông cánh tay nhìn nàng, cảm giác áp bách cực cường hỏi, cho nên... Ta hiện tại là hành, vẫn là không được ngu khuyết nàng túng túng nói hành ngài nhưng quá được rồi yến hành chu ngoài cười nhưng trong không cười nói tiểu sư muội quá khen hắn nói xong xoay người liền tưởng trở về ngu khuyết lại không thể như vậy làm hắn đi rồi nàng lập tức tiến lên hai bước giữ chặt yến hành chu ống tay áo tiểu tiểu thanh nói kia cái kia tu luyện yến hành chu một đốn hắn có nghĩ thầm giống đối phó những người khác giống nhau không giấu vết gian đem người áp bách nói đều nói không nên lời nhưng là hé miệng Hắn rồi lại như là từ nghèo giống nhau, chỉ mặt vô biểu tình nói, không rảnh, ai, ngu khuyết tức khắc hoàn toàn thất vọng, không rảnh. Khó mà làm được a. À. Bàn tay vàng là thế giới trân bảo, há có thể liền như vậy lãng phí. Nàng theo bản năng lẩm bẩm nói, ta đây muốn hay không tìm người khác thử xem, dù sao đều là hai người tu luyện, xem tiểu sư huynh như vậy thành thạo bộ dáng, kia người khác nói vậy cũng là hành đi, nhưng ai biết vừa dứt lời mới vừa rồi còn đưa lưng về phía ngu khuyết một bộ lan tâm như sắc tuyệt không quay đầu lại bộ dáng yến hành chu lại bỗng nhiên chuyển qua đầu yên lặng nhìn ngu khuyết gằn từng chữ ngươi vừa rồi nói cái gì ngu khuyết mạc danh nói ta suy nghĩ muốn hay không tìm những người khác thử xem a à? muốn hay không tìm những người khác thử xem sư tôn cùng sư tỷ đuổi theo ra tới thời điểm liền thấy tiểu sư muội một trương ngây thơ đáng yêu mặt nói ra như vậy có thể kinh rất người cầm nói tới hai người nhìn tiểu sư mùi một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng, đột nhiên ý thức được chính mình cách cục vẫn là nhỏ. Ban đầu thời điểm, bọn họ đều cho rằng cái này thực hình yến hành chu trẻ phải vô tri thiếu nữ, lại còn có bị vô tri thiếu nữ nói không được. Sau lại, bọn họ thấy vô tri thiếu nữ cư nhiên là chủ động cái kia, vì thực hình yến hành chu không tiếc số tiền lớn mua sắm đại thuốc bổ. Hiện tại, bọn họ mắt thấy ngu khuyết làm trò yến hành chu mặt, mở miệng liền phải tìm người khác này một đợt xoay ngược lại xoay ngược lại lại xoay ngược lại, xem không trải qua quá thế kỷ 21 cẩu huyết kịch sư đồ hai người trợn mắt há hốc mồm, tam quan đã chịu cực đại đánh sâu vào, hai người tâm thần hoảng hốt, hoài kính ngưỡng tâm trầm mặt mà nhìn ngu khuyết, yến hành chu cũng trầm mặt, ba người tập thể trầm mặt, ngu khuyết tải nhìn xem hữu nhìn xem, thấp thỏm nói, ta có phải hay không nói sai rồi, yến hành chu trầm mặt một lát, đột nhiên cười, hắn ôn nhu nói, không sai, người tiếp tục ngu khuyết liền lại tự tin lên, một trương miệng lại là một đốn hổ lan chi từ. Nàng trật tự rõ ràng nói, tiểu sư huynh ngươi yên tâm, ta chẳng sợ tìm những người khác cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ ngươi, nhưng ta cảm thấy chúng ta cần thiết phân phối một chút thời gian, tỉ như số chẳng nhật tử ta và ngươi cùng nhau, số lễ nhật tử ta tìm người khác, tiểu sư huynh ngươi cảm thấy thế nào, ngu khuyết nói xong, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn trước mặt ba người, sư tôn cùng sư tỷ. Không nghĩ tới tiểu sư mùi cương nhiên còn như thế không thể trong mặt mà bắt hình dông. Hai người đồng thời nhìn về phía Yến Hành Chu. Yến Hành Chu ở ba người động tác nhất trí nhìn chăm chú trung, mặt không đổi sắc hơi hơi mỉm cười. Hắn ôn hòa nói, ta cảm thấy chẳng ra gì, ngu khuyết tức khắc mở to hai mắt, khó hiểu nói, vì cái gì? Chẳng lẽ ta tìm người khác, không chuẩn Yến Hành Chu mỉm cười tiệt nàng lời nói, ngu khuyết, kia thời gian này chẳng phải là thập phần lãng phí, Yến Hành Chu mặt không đổi sắc, cho nên ngươi có thể an tâm chờ ta rảnh rỗi, ngu khuyết, nàng rốt cuộc ý thức được chính mình đụng phải cường mua cường bán. Nàng nhìn tiểu sư huynh, tiểu sư huynh nhìn nàng, sư tôn cùng sư tỷ ôm ấp một loại mạc danh hưng phấn tâm tình, ngừng thở không dám nói lời nào, đương nổi lên một đường ăn dưa quần chúng. Sau đó bọn họ liền nhìn đến tiểu sư muội không thể nhìn được nữa giống nhau, bất chấp tất cả nói, kia tiểu sư huynh ngươi liền cho ta một cái lời chắc chắn đi, ngươi rốt cuộc được chưa? không được nói ta là nhất định phải tìm những người khác, rốt cuộc ngươi năm nay đều đã bảy mươi, Yến Hành Chu hai lời chưa nói, giơ tay vung lên, trực tiếp dùng pháp quyết đem ngu khuyết từ nơi này đưa về nàng chính mình trên núi, rốt cuộc kết thúc này phản phất vĩnh viễn đều vòng không song hành cùng không được đề tài. Hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu, lại nhìn đến chính mình sư tôn cùng sư tỷ chính vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, Yến Hành Chu một đốn, hai người cơ hồ là cùng khoảng, kia làm hắn phức tạp lại quen thuộc ánh mắt giờ khắc này yến hành chu đột nhiên ý thức được một kiện vẫn luôn bị chính mình xem nhẹ sự tình hắn vẫn luôn cho rằng liền tính ngu khuyết lại như thế nào thái quá hắn đối mặt cũng bất quá là một cái thiểu năng trí tuệ tiểu sư muội mà thôi mà này hắn bỗng nhiên phát hiện chỉ cần có như vậy một cái tiểu thiểu năng trí tuệ ở toàn bộ sư môn tập thể thiểu năng trí tuệ hóa ngu khuyết hóa cũng bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề mỗi một khắc đời trước thiếu chút nữa liền diệt thế vai ác chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn cảm thấy chính mình đời trước diệt thế diệt quả nhiên vẫn là quá muộn, đời này có lẽ có tất yếu trước tiên một chút. Cuối cùng, Yến Hành Chu nói thẳng hai người công pháp sự, miễn cho hai người ở hắn được chưa sự thượng tiếp tục đoán đi xuống, hắn nói được không hề giấu dến, bởi vì hắn biết chẳng sợ hắn không nói. Chờ ngu khuyết cái kia tiểu thiểu năng trí tuệ từ hưng phấn cảm xúc bên trong hoảng lại đây lúc sau, nàng cũng là sẽ hứng thú bừng bừng đối sư môn mọi người nói nói không chừng còn sẽ đem kia bổn công pháp phê lượng in và phát hành lúc sau một người chia chúng ta một phần sư tỷ nghe xong yến hành chu nói mặt sau vô biểu tình mà bổ sung nói sau đó lại dựa theo rút thăm phương thức đem chúng ta tông môn sáu cá nhân hai hai ghép đôi tiến hành tập thể tu luyện mỗi phùng tiết ngày nghĩ lại đến cái trao đổi tu luyện đối tượng lấy bảo trì mới mẹ cảm yến hành chu hắn cảm thấy có chút quá mức thái quá nhưng mà càng kỳ quái hơn chính là hắn cẩn thận tưởng tượng cương nhiên phát giác này thật đúng là ngu khuyết có thể làm được sự tình yến hành chu vạn hạnh chính là hắn tốt xấu đem sự tình cấp giải thích rõ ràng yến hành chu một bên như vậy nghĩ một bên nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn liền nghe được chính mình bên người sư tôn đột nhiên nói cho nên hành chu người rốt cuộc là hành vẫn là không được yến hành chu ở mấy ngày kế tiếp bên trong ngu khuyết mấy độ nến thử tìm yến hành chu tu luyện hai người công pháp đều lấy thất bại chấm dứt đến tận đây yến hành chu rốt cuộc là được hay là không được ở ngu khuyết nơi này sớm đã cái quan định luận nàng mạc danh có chút thương hại chính mình cái kia thoạt nhìn chi lan ngọc thụ tiểu sư huynh nhìn hệ thống cho nàng nhiệm vụ nàng khuyên hệ thống đổi cái nhiệm vụ bởi vì nàng cảm thấy này cơ hồ là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ một canh giờ nói giỡn tiểu sư huynh sao có thể một canh giờ nhưng hệ thống chấp mê bất ngộ nó dùng một loại mạc danh mỏi mệt ngữ khí nói, ta sẽ không bố trí không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ngu khuyết đối những lời này không tỏ ý kiến, hệ thống vì dời đi nạn lực chú ý, ra quét cả tòa ngọn núi một lần, đột nhiên nói, đúng rồi, người mua hạt giống đã phao hảo có thể dùng. Ngu khuyết lúc này mới nhớ tới chính mình kia vĩ đại trồng rau kế hoạch, nàng hưng phấn chạy tới xem, thấy được sinh cơ bừng bừng hạt giống, sau đó lúc này mới nhớ tới chính mình mấy ngày nay chỉ lo vội tiểu sư huynh sự tình. Khai khẩn đất hoang kế hoạch đều bị nàng cấp đặt ở một bên, hơn phân nửa đêm, ngu khuyết lập tức sách theo cái quốc, chạy tới dòng suối nhỏ bên, dòng suối nhỏ bên thổ nhưỡng nhất vì nhiêu, cũng hảo tưới, cho nên, nơi này mọc đầy đủ loại kiểu dáng hoa dại, tranh kỳ khoe sắc, nhưng dưỡng hoa lại không thể ăn, vì thế ngu khuyết không chút nào thương hương tiết ngọc, giơ tay liền đào hoa, dựa theo chính mình thiết tưởng, nàng hẳn là khai khẩn ra non nửa mẫu đất, sau đó từ đây thực hiện rau dưa tự do mới vừa đào mấy cái quốc lúc sau, nàng nháy mắt lại cảm thấy dưới chân núi bán rau dưa kia thật là lại sạch sẽ lại ăn ngon, tội gì nàng đào hố chính mình loại. Nàng nhìn kia từng mảnh đất trống, dương mắt nhìn, cho nên nàng vì cái gì muốn trồng trọt. Nàng rốt cuộc chỉ là một cái nhu nhược âm tu, chính là này từng mảnh đất trống. Không loại điểm nhi cái gì tay ngứa, ngu khuyết ông cái quốc, trầm tư, cho nên có biện pháp gì không, có thể làm nàng vừa không dùng ra lực cũng có thể cảm nhận được trồng rau mau lạc. Ngu khuyết nghĩ nghĩ, đột nhiên trước mắt sáng ngời, hơn phân nửa đêm, nàng dẫn theo cái quốc liền hướng tiểu sư huynh hòe tự phong chạy. Mà lúc này, Yến Hành Chu mới vừa dẫn theo kiếm trở về, trên thân kiếm lại mới vừa chà lau quá dấu vết, bạch y một cái góc áo lây dính thượng màu đỏ đen máu. Hắn nhìn kia phiến vết máu, không dấu vết mà nhíu nhíu mày, trở tay tước hạ kia phiến góc áo, nhưng đến tận đây hắn hãy còn cảm thấy dơ bẩn, giơ tay làm ra một xô nước bắt đầu tắm gội, tinh tráng thân thể tẩm vào nước trung, hắn lúc này mới buông lỏng ra mày. Ma mà môn đã mở ra, những cái đó ma tu đã kiềm chế không được, cư nhiên có người tìm được rồi nơi này. Như vậy hắn đời này, lại nên như thế nào làm? Là nên giống đời trước giống nhau ở bọn họ trong mắt, mất tích, vẫn là, yến hành chu sắc mặt tiệm lãnh, mặt vô biểu tình. Sau đó hắn nghe được ngoài cửa đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng gõ cửa thanh, tiểu cô nương thanh âm áp thấp thấp, tiểu sư huynh, ngươi ngủ rồi sao? Yến hành chu, hắn hít sâu một hơi, rộng mở đứng dậy, tùy tay đem một thân bộ đồ mới mặc ở trên người. Lúc này, hắn đã hoàn toàn nhớ không nổi chính mình vừa mới suy nghĩ cái gì, lòng tràn đầy chỉ có một ý niệm. Lại tới nữa, hắn lạnh mặt mở cửa, ngay sau đó, hắn hơi kém lại đương trường đem cửa đóng lại, hắn hít sâu một hơi, không giấu vết mà lui về phía sau một bước, bình tĩnh nói, ngu khuyết, ngươi có lẽ có thể giải thích giải thích ngươi hiện tại đây là đang làm gì, giờ phút này ngu khuyết, một thân tiểu bùng điểm, trên vai khiên một phen cái quốc, cùng mới vừa tắm rửa sạch sẽ tiểu sư huynh hình thành tiên minh đối lập, nhưng ngu khuyết chút nào không chú ý tới chính mình hiện tại là cái cái gì hình tượng, nàng chỉ nhìn Yến Hành Chu, nghiêm túc lại thâm trầm nói, tiểu sư huynh, ngươi tưởng chứng minh chính ngươi thực được không, Yến Hành Chu, hắn bình tĩnh hỏi, ngươi tưởng ta như thế nào chứng minh chính mình thực hành, ngu khuyết nhất chân tiến lên liền bắt được hắn sạch sẽ tay, hiện tại, cơ hội tới. Yến hành chu cố nén cũng không lui lại hắn nhìn nàng lôi kéo hắn tay, có chút thất thần không chú ý nàng nói cái gì, mở miệng đang muốn nói chuyện. Trước mặt người đột nhiên thình lình đem một phen cái quốc nhét vào trong tay của hắn. Một phen cái quốc, ngu khuyết thâm tình, hiện tại, chính là chứng minh chính mình thời điểm, nó, chính là chứng minh ngươi công cụ, Yến Hành Chu. 15 phút sau, hai người đi tới ngu khuyết kia tòa sơn phong dòng suối nhỏ bên, thất niệm tông ngọn núi ấn tháng biệt xưng đặt tên, từ một tháng đến 10 tháng, sư tôn chủ phong là một tháng đầu dương, yến hành chu ngọn núi là tháng tư hòe tự ngu khuyết ngọn núi là tháng sáu tháng cuối hạ tháng cuối hạ phong cỡ nào tình thơ ý họa mà đỉnh núi này cũng giống tên của nó giống nhau một năm bốn mùa hoa khai bất bại sinh cơ bừng bừng mà lúc này ngu khuyết liền như vậy đứng ở một cái dòng suối nhỏ bên đối với mãn sơn hạ hoa chỉ trích phương tù nói tiểu sư huynh chứng minh ngươi thời điểm tới rồi chỉ cần ngươi có thể ở chỗ này đào ra một mẫu đất ta liền thừa nhận ngươi là cái thật anh hùng thật hán tử, Yến Hành Chu cúi đầu nhìn chính mình trong tay cái quốc, ở chỗ này. Đào ra một mẫu đất, hắn bình tĩnh hỏi, ta có thể hay không hỏi một câu, ngươi đào đất chuẩn bị làm cái gì, ngu khuyết chém đinh chặt sắt nói, trồng rau, Yến Hành Chu, đào một năm bốn mùa hoa khai bất bại cảnh đẹp. Trồng rau, thực hảo, này thực ngu khuyết, ngu khuyết còn tại mê hoặc nói, tiểu sư huynh, ngươi tưởng chứng minh chính mình sao? Ta nói cho ngươi, thực mau, cầm cái này cái quốc, chỉ cần cả đêm. Mặt vô biểu tình Yến Hành Chu đột nhiên cười, không cần, không đợi ngu khuyết phản ứng lại đây, hắn trực tiếp rút ra chính mình kiếm, giơ tay vung lên, ở ngu khuyết trận mắt há hốc mồm trong tầm mắt, kiếm phong nơi đi đến, khai vừa lúc hạ hoa nháy mắt hóa thành bột phấn, bùn đất phiên khởi lại rơi xuống, biến thành mềm xốp thổ nhưỡng, không nhiều không ít, vừa vặn một mẫu đất, ngu khuyết, tiểu sư huynh đem cái quốc ném vào nàng trong tay, bình tĩnh hỏi, ta có thể chứng minh chính mình sao? Ngu khuyết trầm mặt một lát, đột nhiên bắt lấy hắn tay nói, tiểu sư huynh, người nếu có thể đem cả tòa tháng cuối hạ phong đều cấp khai khẩn, càng có thể chứng minh chính ngươi, yến hành chu, đều khai khẩn làm gì? Đều trồng rau sao? Từ đây tháng cuối hạ phong sửa tên đồ ăn phong, yến hành chu lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng cuối cùng, hắn như cũ lại giúp ngu khuyết khai khẩn hai mẫu đất, từ đó về sau, ngu khuyết hoàn toàn đã quên nàng bàn tay vàng cùng kia không hoàn thành nhiệm vụ một lòng đem yến hành chu đương công cụ người sử dụng nên gây giống ngu khuyết kiên nhẫn dục mấy cây quay đầu liền tìm yến hành chu nói tiểu sư huynh ngươi tưởng chứng minh chính mình thực được không chỉ cần ngươi đem này đó hạt giống thành công bồi mầm nên chính thức loại ngu khuyết kiên nhẫn loại hai luống quay đầu tìm tiểu sư huynh tiểu sư huynh ngươi tưởng chứng minh chính mình thực được không chỉ cần ngươi đem kia hai mẫu đất đều loại thượng ngu khuyết vườn rau ở yến hành chu vất vả lôi kéo hạ thành hình Ngu khuyết nhìn hai mẫu đất vườn rau, trong lúc nhất thời hết sức thỏa mãn. Nàng liền biết, không có một người nam nhân có thể cự tuyệt, ngươi thực hành, khen. Đồ ăn loại hảo lúc sau, ngu khuyết cũng đem chính mình mua trở về nông thư cấp phiên xong rồi. Tu chân giới nông thư cùng ngu khuyết đời trước xem qua quả nhiên không giống nhau. Tu chân giới các loại thu hoạch đều có thể mấy ngày liền thành thục, ngu khuyết vốn tưởng rằng là tu chân giới hạt giống đặc thù, ai biết nhìn nông thư lúc sau mới phát hiện tu chân giới có một loại trận pháp kêu tụ linh trận, giống ngu khuyết loại này quy mô đất trồng rau, một cái loại nhỏ tụ linh trận đi xuống, trong vòng ba ngày là có thể thành thục, nhưng tụ linh trận trên cơ bản đều là loại linh dược, một cái loại nhỏ tụ linh trận không sai biệt lắm muốn hao phí mười mấy linh thạch. Mười mấy linh thạch mua trở về đồ ăn đều có thể đủ nạn ăn ba năm, vì thế ngu khuyết nghĩ nghĩ, quyết định phát huy lão tổ tông trí tuệ, thường phi. Tu chân giới đương nhiên không có phân hóa học, cho nên ngu khuyết quyết định thượng nhân phi, ở hệ thống khiếp sợ trong tầm mắt, ngu khuyết tìm khắp thất niệm tông. Sau đó trừ bỏ nàng ngọn núi, không có phát hiện một cái vê đúc c hệ thống khiếp sợ nói, ngươi tìm vê đúc c làm cái gì, ngu khuyết theo lý thường hẳn là nói, thượng phì a, à, hệ thống mau điên rồi, tụ linh trận nó không hương sao, ngu khuyết lạnh khóc nói, có cái kia linh thạch ta không bằng uy uy con thỏ, hệ thống, nó đồng dạng lạnh khóc nói, ngươi đừng nằm mơ, tích cốc tu sĩ là không dùng tới vê đúc c xét đánh giữa trời quan, hệ thống nghi hoặc, nhưng là ngươi không phải không tích cốc, ngu khuyết dậm chân, tiểu tiên nữ là không dùng tới vê đúc hệ thống, ngươi vui vẻ liền hảo. Một người nhất thống bắt đầu minh tư khổ tưởng thất niệm tông còn có hay không yêu cầu thượng vê đúc đồ vật, ngu khuyết như suy tư gì, nếu là ta đi tìm tiểu sư huynh, hệ thống, vậy ngươi đời này khả năng liền đến đầu, như thế nào tìm? Ta yêu cầu người phì, ngươi có thể hay không, cam, ngu khuyết game over. Ở nàng minh tư khổ tưởng trung, nàng liền thấy từ trở lại thất niệm tông lúc sau đã bị nàng nuôi thả nuốt vàng thú nhảy nhót trải qua nàng trước mặt hệ thống đột nhiên nói nó muốn thượng vê đúc c ngu khuyết bỗng nhiên đứng lên sau đó một người nhất thống lén lút đi theo con thỏ phía sau tìm được rồi con thỏ dùng để thượng vê đúc c địa phương nó thượng vê đúc c địa phương cư nhiên là cố định nơi đó mặt trữ hàng cũng đủ nàng dùng ngu khuyết lẩm bẩm tự nói ta tìm được rồi hệ thống dị thường hưng phấn ký chủ nuốt vàng thú ăn chính là linh thạch, nó ba ba chính là cũng có linh lực a. À. Hiệu quả hoàn toàn không cần tụ linh trận kém, ngu khuyết cũng thực hưng phấn, dù sao nuốt vàng thú từ tỉnh lại lúc sau chẳng sợ không đánh nhau cũng đến dựa linh thạch dưỡng, này sống kêu phế vật lợi dụng. Ngay sau đó nàng vẽ mặt nghiêm túc tuyên bố nói, từ nay về sau, ta phải hướng toàn thế giới tuyên bố. Người ba ba đều bị ta nhận thầu, thỏ thỏ vẽ mặt mộng bức mà nhìn nàng, ngu khuyết sách theo kia con thỏ liền chuẩn bị đi. Đi rồi hai bước, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, hệ thống, ngươi nói ta nếu là lấy so lấy tụ linh trận thấp giá cả trường kỳ bán ba ba. Hệ thống trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ngươi vui vẻ liền hảo, ngu khuyết tức khắc nhiệt tình nhìn về phía thỏ thỏ. a, à, lại một cái kiếm tiền phương pháp, nhưng nàng đến thí nghiệm một chút. Mười lăm phút sau, ngu khuyết tìm được rồi Yến Hành Chu. Yến Hành Chu mạc danh cảm thấy, hôm nay ngu khuyết phản phất có cái gì không giống nhau. Trên người nàng hương vị ở yến hành chu cổ quái trong tầm mắt ngu khuyết tiếp tục lừa dối tiểu sư huynh ngươi nếu là tưởng tiểu sư huynh trực tiếp đánh gãy nàng ngươi trực tiếp dẫn đường ngu khuyết lộ ra thư thái cười sau đó nàng đem hắn đưa tới một đống ba ba trước yến hành chu ngu khuyết hào khí nói tiểu sư huynh đừng sợ thỉnh thượng đi yến hành chu hắn đời trước không chuyện ác nào không làm hiện tại hắn báo ứng rốt cuộc tới Yến Hành chu đời trước vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn cuối cùng sẽ lưu lạc cho tới hôm nay này phó đồng ruộng. Hắn từng làm cho cả tu chân giới nhân thần cộng phẫn, khi đó, hắn cho rằng chính mình cuối cùng kết cục bất quá là một cái chết thôi. Mà nay xem ra, quả nhiên vẫn là hắn tưởng đơn giản, chết tính cái gì a, à? một nhắm mắt một mở mắt sự. Hắn nên đi chết, mà không phải giống như bây giờ, ngốc tự giống nhau đứng ở bờ ruộng thượng, cùng một đống phân hai mặt nhìn nhau hắn từng cho rằng bọn họ sư môn trọng sinh bất quá là thiên đạo cho bọn hắn khai một cái vui đùa, nhưng đến lúc này hắn mới bừng tỉnh minh bạch, này nguyên lai là thiên đạo cho hắn báo ứng, phía sau nữ hai cái miệng nhỏ còn ở bá bá bá, tình cảm mãnh liệt diễn thuyết, ý đồ làm hắn đào phân, chấp mũi một cổ quỷ dị hương vị sâu kín truyền đến. Làm đời trước đao kiếm thêm thân đều chưa từng thoái nhượng yến hành chu hận không thể đương trường chạy ra mười dặm ở ngoài, ngu khuyết lại còn từ phía sau đè lại bờ vai của hắn, tình cảm mãnh liệt nói đi thôi tiểu sư huynh chứng minh ngươi hành thời điểm tới rồi giờ khắc này một cây tên là lý trí huyền băng một tiếng chặt đứt yến hành chu nghe được chính mình thanh âm bình tĩnh nói ta không được tiểu sư muội tình cảm mãnh liệt diễn thuyết tức khắc một mắt kẹt nàng không thể tin tưởng mà nhìn hắn yến hành chu bình tĩnh mà nhìn trở về tiểu sư muội lập tức nhón mũi chân đè lại bờ vai của hắn ngữ khí trịnh trọng nói không tiểu sư huynh ngươi phải tin tưởng chính mình ngươi hành cho nên yến hành chu mỉm cười đem ngu khuyết tay từ chính mình trên vai cầm xuống dưới mềm nhẹ nói tiểu sư muội nói đúng ta quả nhiên vẫn là không được nói xong hắn xoay người liền tưởng rời đi cái này làm hắn một khắc đều đãi không đi xuống địa phương ngu khuyết kinh hãi lập tức tiến lên bắt lấy hắn vạt áo đáng thương hề hề nói tiểu sư huynh yến hành chu một đốn hắn không cần quay đầu đều biết ngu khuyết hiện tại là cái dạng gì biểu tình nhất định là đáng thương vô cùng bộ dáng, phản phất bị thiên đại quỷ khuất giống nhau. Hắn đồng dạng cũng biết, chỉ cần hắn đáp ứng rồi nàng, nàng ngay sau đó trong ánh mắt liền sẽ toát ra giảo hoạt giống hồ ly giống nhau quan. Yến Hành Chu không biết trong khoảng thời gian này đầu óc có phải hay không trừ trừ, ở nàng cái kia ấu trĩ cực kỳ phép khích tướng hạ, hắn một lần lại một lần thượng câu. Hắn trong lúc nhất thời cư nhiên phân không rõ chính mình rốt cuộc là thật sự bị hắn phép khích tướng cấp kích tới rồi vẫn là muốn nhìn một chút nàng trong ánh mắt kia giảo hoặc lại linh động quan yến hành chu trong lúc nhất thời có chút tâm phiền ý loạn hắn hít sâu một hơi hút đến một nửa hắn dừng lại hắn quên mất đây là cái địa phương nào mà hắn hút đến nồng đậm xú vị yến hành chu trong lúc nhất thời sắc mặt càng xuống không chút suy nghĩ hắn trực tiếp từ chính mình nhẫn trữ vật trung lấy ra một cái đồ vật đương trường nhét vào ngu khuyết trong lòng ngực ngữ tóc bay nhanh nói cho ngươi đào phân nói xong hắn sắc mặt xanh mét xoay người liền đi, cơ hồ như là thoát đi giống nhau bộ dáng. Ngu khuyết đầy mặt mộng bức bị một cái một người rất cao đồ vật tắt một hoài. Nàng lão đảo lui về phía sau hai bước, một cái không ôm ổn, đồ vật ầm một tiếng rơi xuống đất. Ngu khuyết nhìn chăm chú đi xem, đây là một cái. Hình người rối gỗ, là con rối, vẫn luôn không hé răng hệ thống đột nhiên mở miệng. Ngu khuyết bừng tỉnh đại ngộ. Nàng là biết tu chân giới có con rối sư cái này chức nghiệp, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sóng con rối này nên dùng như thế nào giống quét rác người máy như vậy sao ngu khuyết nghĩ như vậy thử tính tiến lên hai bước gõ gõ con rối ngực một khối sáng lấp lánh đá quý lễ phép nói ngươi hảo con rối công tử ngươi có thể hay không lên một chút giúp ta bón phân lúc này còn chưa đi xa như cũ giữ lại cùng con rối chi gian cảm ứng yến hành chu bước chân một đốn suýt nữa bật cười này tiểu thiểu năng trí tuệ hắn nghĩ nghĩ tự mình cấp con rối ra lệnh. Vì thế, ngu khuyết liền nhìn đến nàng vừa dứt lời, con rối trước ngực đá quý minh diệt hai hạ, kia toàn bộ con rối chậm rãi đứng lên. Ngu khuyết há to miệng lui về phía sau hai bước, con rối ở trước mặt hắn đứng dậy, hướng nàng cuối cuối người, lễ phép tiếp nhận nàng trong tay cái xẻng. Sau đó, không nói một lời đi đào phân, ngu khuyết ngữ khí ngạc nhiên, hảo trí năng, tiếp theo nàng vui vẻ nói, thật tốt quá. Ta rốt cuộc có có thể đào phân đồ vật hệ thống không tin tà trên dưới rà quét con rối mấy lần, trầm mặt. Nó không dám nói cho nhà mình ký chủ, này chỉ ở trong mắt nàng thập phần trí năng dùng để đào phân con rối. Trong nguyên tắc từng đi theo nàng tiểu sư huynh hủy diệt một cả tòa ma thành, yến hành chu, trời sinh ma chủng. Nơi này trời sinh ma chủng không phải ở hình dung hắn có bao nhiêu hư, mà là mặt chữ ý nghĩa thượng, trời sinh ma chủng. Yến Hành Chu sinh ra ở liên thông ma giới cùng nhân gian ma môn đóng cửa thời đại, khi đó nhân gian vô ma, cũng không có một tia ma khí, Yến Hành Chu là ngưng tụ nhân gian sở hữu ác nghiệp cộng chướng mà ra đời ma phôi, trời sinh ma chủng. Sau trưởng thành, Yến Hành Chu từng tự mình đem chính mình trong thân thể sở hữu ma khí rút ra, quán chú tới rồi một cái con rối trong cơ thể. Từ kia lúc sau, cái kia con rối cơ hồ thành hắn quán chú ma khí vật chứa, là hắn nửa người. Mà nay, hệ thống trơ mắt nhìn kia năng thủ xé nguyên anh kỳ, động một chút diệt một thành con rối ngoan ngoãn cầm lấy cái sẻn sàng phân nó ký chủ còn ở một bên cảm thán, này con rối thật tốt dùng, hệ thống, nó càng ngày càng xem không hiểu, ngu khuyết ở con rối công tử vất vả cần cù lao động dưới, cơ hồ là nhìn nó thi hảo phi, vì thế này suốt một mẫu đất trâu dưa, liền như vậy ở ngu khuyết liên thủ cũng chưa dính dưới tình huống thành hình. Mà ngu khuyết lựa chọn phân bón quả nhiên là uy lực thật lớn, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được, phân bón mới vừa đi xuống, còn không đến nửa canh giờ, kia màu xanh lục tiểu mầm liền sinh cơ bừng bừng hơn nửa trường cao. Vẫn luôn ở một bên quan sát ngu khuyết lập tức đảo hút một ngụm khí lạnh. Này phân bón, quả thực không thể so tụ linh trận kém A. Vì thế mấy ngày nay xuống dưới, ngu khuyết cơ hồ ở tại điện đầu, quan sát đến rau dưa biến hóa. Nàng quan sát đến ngày thứ tư, trơ mắt nhìn rau dưa lấy cơ hồ không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng thành thục. A à này, ngu khuyết hiện tại là thật sự ở nghiêm túc suy xét bán phân khả năng tính nàng lấy so tụ linh trận thấp một phần ba giá cả bán cùng tụ linh trận cơ hồ không sai biệt lắm hiệu quả đồ vật, nàng cũng không tin không ai tâm động. Ngu khuyết nhìn về phía một bên vô tri vô giác gặm linh thạch ngốc con thỏ, tầm mắt tức khắc từ ái lên, giỏi quá, ngươi lập tức là có thể dựa vào chính mình vốn là kiếm linh thạch ăn. Ngu khuyết một tay sách lên con thỏ, một tay sách lên con rối, hưng phấn hướng tiểu sư huynh hòe tự phong chạy. Nàng muốn đem cái này thiên đại tin tức tốt nói cho tiểu sư huynh. Mà lúc này, hoè tử phong thượng một cái lãnh đàm thượng, yến hành chu chính diện vô biểu tình mà nhìn chính mình trần trụi nửa người trên thượng kia như ẩn như hiện ma văn. Trời sinh ma phôi, chẳng sợ vẫn luôn sinh hoạt ở nhân tộc, nhưng là, trên thế giới này khả năng không có so với hắn càng thuần túy ma. Ma môn đã mở ra, nhân gian ma khí càng ngày càng nồng đậm, hắn liền càng ngày càng giống ma, hắn chung quy, chỉ có thể là ma. Yến hành chu một nửa thân thể ngâm mình ở hàng đàm, chịu đựng ma khí đối khối này tu luyện linh lực thân thể phản phệ đến lúc này hắn thậm chí khóe miệng đều mang theo cười càng là đau đớn hắn khóe môi tươi cười liền càng sâu cơ hồ có chút điên cuồng ý vị yến hành chu liền tại đây đặt ở người thường trên người cơ hồ có thể đau điên đau đớn dần dần mất đi ý thức ánh mắt bình tĩnh không tự giác nhăn lại mày tản ra kia trương tuấn mỹ trên mặt cơ hồ có một loại sơ lãnh ý vị mà lúc này ngu khuyết đang ở hòe tự phong tiểu sư huynh trong viện không thu hoạch được gì. Nàng gãi đầu, buồn bực, tiểu sư huynh đi ra ngoài sao? Lúc này, hệ thống đột nhiên thình lình mở miệng nói, nhiệm vụ chủ tuyến 4, cứu vất nhân không biết tên nguyên nhân lâm vào hôn mê tiểu sư huynh, nhiệm vụ khen thưởng, 10 tích phân, ngu khuyết nghe vậy kinh hãi biến sắc, tiểu sư huynh hôn mê. Ở đâu, hệ thống không nói hai lời, lập tức cho nàng chỉ lộ, hệ thống chỉ lộ càng đi càng thiên, ngu khuyết thậm chí cũng không biết hòe tự phong thượng còn có như vậy hẻo lánh địa phương. Rốt cuộc, xuyên qua một mảnh cây cối, ngu khuyết ở lâm sau một chỗ hàng đàm phát hiện chính mình tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh nửa người lọt vào trong nước, nửa người nằm ở bên bờ, trần trụi nửa người trên, cả người bạch đến cơ hồ sáng lên. Không biết tên màu đen hoa văn ở trên người hắn như ẩn như hiện. Ngu khuyết kinh hãi, lập tức nhào tới, tiểu sư huynh. Nàng bắt lấy hắn tay trước sờ sờ mạch đập, còn hảo, có khí. Nhưng ngu khuyết lại không có yên lòng, nàng ngược lại mạc danh có một loại, nàng hôm nay nếu là không làm chút cái gì, liền nhất định sẽ hối hận cả đời dự cảm. Nàng đem tiểu sư huynh lật qua tới, thấy được tiểu sư huynh bình tĩnh biểu tình, cùng nhấp chặt môi. Ngu khuyết mạc danh cảm thấy, tiểu sư huynh hiện tại nhất định rất đau. Ngu khuyết thanh âm bình tĩnh, hệ thống, ta giả thiết ngươi đem ta kêu lên tới là có biện pháp cứu hắn. Hệ thống lập tức minh bạch lúc này không thể chọc ký chủ, không nói hai lời, lập tức nói, triều thiên dẫn, ngươi có thể dùng triều thiên dẫn cái kia hai người công pháp ngu khuyết lông mày vừa động hữu dụng hệ thống chắc chắn hữu dụng nếu là điểm này nhi chỗ hơn người đều không có nó như thế nào xứng làm nam nữ chủ hai người công pháp chẳng qua đời trước nam nữ chủ đều là nhân tộc không có nhưng phát huy không gian nhưng là hiện tại yến hành chu cùng ký chủ một nhân tộc một cái ma tộc ký chủ nếu là mang theo yến hành chu tu luyện chỉ có thể tu luyện đến khởi nhân tộc công pháp gấp 10 lần tốc độ tu luyện dưới Yến hành chu trong cơ thể bốn phía ma khí không bị áp cái vững chắc mới có quỷ. Ngu khuyết nghe vậy không chút nghi ngờ, hai lời không tuổi, cố sức từ hồ nước bên trong đem người cấp vớt ra tới. Thanh niên cả người ướt đẫm, mảnh khảnh đến nửa người trên cơ bắp rõ ràng có thể thấy được. Ngu khuyết chạm vào hắn thời điểm, thanh niên theo bản năng mà nhíu nhíu mày, kháng cự biểu tình thập phần rõ ràng. Ngu khuyết đem hắn nằm ngửa đặt ở trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi, hệ thống, ta nên làm như thế nào? Hệ thống thanh âm trầm túc, thường một lần các ngươi hai người chi gian, là hắn ở khống chế tu luyện tiến trình, mà lần này, yêu cầu ngươi tới khống chế. Ta hỏi lại ngươi một lần, ký chủ, ngươi xác định ngươi có thể chứ, ngu khuyết không có trả lời nó, mà là cuối người hướng cái kia mày nhíu lại thanh niên, duỗi tay vuốt mở hắn mày. Nàng thấp giọng nói, tiểu sư huynh, tin tưởng ta, ta sẽ cứu ngươi, thanh niên giữa mày theo nàng động tác, chậm rãi tản ra, ngu khuyết ngồi dậy, nhàn nhạt nói, bắt đầu. Mà lúc này, chủ phong đầu dương phong thượng sư tôn chính mang theo tiêu trước cùng đại sư tỷ tiếp đại thực vi thiên trưởng môn cùng thiếu môn chủ này nhị vị sáng sớm tới cửa liền bái thiếp cũng không dâng lên thực sự đánh sư tôn một cái trở tay không kịp sư tôn cũng thực nghi hoặc đời trước hắn chưa bao giờ cùng thực vi thiên đám kia thực tu từng có giao thoa mà nay bọn họ đột nhiên tới cửa lại là vì cái gì hai bên người một bên uống trà vừa nói không mặn không nhạt nói một vòng trà uống xong tiêu trước thừa dịp một lần nữa thượng trà công phu đi đến, hơi hơi hướng sư tôn lắc lắc đầu, đồng thời truyền âm nhập mật nói, sư tôn, cũng không có tra được bọn họ vì cái gì tới cửa, trước đó, bọn họ hai người chỉ là ở phụ cận du lịch, sư tôn uống trà động tác một đốn, đột phát kỳ tưởng sao? Vẫn là, mà lúc này, không thỉnh tự đến phụ tử hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đều cảm thấy này nói chuyện phím lưu lúng ta lúng túng, thực sự không thể lại kéo xuống đi vì thế đương phụ thân khụ một tiếng, trước từ tiếng vào phụng trà thanh niên này trên người xuống tay, kéo thấy người sang bắt quạng làm họ, vì thế hắn tán thưởng nói, này đó là ngài nhị đệ tử đi, thực sự là tuấn tú lịch sự, sư tôn buông xuống chung trà, ngữ khí thường thường nói, đa tạ khen, thực vi thiên trưởng môn cười đang muốn lại nói hai câu, tầm mắt đột nhiên một đốn, chần chờ mà dừng ở tiêu trước trên người, do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc nói, ngài này nhị đệ tử, tự hồ không phải nhân tộc, thầy trò hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thất niệm tông có một cái nửa yêu đệ tử không phải cái gì bí mật, mà vị này thực vi thiên trưởng môn tự hồ là vừa mới mới phát hiện bộ dáng, xem ra trước đó, hắn là thật sự chưa từng nghe nói qua thất niệm tông, sư tôn liền cười cười, bình đạm, hắn là cái nửa yêu, sư tôn còn chưa nói xong, đối phương liền nhiệt tình hỏi, xin hỏi hắn là cái gì yêu a? À? lời này hỏi thực sự có chút đột ngột lại vô lý, nhưng này phụ tử hai người nhìn về phía hắn khi ánh mắt nhiệt tình quả thực làm người chống đỡ không được, liền lại làm người không cảm thấy đột ngột. Sư tôn dừng một chút, theo bản năng trả lời nói, hắn là, gì? Nhị đệ tử cái gì yêu tới? Hắn không tự chủ được mà nhớ tới nhị đệ tử đi theo tiểu đệ tử bên người đương cậu tử đoạn thời gian đó. Nga, khuyển yêu, nghĩ tới, vì thế sư tôn chắc chắn nói, khuyển yêu, kia phụ tử hai người tức khắc càng thêm nhiệt tình. Thiếu môn chủ nhiệt tình nói, chúng ta gần nhất đang ở nghiên cứu yêu tộc khẩu vị nhằm vào khuyển khoa yêu loại nghiên cứu một đám khuyển lương có rảnh nói có thể thỉnh tiêu trước tiên quân nếm thử tiêu trước cảm ơn nhưng ta kỳ thật là lan yêu nhưng lúc này đã không có người để ý tiêu trước nói cái gì thực vi thiên phụ tử một phen lời nói xuống dưới tự giác đã đạt thành cùng cái này tông môn thấy người sang bắt quàng làm họ thành tựu vì thế liền nói tới rồi lần này chủ yếu ý đồ đến đương phụ thân hơi có chút ngượng ngùng nói kỳ thật là cái dạng này, ta phụ tử hai người đi ngang qua quý tông dưới chân núi khi, bởi vì khuyển tử khứu giác từ nhỏ nhanh nhạy, liền ngửi được một ít kỳ lạ hương vị, thiếu môn chủ nói tiếp, là một ít kỳ quái xú vị, nhưng là này xú vị bên trong lại hỗn loạn trái cây thanh hương, ta cảm thấy này có thể là một ít ta chưa bao giờ gặp qua trái cây, thực sự tò mò, liền mạo mùi tới cửa, sư tôn cùng tiêu chức liếc nhau, nghe người này miêu tả, hai người cơ hồ đều là nghĩ tới thứ gì. Lưu luyến tiêu chức thâm chịu này hại, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Sư tôn dừng một chút, nhìn về phía kia nóng bỏng phụ tử hai người, đương phụ thân lập tức nói, nửa tháng lúc sau là thực vi thiên ngữ thực tiết, không biết quý tông có thể hay không vui lòng nhận cho a. À. đến lúc đó đại gia cho nhau giao lưu, nhấm nháp mỹ thực, sư tôn lại là một đốn, ngữ thực tiết. Thực vi thiên ngự thực tiết cơ hồ là toàn bộ tu chân giới thịnh hội, rốt cuộc có thể làm ra gia tăng người linh lực thậm chí trợ người đột phá tâm cảnh Mỹ thực người nhưng đều ở ngự thực tiết thượng. Ngự thực tiết có thể nói một phiếu khó cầu, thường một lần ngự thực tiết, thương hải tông đệ nhất đại tông cũng bất quá được mười mấy danh ngạch. Mà nay xem vị này môn chủ ý tứ, rất có bọn họ tông môn có bao nhiêu người liền cấp nhiều ít vé vào cửa thế, kia môn chủ tiếp tục. Chỉ cầu, làm chúng ta một nếm kia chưa bao giờ nghe nói qua trái cây, sư tôn trầm mặt một lát, chậm rãi cười nói, ngài nhị vị trong miệng cái kia trái cây, tên là lưu luyến hai người trước mắt tức khắc sáng ngời sư tôn tiếp tục vật ấy chính là ta tiểu đệ tử từ người khác trong tay ngẫu nhiên được đến các ngươi ở dưới chân núi ngửi được hẳn là chính là nó hương vị môn chủ nóng bỏng nói kia ngài tiểu đệ tử sư tôn nhìn về phía tiêu trước đi đem ngươi tiểu sư muội gọi tới tiêu trước đang chuẩn bị đi ra ngoài vì kia thiếu môn chủ lập tức nhảy dựng lên nóng bỏng nói ta và ngươi cùng đi thỉnh tiểu sư muội tiêu trước cũng đúng vì thế hai người cùng đi tháng cuối hạ phong nhưng tiêu chức đương nhiên không có khả năng làm một cái xa lạ nam nhân tiếng tiểu sư muội khuê phòng, vì thế chỉ đem hắn đưa tới rừng trúc ngoại, liền khách khí nói, thỉnh thiếu môn chủ tại đây chờ, ta đi kêu tiểu sư muội thiếu môn chủ, đương nhiên đương nhiên, tiêu chức đi vào rừng trúc, thiếu môn chủ mọi nơi nhìn, ánh mắt đột nhiên dừng lại, ngang qua rừng trúc cái kia dòng suối nhỏ bên, hoa dại vây quanh địa phương, đột ngột có một mẫu đất trồng rau, kia đất trồng rau bên. Thiếu môn chủ không tự chủ được mà đi qua, ở ngu khuyết sai sự con rối dọn lại đây phân đôi trước đứng yên, hắn phản phất không ngửi được xú vị giống nhau, như suy tư gì nói, cái này phân. Giờ phút này, ngu khuyết chính lâm vào chính mình không được u buồn bên trong. Tiểu sư huynh chủ đạo hai người tu luyện khi, kiên trì không đến một phút, mà đến phiên nàng chủ đạo hai người tu luyện khi, nàng cũng bất quá là kiên trì kẻ hèn 15 phút. Hệ thống an ủi hắn, nhưng người tiểu sư huynh thương thế đã vững vàng xuống dưới, ngu khuyết không nghe, trực tiếp chỉ huy con rối nói đi đem tiểu sư huynh đưa tới tháng cuối hạ phong con rối lập tức bế lên hôn mê tiểu sư huynh hệ thống kinh hãi dừng tay ngươi muốn làm gì ngu khuyết sắc mặt âm trầm trầm túc nói nhất định là ta cùng hòe tự phong không hợp ở tháng cuối hạ phong nhất định có thể hôm nay ta nhất định phải mang theo tiểu sư huynh dùng một lần tu mãn một canh giờ ngu khuyết oai miệng cười tiểu sư huynh hôm nay ngươi là trốn không thoát đâu hệ thống dưa hái xanh không ngọt à phòng tối đát mị cưỡng chế ái đát mị nàng mang theo tiểu sư huynh một đường bay trở về tháng cuối hạ phong quen cửa quen nẻo ở rừng trúc ngoại rớt xuống sau đó liếc mắt một cái liền thấy được nàng tỉ mỹ bồi dưỡng đất trồng rau bên một cái ăn mặc hoa hoè loè loẹt người xa là chính ngồi xổm nàng bảo bối phân bón trước vẻ mặt như suy tư gì duỗi tay tự hồ tưởng cầm lấy tới một khối ngu khuyết người nọ nghe được đồng tĩnh ngẩng đầu đồng dạng liếc mắt một cái thấy được chính lấy bắt cóc tư thế ông một cái nửa người trần trụi thả hôn mê bất tỉnh Mỹ Nam ngu khuyết, người nọ đồng dạng khiếp sợ, hai người đồng thời mở miệng, ngu khuyết không thể tin tưởng, người cư nhiên trọng phân, người nọ cuốn chặt quần áo, người chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hái hoa đạo tặc ngu khuyết, người nọ, hết chương 40, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.